Câu chuyện hôm nay của chúng ta mở đầu với hình ảnh đàn quạ đen được mệnh danh là loài chim gieo rắc sự xui xẻo đến mọi nơi đang bay lượn. Vào lúc ban đầu đại chiến ảnh thổ nổ ra là do Ma Tông Dư Nghiệt thả ra bốn thanh yêu đao trong truyền thuyết gây họa nhân gian, hơn trăm môn phái bị diệt hay suy sụp người chết và bị yêu đao chi phối nhiều không kể xiết. Đối mặt với đạo kiếp này, Đông Hải quần anh không phân chính tà hợp tác diệt yêu đao, và một trong các thanh yêu đao tên là U Nghi. Trên cành cây bấy giờ có rất nhiều qua đen đậu lên như báo hiểm một điều gỡ gì đó, chúng phát ra những tiếng kêu kinh dị từ trong màn sương mù xuất hiện một nhóm người cầm đao kiếm đoán chừng lát nữa ở đây sẽ nổ ra một trận chiến lớn ở phía đối diện xuất hiện một tên sáu múi sầu riêng tóc tên đó xã dài người hắn chỉ quấn mỗi mảnh vải rách dưới tay cầm một thanh katana như những kiếm sĩ nhật bản đôi mắt hắn phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ trói nhìn tướng đi thôi cũng đủ biết sức mạnh của tên này không phải dạng vừa gì trong nhóm đó có một người phụ nữ cô ấy đưa tay ra phía trước đôi mắt đượm buồn gọi diệp sư huynh vị tiên sinh đứng bên cạnh lạnh lùng nói hắn đã không còn là diệp sư huynh của muội nữa hắn giờ đây chỉ còn là một đao thi ông ấy nhấn mạnh từ đao thi như muốn khắc sâu vào tâm trí mọi người sự đáng sợ của nó không trần trừ thêm gì nữa ông liền lập tức ra hiệu lệnh lên bọn họ đồng loạt hé lớn ra cầm chất đao kiếm của mình tiến công như hai tia chớp hai người dẫn đầu phóng tới với tốc độ kinh hoàng nhanh như cắt tạo ra một làn sóng tấn công đầu tiên vô cùng mãnh liệt chưa kịp phóng kiếm đến chỗ tên đao thi hai đường katana đã vèo vèo cắt tới tạo thành dấu ít chớp nhoáng nhưng tốc độ của tên đao thi thì thôi rồi nhanh như chó săn thấy mồi gấp vạn lần so với tốc độ của hai đứa kia, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai người đi đầu đã bị cái tên tóc dài cầm katana chém bay thẳng xuyên qua như xiên thịt nướng, thanh kiếm của hắn chưa gì đã nhuộm đỏ màu máu, ngay lúc ấy mọi người đã nhận ra điều một điều kinh khủng, đó chính là yêu đao trong, truyền thuyết, u nghi, đao thi mở to mắt, nghiến răng ken két, liếc nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo và chết chóc, thấy cảnh tượng trước mắt mình, đám người ở đó có chút chừng trừ, ai cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng nổi hết da gà da dịch đường thập thất đứng ở đó mồ hôi liên tục chảy nghiến chặt răng nói sức mạnh này thật kinh khủng chợt có một bàn tay đặt lên vai anh anh quay đầu lại nhìn là tiên sinh đang đặt tay lên vai mình vị tiên sinh đấy chấn an anh bình tĩnh nào đường thập thất anh lập tức trả lời rõ ông tiếp tục với giọng điệu quyết đoán chúng ta sẽ tập trung vào việc khắc chế đao thi u nghi trước ngươi hãy nhanh chóng đi chuẩn bị sau đó ông quay người lại đôi mắt rực lửa và hét lớn có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta giọng nói đầy quyết đoán của ông vang vọng trong không khí thúc giục mọi người không để lỡ mất thời cơ, nhớ lấy, từng người một trong đám bọn họ liền xông lên, tiếc thay cứ người nào lên thì lại bị u nghi của đao thi sáu mũi chém cho không chừa phát nào, ông tiếp tục hét lớn, chúng ta từ sớm đã bỏ sinh lộ, tiên sinh kia ở bên ngoài không ngừng nói, cùng lên, vì những linh hồn chết thảm dưới u nghi đao, trong lòng của mọi người lúc này hừng hực ý chí quyết tâm, khi này ba người tiếp theo lao vào cuộc chiến, tên đao thi nâng thanh u nghi lên cao, đưa nó ra sau để lấy đà, chuẩn bị cho một cú chém đầy sức mạnh, không khí trở nên ngột ngạt khi nó chuẩn bị xuất chiều tưởng đâu lên ba người sẽ áp đảo được hắn tiếc thay lần này hắn chỉ cần một đao là đã đánh bay ba người đứt lìa cả tay một tên áo tím hoàn toàn không nhận thức được sức lực của mình liều lĩnh lao lên trong khi nghiến răng nghiến lợi mắng to khốn khiếp sự quyết tâm và cứng đầu của hắn nổi bật rõ ràng hắn dùng thanh kiếm gỗ của mình đánh đến chỗ đao thi tiếc thay có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ tốc độ của hắn thua xa tên đao thi thành ra hắn dễ dàng né sang một bên xong tặng lại cho hắn một đấm bay luôn hắn sóc tận ốc với tốc độ và sức mạnh của tên đao thi từ miệng hắn phun ra một đống máu nghĩ thầm đây là phát sau đến trước của vô tướng đao cảnh sau đó hắn liếc lên nhìn về hướng người đồng đội của mình giao cho cô đấy thủ mị khi hắn đã gục xuống không còn khả năng chiến đấu cô gái duy nhất trong đám người bọn họ liền lao lên từ phía sau lưng tên đao thi đôi mắt tên đao thi đỏ lồm hắn như cảm nhận được nguy hiểm phía sau xong liền quay lại với tốc độ bàn thờ hắn liền dùng thanh u nghi của mình chém đến cánh tay trắng nõn nà của cô gái rồi lại đâm xuyên tim của cô máu từ đó bay ra khắp nơi tiểu cô nương xinh đẹp mắt mở to như sắp rơi những giọt lệ cô nghĩ thầm thật ra huynh đã chết bất ngờ có một thanh u nghi lao tới chỗ cô cô hoảng hốt lấy tay mình chặn thanh u nghi đó lại khiến tay chảy máu ướt hết cả lòng bàn tay nhưng vẫn bị nó đâm xuyên qua vai cô đau đớn thốt lên diệp sư huynh những giọt nước mắt của cô còn đọng lại giờ đã rơi lệ bỏ qua sự đau đơn hồi này cô đã tung chiêu đến đối thủ cô gái này tên là triều ti thủ là một tay tơ quấn cô dùng cánh tay lực điền của mình đâm thẳng vào lòng gực tên sáu múi sầu riêng từng giọt máu từ khóe miệng cô trào ra mồ hôi và nước mắt chảy dài trên gương mặt cô cô hét lớn cùng vãng xanh nào tiếng nói như đứt đoạn nhưng không che giấu được sự quyết liệt và kiên cường trong ánh mắt tên đao thủ kia không ngần ngại đáp trả hắn dùng sức đâm mạnh con dao xuyên thấu vào vai cô cơn đau như muốn xé toạc từng thớ thịt khiến cô hét lên thảm thiết nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng bình tĩnh phản công lại hắn cả hai người ánh mắt sắc khí nhìn nhau ngay lập tức vị tiên sinh bất ngờ xuất hiện sau tên sáu múi mắt đỏ kia hắn vẫn không nhận ra có người phía sau đánh lén mình triều ti thủ nói lớn nhân lúc này vị tiên sinh ấy cau mày tung chiêu của mình ông nói hạo kiếp của yêu đao u nghi ông dậm mạnh chân xuống đất khiến những cọng cỏ tội nghiệp bị bẻ đôi thành từng mảnh nhỏ đúng là không biết bảo vệ môi trường gì cả cây cỏ cũng không tha rồi ông ta nghiêm mặt nói hôm nay kết thúc không chần trừ gì thêm ông tung một trưởng về tên sáu mũi khiến hắn không phòng bị mà ăn trọn đòn nó sau đó một luồn sáng bật lên xuyên qua người của tên đao thi kia khiến hắn vô cùng đau đớn nên đã phun ra rất nhiều máu cô từ từ ngã xuống sức lực cũng ngày càng cạn kiệt đồng thời váy của cô cũng bị xé toạc ra đao thi sáu múi kia cũng chẳng khác gì cô ánh mắt hắn chứa đầy sự căm hận chợt hắn quay người lại giật lấy thanh kiếm về tay tay hắn đầy những vết gân cầm thanh u nghi chuẩn bị chiến đấu tới cùng hắn liền tung liên hoàng nhát dao về phía vị tiên sinh kia khiến ông không kịp trở tay nhưng may mắn thay ông ấy đã né được những nhát dao sát bén ấy ông dùng tay ấn mạnh đầu của tên đao thi kia xuống rồi liếc nhìn về phía khác dường như đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó sau đó ông liền xoay người lại lấy thanh u nghi từ phía tên sáu muối kia chỉ trong vài nốt nhạc tên sáu muối đã gục ngã dưới chân ông tiên sinh dùng tay không chặn thanh u nghi máu chảy không ngừng ông nhìn xuống thì tên sáu muối đao thi kia đã bất tỉnh ông nói có kẻ dám vọng tưởng giá ngự nó thật là tức cười yêu đao u nghi đã nhắm vào ta bàn tay ông cầm thanh u nghi không ngừng run rẩy gân tay cũng hiện lên rất nhiều vẻ mặt ông buồn bã nói muốn biến ta thành đao thi tiếp theo sau đó gương mặt ông dày giận dữ quay qua nói lớn đường thập thất ra tay nhân lúc ta còn tỉnh táo nghe vậy anh liền đáp vâng đồng thời anh cầm một cây gỗ như muốn bẻ cãi nó anh cố gắng dùng hết sức bình sinh gạt cây gỗ đó bất ngờ một cái khung gỗ rớt xuống chỗ đường thập thất và vị tiên sinh kia khiến đất và những cây cỏ bắn tung te ra khắp mọi nơi hai người ở bên trong im lặng không nói gì sau đó ông ta cúi gầm mặt xuống nói xin lỗi đã lên lú ngươi phải cùng vào nhưng tuy không biết võ công cũng chưa tiếp xúc u nghi nhưng ta không dám chắc đã nắm rõ các điều kiện chuyển di của u nghi để phòng nó gá vào ngươi ra khỏi nơi này sẽ lại gây họa ông nắm chặt thanh u nghi nói tiếp vì thế diệt người cũng là diệt đao nếu thành công thì nơi này mã mãi bị phong kín yêu đao có ra thì cũng không tìm được người gá vào lúc này đường thập thất chấp tay lại cúi xuống nói với ông rằng thập thất chỉ là một thợ mộc được cùng chết anh hùng với tiên sinh đời này không hối khắp người ông tỏa ra một luồng khí âm u ông cúi gầm mặt xuống cười nói ai nói thợ mộc không làm được anh hùng ra tay đi đường thập thất ta đã cảm giác được u nghi đường thập thất nhìn ông trả lời đồng thời gạc cần gạc vâng tiên sinh yên tâm nơi này sẽ mãi mãi bị phong kín anh bắt đầu gạc cần gạc đến cuối khi nghe tiếng bục bỗng nhiên những thanh tre sắc nhọn lao tới như một ngọn gió những thanh tre phóng vào trong cái khung nơi chứa vị tiên sinh và đường thập thất làm cho chiếc khung ấy nhuộm đỏ bới máu của hai người những thanh tre ấy đâm xuyên qua cơ thể của hai người bất ngờ lúc này xuất hiện những hòn đá lăn xuống chỗ chiếc khung ấy những hòn đá đè lên nhau lấp phủ bên ngoài chiếc khung giờ đây không ai có thể vào được khi vẫn còn một chút ý thức, ông ấy đã nở một nụ cười mãn nguyện, trên bầu trời lúc này xuất hiện rất nhiều con quạ đen như báo hiệu điều gì đó, giới thiệu sơ về nơi ở của Bùi Liệt, Chu Thành Sơn, Đông Hải, Bạch Nhật Lưu Ảnh Thành. 30 năm trước, hung khí yêu đạo trong truyền thuyết tàn sát Đông Hải, anh hùng Đông Hải dốc sức hợp tác, hy sinh vô số mới ngăn cản được yêu khí thời gian trôi qua, các anh hùng đích thân tham gia thảo phạt yêu đạo năm đó vẫn còn trên nhân thế lác đáp mấy người còn lại đều đã phân tán khi mọi người đã dần dần lãng quên nỗi sợ và đau khổ mà yêu đao mang tới trong dòng chảy lịch sử mấy vụ hung án quỷ dị lại khiến lời đồn về yêu đao tái sinh bao trùm đông hải chu thành sơn một trong va nơi đốc lớn của đông hải đạo bạch nhật lưu ảnh thành vườn trường sinh ở núi phía sau từ trong một căn lều nhỏ vang ra tiếng gọi của bùi liệt thất thúc lúc này cậu đặt một gói thuốc với một củ nhân sâm được bọc lại bởi cái vải màu đỏ cẩn trọng đặt xuống bàn xong cậu vui vẻ mà lên tiếng đây là kỳ sơn trà thượng hạng mà nhị tổng quan thưởng mấy ngày trước để thúc uống thường ngày. Hôm qua đã phát tiền lương, ta nhờ trường đầu của nhà kho mua nửa quả sâm, nấu canh cho mộc kê thúc thúc uống. Nghe thấy thế thất thúc chỉ thản nhiên đáp lại, hư có thời gian thì giúp một tay là được. Sức khỏe mộc kê thúc của người cho dù ăn cái này cũng không khỏi được, lần sau mang hết về cho cha người. Còn về phía của bùi liệt thì anh vừa nghe lão nói vừa chăm chăm nhìn vào những thanh kiếm vắt ở rồi đó. Vẫn là về đây thầy yên tâm, nơi ra đã sống 12 năm, lúc này thất thúc quan tâm đến tỷ tỷ của cậu. Sau đó ông lão liền hỏi, với lại ngươi không tích hồi môn chi tỷ tỷ nhà ngươi sao, cô bé đã bao nhiêu tuổi rồi, 21 hay là 22. Cậu nghe vậy liền nở một nụ cười tự tin rồi đáp, 25 rồi, nếu còn không gả e là khó đấy. Hiện giờ ta ở chấp kính ti, tiền lương nhiều hơn trước một chút, thất thúc không cần lo cho ta. Sau đó cậu nhìn theo bóng lưng của cao lớn nhưng có phần hơi già của thất thúc thì trong đầu liền hiện lên những suy nghĩ. Thất thúc, thúc và một kê thúc, cũng là người thân của ta. Ta tên Bùi Liệt, nhi tử của lão binh trung hương quân, quay trở lại quá khứ có phần hơi gian khổ của cậu thì bây giờ cậu bị ba đứa nhóc vây quanh rồi cho hỏi, tiểu tử bùi ra, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn vào lưu ảnh thành, ta thấy ngươi không làm được đau đâu, giống như cha giả vô dụng của ngươi, làm móng ngựa đi, đứng lên nữa, ta vẫn đánh ngươi, bùi liệt sau khi ăn đòn đủ thì cậu chỉ gãi gãi đầu rồi thốt lên những lời dứt khoát, làm móng ngựa cũng rất tốt mà, muốn làm ra móng ngựa hoàn hảo cũng không dễ đâu, mặc dù trên mặt đầy những vết thương nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười thật tươi rồi bảo, nếu ra có thể tới lưu ảnh thành rèn đao, các ngươi sẽ thừa nhận ta thắng chứ, hồi năm tuổi phụ thân đã bán lửa, đưa ta vào lưu ảnh thành, bùi liệt vẫn có được người tỷ tỷ quan tâm, tỷ ấy xoa đầu cho cậu khiến cho cậu hạ quyết tâm trong đầu, tỷ tỷ, ta sẽ kiếm đủ hồi môn cho tỷ. Lúc này là cha của bùi liệt phải quỳ xuống van xin chủ cửa tiệm thợ rèn, nhưng người đó trong mặt rất đáng ghét, hắn cầm miếng sắt trên tay chất vấn hỏi, ngươi nói miếng sắt này do đứa bé này đúc, cha của cậu đáp liền, vâng mặt của hắn dường như rất rẻ biểu miếng sắt đó liền kiếm lý do để đuổi cha con của cậu đi đứa nhỏ này gầy quá không có sư phụ nhận nó đưa về đi mặt anh thì cúi đầu sát đất, nhưng đâu đó trong đôi mắt vẫn vương vấn nỗi buồn khi đi hết chỗ này chỗ khác đều bị từ chối. Tên chủ tiệm đang nói chuyện thì bỗng từ đằng sau có bóng người xuất hiện, thấy thế hắn hốt hoảng thốt lên, thất thúc, đợi đã có thể cho lão phu xem miếng sắt đó không? Sau khi cầm trên tay rồi cảm nhận một cách tỉ mỉ thất thúc liền ừm lên một tiếng. Lão quay qua nói với hắn, ta làm việc bằng một tay không được tiện, để nó tới nhà nhỏ ở vườn trường sinh giúp việc đi. Sau đó là hình ảnh lão dẫn bùi liệt về phía nơi rèn của lão, nháy mắt đã giúp thất thúc đúc kiếm 12 năm mấy ngày trước điều vào chấp kinh ti, đúng thật không quen được. Ánh mắt của anh chiều mến nhìn vào nơi mà anh đã gắn bó xuống 12 năm qua rồi ngẫm, nhà nhỏ vẫn như cũ. Bỗng bùi liệt thấy được một con đao được bọc lại xung quanh, thậm chí còn được treo lên tường khiến anh mường tượng lại chuyện của quá khứ. Liền sau anh vui vẻ mà nói với thất thúc, đó là lưỡi cắt đầu tiên ta rèn hồi 13 tuổi, thất thúc, thúc vẫn treo à. Lão ấy nghe thế liền đưa tay lên nắm vào cái khăn trắng đồng thời lên tiếng, tiểu tử thối ngươi điều đi mới hai tháng. Lúc này thất thúc nhìn về phía của cậu rồi bảo tiếp, đừng nói như đã trôi qua mấy năm rồi vậy, lưỡi cắt ngươi đúc này. Quay trở lại chủ đề chính thì nhìn vào thanh đao mà Bùi Liệt đã rèn năm 13 tuổi, thì lão nêu lên những nhận xét sau, tuy không giống kiếm cũng không giống đao, nhưng dũng mãnh, lão vẫn nhìn chăm chăm vào thanh đao đó rồi bỗng lên tiếng, ta lớn tuổi rồi, sau này nếu ngươi rảnh thì về giúp đỡ ta. Rất ít người biết, tay nghe đúc binh khí của thất thúc vô cùng lợi hại, vì những người khác trong lưu ảnh thành đều sợ nơi này, nói có ma quỷ tác quái, lời đồn như thật, ai cũng không muốn tới sau đó bùi liệt đưa ánh mắt chiều mến nhìn vào vết sẹo dài trên mặt của thất thúc rồi suy nghĩ có lẽ vì vết sẹo do đau của thất thúc và một kê thúc thúc bỗng dưng lão quay qua nhìn thẳng vào mắt của cậu rồi bảo vào phòng thăm một kê thúc thúc của ngươi đi lâu lắm rồi ông ấy không cùng ngươi chơi bổ củi rồi nghe được thế cậu cười tươi tít cả mắt rồi đáp lại vâng được ạ à. sau đó cậu đã vào phòng của một kê thúc thúc liền sau là bùi liệt chém thẳng vào thanh gỗ để dưới sàn sau một đau đó thì cậu quay qua chỗ ông rồi dứt khoát bảo được rồi một kê thúc thúc đao này tới thúc rồi một cây thúc đang ngồi trong căn phòng của mình tay giơ cao chiếc rìu để chảy củi bùi liệt ngồi đối diện hỏi một cây thúc 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 gầy đi rồi có phải ta không ở đây không ai qua chăm sóc cho thúc không anh liền cầm rìu chém một nhát mạnh vào thanh gỗ đang nằm trên đất một tiếng rắc thanh gỗ sau nhát chém chỉ nứt và rơi ra được vài mảnh gỗ nhỏ một cây thúc thúc vẫn như thế im lặng không nói lời nào cầm thanh rìu một chém đã đứt làm hai thanh gỗ trước ánh mắt của bùi liệt há hóc mồm toát mồ hôi lạnh kinh ngạc những thanh gỗ bị chém bay lên cao rồi đáp xuống đất một cách ngăn nắp bùi liệt đứng sững người miệng há to hơn thanh gỗ bị chém được xếp ngăn nắp bùi liệt quan sát thốt lên hoa đúng không hổ là mộc kê thúc thúc ta thua rồi thất thúc liền cười lớn ha ha thế nào ngươi ở chấp kính tuy ít cầm dìu bổ củi tiến bộ còn không bằng mộc kê thúc thúc của ngươi lời vừa dứt thất thúc liền đi vào trong buồng phòng qua đây tiểu bùi xem xem thứ hoành sơ ảnh bảo ngươi mang tới bùi liệt nhìn theo thất thúc và đồng ý vâng trong một chiếc dương thất thúc liền mở ra bên trong có một đồ vật bùi liệt nhìn thấy liền lên tiếng thứ nhị tổng quản muốn cháu tới lấy chính là thanh kiếm này sao thất thúc nó có tên không bên trong là một thanh bảo kiểm được cất kỹ như một báu vật được cẩn thận xếp vào hộp cất thúc ngậm tẩu thuốc khói bay nghi ngút cả căn phòng lão nghiêm túc nói ngươi rút nó ra xem thử trước đi bùi liệt nhẹ nhàng cầm thanh kiếm lên và rút lưỡi kiếm ra quan sát kiếm này nặng quá vỏ rộng ba ngón tay dài gần bốn thước cổ kiếm đồng thau kiếm cách cánh chim thân kiếm quả thật cứng cấp không có độ dẻo là một thanh kiếm cực cứng. Lưỡi kiếm rất dày, thân kiếm từ kiếm cách tới mũi kiếm thu nhỏ dần, điểm đóng vào kiếm vốn rộng 3 ngón tay, đến mũi kiếm lại còn không tới hai ngón tay. Nếu khống chế tốt có thể dễ dàng xử lý, tiện để đâm, mũi kiếm nhọn sát bén, phát ra hào quang chớp nhóng, độ bóng của thân kiếm này là ảo giác của ta sao, dường như hơi khác với binh khí thúc đúc trước đây, thất thúc cúi mặt xuống nghiêm túc nói, ừm, thanh kiếm này tên là Côn Ngô, bùi liệt ngạc nhiên hỏi, Côn Ngô, thất thúc liền trả lời, đúng, hoàng sơ ảnh bảo ngươi đưa kiếm này tới thủy nguyệt đình hiên anh liền cất thanh bảo kiếm vào trong hộp nói đúng vậy nhị tổng quản giao cho cháu đưa kiếm cho nhị trưởng viện thủy nguyệt nhiễm hồng hà cháu còn chưa đến thủy nguyệt đình hiên bao giờ bùi liệt đeo thanh kiếm lên vai của mình nghe nói nơi đó chỉ nhận nữ đệ tử nam tư chỉ có thể tới tiền sảnh thất thúc nghe xong cười tít mắt bảo cẩn thận đấy ta nhớ nhị trưởng viện thủy nguyệt là một nữ nhân đanh đá ha ha bùi liệt nghe xong càng thêm ngạc nhiên ấy thúc từng gặp sao ông nhâm nhi chiếc tẩu thuốc đáp bên ngoài đều đồn như vậy lão liền dặn dò thêm cho bùi liệt đúng rồi tiểu bùi nếu gặp rắc rối gì đừng quá miễn cưỡng bản thân bùi liệt đắc chí cười đáp cháu biết mà thất thúc nói xong anh tiến đến một kê thúc ôm trầm lấy ông nói một kê thúc thúc lần sau tiểu bùi lại tới thăm thúc thất thúc nhìn thấy liền bực bội nói lớn ngươi thế này ông ấy sẽ chết đấy bùi liệt rời khỏi căn nhà vẫy tay gặp lại sau thất thúc thất thúc tiễn cậu ra cửa anh vừa đi vừa nói một mình ta của lúc đó còn chưa biết chuyến đưa kiếm này là sẽ trở thành khởi đầu xoay chuyển vận mệnh ta thất thúc nhìn bóng lưng của anh rời đi gương mặt ông vẫn tươi vui nhưng đã đoán trước được gì đấy đột nhiên thất thúc liền liếc nhìn đằng sau có một cánh tay từ căn phòng vén màng đi ra một lời thơ đang được vang lên bởi một người đông hải đạo thủy nguyệt đình hiên đoạn trường hồ thủy thiên thu nguyệt tô nữ kiếm thừa đại la tiên thanh tư bạch mấn yên hóa vũ bất tựa nhân gian thủy nguyện hiện trời mưa tầm tã trong khuôn viên trong thành một người đang ngồi trước thềm của một ngôi tròi dơ tay đón những hạt mưa đang rơi xuống cơn mưa này giống như trời sập vậy thải lam dơ tay lên cao gương mặt đượm buồn nói hoàng anh cô nói xem nếu chúng ta chết trong cơn mưa thế này thì đẹp biết bao hoàng anh lúc này vươn vai gương mặt vui vẻ đáp muốn chết thì cô chết mình đi bổn cô nương vẫn chưa nhìn ngắm thế giới đủ không nỡ chết nghe vậy cô liếc nhìn sang một bên thầm nghĩ ừ chỉ thích giả vờ giọng điệu này lúc này hoàng anh tiến lại chỗ bích hồ đang hôn mê cô ngồi xuống nói bản môn đệ ngũ không hiện giờ là đệ tứ mỹ mạo Thải Lam cô nương đòi sống đòi chết, chẳng lẽ là bị Lang Quân Anh Tuấn danh môn nào làm tổn thương sinh hận sao? Để ta đoán xem, là phong lưu tài tuấn của Chỉ Kiếm Kỳ Cung hay là tiểu đạo sĩ của Quân Hải Thiên Môn? Thải Lam gương mặt mệt mỏi nói, cô chỉ toàn nói bậy, nếu để Hồng Tỷ nghe thấy lại bị phạt đấy, gì mà đệ tứ, đệ ngũ, Bích Hồ, cô ấy vẫn còn đây mà. Ánh mắt cô gái kia có chút thay đổi trong lòng chán ghét nghĩ, hừ, không có Bích Hồ, cô thật sự coi bản thân là đệ tứ à? Thủy Nguyệt Đình Hiên chia làm bốn viện, chỉ có đệ tứ đích truyền của trưởng môn có thể đảm nhận trưởng viện. Dưới chứng trưởng môn đời này chỉ có ba vị trưởng viện, viện thứ bốn tới nay vẫn không có chủ nhân. Thải Lam, cô thật sự cho rằng không có bích hồ thì cô có thể trở thành đệ tứ sao. Ngẫm nghĩ xong, Hoàng Anh mới xoa dịu được gương mặt nhẹ nhàng nói, nhắc tới bích hồ. Cô nói xem rốt cuộc hôm đó là ai chém một đao lên mặt cô ấy. Thải Lam gương mặt buồn rầu đáp, không, không biết. Lúc này Hoàng Anh nhẹ nhàng sờ tay lên mặt của bích hồ, rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Ánh mắt đó khiến cô có chút bàng hoàng hét lớn, cô, cô đang làm gì thế? Hoàng Anh nhẹ nhàng nói, chăm sóc cô ấy, Hồng Tỷ bảo chúng ta tới không phải để làm việc này sao? Hôm đó Bích Hồ trèo thuyền ra ngoài chỉ có hai chúng ta lén đi theo, vốn muốn xem cô ấy ở đâu. Kết quả trước mắt tối đen, lúc chúng ta được phát hiện, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của Bích Hồ bị chém một vết dao thê thảm. Họ đều nói, đây là do yêu đau gây họa giang hồ 30 năm trước gây ra, Thải Lam, cô thấy thế nào? Thải Lam nghe xong bắt đầu ấp úng nói, có, có lẽ vậy, nghe nói môn phái khác cũng liên tiếp xảy ra thảm án dứt lời cô liền quay mặt ra ngoài sân nhìn mưa đang rơi hoàng anh liền nói đúng vậy lần này trưởng môn sư tỷ nhận lời mời xuất hiện ở minh hội của tứ đại kiếm môn chính vì để làm rõ chuyện này có điều không biết chừng bích hồ có thể tỉnh lại sớm nói cho chúng ta sự thật phía xa xa có một người đang đứng trên nóc nhà âm thầm quan sát cô ta vẫn nói thải lam cô phải có mặt đó lời vừa dứt cô ta liền giật bắn người như phát hiện ra điều gì đó cô sững người Dứt lời cô liền quay ngắt ra phía ngói nhà đó, nhưng chẳng thấy ai cả. Ánh mắt cô đầy nghi hoặc nghĩ, kỳ lạ, hiện giờ của Thủy Nguyệt Đình Hiên chỉ có chúng ta vì nhị trưởng viện, là ta nhìn nhầm sao, gặp ma rồi. Một thanh gỗ gãy tan thành từng mảnh dòng suy nghĩ hiện ra, lạnh quá, ta chỉ tới đưa một thanh kiếm. Cậu tự dặn lòng mình, bình tĩnh, ta không muốn chết ở đây, vì sao lại gặp chuyện thế này. Cậu đang nghe thở, khó chịu quá, thất thúc, không phải thúc nói trên đời này không có quỷ quái sao, nhưng người trước mắt, cậu dần dần chìm sâu xuống hồ nước, phía trên là một bóng người ánh mắt đỏ hoe đang đứng quan sát nhìn hắn ta cậu tự hỏi rốt cuộc là thứ quỷ gì hai canh giờ trước giữa cơn mưa trong khu rừng một bóng người đang cầm ô che mưa bước đi trên con đường vắng bùi liệt vác trên lưng thanh kiếm vui vẻ bước đi mưa lớn quá cuối cùng cũng đã tới rồi lúc đó cậu đang đứng trước một trang viên chữ đẹp quá cậu tiến vào bên trong trang viên đệ tử bạch nhật lưu ảnh thành bùi liệt phụng mệnh của hèn môn hoành nhị tổng quản tới quý phái đưa kiếm xin chuyển lời không cảnh mưa càng lúc càng to hơn không khí ảm đạm đinh tẩu mời bùi liệt vào bên trong phòng bùi huynh đệ xin ngồi đợi một chút cậu tay bưng ly trà a à, đa tạ đinh tẩu liền giới thiệu ta là quản sự tiền sảnh đinh tẩu đại trưởng viện ra ngoài dự hội ta đã sai tỷ nữ tới nội viện thông báo nhị trưởng viện ánh mắt cậu long lanh đáp vất vả rồi hoài nhị tổng quản quân phó kiếm này phải giao tận nơi cho nhị trưởng viện ông ấy không nói gì thêm lui vào bên trong phòng cậu nhìn theo nghĩ vậy mà cả quân sự tiền sảnh cũng không thể vào nội viện sao cậu cầm ly trà lắc lư ly trà cũng tỉ mỉ thanh tú thế này, không hổ là môn phái nữ tử, không biết nội viện trông thế nào. Thời gian thấp thoát trôi qua, bên ngoài vẫn mưa tầm tả, một con ruồi đang bay vào phòng, lượn lờ vào ly trà. Bùi Liệt đã ngủ say, đến nỗi chảy cả nước vãi, con ruồi liền lướt qua mặt cậu, chợt cậu bừng tỉnh, vậy mà ta lại ngủ quên mất. Ánh mắt cậu liếc nhìn vào cửa nội viện nghĩ, nội viện vẫn chưa trả lời sao, đã bao lâu rồi? Cậu nhớ lại lúc nãy Đinh Tẩu nói, xin đợi một lát, ta đã sai tỷ nữ tới nội viện thông báo. Bùi Liệt liền nói to, có ai ở đó không? Đinh quản sự, sao Đinh Tẩu vẫn chưa về? Không thấy lời hồi đáp, cậu tiến vào bên trong nội viện, xin hỏi có ai ở đó không, Đinh quản sự? Bước vào không cảnh yên ắng khiến Bùi Liệt ngạc nhiên, kỳ lạ, gia đinh canh ở đây cũng không thấy nữa. Cậu đi đến cánh cửa chính quan sát, rồi đẩy cửa bước vào, vừa nhìn quanh vừa gọi, "Đinh quản, không cảnh kinh hồn", khiến Bùi Liệt mở to mắt, gương mặt tím ngắt hét lớn, "Đây là, hai người gia nô của nội viện, bị ấn chặt, dính hẳn vào bức tường, gương mặt lúc chết toát lên sự kinh hãi tột độ." Hai xác chết dính chặt vào nhau, mạnh đến mức bức tường cũng phải bị vết hằn của hai thi thể lún vào một khoảng. Bùi Liệt đứng quan sát hai thi thể nghĩ, đinh quân sự, cậu nghiến chặt răng, còn cả gia đình. Bùi Liệt đứng nhìn hai xác chết, gương mặt kinh hãi nghĩ, hung, hung án, ta đã gặp phải hiện trường hung án. Cậu nghiến chặt răng không ngừng nghĩ, hung thủ đã chạy rồi sao? Đúng rồi, bình tĩnh, thất thúc từng nói, gặp phải tình huống nguy hiểm, bản thân cần bình tĩnh trước. Rồi từ từ cậu tiến lại gần hiện trường hơn, bắt đầu quan sát từng chi tiết nhỏ, bình tĩnh sau đó lại quan sát tỉ mỉ tình hình, phân tích, ừm, kiểu chết này, thảm thật, vết lõm kỳ lạ này, xương sườn gãy rất đều, giống như vũ khí cực lớn gây ra, ta ở gần cũng không nghe tiếng kêu cứu, cũng tức là hung thủ chỉ dùng một đòn khiến hai người, vết kéo trên đất này có lẽ do binh khí cực lớn đó để lại, rồi cậu nhìn theo hướng vết hàng trên sàn nhà, vết kéo hướng về phía nội viện, báo thủ sao, hung thủ vẫn còn mục tiêu khác sao, cậu bắt đầu run rẩy nhắm chặt hai mắt nghĩ, cho dù là báo thủ, đám người đinh tẩu cũng chỉ là người làm bình thường nhỉ giống như ta hung thủ đến người làm bình thường cũng không tha sao cậu quay ngóc mặt lại ánh mắt đầy kiên định hung thủ có sức mạnh quái lạ này đã thâm nhập vào nội viện thủy nguyệt đình hiên hơn nữa vẫn chưa gây ra động tĩnh khác như giác ngộ được gì đó cậu liền chạy nhanh ra hướng cửa chính bất kể thế nào ta phải nhanh báo tình hình cho đệ tử của thủy nguyệt đình hiên có lẽ có thể cứu được vài người bùi liệt chạy nhanh ra sảnh đáng ghét nhiều nhà thế này ta nên đi đâu tìm người đây đinh quản sự từng nói phần lớn người đều đã ra ngoài hung thủ cũng nhắm vào thời cơ này sao? ánh mắt càng lúc càng cam phẫn. Hơn nữa có lẽ hung thủ cũng ở gần đây. Ta cũng không thể lớn tiếng gọi. đừng để hắn phát hiện ra ta trước. Đột nhiên, có một thanh kiếm sáng chói, một người đang cầm kiếm tiến đến sau lưng bùi liệt. Một kiếm chém thẳng vào vai của cậu. thanh kiếm được giữ im trên vai bùi liệt, khiến cậu giật bắn người. cậu bắt đầu lo sợ. một giọng nói phát ra từ đằng sau, không được cử động. cậu cố gắng liếc mắt nhìn đằng sau. hung, hung thủ đúng không? người đằng sau liền chất vấn hỏi, ngươi là ai? được kẻ nào sai khiến sông vào thủy nguyệt đình hiên nói lúc này bùi liệt mới bình tĩnh lại phân tích thêm cô ta nói là xông vào lẽ nào là người của thủy nguyệt đình hiên nghĩ rồi cậu nhẹ nhàng nói tiền bối tại hạ là chưa kịp nói hết câu người kia đè thanh kiếm lên vai cậu hét lớn đã nói ngươi không được cử động mũi kiếm đã chạm vào cổ bùi liệt máu đã bắt đầu chảy ra bùi liệt run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh giải thích tiền tiền bối tại hạ bùi liệt là người của bạch nhật lưu ảnh thành phụng lệnh của hoành nhị tổng quản tới đưa một thanh kiếm cho nhị trưởng viện thủy nguyệt đình hiên thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi cổ cậu người kia tiếp tục chất vấn tới đưa kiếm vì sao không giao cho người làm tiền sảnh vào thông báo nếu nói láo cẩn thận tính mạng của người lời vừa dứt liền hét lớn hử ừ, ngươi cười cái gì bùi liệt lại nhớ đến lời của thất thúc ta nghe nói thủy nguyệt đình hiên toàn là những nữ nhân độc ác ha ha cậu lúc này nhắm chặt mắt dưng dưng như muốn khóc nói tiền bối tại hạ không cười do kiếm làm tại hạ thấy không được thoải mái trên lưng ta chính là côn ngô kiếm cần giao cho nhị trưởng viện vội vào thông báo là vì tại hạ phát hiện có người xấu xông vào nghe vậy người phụ nữ đằng sau bất giác chú ý côn Ngô cô nói tiếp ngươi quay qua đây nói chuyện đi đưa kiếm ta xem Bùi Liệt vẫn còn lo sợ chưa dám mở mắt nói đa tạ tiền bối nhưng hoành nhị tổng quản có dặn dò côn Ngô kiếm phải đích thân giao cho nhiễm nhị trưởng viện của quý phái không biết tiền bối khi quay lại cậu thấy được một mỹ nữ xinh đẹp toát ra một khí chất mạnh mẽ cô ấy chính là Nhiễm Hồng Hà bây giờ cô không còn hung dữ nữa ngữ điệu dịu xuống nói tiền bối, tiền bối, nghe ta giả vậy sao? ta chính là nhị trưởng viện của thủy nguyệt đình hiên. cậu bắt đầu đỏ mặt ngạc nhiên. hải nhị trưởng viện sao? trong lòng thầm nghĩ, vạn lý phong giang, nhiễm hồng hà chính là cô ấy, cảm giác không lớn hơn ta bao nhiêu. chợt nhiễm hồng hà cũng thu kiếm về nói, a, à, trên người ta có cái này. nhiễm hồng hà đưa ra một chiếc khăn tay cho bùi liệt nói, cho người. thấy thế cậu vô cùng ngạc nhiên, cô liền nói, lau vết thương trên cổ đi. thấy thế cậu ngượng ngùng đỏ mặt lắp bắp nói, cảm, cảm ơn, cũng không phải vết thương gì lớn sau đó cô liền tra hỏi, ngươi tên Bùi Liệt phải không, nói về chuyện người xông vào xem. Cậu vừa cầm trên tay chiếc khăn vừa nói, được, người xông vào đó hành sự hung tàn, có lẽ sử dụng một thanh tiếng gì vậy. Đột nhiên hai người quay lại nhìn, như có điều gì đó khiến hai người chú ý. Nhiễm Hồng Hà liền nói, ngươi cũng nghe thấy, Bùi Liệt nhìn về phía ngoài hét lớn, giống như tiếng kêu thảm của nữ tử, tiếng truyền từ bên đó tới. Thấy cậu như thế cô thầm nghĩ, trong tiếng mưa to thế này cũng có thể nghe rõ, tính lực của hắn còn nhẹ hơn ta không nghĩ nhiều nữa cô liền quay người nói ngươi tới tiền sảnh đợi đi không có lệnh cô ta ca long được tiến vào nửa bước lời vừa nói xong những hồng hà liền bay vút lên trên nóc nhà bùi liệt liền hét lớn gọi a nhị trưởng viện cậu bối rối nói cẩn thận người xông vào đó cậu cầm trên tay chiếc khăn nhìn đám đuối rồi đưa sát chiếc khăn lại mặt nói khăn tay rất trắng còn có chút ẩm áp sau đó cắt chiếc khăn vào trong túi áo đột nhiên cậu bất giác được điều gì đó nghiến răng nghĩ hỏng rồi côn ngô kiếm ta vẫn chưa giao kiếm cho cô ấy Bùi Liệt nhớ lại hai xác chết lúc nãy, người xông vào đó, có lẽ vũ khí sử dụng rất lớn và cứng, nhận ra được sự sai sót, cậu tức tốc chạy như bay, cô ngô là kiếm cực cứng, giờ ta đưa kiếm qua đó, có lẽ còn có thể giúp được một chút. Cậu không ngừng chạy dưới mưa nghĩ, giọng truyền tới từ chỗ hồ, sắp tới rồi, ta đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tìm thấy rồi, nhị trưởng viện, lúc này, kiếm chiến đấu của Nhiễm Hồng Hà đã bị gãy làm đôi, thân thể cũng đã bị say sức nhẹ do trận chiến, cô đang đối mặt với lại một quái nhân khổng lồ. Bùi Liệt đứng bên ngoài liền nhận ra đó chính là hung thủ, chợt cậu nhìn thấy hai nạn nhân có chút quen mắt thì thầm nghĩ, hai người nằm trên đất là đệ tử thủy nguyệt sao? Những hồng hạ quan sát tên hung thủ có nước da màu xanh lá, cơ bắp cuồn cuộn, trên tay cầm theo một thanh đao thì có chút nghi ngờ thầm nghĩ, đao đá cực lớn này, vì sao cảm giác không lành thế này? Sau đó cô khẽ liếc mắt về phía sau và thầm nghĩ, Hoàng anh, thải lam và cả Bích Hồ trong đình, rồi cô dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hung thủ lạnh lùng hỏi, vì sao ngươi biến thành thế này, vì sao muốn tập kích phá ta? Tên đó chỉ thẳng vào mặt cô rồi đáp, "Vạn." Hắn tiếp tục hét lớn, "Vạn." Ánh mắt của hắn lúc này đã rực sáng ánh tím và tiếp tục hét lớn về phía cô. "Vạn." Thế rồi hắn liền nhảy xuống, vung thanh đao đá lên để tấn công Nhiễm Hồng Hà. Cô vừa lùi xuống tránh đòn, vừa lạnh lùng nhìn hắn thầm nghĩ, không thể lùi nữa. Nói là làm, Nhiễm Hồng Hà nhanh chóng lấy thanh kiếm bị gãy mất một nửa ra, sau đó dùng nó chặn lại đòn tấn công từ thanh đao đá của hắn. Sau đó cô trợn trừng mắt, vẫn hết sức lực đẩy lùi hắn ra đằng sau do có chút bất ngờ nên hắn không kịp trở tay cứ như vậy mà bị cô đánh lùi về phía sau hắn vội dùng thanh đao đá cắm xuống miếng ván gỗ nhằm cản bớt lực đẩy bùi liệt khi này đang trốn ở một góc để quan sát tình hình trận đấu nhìn thấy đòn tấn công vừa nãy của cô khiến cho cậu có chút kinh ngạc thầm nghĩ dùng một kiếm gãy đón đón đòn chính diện cô ấy thật sự là nữ tử sao về phía nhiễm hồng hà cô đang lao như bay tới chỗ của tên hung thủ dùng thanh kiếm gãy chém thẳng vào người hắn do lực tấn công quá mạnh khiến cho hắn phải ngã người về phía sau và làm gãy mấy thanh gỗ. Thanh kiếm gãy hiện giờ đang cấm thẳng vào mắt của tên hung thủ, nhưng hắn đã kịp thời nắm được lưỡi kiếm, làm cho cô có chút bất ngờ. Sau đó hắn dùng sức rút thanh kiếm ra và ném cô đi, nhưng may mắn là cô đã kịp thời vận sức giữ bản thân lại, kế tiếp lộn nhào một vòng. Thanh đao đá của tên hung thủ khi này đang từ từ rút khỏi mấy ván gỗ, những hồng hà cũng đã trở lại tư thế phòng thủ. Cô đưa thanh kiếm gãy ra để tiếp tục nghênh chiến với hắn. Rất nhanh, tên hung thủ lại giáng một đòn thật mạnh xuống người cô, khiến cho cô va vào lan can máu từ trong miệng cô bỗng tuôn ra những hồng hà cố gắng vận sức để cho bản thân không bị rơi xuống hồ bùi liệt nhìn thấy vậy thì hốt hoảng thầm nghĩ tình hình không ổn tên này giống như không biết đau sau đó cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó nhìn thấy ở gần đó có hai chiếc thuyền đang neo đậu cậu vui mừng thầm nghĩ có rồi chỗ đó những hồng hà ở phía này dù cho đã thương tích đầy mình nhưng vẫn không bỏ cuộc tên hung thủ dừng lại một lát quan sát động tĩnh của cô sau đó lại tiếp tục vung thanh đao đá lên nhiễm hồng hà tiếp tục lùi bước tránh né rồi hắn ngay lập tức vung dây xích lên cô nhìn thấy thứ này thì kinh hãi thầm nghĩ dây xích sợi dây xích dài cứ thế mà đánh thẳng lên người của cô những hồng hà đau đớn ôm lấy cánh tay trái thầm nghĩ quả nhiên tuy động tác của hắn vặn vẹo nhưng ra tay lại có chiêu có thức không phải dựa vào lực mạnh đơn thuần chuyện này sao có thể tên hung thủ giống như người mất trí tiếp tục lao thẳng về phía cô hắn khi này đã đứng trước mặt cô rồi vung thanh đao đá lên định chém thẳng xuống cô tuyệt vọng thầm nghĩ không né được rồi Bất chợt có thứ gì đó lao đến, ngăn cản đòn tấn công của hắn, hóa ra là Bùi Liệt đã ra tay cứu giúp, tên hung thủ bị cậu tập kích bất ngờ nên nhanh chóng né đòn, nào ngờ Bùi Liệt đã nhanh tay hơn, trực tiếp dùng kiếm đâm thẳng vào chân của hắn, kế tiếp cậu rút kiếm ra và lùi bước về sau, sau đó nói với Nhiễm Hồng Hà, ta đã cắt đứt gân chân của hắn, cái chân đó của hắn chắc chắn không đứng được nữa. Nhiễm Hồng Hà nhìn thấy sự xuất hiện của Bùi Liệt thì có chút bất ngờ mà hỏi, sao ngươi tới đây? Cậu không giải thích mà chỉ nói ngắn gọn một câu nhanh ra ngoại viện cho ta, làm cho cô có đôi chút khó hiểu. Rồi cậu đưa thanh kiếm cho cô và nói, nhiệm vụ của ta là tận tay giao thanh kiếm cho nhị trưởng viện, vẫn mong nhị trưởng viện thử cây côn ngô này. Cầm thanh kiếm trên tay, những hồng hà có đôi chút cảm động thầm mỹ, tên này cũng rất có nghĩa khí. Trong lúc hai người mãi mê nói chuyện nên không để ý, tên hung thủ đã dùng dây xích tự trói chân của hắn lại. Bùi liệt nhìn thấy cảnh này, thì có đôi chút bất ngờ trước hành động này của hắn. Nhiễm hồng hà ở bên cạnh thì hoảng hốt hét lên, cái gì? sau đó có phần cảm thán nói, vậy mà lại dùng xích chói chân chống đỡ bản thân. Cậu thấy hắn liều lĩnh như vậy, thì có chút thắc mắc hỏi, thế này, cũng liều quá rồi, nào có giống tịch lưu manh bình thường, hắn có thâm thủ đại hận gì với quý môn sao? Những hồng hàng nghe cậu hỏi thế thì ủ rũ đáp, ta, thật ra có biết hắn, hắn vốn là Hà A Tam kéo hàng cách đây 10 dặm, đã làm tạp vụ ngoại viện Thủy Nguyệt Đình Hiên chúng ta rất nhiều năm rồi, nhưng theo ta biết, hắn không biết võ công, cũng không biết vì sao biến thành thế này. Bùi liệt tiếp tục thắc mắc hỏi, vậy, Vậy sao hắn lợi hại thế này, hơn nữa thể hình này cũng đáng sợ quá, ấy, không ổn, hắn sắp qua đây, hắn khi này đang nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó tiếp tục tiến lại tấn công, những hồng hà cũng nhanh chóng dùng thanh kiếm mà Bùi Liệt mới đưa, cản lại đòn của hắn, tiếp theo cô nhanh chóng lui về phía sau, vừa quan sát Hà A Tam vừa nói với Bùi Liệt, chuyện đưa kiếm, đa tạ, nhưng đây là tai họa của bản môn, do ta giải quyết, hai người trên cầu là đệ tử bản môn, bọn họ chưa chết, nếu ngươi có thể giúp đưa họ đi trước, ta vô cùng cảm kích còn cả một người trong đình, ta sẽ nghĩ cách. Nghe cô nói vậy, Bùi Liệt có chút ái ngại nói, chuyện này, tuy ta võ công không giỏi, nhưng có lẽ có thể chút. Nhiễm Hồng Hà nghe cậu nói thế thì bất ngờ vô cùng. Hà A Tam ở phía đối diện, vừa xoay dây xích vừa hét từ gì đó. Bùi Liệt khó hiểu nói, hắn hét cái gì mãi thế? Cô ngập ngừng đáp, hình như là, vạn kiếp, bỗng nhiên xoẹt một tiếng. Hà A Tam đã vung dây xích đánh thẳng về phía Nhiễm Hồng Hà, cô nhanh chóng dùng kiếm cản lại. Sau đó cất tiếng nói với cậu rằng, ngươi đi mau đi, ở đây trái lại sẽ gây cản trở cho ta bùi liệt lên tiếng đáp lại vậy nhị trưởng viện cẩn thận đấy nhiễm hồng hà nghe vậy thì chỉ im lặng không nói gì cô chừng mắt nhìn hắn mà tức giận hét lên sao có thể để mặc ngoại địch phạm vào thủy nguyệt đình hiên ta thế rồi cô nhanh chóng lao đến tấn công hắn bằng chiêu thức thanh phong thập tam thức nhưng hắn vẫn thừa sức né được chiêu này nhiễm hồng hà kinh ngạc thầm nghĩ lợi hại quá sau đó hai bên tiếp tục giao đấu bằng quyền cước về phía bùi liệt biết rằng bản thân không giỏi võ nên đã cố gắng hết sức lực giúp đỡ hai đệ tử của cô cậu bất giác ngoái đầu lại thầm nghĩ đây chính là nhị trưởng viện thủy nguyệt đúng là ta chỉ gây trở ngại có điều ta vẫn có thể giúp đồng môn của cô ấy cậu vừa bế nữ đệ tử lên vừa nói cô nương đã đắc tội hồng ha chém vào người a tam bị đột biến một cái xoẹt kiếm này tên là côn ngô sao không hổ là kiếm của ảnh lưu thành hoàn toàn phù hợp với thanh phong thập tam thức của ta là trùng hợp sao kẻ địch mạnh xâm nhập mà vừa hay ta lấy được thanh kiếm này thanh phong thập tam thức là chiêu kiếm do ta tự sáng tạo được chép vào kiếm phổ của thủy nguyệt ta vì kiếm thức này khá phá kiếm nên mới xin ảnh lưu thành đúc một thanh kiếm thích hợp không có cái nào thích hợp hơn thanh côn ngô kiếm này nữa cô đâm kiếm xuyên qua đùi của a tam trong khi vừa né đòn chém của hắn a tam chém một đòn thật mạnh hồng hà ngỡ ngàng đây là kiếm khí sao có thể không ổn rồi làn gió toát ra từ đòn chém của a tam làm gãy cả thành cầu cô chợt nhận ra mục tiêu của hắn là bọn họ sao lúc này bùi liệt đang ra sức dìu thải lam và hoàng anh rời đi thì bị cú chém kèm theo kiếm khí cực mạnh của a tam hất bay Bùi liệt té xuống sông, cậu ngày càng chìm xuống sâu hơn, sự sống của anh ngày càng đi xuống. Mở mắt ra thì những suy nghĩ trong đầu cậu cứ dồn dập ta bị đánh rơi xuống nước, lưng ta hoàn toàn mất cảm, ta sắp chết rồi sao, hai cô nương đó đâu, họ cũng đã rơi xuống nước rồi sao, việc nhị trưởng viện nhờ, quả nhiên ta vẫn không làm được sao, dường như ta đã khiến cô ấy thất vọng, chờ cậu nhìn lên phía mặt nước thì thấy có một chiếc thuyền nhỏ, đợi đã, đó là chiếc thuyền nhỏ ta tìm trước đây sao, cậu tha thiết trong tâm tư, thuyền, ta phải nhanh lên, bơi tới chỗ nhị trưởng viện, đáng ghét, lưng đau quá, xương sống như gãy ra, bỗng có một bàn tay với tới tay cậu, bàn tay đó nắm được tay của Bùi Liệt, cậu được kéo lên khỏi mặt nước, thở hổn hển vì sặc nước, là Hoàng Anh đang ngồi trên thuyền và cũng là người đã cứu cậu, hóa ra ngươi thật sự vẫn còn sống, ta còn tưởng một đòn đó ngươi chết chắc rồi, Bùi Liệt trả lời cô, hóa ra là cô, cũng may cô đã tỉnh lại, đa tạ, Hoàng Anh nói tiếp, thật ra trước đó ta đã tỉnh rồi, chỉ là võ công ta bình thường, vốn muốn giả ngất tập kích tên quái vật đó. Bùi Liệt hỏi, còn một cô nương nữa đâu? Cô ta vẫn đang hôn mê ở trên thuyền. Ngươi lên trước đi, nhanh, lưng ngươi sao rồi? Cậu trả lời, cũng may không phải bị đánh trúng chính diện. Cô lo lắng nói, còn một vị sư tỷ nữa, cô ấy tên Bích Hồ, cô ấy bị thương, không thể cử động, đang ở trong đỉnh đó. Giờ phải làm sao? Cậu đảo mắt nhìn quanh, Bích Hồ sao? Những nhị trưởng viện vẫn luôn giữ chân hắn không rời đi có lẽ chính vì cô ấy. Trên cầu nghe một cái đoàn, thành cầu lại văng tứ tung. Bùi liệt nhìn thấy khung cảnh khốc liệt trên cầu, nói với Hoàng Anh, quái vật này quá khỏe lại không sợ đau cứ thế này không phải là cách cô trèo thuyền đưa cô nương trong thuyền rời đi trước cô dè dặt ngươi muốn đi cứu người sao ngươi làm được không cậu trấn an cô ta cảm thấy tuy quái vật này rất khỏe nhưng thính lực không tốt lắm ta có thể thử xem cả hai trên cầu đang thật sự quyết liệt a tam lại tung cú chém trời đánh nó hồng hà cũng không chịu thua cô bị kiếm khí hất ra một khoảng nhưng đao kiếm vẫn còn nguyên hồng hà dù tơi tả nhưng vẫn giữ được ý chí oai cường sẵn sàng chiến đấu đao khí này quả thật bá đạo nhưng đao pháp, tốc độ còn chưa ổn định, có lẽ vẫn có cơ hội, nhưng mà Hà A Tam này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không quản nổi nữa, ta phải giết hắn, Hồng Hà thu kiếm chuẩn bị xuất chiêu, thanh phong thập tam thức, cực tính mạng, chỉ cần có thể né được một đao này của hắn, cô bay về phía hắn, thân như nước chảy, Hà A Tam cũng vung đao, bất phục chi nhận, Hồng Hà ngả về sau né đòn, với thanh gươm trong tay, kiếm như gió lạnh, cô đâm mạnh vào hai cánh tay hắn cùng một lúc, sông đá dặn nước thanh phong gãy cảnh bị dây xích quấn quanh hai cánh tay hắn không cử động được nữa, cô mừng thầm, khóa được rồi, cuối cùng ngươi đã có phải ứng, bỗng cô thấy có cái gì đó, và hắn cũng vậy, nhìn qua thì thấy bùi liệt đang kéo lê bích hồ, người mà hiện giờ đang bị thương bất tỉnh, hỏng rồi, bị phát hiện rồi, hồng hà ngỡ ngàng, hắn không sao, còn muốn cứu bích hồ đi, A Tam nhìn thấy liền giật mạnh tay phải ra khỏi thanh gươm, dù bị cắt một vết rất to, hồng hà bất ngờ la lên, cái gì, tiếp đó hắn chém một đao xuống ngay chỗ bùi liệt, cảm thấy không ổn nên cậu nhanh tay phản ứng, đẩy bích hồ sang một bên cậu dính trưởng đòn đao còn làm gãy cả bốn cột dựng xung quanh cậu bị đao khí hất mạnh về sau hồng hà khi này nhảy ngang người đối thủ của ngươi là ta vừa nói cô vừa vận công đá một cú thật mạnh vào a tam cú đá làm hắn văng ra phía cây cầu gãy cây cầu sập cùng với a tam hồng hà kêu lớn tên bích hồ tưởng cô đã nằm trên khúc cầu bị gãy đó bùi liệt cũng ngỡ ngàng nhìn cây cầu gãy chợt cậu ta nói nhị trưởng viện nhanh nhìn mái đình trên cái mái đình nghiêng ngả kia là bích hồ đang lòng khòm ngồi dậy hồng hà cũng không tin vào mắt mình là bích hồ sao bích hồ từ từ đứng dậy tay cầm cây đao của a tam dù đang bị thương nhưng cô vẫn đứng sừng sững trên mái đình nhìn xuống cây đao trong tay to gấp hai lần thân hình mảnh mai của cô hồng hà tiếp tục kêu bích hồ ngươi sao vậy nói gì đi bích hồ khẽ nói vạn kiếp ánh mắt cô lúc này đầy lạnh lùng rồi mắt cô chuyển đỏ sáng rực trong đêm cô tiếp tục hô to vạn kiếp xung quanh sấm chớp đùng đùng mưa rơi lã trã, khí trời bắt đầu âm u thải lam thì vẫn bất tỉnh được hoàng anh đưa về ngồi dựa lên bánh xe ngựa còn hoàng anh thì đứng kế bên thở hổn hển vì mệt cô làm nhảm thải lam đáng chết rõ ràng không bị thương gì mà vẫn ngất tới giờ chỉ có thể để cô ở đây trước thôi ta phải đi tìm vài người đi giúp hồng tỷ chợt cô bất giác thấy gì đó là bùi liệt và hồng hà đang chạy về cả hai đều hối hả đồng thanh nhanh đỡ người lên xe ngựa cởi dây cương khiến cho hoàng anh cũng hốt hoảng theo cô hỏi lại chuyện gì vậy sát thủ đuổi theo tới rồi sao bích hồ đâu hồng hà quát cởi dây cương trước đã vừa đi vừa nói Bùi Liệt thì dìu Thải Lam, cô nương đã đắc tội. Hồng Hà nói tiếp, hiện giờ người truy sát tới đây chính là Bích Hồ. Cô ấy cầm thanh quái đao đó, sau đó người giống như ma vậy, miệng kêu vạn kiếp, gặp ai thẳng tay giết người đó. Ta gọi thế nào cô ta cũng không có phải ứng, cô ta chỉ một mực muốn giết chết hai chúng ta. Hơn nữa, võ công của cô ta trở nên hung dữ dị thường, không có cách nào hạn chế cô ta. Ta cũng không nỡ thẳng tay giết, ta dốc toàn lực cũng chỉ có thể giữ chân cô ta một lát. Kết sách hiện giờ, cũng chỉ có thể dẫn dụ cô ta ra khỏi thủy nguyệt đình hiên rồi tình tiếp hoàng anh bàng hoàng có chuyện thế này sao lẽ nào đó thật sự là yêu đau sao hồng hà thúc giục cô ta tới rồi chúng ta phải ra ngoài trước nhanh bùi liệt đằng trước bắt đầu quất dây cho ngựa chạy bóng dáng của bích hồ phi ra từ phía trên mái cô lao xuống với cây đao và ánh mắt vẫn đỏ rực nhắm vào chiếc xe ngựa cô chém một đao vào đuôi xe một ánh sáng trói lên mái xe ngựa rách toang bùi liệt kêu to hỏng rồi ở phía sau hồng hà đưa kiếm ra đỡ đao ánh mắt đằng đằng sát khí cô hất tung bích hồ ra khỏi đuôi xe bích hồ lúc này trụ được lên một cây gỗ trên cao cô lẩm bẩm nhất định nhất định phải giết dứt lời cô bay lên không trùng sát khí đùng đùng hoàng anh nắm lấy cánh tay của hồng hà sợ hãi hồng hà vì vận công quá nhiều đã học huyết hoàng anh lo lắng hồng tỷ tỷ không sao chứ ta không sao nhưng chúng ta phải nhanh lên đao pháp này thật quỷ dị nhưng khinh công của bích hồ còn rắc rối hơn nếu cô ta đuổi kịp chúng ta e lầy ta rất khó bảo vệ mọi người chu toàn Hoàng Anh nói vào không trung, Bích Hồ, rốt cuộc vì sao lại thế này, lẽ nào thật sự là yêu đau mê hoặc lòng người sao? Bùi liệt tiếp lời, cô nương, thất thúc nhà ta làm đau, trước giờ luôn cho rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân, đau kiếm thành yêu ngay không hề đáng tin, có lẽ là có nguyên nhân khác. Hoàng Anh quát, vậy giải thích thế nào việc cô ta nặng tay với bọn ta, lẽ nào đến nhà ngươi hỏi thất thúc ngươi sao? Bùi liệt nghe xong cũng cáo kỉnh, rồi cậu nói, kiến nghị này không tồi. Hoàng Anh thầm nghĩ, ta đưa ra kiến nghị chỗ nào, đồ ngốc này. Bùi liệt nói tiếp, vậy đi về hướng tới lưu ảnh thành trước đi hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi cô lại nghĩ trưởng môn sư tỷ xin thứ lỗi cho hồng nhi vô năng nếu là tỷ thì tỷ sẽ xử lý thế nào lúc này tại đông hải đạo hồ dương thành thủ phủ chiêm châu ngoài trời mưa rơi nặng hạt phía dưới cổng miếu là hai tên gác cổng bọn chúng tám chuyện với nhau ngươi nói xem tiêu lão đài thừa muốn bàn đại sự gì với tứ đại kiếm môn vội vội vang vàng còn chọn ngôi miếu nát này lão ký đáp lại miệng còn đang hút điếu thuốc nghe nói là lão đài thường nghi ngờ mấy ngày trước các môn phái gặp phải tập kích liên quan tới yêu đao ngài ấy còn nói hôm nay yêu đao sẽ tới ngôi miếu nát này tên kia lại hỏi lão ký ngươi hiểu biết rộng trên đời này thật sự có yêu đao sao vậy trực giác như chúng ta không phải nguy hiểm sao ừ ngươi và ta tính là nhân vật gì yêu đao muốn xử cũng xử những đại nhân trong miếu trước hai ngươi nói vậy trái lại ta muốn vào nghe xem họ đang bàn những gì nghe vậy lão ký thở dài rồi nói tiểu tử thật ra là ngươi muốn đi ngắm cô nương của thủy nguyệt đình phải không trong môi miếu cũ, vọng ra tiếng nói, "Đàm đại nhân, sao ngài tới một mình, sao Tiêu lão đại thừa của Mai Hoàng kiếm trùng các ngài không tới, sao trên thư nói yêu đao, yêu đao, hôm nay lại không tới?" Giọng nói đó là của một trong tứ đại phó trưởng giáo quan Hải Thiên môn, Kiếm phủ Đăng Lâm Lộc biệt giá. Đàm Kiếm hốt nói, "Lộc trưởng giáo, kiếm trùng vốn là cơ cấu triều đình, sự vụ phức tạp, lão đại thừa không tiện rời đi, chuyện yêu đao hôm nay do tại hạ tạm thời điều phối." Lộc biệt giá hừ lạnh một tiếng nói, "Trước tiên không nói chuyện yêu đao có thật hay không." chỉ nói về 12 mạng người của quan hải thiên môn ta, hôm nay bắt buộc phải cho câu trả lời, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ông tức giận chỉ tay vào người đang nằm trên cán, toàn thân quấn băng nói, cũng may nghĩa tử ta mạng lớn, ta đã đưa người tới rồi, vẫn mong đàm đại nhân xác nhận cho. Ông ta đáp lại, lão đại thừa nói, chuyện này vừa hay liên quan tới yêu đào, sau khi kiếm khí nhập thể, lập tức phá hủy huyết quản kinh mạch toàn thân, tạo thành tụ máu, sau khi chúng chiêu, cả người bầm tím, dần dần mất mạng, đàm đại nhân. Đây không phải chỉ bất kham vấn kiến của chỉ kiếm kỳ cung thì còn có thể là gì. Ta đã sai người điều tra, chuyện này chắc chắn do mộc vân sắc của chỉ kiếm kỳ cung làm. Ông ta vừa vuốt sâu vừa nói, hứa chi y bước tới nói, lộc trưởng giáo, ta thấy chuyện này còn có chỗ khó hiểu. Tứ đại kiếm môn chúng ta, ngừng chiến kết đã gần trăm năm, nếu thật sự là mộc tứ hiệp, vì sao hắn lại dùng bát khảm vấn kiếm tự báo tông môn, không thêm lão đài thừa nhắc tới yêu đào. Lộc biệt giá chừng mắt nhìn cô, ông ta cố tình khiêu khích cô, nghe nói hứa quyền trưởng môn thông minh lanh lợi, lại cũng tin chuyên yêu đao mê hoặc giết người nghe vậy cô cũng chẳng chịu khuất phục liền đáp lại trái lại cũng không phải chỉ là tiêu lão đài thừa đức cao vọng trọng đương nhiên sẽ khôn ăn nói hàm hồ nếu ngài ấy đã nhận định yêu đao xuất thế nghe vậy ông nói thêm tiêu lão đài thừa đã cao tiểu e là nghe tin một chiều hồ đồ rồi nhậm nghi tử đứng đằng sau hứa chi y cũng không chịu nổi cô ta liên tục tặc lưỡi cô ta chống tay ưỡn ngực cao giọng nói lộc biệt giá này cũng nóng nảy quá nhỉ cứ như con đẻ chết vậy cô gái đằng sau nói nhỏ vào tay cô ta tam trưởng viện người nhỏ tiếng thôi lộc biệt giá này ở quan hải thiên môn chỉ kém trưởng giáo phi vũ thần kiếm hạc trước y ta nghe nói lộc ngạn thanh là con riêng của ông ta nhưng ông ta muốn kế thừa vị trí trưởng giáo chỉ đành nói với bên ngoài là nghĩa tử chỉ có điều không biết có thật không nhậm nghi tử nhìn những khuôn mặt ham mê sắc đẹp của đệ tử ông ta rồi nói chuyện này ra nửa là thật nhìn những đệ tử dưới trướng ông ta tên nào cũng háo sắc đúng là trên không nghiêm dưới át loạn liếc sang đàm kiếm hốt đang khua tay múa chân giải thích cô ta cảm thán nhưng trái lại đàm đại nhân này thú vị nhìn lúc ông ta nghiêm túc giải thích đài thừa không hồ đồ lông mày đó đẩy đẩy trong lòng cô lúc này đang khinh thường bọn họ hừ hai đại kiếm môn này đều là mấy nhân vật ngu ngốc giống nhau sao yêu đao mê hoặc lòng người sao có thể ha 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 cô ta khoanh tay hài còn tưởng ra khỏi thủy nguyệt đình hiên có thể thú vị hơn chút kết quả còn chẳng thấy bằng người mộc phân sắc đang cảm thấy chán nản thì nhậm nghi tử để ý một chiếc dương lớn bên ngoài miếu chiếc dương được để trên một cỗ xe và có hai người canh gác cẩn thận nói xem cái dương lớn bằng nửa bức tường trói chặt trong vườn đó rốt cuộc là cái gì đám người đàm đại nhân đó đi xa như vậy cũng muốn kéo theo thần bí lại không cho xem cô gái đó lại khẽ vào tai cô tam trưởng viện nghe nói thứ này là do tiêu đài thừa đặc biệt bảo mang tới nói là liên quan tới việc tập kích đệ tử các đại môn phái gần đây nghe vậy cô ta thắc mắc hỏi ồ có liên quan tới bích hồ nhà ta bị thương sao rồi cô ta khẽ cười thầm nghĩ đây có lẽ là một thứ thú vị sau đó cô cất tiếng lớn lộc trưởng giáo xin đừng vội nếu tiêu lão đài thừa đã kiên quyết hung án khắp nơi không liên tới kỳ cung vậy có phải có liên quan tới dương lớn mà đàm đại nhân mang tới không sao lộc trưởng giáo không mời đàm đại nhân mở dương ra xem thử hứa chi y ra lệnh a à tử lui xuống sao có thể tùy tiện chen lời vào bị dạy bảo như vậy nhậm nghi tử bày ra vẻ mặt buồn chán còn lộc biệt giá thì vuốt dâu nói thủy nguyệt tam trưởng viện nói có lý đàm đại nhân làm lớn thế này nếu là nhân nhân chứng vật chứng gì thì cứ mở thẳng ra đối chứng đàm kiếm hốt bèn giải thích tiêu lão đài thừa đã căn dặn cần được tứ đại kiếm môn tới đủ đặc biệt là người của chỉ kiếm kỳ cung tới mới có thể mở ra lời giải thích này vẫn không làm hài lòng ông vậy đam đại nhân cũng phải nói xem rốt cuộc trong này là vật gì chứ hả ông ta mỉm cười cái này ta không biết lão đài thừa chỉ nói nhẹ tay nhẹ chân nhậm nghi từ đứng chống nạnh ngươi rộng lượng thật đột nhiên lộc biệt giá nở một nụ cười quỷ quyệt như thể ông ta đã biết được gì đó rồi ông ta nói đúng là hoang đường quan hải thiên môn ta đã chém nhiều người như vậy chúng cứ đều chỉ rõ là kỳ cung làm chỉ e trong dương chính là tội chứng, muốn giao cho người của kỳ cung mang đi, tiêu gián chỉ muốn bao che tên mộc vân sắc dùng bất khảm vẫn kiếm giết con trai ta sao, ông ta nổi giận đùng đùng, xung quanh như tỏa ra lùng khí nóng, bỗng có một giọng cười vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, một giọng nói từ ngoài miếu vang lên, giết con trai ngươi, cần gì bất khảm vân kiếm, hứa chi y nhắm mắt lại suy nghĩ, người của kỳ cung tới, quả nhiên là hắn, xem ra chuyện hôm nay không thể yên ổn rồi, rốt cuộc người này là ai mà khiến cô sợ hãi như vậy một vị cao nhân tóc bạc phơ đang tiến vào ngôi miếu cũ, sắc thần của ông ta thật đáng sợ, ông ta chính là Lục Thủy Cầm Ma Ngụy Vô Âm. 30 năm trước, các anh hùng đích thân tham gia thảo phạt yêu đao, người còn ở nhân gian, hiện giờ chỉ còn lại cương trưởng môn Thủy Nguyệt Đinh Hiên. Đỗ Trang Liên, bế quan dưỡng thương không ai được gặp, đại thừa Mai Hoàng kiếm thủng, tiêu gián chỉ, bận rộn chuyện triều chính, vô tự bối trưởng lão, chỉ kiếm kỳ cung, Ngụy Vô Âm, khoảnh khắc Ngụy Vô Âm bước vào, tất cả mọi người ở đó hướng mắt về phía ông ta ông nhắm chặt mắt bước đi hai tên lính ở đó bắt đầu bàn luận ngài ấy chính là lục thủy cầm ma tóc bạc mai đen trong truyền thuyết giang hồ nghe nói là vô tự bối trưởng lão duy nhất của chỉ kiếm kỳ cung mấy tên đệ tử của lộc biệt giá phải bất ngờ không ngờ cầm ma đích thân tới chẳng lẽ là tới giúp chống lưng cho đồ đệ của ông ta còn những nữ đồ đệ thì vui sướng gieo mừng qua wow, gặp được người ngụy vô âm người thật rồi ấy cô nói xem rốt cuộc ông ta bao nhiêu tuổi rồi sao không thấy đồ đệ của ông ta lộc biệt giá có chút sợ sệt nhưng ông vẫn cứng miệng chập hóa ra là nguy trưởng lão nổi danh nghĩa hiệp của kỳ cung đích thân tới có ngài ở đây hẳn huyết án của quan hải thiên môn ta chắc chắn có được công đạo lát nữa nếu hung thủ chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã phải xấu mặt bởi ngụy vô âm chẳng thèm để ý đến ông ta mà lướt qua thật nhanh ông ta khó chịu ra mặt khốn nạn vậy mà lại làm lơ ta mặt ông ta đổ đầy mồ hôi ngụy vô âm đến trước mặt hứa chi y nhậm nghi tử tròn mắt nhìn cả hai hứa chi y kính cẩn cuối chào tiền bối trước mặt vãn hối hứa chi y tham kiến ngụy lão tiền bối ông hài lòng nhìn hậu bối và dặn dò ừm quyên trưởng môn đã tới phiên gửi lời hỏi thăm tôn sư nói rằng lão phu tuổi già sức yếu kiếm nghệ xa sút sau khi đỗ trưởng môn xuất quan vẫn mong sớm tới kiểm chứng tránh tiếc nuối đương nhiên cô cung kính trả lời lúc này vừa bị ngó lơ lộc biệt giá không cam lòng liền tìm cách gây sự chú ý ngụy lão tiền bối né tránh không trả lời thế này chẳng lẽ là chột dạ hay là đã sắp xếp thỏa đáng chuyện lệnh đồ giết người đối mặt với một lão già khó ưa như vậy ngụy vô âm liếc ông ta một cái rồi nói nghe khẩu khí này của các hạ giống như tội danh của đồ nhi ta đã chắc như núi lẽ nào ngài tận mắt nhìn thấy hắn hành hung giết người ông ta chỉ tay vào nghĩa từ bị thương đang nằm trên cán của mình mà quát lớn nghĩa từ ta may mắn sống sót trong thảm án chính là nhân chúng cộng thêm vết thương của bất khảm vấn kiếm trên người hắn các loại manh mối chỉ ra ngoài trừ đồ đệ mộc phân sắc của ngài còn có thể là ai có điều theo ý của lão đài thừa mộc tứ hiệp cũng có khả năng bị yêu đao mê hoặc mới dẫn tới lạm sát khắp nơi chút nữa mộc tứ hiệp xuất hiện nếu nguy lão tiền bối không tiện đại nghĩa diệt thần các đệ tử của ông ta cũng đồng thanh nói đệ tử quan hải thiên môn ta cũng vui vẻ giúp đỡ trả lại công đạo cho đồng môn chết oan ngụy vô âm đáp ha đồ đệ đó của ta mất tích đã lâu một tháng trước lão phu sai lão tam xuất môn tìm kiếm đến giờ không có thông tin nếu để lão phu biết có tiểu nhân bị ổi bôi nhọ hãm hại giấu tiểu đồ đệ đi hoặc sắp xếp cho hắn không thể xuất hiện tự thanh minh lão phu tuyệt đối không để yên nói xong ông trừng mắt nhìn lão già đáng ghét kia bầu không khí trở nên thật căng thẳng Lộc Biệt Giá bắt đầu khiêu chiến, tốt, tốt, nếu đã như vậy, hôm nay để quan hải thiên môn ta chứng kiến tuyệt học kỳ cung bất khảm vấn kiếm người đầu đao kiếm tới hầu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, một người lính ra can ngăn cả hai phe, hai vị bình tĩnh, minh ước tứ môn vẫn còn. Lão đài thừa hôm nay mời các vị tụ họp ở đây là để hợp lực đối phó yêu đạo tái xuất giang hồ. Mặc cho anh ta có nói gì, Lộc Biệt Giá rút ra hai thanh gươm to tướng, hung tợn la lên, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên, lấy binh khí ra đi, Ngụy Vô Âm, có vẻ ông ta đã nóng lòng muốn đánh nhau trái với sự nóng vội của ông ta ngụy vô âm lại có vẻ thản nhiên ông ta nhắm mắt giễu cợt binh khí ha 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 ngươi không biết chỉ kiếm kỳ cung ta tu là vô hình kiếm sao đạo tặc các ngươi chỉ xứng một sợi tóc của ta mà thôi nói rồi một luồng ánh sáng xanh phát ra từ tay của ông lộc biệt giá vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm ông ta ngông cuồng ra lệnh cho các đồ đệ ta xem ngươi có thể ngông cuồng tới lúc nào lên cho ta báo thù cho nghĩa tử của ta sau câu nói này tất cả các đệ tử cầm binh khí xông lên tấn công ngụy vô âm trong giây lát ông đã bị đám đồ đệ của lộc biệt giá bao vây nhưng ông cũng chẳng có chút biểu hiện nào là sợ hãi lộc biệt giá cọ sát binh khí khiến nó phát ra những tia lửa và âm thanh chói tay ngụy vô âm không mấy đề phòng ông ta khinh thường người trước mặt lợi dụng tiếng đao kiếm ma sát để quất nhiễu phán đoán của đối thủ với tốc độ vung đao sao hư trò trẻ con lộc biệt giá vung gươm thật nhanh và mạnh bạo thanh gươm xuyên qua lớp áo nâu của ngụy vô âm máu văng ra ông khó chịu nhìn vết thương có lẽ ông đã đánh giá người trước mặt quá thấp nên đã xảy ra sai sót. Lúc này là Ngụy Vô Âm đã sử dụng cách gì đó mà có thể dùng tàn hồn để né được một kiếm của Lộc Biệt Giá. Liền sau là ông ta nhảy ra đằng sau của Lộc Biệt Giá, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến ông cũng khá choáng váng vì không biết được đường đi nước bước như thế nào. Ông ta bay ra đằng sau miệng lẩm bẩm những lời sau, đi khắp thành chỉ núi non không cầu tiên vấn đạo, trên tay còn xuất hiện cái gì đó sáng rực lên, trông có vẻ rất nguy hiểm, chỉ muốn nán lại trong ánh trăng sắc hoa. Sau đó là cái phẩy tay thẳng ra đằng sau dứt khoát, cái thứ trên tay của ngụy vô âm dường như biến thành thứ gì đó dài thay thế cho thanh kiếm rồi ông ta phi thẳng đến chỗ của đám người đó uống cạn đập vỡ chén nước thu ngụy vô âm chỉ dùng cái thứ trông rất mỏng manh như một sợi chỉ nhưng có thể xuyên qua được thanh kiếm thậm chí còn đam vào người của những tên lính nữa tốc độ di chuyển của ông ta rất nhanh trong mắt của người thường thì ngụy vô âm dường như biến mất còn hơn thanh phong kiếm cổ tranh thập tam quyền lúc này ông ta dứt khoát đâm thẳng vào một cánh tay của những tên lính xong là ông ta dùng tốc độ rất nhanh phi đến chỗ người khác rồi tặng họ một đao một hình tượng rất ngấu khi ngụy vô âm đi đến đấu thì người bị thương nằm la liệt người thì bị đam vào tay người thì ngay bụng khiến cả bọn lăng quay lăn lóc đến ngay cả lộc biệt giá cũng không thể tin vào mắt mình liền rối loạn mà suy nghĩ ngừng chiến chưa đầy trăm năm tà ma ngoại đạo của chỉ kiếm kỳ cung lại đã luyện được thân pháp thế này vì quá sợ hãi mà ông liền quát lớn ra lệnh cho đồ đệ ngạn thăng ngươi đưa người đứng ở vị trí thương môn cảnh môn nghe thế tên đồ đệ của ông cũng đáp lại ngay vâng thưa sư phụ vẻ mặt bây giờ của lộc biệt giá đã trở nên tươi tỉnh hơn liền nói đi cửu phượng thiên canh bộ kết quần ma thúc hình đại trận nghe được thế khiến cho cả đàm kiếm hốt và hứa chi y đều có phải những suy nghĩ thắc mắc quần ma thúc hình đại trận cô thấy thế liền suy ngẫm sâu xa hơn lộc biệt giá lại vì nghĩa tử bị thương của hắn làm tới mức này với kỳ cung chẳng trách có lời đồn nghĩa tử là con trai thân sinh của hắn hôm nay nếu hạc chân nhân của quan hải thiên môn ở đây chắc chắn sẽ không để lộc biệt giá làm bừa thế này ở một bên khác thì ngụy vô âm đã trở lại với cây đàn tranh được mang ở phía sau lưng của ông ta đứng trước mặt ông ta là những đám lính đứng ngay ngắn rất có quy củ liền sau là tụi lính đó đã lừa được ông ta vào trong đại trận đã được bố trí sẵn chắc đây sẽ là trận chiến khó khăn của ngụy vô âm đây nhưng khác với mọi người nghĩ thì ông ta vẫn rất bình tĩnh mà suy nghĩ trận pháp rất lâu rồi chưa thấy đám lính thì đứng vây quanh chỗ trận pháp đó còn ở phía đằng xa thì lộc biệt giá cũng quan sát tỉ mỉ hành động của ông ta liền sau là lộc biệt giá liền ra lệnh cho đám lính đó chuẩn bị tấn công bắc mị huyền phạm Thần hổ huyền minh túc lữ thất tinh châu táp hạ doanh chúng nhân di chuyển theo khí tức của ta áp chế hắn bỗng liền sau lưng của ngụy vô âm xuất hiện một người lính can dạ tấn công trước theo sau là cỡ từ 2 đến 3 tên linh liên tục tấn công ông ta nhưng với sự nhanh nhẹn thì ông ta dễ dàng né tránh ngụy vô âm nhìn vào hướng di chuyển cùng với tốc độ của những người nãy rồi đưa ra kết luận trong đầu tốc độ sức mạnh đều đã tăng lên bốn phương tám hướng giống như dựng lên bức tường cao mấy chục năm nay chưa từng giao chiến không ngờ đạo sĩ đã luyện ra tuyệt trận cấp này để có thể dễ dàng mà chiến đấu với những người này thì ông ta liền bay thẳng ra ngoài thông qua phía cửa sổ trước khi đi còn kích đều bằng cách cười sỉ nhục không thể nuốt được cục tức này lộc biệt giá liền mỉa mai mà đáp trả tưởng ra khỏi cửa miếu là có thể tránh được sao quần ma thúc hình đại trận không đơn giản như vậy đâu mặt của ông trở nên điên cuồng hơn hét toáng lên di chuyển trận theo ta lúc này là cả bọn đều đã xông ra ngoài theo lệnh còn ông thì vừa cười vừa thốt lên ngụy lão nhi đừng hòng chạy chưa kịp để ai chuẩn bị ngụy vô âm đã lấy cây đàn tranh ra phía sau lưng rồi đàn tạo ra một vòng xoáy nước lớn xung quanh chỗ ông ta và cây đàn. Ông ta chỉ mở miệng ra nói một câu, chạy, liền sau là Ngụy Vô Âm mở to đôi mắt ra nhìn chừng chừng về phía trước rồi lên tiếng, ếch ngồi đáy giếng, những hạt nước mưa di chuyển theo cách đánh đàn của ông ta, đoán mò thôi thì cũng biết ông ta đi ra ngoài để lấy được những hạt mưa đó để tấn công rồi, đúng như đã dự định, ông ta liền hất tay lên một cái thôi, là các giọt nước liền búng theo hướng đó liền tạo ra những giọt mưa đại. Lộc Biệt Giá sau khi nhìn sơ qua thì trong đầu nhảy số lập tức, kiếm khí hóa hình, những giọt mưa nãy lao thẳng đến chỗ của binh sĩ khiến cho ai nấy đều bị thương hết top này đến top khác đều chịu thua ngủ sức mạnh của cái này ngụy vô âm đắc ý nói chiêu vũ lậu cánh tàn này là để phạt cảnh cáo đám các người. không thể thua được lộc biệt giá liền ra lệnh cho những người bị thương lại trở lại đội hình đừng loạn vì không thể đánh bại được ngụy vô âm mà xem nữa còn bị tật diệt toàn quân khiến ông nghiến răng bất lực ngụy lão nhi đáng ghét bỗng từ đâu đó tiếng đến tiếng nay các ngươi là kẻ nào đừng công vào trong đứng lại nghe được tiếng vang từ ngoài cổng vào khiến cho cả ngụy vô âm và cả lộc biệt giá đều quay đầu bất giác mà nhìn theo đầu tiên tiếng mà nghe được là tiếng ngựa dẫm lên vụn nước bảo vệ ở ngoài cổng ra sức yêu cầu người đánh xe nhanh dừng lại nhưng hình như người đó muốn đi vào nên đã bỏ ngoài tai lời nó đến cả đàm kiếm hốt và hứa chi y cũng quay đầu lại nhìn đó là một chiếc xe ngựa có cả một thùng xe phía sau nữa chậm rãi bước tới chỗ chiến đấu của hai con người kia thì ra đó là một cặp ông cháu người ông với bộ râu dài thòn lòn ngồi kế là đứa bé với khuôn mặt còn búng ra sữa nữa Đứa bé ngây thơ chỉ tay về chỗ của mọi người rồi hỏi, sao mọi người lại dầm mưa bên ngoài. Sự xuất hiện của chiếc xe ngựa đã làm cho toàn bộ đám lính ở đó lăm le tay cầm kiếm, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đó. Một trong những tên lính liền quát rất to, các người là kẻ nào, nhanh rời khỏi đây. Bỗng có một bàn chân nhỏ xíu bước thẳng xuống dưới những vũng nước, nhìn như là bàn chân của con nít vậy. Thì ra đó là Dược Nhi, cô bé thấy thế liền lên tiếng, ra ra tôi tuổi già sức yếu, muốn ở đây tránh mưa, miếu này cũng không phải nhà của ông, dựa vào đâu các ông ở được. Chúng tôi thì không, mới có tí tuổi đầu mà cô bé đã dám cả gan đứng lên nói chuyện thẳng thắn với đám lính trong tay là kiếm. Nghe thế một trong những tên lính không vui liền thốt lên quạo cọ, thằng nhãi khốn kiếp ngươi không thấy tình hình ở đây à, còn không mau. Bỗng từ đâu đó nhậm nghi tử liền tiến tới chỗ cô bé rồi nhẹ nhàng bảo, tiểu đệ đệ nói phải, đầm mưa sẽ ôm đó, tỉ tỉ che ô cho đệ nhé. Liền sau là cô ta thè lưỡi cho quê tên lính hồi nãy, khiến cho tên lính đó chỉ biết ngậm ngùi không dám hó hé cái gì cả. Lúc này nhậm nghi tử quỳ xuống trong tay lên đầu gối rồi hỏi Han Dược Nhi, tiểu đệ đệ đừng sợ, đệ tên là gì, từ đâu tới, trong xe còn có ai. Cô bé rất thông minh chỉ nhìn chăm chăm vào mắt của cô ta rồi, hừ, lên một tiếng thật dài. Sau đó cô bé quan sát xung quanh, thấy có người bị thương nằm cán, khiến cho cô bé hơi đổ mồ hôi hột. Dược nhi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thấy những thứ như thế sợ hãi cũng không phải chuyện là gì cả. Dược nhi khôn lỏi liền ra điều kiện với cô ta như sau, nếu tỷ cho ta và ra ra nước với đồ ăn, ta sẽ nói cho tỷ. Nghe được thế, những nghi tử không những từ chối mà còn rất nhiệt tình, liền sai hai người đều mang đồ lên kim xuyến đưa hắn chút trà và bánh mà chúng ta mới có lúc này là bánh và trà cũng đã được đưa tới cô bé liền rót vào cái cốc nhỏ đồng thời cô ta cũng hỏi han cô bé lần nữa gọi ra ra của đệ cùng ăn đi đệ tên là gì cùng ra ra đệ từ đâu tới nghe thế dược nhi đáp lại từ tốn mặt ra ra ta bị vẩy nến sợ gặp người lạ lát nữa ta mang qua cho người vừa trả lời cô bé nhanh tay mò mẫm xuống dĩa bánh cô bé vừa cầm cái bánh lên rồi khó khăn ăn vừa ăn vừa trả lời ta tên dược nhi cùng gia gia là người của tranh chữ thôn sau đó dược nhi liền nói thêm tên xe ngoài gia gia còn có thi thể tỷ tỷ ta a à luyến chúng ta vội vàng tới đây chính là vì nói tới đây cô bé liền khựng lại một nhịp dường như cô bé có đều khó nói gì đó chăng sau khi lấy đủ hơi cô bé liền thốt ra lời chắc nịch tìm kẻ thù nghe được thế khiến cho nhậm nghi tử tối mặt lại hỏi ngược lại lần nữa tìm kẻ thù đàm kiếm hốt cũng tò mò mà liền hỏi là hung thủ sát hại tỷ tỷ ngươi sao nghe vậy cô bé đáp lại không chỉ tỷ tỷ ta chắc làng của dược nhi xảy ra chuyện gì mới có nhiều người chết như thế cô bé vừa nhẫn nhơ ăn bánh rồi nói tiếp còn cả nam đinh trong thôn dược nhi thốt lên tiếp toàn bộ nghe được thế khiến cho ngụy vô âm liền trầm mặc lại chắc ông ta cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cái làng đó nhưng biểu cảm của lộc biệt giá thì bán tín bán nghi lời của cô bé nói nên trợn tròn mắt dược nhi thốt lên tiếp đều đã bị bọn họ giết hứa chi y cũng đưa ánh mắt xuống dưới biểu cảm cho sự thương xót cũng như là sự tàn bạo của đám cướp đó nhậm nghi từ nghe thế liền thốt lên hoảng sợ toàn toàn bộ, vì sao? Lúc này cô bé đang nhớ lại khoảng thời gian xảy ra vấn nạn đó rồi bảo, khoảng nửa tháng trước, trong thôn xuất hiện một giám vô lại, bọn chúng nói nghe danh nước suối trong thôn trong suốt nên tới, kết quả lại muốn bắt nữ tử chơi đùa, tên cầm dầu thì ngồi nhởn nhơ trên chiếc ghế còn được người khác cầm dù nữa, nữ nhân, trẻ con trong thôn sợ hại, toàn bộ đều trốn vào trong núi, đám thiếu gia ác độc không bắt được nữ nhân liền bắt sạch nam nhân trong thôn, trói lại cùng nhau, chúng trói những người nam đó lên trên chiếc giá, cổ của họ thì bị một cọng dây thừng rất dày quấn quanh rồi cố định vào trong thanh tre phía sau. Tên cầm đầu ngồi đó nhìn thấy có vẻ thưởng thức tác phẩm mà mình đã làm ra, đúng là đủ sự tàn nhẫn qua nhân cách. Hắn liền ra lệnh cho một tên thuộc hạ, cầm kiếm lam le đến chỗ của bọn họ để chuẩn bị hạ đao xuống. Dưới lời kể của Dược Nhi thì, tỷ tỷ ta là người đẹp nhất trong thôn, tỷ ấy ba chấp chúng ta phản đối, quyết định dùng bản thân đổi lại mọi người quay về. Thật ra nói thật thì bọn ác sẽ không làm thế đâu, chúng nó có cái tham lam riêng của bọn độc ác, không dễ để thả người ra đâu ánh mắt đượm buồn của tỷ tỷ dược nhi nặng trĩu cô dặn dò mọi người sau khi ta đi mọi người đổi nơi trốn nơi này đã không còn an toàn nữa chắc đây cũng là lần cuối được nói chuyện với mọi người nên cô trông có vẻ buồn bã tỷ ấy một mình xuống núi chạy tới quảng trường trong thôn ta rất sợ nhưng vẫn lén đi theo tỷ ấy đám ác ôn lập tức bị dung mạo của tỷ ấy thu hút cái này không khác gì là dâng mỡ đến hang cọc cả a luyến lên tiếng yêu cầu tên cầm đầu ta dùng ta trao đổi thả họ đi cùng lúc là cái bóng của bọn ác ôn đó đã không còn là của con người nữa mà chuyển qua là đám thú đội lốt người cô hướng về chỗ của tên cầm đầu rồi kiên định thốt lên những lời như thế còn phía tên đó thì nhìn cô rồi cười mỉm tay lắc lắc ly nước tỏ vẻ ngạo mạn ta đây lộc ngạn thanh cười lớn ha ha ngươi qua đây đám tay sai thấy vậy liền tiến lại gần a luyến đẩy mạnh cô về phía trước quát lão đại của bọn ta gọi ngươi còn không đi mau cô bị đẩy ngã khuỵu xuống lộc ngạn thanh khinh bỉ bảo ngươi đã là cá nằm trên thớt còn muốn ta nghe lời ngươi a luyến lúc này tràn ngập thù hận ánh mắt cô vô cùng kiên định thấy vậy hắn liền đưa tay hắn tới lộc ngạn thanh bóp chặt lấy cổ của cô hắn giận dữ từ từ lại gần hỏi ngươi có biểu cảm gì vậy bộ dáng đáng thương hắn im lặng một chút có vẻ như đã nghĩ ra được trò gì đó tên lộc ngạn thanh bóp lấy miệng a luyến bảo cười cho ta dỗ ta vui có lẽ ta sẽ thả một người nghe hắn ta nói vậy cô khẽ mỉm cười thấy a luyến làm theo lời mình hắn cười khẩy lộc ngạn thanh liền quay sang nói với đám tay sai nụ cười này bổn thiếu ra thích chọn một tên thả đi Tên đao phủ có vẻ như hiểu ý hắn muốn nói gì, hắn ta cười lớn, hay hay, tuân lệnh, tiểu nhân thả ngay đây. Nói rồi hắn liền vung kiếm lên, chảm xuống người đang quỳ gần hắn, tên đao phủ nói, vậy thì, xoẹt một cái rực nhi đang núm trong đám cây phải bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng động khi chứng kiến chuyện vừa diễn ra. A luyến tròn mắt kinh ngạc, không dám tin những gì đang diễn ra, thanh tre buộc chặt đám người ấy rung lên vì cú chém vừa rồi, lúc này, hắn đã hạ kiếm xuống, lưỡi kiếm của hắn vẫn còn dính máu tươi của người vừa rồi. Lộc Ngạn Thanh cười to gương mặt thỏa mãn quay sang nhìn A Luyến, ha ha ha, thế nào, ta nói lời giữ lấy lời chứ hả, vừa rồi ngươi nói gì, dùng người trao đổi, hắn ta túm lấy áo cô tính dở trò gì đó, xoẹt, áo của A Luyến đã bị xé ra thành trăm mảnh, cô lúc này chỉ biết cầu cứu trong vô vọng, tên Ngạn Thanh ấy kéo cô lại gần bảo, nghĩ xem, nếu cứu đám nam nhân này, giờ chúng thấy bộ dạng này của ngươi, sau này sẽ thảo luận về như thế nào, hay để ta giúp ngươi xẻ chúng thành mấy phần rồi mới thả, như vậy sẽ không ai đàm tiếu về ngươi nữa nói rồi hắn liền hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ động thủ xử xong nơi này lại vào núi bắt người tên tay sai cầm cách du đầy gai nhọn từ từ tiến đến người dân vô tội hắn quát thứ gia súc cày cấy còn dám chơi trốn tìm với bọn ta bịch một gậy cho thẳng vào vai phải của người đàn ông ấy không cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn máu nhuốm đậm cả cây cỏ xung quanh thấy đám nông dân đau khổ như vậy tên ngạn thanh khoái trí cười ha 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 giống như cắt cải vậy bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc làm cho a luyến bất ngờ các ngươi buông ta ra tên thuộc hạ đã bắt được dược nhi đang trốn trong lùm cây hắn ta vui vẻ nói lão đại xem ta bắt được gì này một tên nhãi con dược nhi bất lực kêu gào thả ta ra trong lúc cô bé vùng vẫy cô đạp thẳng vào mặt của tên tay sai ấy hắn ta đau đớn thả dược nhi xuống tức giận chửi tiểu xúc sinh a luyến lúc này lo lắng tên đấy sẽ ra tay với cô bé cô hét lên Giao nhi tên tay sai phẫn nộ tay ôm con mắt vừa bị đạp chửi to dám đá lão tử ta giết người nói rồi hắn liền vung thanh đao về phía dược nhi ánh mắt cô bé như mất hồn vậy, không thể chống cự được. Vút, ngay lập tức A Luyến đã lao đến chỗ của cô bé. So Ad, thanh đao đã chém thẳng vào lưng cô. Dù không còn sức lực để chống trả nhưng A Luyến vẫn nhẹ nhàng để tay lên dược nhi. Cô dùng đau khổ, dùng một chút sức cuối cùng nói với cô bé, nhanh, chạy mau. Lúc này Dược Nhi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với tỷ tỷ của mình, cô hét lớn. A Luyến, Lộc Ngạn Thanh bước lại quan sát, tên tay sai hoang mang bảo, ấy, không kịp để cho hắn giải thích, Ngạn Thanh liền tặng cho hắn thêm một bạt tay hắn ta tức giận nói món hàng ngon như vậy lại làm lão tử mất hứng tên ngạn thanh tức giận chỉ tay về phía dược nhi ra lệnh băm nát thằng nhãi này cho ta vào khoảng khắc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc bốp bốp có những vật thể lạ bay về phía đám tay sai lộc ngạn thanh cảnh giác hét lớn kẻ nào nhìn thấy đám thuộc hạ đang ôm tay đau đớn dược nhi chắc rằng người này không phải hạng tầm thường một vân sắc tay cầm đá từ từ xuất hiện anh nói vốn tưởng ở tiểu thôn xa xôi này có thể nhìn thấy điền viên yên bình anh tràn ngầm sát khí nói tiếp không ngờ lại là địa ngục nhân gian mộc Vân sắc nắm chặt tay ánh mắt kiên định nhìn về bọn chúng anh nói vốn tưởng ở tiểu thôn xa xôi này có thể nhìn thấy điền viên yên bình không ngờ lại là địa ngục nhân gian ngay lập tức hàng chục con mắt đổ dồn về phía anh một tên trong đó chỉ về phía mộc Vân sắc rào lên bảo ngươi là kẻ nào chàng trai vừa rút thanh kiếm ra vừa đáp lại đi không đổi tên ngồi không đổi họ tới từ cửu bàn khẩu long đình sơn nhân xưng đang thành nhất bút mộc Vân sắc anh nhìn về phía bọn chúng tức giận nói lớn làm ra chuyện thương thiên hải lý này, các ngươi đều phải chết. Thấy Mục Vân Sắc tỏ vẻ coi thường như vậy, hắn ta ngày càng phẫn nổ gào lên, một con rắn con của chỉ kiếm kỳ cung cũng dám lo chuyện bao đồng, lão đại bọn ta, chưa kịp dứt câu, Đúc Nhi đang cắn bánh đã ngắt ngang lời hắn, là phó trưởng giáo quan hải, thiên môn đại danh lẫy lừng, kiếm phủ đăng lâm, lục đặc biệt giá, ngươi động vào được không ác đồ đó nói như vậy. Tô đạo trưởng thấy cô bé ấy nói trúng phóc, giận dữ bảo, hỗ sược, thấy hứa chi y và đám tùy tùng đang ở phía sau quan sát, ông ta không biết phải làm gì, thẹn quá hóa giận, Tô đạo trưởng cầm thanh đao hét lớn, "Tiểu tử thôn dã, ai dạy ngươi ngậm máu phun người?" Ngay lập tức, hắn ta vừa lao nhanh đến chỗ Dược Nhi vừa bảo, "Muốn chết." Thoáng chốc, Tô đạo trưởng đã tiếp cận u cô bé, không nhi du lời hắn liền vung thanh đao về phía cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Dược Nhi chưa kịp phản ứng thì thanh đao đã dục hiện ngay trước mặt cô. Keng, chiếc đĩa trên tay của Dược Nhi đã rơi xuống. Cùng lúc ấy, trên con đường nào đó, bánh xe văng khắp nơi, lọc cọc, lọc cọc, tiếng bánh xe gỗ va đập với mặt đường ngày càng nhanh và mạnh bùi liệt cùng với hoàng anh và nhiễm hồng hà đang trên đường chạy trốn cậu hét lên đi cậu căng thẳng mồ hôi đầm đìa nói nhanh lên nhanh thêm chút nữa tiến về phía trước ra khỏi tòa nhà là nơi địa giới chu thành sơn bỗng nhiên có một cái bóng tràn ngập sát khí xuất hiện từ phía sau nhìn bích hổ ánh mắt đỏ hoe đang lao nhanh đến bùi liệt thầm nghĩ mưa đã ngừng trên người cô ta là mồ hôi thấy những giọt nước li ti xuất hiện ngày càng nhiều suy đoán của cậu đã đúng cậu nói thầm quả nhiên cô ta đang chảy mồ hôi Thấy vậy, nhiễm hồng hà quay sang bảo với Hoàng Anh, nhị trưởng viện, mau nhìn kìa, bích hổ cô nương đang chảy mồ hôi, cũng tức là, tuy không rõ vì sao cô ấy thành như vậy. Bùi liệt liền quay sang đáp lại, nhưng cơ thể cô ấy vẫn giống người bình thường, biết mệt, có chảy mồ hôi. Cậu lại nói tiếp, cô ấy kéo theo đao đá đuổi theo chúng ta thế này, có lẽ đang kiềm chế mệt mỏi của bản thân. Nhị trưởng viện liền tiếp lời, nếu không phải như vậy, mấy lần cô ấy tấn công trước đó, chắc chắn không chỉ phá hỏng nửa xe ngựa. Lúc này, cả rừng trúc chỉ còn lại tiếng hét vội vã của bùi liệt y cậu chỉ tay về phía ngôi nhà trên đỉnh núi bảo nhìn thấy chỗ đó không đó là phong hỏa đài của thành này chỉ cần chúng ta tới được đó bỗng nhiên hai người phía sau la lên ấy bùi liệt cả ba người ngơ ngác nhìn về phía sau những hồng hà hoang mang nói bích hổ không thấy nữa ngay lập tức hoàng anh liền cảnh giác bất ngờ bích hổ từ trên lao xuống hoàng anh liên hét lên báo cho mọi người ở bên trên cô ta đáp xuống cây trúc làm nó cong lại chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp thấy vậy bùi liệt thầm nghĩ vậy mà lại lợi dụng trúc dầm bích hổ đạp mạnh vào cây trúc lao nhanh về phía nhóm của cậu theo phản xạ nhị trưởng viện liền rút gươm ra đỡ một đòn uy lực vô cùng khủng khiếp với sức nặng của đao đá đòn tấn công của bích hổ trở như cả trăm tấn dáng su óng những hồng hà không chịu được áp lực ấy đã bị thương ván gỗ trên xe ngựa lúc này cũng chịu không nổi bắt đầu nứt ra rắc phần cố định hai bánh xe cũng đã bị gãy đùng một cái cả chiếc xe đã vỡ tan tành chỉ vì một đòn của bích hổ không cảnh lúc này vô cùng bất lợi cho nhóm của bùi liệt hoàng anh lúc này cũng bị thương nhị trương viện lo lắng hét lên không ổn bùi liệt lúc này cũng ngã chung với bọn họ cậu gào lên nhị trưởng viện bịch câu ngã khỏi xe ngựa vô cùng đau đớn nhìn chiếc xe ngựa rời đi trước mặt mình bùi liệt từ từ đứng dậy cậu nói ây ra ngay lập tức cậu quay lại cảm thấy có sát khí tỏa ra từ phía sau bích hổ lúc này đang tiến lại gần nhiễm hoàng hà cậu hét lên nguy hiểm bích hổ cầm vũ khí đánh tới nhiễm hồng hà lúc này hoàn toàn mất khả năng chiến đấu chỉ có thể trơ mắt nhìn, Bùi Liệt gắng gượng đứng dậy nghĩ, nguy hiểm, côn ngu kiếm của cô ấy đâu? Ở đằng xa thanh kiếm đang bị một thanh gỗ đè lên, cậu cũng đã nhìn thấy, ở đây, cậu không chút do dự chạy nhanh đến cầm lấy thanh kiếm, cậu nhanh tay chém tới nhưng Bích Hổ phản ứng nhanh đã quay đầu đỡ được, Bùi Liệt khiêu khích, tới đây, đối thủ của cô là ta, cậu cũng tranh thủ hét lớn, nhị trưởng viện, đi mau, đưa họ tới phòng tỏa đài, Bích Hổ nhảy lên cao bất ngờ sử dụng bất phục chi trận, Bùi Liệt lúc này chỉ kịp ngỡ ngàng cậu cố gắng nhảy sang bên cạnh né đi cú đánh khủng bố đó những hồng hà hét lên không được lúc này ta bỏ lại ngươi có khác gì tự tay giết người cô ngô kiếm được dơ cao bùi liệt ngã trên đất vẫn không chịu thua cười lớn hay hay cô cũng chỉ vậy thôi cậu gắng gượng đao khí của cô không thể đánh chúng ta đâu bích hồ đằng đằng sát khí liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt cô lại lần nữa đánh tới bùi liệt gượng dậy chuẩn bị tư thế cậu kiên quyết kêu lên nhị trưởng viện không cần lo cho ta tuy ta không đánh lại cô ta nhưng tốc độ nhanh hơn cô ta cậu chạy thẳng về phía trước lòng thầm nghĩ ta sẽ giữ mạng lần nữa giao côn ngô cho cô những hồng hà nhíu chặt mày vẫn không có ý định sẽ rời đi mà nói lớn tuổi còn nhỏ học theo người ta ra vẻ anh hùng cái gì ngươi sẽ chết đấy hoàng anh bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ hồng tỷ đi thôi bích hổ đuổi theo chúng ta lâu như vậy thể lực bị tiêu hao có lẽ tiểu tử đó thật sự có thể chạy thoát nhiễm hồng hà ngây người không đáp lại cô nghĩ đến gì đó cuối cùng cô lên tiếng nói với hư không bùi liệt ngươi phải sống đấy trong khu rừng lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp của bùi liệt với tốc độ nhanh như thoát cậu càng chạy càng hăng ánh mắt càng quyết liệt hơn bao giờ hết bích hổ như âm hồn bất tán đuổi sát theo phía sau cô ta nhảy lên vừa lúc bùi liệt quay đầu ánh mắt cô ta trợn tròn lên đánh xuống bùi liệt cắn răng đỡ đòn đánh dữ dội đó khi tức trong người cậu bị ép ra bùi liệt thổ huyết cả cơ thể văng về phía sau bất khả kháng cậu còn chưa tiếp đất bích hổ đã bay đến trước mặt của cậu cả hai cứ như vậy nhìn nhau cô ta lúc này chuẩn bị tư thế ra đòn bùi liệt kinh hãi cắn chặt răng nghĩ hỏng rồi lần này thật sự rơi xuống là tiêu đời cậu nhắm chặt mắt cam chịu sắp chết rồi bỗng một thứ ánh sáng lóe lên tách cả hai người ra bùi liệt văng về phía những cái cây cùng với côn ngô kiếm côn ngô kiếm xoay mấy vòng liên tiếp rồi thanh kiếm cắm xuống đất bên cạnh tay của bùi liệt một âm thanh yếu ớt vang lên hự ừ. bùi liệt khó khăn lờ đờ mở mắt chợt cậu sửng sốt mở to mắt phản chiếu qua mắt cậu chính là bích hồ đang đứng sừng sững nhìn xuống bùi liệt nằm vật trên đất khó hiểu thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì ta vẫn chưa chết sao cậu ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở phía dưới một cái hố sâu và bích hồ vẫn im lặng đứng trên miệng hố quan sát hố sâu này là là hồ chứa nước do chạm đóng quân trước đầy đảo bích hồ vẫn đứng đấy dõi mắt nhìn xuống làm cậu khó hiểu vì sao cô ta không đuổi theo trông không giống lương tâm bộc phát nhận thấy cô khó chịu phía trên bùi liệt nhận ra hình như cô ta rất nóng này lẽ nào cô ta không trèo xuống hố được lúc này cậu mới nhận thấy một vết thương dài trên đùi của bích hồ đang dỉ máu mà thầm nghĩ vết thương do kiếm đó là do ta gây ra sao ta làm được cậu khó tin nhìn vào bàn tay mình trong khoảnh khắc vừa rồi chẳng nghĩ ra gì cả, trượt ánh mắt cậu va vào thanh kiếm. a, à, côn ngô kiếm. cậu nhanh chóng nắm chặt lấy chui kiếm quyết tâm, mặc kệ cô là vạn kiếp hay thiên kiếp. sau đó bùi liệt dõng dạc chĩa kiếm về phía bích hồ hét lớn. nếu cô còn muốn đuổi theo, cậu kiên định tuyên bố, ta liều chết cũng phải kéo cô chết chung. thế nhưng cô ta chẳng có phản ứng gì mà vẫn im lặng nhìn cậu. cô ta vẫn giữ nguyên tư thế và thái độ đó với cậu. cả hai người chìm trong tư thế kẻ trên người dưới như vậy hồi lâu. Thế rồi cô ta quyết định quay người bỏ đi mặc kệ bùi liệt, lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm, đi rồi, thật sự đã đi rồi, chống hai tay quỳ trên mặt đất cậu tự nhủ, nguy hiểm quá, cũng may chưa chết, tiền hồi môn của tỷ tỷ còn chưa gửi về, cậu đảo mắt nhìn quanh tìm cách, ta phải nhanh tìm được đường ra, kịp tới phòng hỏa đài. Ngay lúc này tại một nơi khác có một giọng nói vang lên, hội ngộ cùng nhị trưởng viện, bỗng đáp lại lời nói ấy là một giọng nói hết sức tức giận, tiểu tử thôn dã, ai dạy ngươi ngậm máu phun người? Tô đạo trưởng cầm kiếm lao nhanh về phía trước quát muốn chết, mũi kiếm của ông ta đã lao đến trước mặt dược nhi trước sự kinh hãi của cô bé. Mai thay Đàm Kiếm Hốt đã nhanh chóng dùng tay Trần giữ chặt lấy thanh kiếm làm Tô đạo trưởng kinh ngạc một phen. Bàn tay của Đàm Kiếm Hốt tỏa ra một luồng sức mạnh màu đỏ thấm bóp nát thanh kiếm của ông ta. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến Tô đạo trưởng đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ, đây, đây là công phu gì lại có thể nóng chảy thông tây kiếm của ta, không để ông ta nghĩ ngợi thêm Đàm Kiếm Hốt cất tiếng nói, đạo trưởng, chỉ kiếm vào trẻ con e là không thỏa, với lại sự thật chưa rõ theo quy trình cũng nên lên công đường hỏi chuyện, đạo trưởng làm thế này là muốn diệt khẩu sao. Nhậm nghi tử đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi kinh ngạc, tên lông mày thô đó hóa ra rất lợi hại. Lộc biệt giá cũng không ngoại lệ mà đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, dung bình thủ của xích đỉnh phải tương truyền công pháp này cực kỳ khó luyện. Tên đàm kiếm hốt này nhìn dung mạo xấu xí lại có thể trở thành tâm phúc của tiêu gián chỉ, quả nhiên không đơn giản. Ông chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, còn nữa, một khắc vừa rồi, rõ ràng ta cảm nhận được một luồng khí tức khác, lẽ nào? nghĩ ngợi xong lộc biệt giá liền chỉ về phía xe ngựa lớn tiếng nói nếu đã tới rồi vì sao không ra mặt mộc tứ hiệp ngay lập tức mộc phân sắc đang cải trang thành ông lão đưa tay giữ lấy cái mũ rơm trên đầu sau đó anh quay cái mũ ấy ra sau nhảy lên cao lao về phía trước anh nhảy qua đám đệ tử bên dưới trước sự kinh ngạc của họ mộc phân sắc quỳ xuống trước mặt ngụy vô âm anh cúi đầu cất tiếng đệ tử mộc phân sắc bái kiếm sư phụ trước tất cả những người có mặt tại đó anh nói đệ tử làm chuyện sai xin sư phụ lượng thứ bỗng có người to gan hét lớn thu hút sự chú ý của nhậm nghi tử đàm kiếm hốt hứa chi y và lộc biệt giá quả nhiên hắn là hung thủ giết người một người khác lập tức phản bác chắc chắn là họ lộc đó không tốt mục tứ hiệp mới giết hắn ngụy vô âm trầm giọng hỏi là vì dục vọng cá nhân hay là vì chuyện khác mục phân sắc nhắm hai mắt cúi đầu đáp không phải vì dục vọng cá nhân là để cứu người vô tội ngụy vô âm nhìn lên cao lại hỏi nếu ta ở đó liệu có ra tay không không cần phải suy nghĩ anh lập tức đáp theo đệ tử đoán sự phụ cũng sẽ ra tay Thế nhưng ông ta lại bảo, nói nhảm, nếu đã không phải dục vọng cá nhân, lại là vạn bất đắc dĩ, ngươi cần ai tha thứ, ngươi thẳng thắn chịu trách nhiệm, nếu có ai đổ oan cho ngươi, còn có vi sư ở đây. Mộc Vân Sắc vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đáp, vâng, đa tạ sư phụ dạy dỗ. Sau đó anh đứng thẳng người dõng dạc nói lớn, các vị, người sử dụng bất khảm vấn kiếm với Lộc Ngạn Thanh. Anh tuyên bố, chính là tại hạ. Mộc Vân Sắc vừa dứt lời thì lập tức lộc biệt giá cất tiếng, cuối cùng đã chịu thừa nhận. Ông cười lớn hỏi, các vị đều nghe thấy rồi chứ? Thế nhưng trái lại với sự mong đợi của ông thì những nữ tử đang quấn quéo trước Mộc Vân Sắc bàn tán với nhau, thật sự là một tứ hiệp, mau nhìn kìa, đẹp trai quá, huynh ấy đang nhìn bên này, Mộc Vân Sắc hành hiệp trượng nghĩa lại đẹp trai, không khí bên các nữ tử toàn màu hồng thì bên đám nam lại hừng hực sát khí, đúng, giết hắn báo thù, khốn nạn, giết hắn, báo thù cho Lộc Sư huynh. Mộc Vân Sắc chắp tay cúi người giảng hòa, các vị tiền bối, Mộc Vân Sắc tới mà cải trang có phần thất lễ, vẫn mong lượng thứ có hành động này là vì tại hạ cảm thấy thảm kịch của Thanh chữ thôn để Dược Nhi đích thân nói cho mọi người nghe sẽ chân thật hơn. Dược Nhi đứng một bên tỏ vẻ hơi lo sợ nhìn mọi người. Mộc Phân Sắc kể, ngày đó, ta nhìn thấy thảm kịch, cứu Dược Nhi. Không cảnh anh cầm thanh kiếm cùng đám người nằm la liệt dưới đất hiện lên, vốn muốn giết đám ác đồ đó, nhưng vì để giữ lại chứng cứ phạm tội nên không giết, chỉ cắt mỗi người bọn họ một chiếc chân trái. Sau đó anh đảo mắt nhìn về một phía. Mộc Phân Sắc kể tiếp, Lộc Ngạn Thanh cầm đầu võ công không bằng ta, bị ta đánh rơi binh khí, đâm thương vai phải ánh mắt của hắn lúc ấy chứa đầy sự kinh hãi. Anh bảo, ai ngờ hắn lại giả vờ tấn công dụ ta đi cứu, bản thân xoay người bỏ chạy. Tô đạo trưởng lúc này tức giận chỉ mặt, hừ, nếu ngươi đã nói sư huynh ta võ công không bằng ngươi, vì sao ngươi còn dùng bất khảm vấn kiếm với huynh ấy? Ta thấy lời người nói toàn là nói dối, 11 mạng người còn lại cũng do ngươi giết phải không? Một phân sắc quay lưng về phía ông ta bình tĩnh đáp lời, Tô đạo trưởng yên tâm, nếu những hung thủ đồ thôn táng tận lương tâm này, thật sự do một phân sắc ta giết, ta tuyệt đối không giấu giếm. Anh nhìn vào bàn tay của mình giải thích khúc mắc trong lòng ông ta, còn về vì sao dùng bất khảm vấn kiếm, là vì, anh thốt ra hai chữ, tự vệ. Một phân sắc tiếp tục kể câu chuyện còn giang dở, hôm đó ta đuổi theo lộc ngạn thanh tới một sơn cốc ở phía tây thôn. Không cảnh anh đuổi theo hắn ta hiện lên, anh quan sát xung quanh thì chỉ toàn những con quạ đen đang đậu xung quanh, nơi đó có hoang rậm rạp, ít dấu vết của con người. Lúc ta tiến vào sơn cốc đã nhìn thấy, một phân sắc bảo, một nơi khắc đá, trên tảng đá ấy có khắc dòng chữ, mộ đao yêu sinh hồn trở vào kim thiết cấm dùng yêu tà thức tỉnh huyết nhiễm thiên địa đường thập thất tuyệt bút đọc dòng chữ ấy trong đầu mộc vân sắc vẫn khó hiểu vài điều sinh hồn chớ vào kim thiết cấm dùng đường thập thất anh kể tiếp nhưng khi đó ta không để ý chuyện khác vội vàng đuổi theo lộc ngạn thanh lúc ấy lộc ngạn thanh ở phía trước tức tối thốt lên đường cụt thì ra cuối sơn cốc bị một đống sạt lở chặn lại thế nhưng lộc ngạn thanh vẫn cố chấp tự hỏi vậy mà lại là đường cụt mẹ nó này do ai chặn lại một phân sắc ở phía sau đã rút thanh kiếm cầm chắc trên tay tuyên bố vào vô gián địa ngục sám hối với thôn dân bị người giết đi hắn cầm thanh tre trong sơn cốc hét lớn hốn, khốn nạn ta sẽ không chết ở đây ngay lập tức hắn rút thanh tre ra khỏi mặt đất quát không đâu thế nhưng thanh tre trong tay hắn đã nhanh chóng bị cắt làm đôi bởi mộc phân sắc anh thủ thế cho hắn lời khuyên cuối cùng từ bỏ đi thanh kiếm lập tức đâm về phía lộc ngạn thanh nhưng may mắn hắn đã dùng thanh tre còn lại đỡ được một nhát ngay lập tức hắn bị ngã mạnh ra sau cùng với thanh tre vỡ nát lộc ngạn thanh đau đớn nằm dưới mặt đất đá hắn ho sặc sụa nhưng lại chú ý về một thứ gì đó ngay bên cạnh một cái đầu lâu đầy rùng rợn nằm sát bên khiến hắn ta kinh hãi mở to đôi mắt há hốc miệng bộ xương ấy có tư thế đang ngồi cùng đó là biết bao thanh tre đâm xuyên qua cơ thể cùng với đó là một thanh kiếm được đặt ngay ngắn phía dưới lộc ngạn thanh khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt thốt lên đây là hắn đã chú ý đến thanh kiếm nằm trên tay bộ xương ấy mộc phân sắc trầm mặt ở một bên chứng kiến mọi chuyện tên lộc ngạn thanh đã cầm lấy thanh kiếm ấy thì đôi mắt đã trở nên vô hồn mà cầm kiếm quát lớn mộc phân sắc Ngươi thật sự muốn đổi cùng giết tận. Hôm nay lão tử liều với ngươi. Máu trên tay hắn chảy xuống thanh kiếm cùng với giọng nói gần từng chữ của hắn liều. Bỗng thanh kiếm ấy tỏa ra luồng sức mạnh màu xanh đầy quỷ dị. Lộc Ngạn Thanh sắc mặt trở nên tối sầm lại cùng với giọng nói man rợ liều mạng với ngươi. Mộc Vân sắc nhận ra lúc đó ta thấy trên đao xuất hiện một tia sáng xanh. cả cơ thể tên Lộc Ngạn Thanh tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh khắp cơ thể. Anh cảm nhận thấy sự bất thường của hắn mà khí thế cả người Lộc Ngạn Thanh cũng khác hoàn toàn với trước đó. Mộc phân sắc bảo thậm chí khiến ta cảm nhận được cảm giác áp lực chỉ có khi đối mặt đại sư huynh anh thầm tính toán phải tấn công phủ đầu trước ngay lập tức anh thi triển chỉ thiên thệ nhật thông thiên kiếm chỉ chợt ánh mắt của anh tỏ ra đầy kinh ngạc trước sự việc đang xảy ra đây là không thể nào thì ra lộc ngạn thanh cũng đang sử dụng chiêu thức giống anh nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng um ám khiến anh khó hiểu sao hắn biết chỉ thiên thệ nhật được ngay lập tức mộc vân sắc lấy lại bình tĩnh vung kiếm ra vẻ huyền bí cái gì chịu chết đi lộc ngạn thanh cũng vào tư thế vung kiếm không khác gì anh hai luồng sức mạnh trăng đen lao vào nhau, thế nhưng họ lại lướt qua nhau chẳng để lại thương tích gì cho đối phương. Quay trở lại với trận đánh ấy thì lúc này Mộc Vân Sắc đã nhận ra, lẽ nào do thanh đao đó. Ngay lập tức anh lao lên với ý nghĩ, vậy thì đánh rơi đao của người. Mộc Vô Sắc chĩa mũi kiếm về phía hắn, lập tức hắn cũng sử dụng chiêu thức ấy để tiếp chiêu. Khuôn mặt anh hiện rõ sự khó khăn khi đánh với hắn ta cùng suy nghĩ, chiêu này cũng biết, hơn nữa nhanh quá. Mộc Vô Sắc đã đánh trúng vào một tay của tên Lộc Ngạn Thanh nhưng không may là hắn đã làm thanh kiếm trên tay anh rơi ra, không ổn, không để anh kịp phản ứng thì hắn đã vung kiếm chuẩn bị tấn công. Mộc vô sắc rơi vào bước đường cùng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Bàn tay anh tỏa ra ánh sáng màu vàng lả lướt như có trăm ngàn cánh tay. Tên lộc ngạn thanh lập tức hượng lại, thế nhưng hắn đã nhanh chóng ăn chọn chiêu bất khảm vấn kiếm của anh. Hắn không hề hấn gì mà chỉ bị đẩy lùi ra xa. Trước thời cơ mộc vô sắc nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm nhưng vẫn nhận ra là ảo giác của ta sao, có một khoảnh khắc, ta cảm nhận được chiêu thức của hắn cũng giống bất khảm vấn kiếm lộc ngạn thanh như một cái xác không hồn liên tục lao đến tấn công mộc vô sắc trước sự kinh ngạc của anh vậy mà vẫn cử động được hai người lập tức va kiếm vào nhau đầy khí thế thứ ánh sáng xanh kia lại xuất hiện tại nơi giao nhau của hai thanh kiếm ánh sáng ấy len lỏi đến bàn tay của mộc vô sắc khiến anh khó hiểu đây là theo sau đó thứ ánh sáng ấy tụ lại tạo thành một con quái vật khổng lồ đầy hung tợn trên không trung như muốn nuốt chửng mộc vô sắc anh kinh ngạc với cảnh tượng ấy thầm hỏi cái gì trong không gian tĩnh mịch một giọng nói theo đó vang lên ý ngươi là sau khoảnh khắc đó ngươi đã mất đi ý thức người thường dân này nghe xong cũng quay ra mà đáp lời đúng vậy đàm đại nhân sau một đau đó tao không nhớ gì nữa đàm kiếm hốt khi này nghe xong cũng liền nói tiếp vậy ngươi hồi phục bằng cách nào còn tới được nơi này nghe tới đây người từng dân ấy lại cúi đầu xuống miệng im bặt hẳn đi tay của anh ta cứ thế mà xoa nhẹ đầu của dược nhi điều này nhanh chóng cũng khiến dược nhi bất ngờ mà nhìn lên vừa xoa đầu anh ta vừa nói chuyện về về sau tao cũng là nghe được từ dược nhi khi ấy gương mặt của người này trong vô cùng đáng sợ lúc dược nhi đến phát hiện ta như một con rối vẻ mặt còn đáng sợ thậm chí còn khua kiếm tấn công cậu ấy không cảnh khi ấy trong vô cùng đáng sợ người này thì đứng trước mặt dược nhi gương mặt tối sầm mà giơ tay cầm kiếm ra dược nhi khi đối diện với cảnh này cũng vô cùng sợ hãi gương mặt lấm tấm và giọt mồ hôi nhưng ngay khoảnh khắc mà anh ta chuẩn bị giơ kiếm lên để tấn công xuất hiện một thích khách mặc áo màu đen từ trên trời may được một vị hiệp khách từ trên trời xuống đánh ngất ta và đoạt lấy thanh kiếm trong tay ta lúc ấy anh ta cũng đã làm ngất xuống vậy hiệp khách kia thì tay cầm thanh kiếm mà đau đớn quỳ gối không thể khống chế được sau khi người ta lấy được kiếm thì cũng trở nên không thể tự khống chế đau khổ vô cùng cuối cùng bị hiệp khách kia cũng lặng lẽ mà bỏ đi sâu vào rừng hắn bỏ lại dược nhi vùng vẫy loạn trọn chạy về phía thanh chữ thôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại anh thanh niên này lại giơ tay ra mà nói thêm một chàng sau khi tỉnh lại ta đoán có lẽ chuyện này liên quan đến yêu đao liên dẫn theo dược nhi đuổi theo dấu vết của hắn bên đường thứ nhất lo lắng người đó không thể tự khống chế lạm sát người vô tội thứ hai dựa theo dược nhi miêu tả ta gần như có thể khẳng định người đó chính là tam sư huynh cô ta mặc thủ sắc nghe tới đây ngụy vô âm thoáng chốc lại giật mình đôi chút lộc biệt giá gần đó cũng há rộng miệng ra mà cười lớn mấy tiếng ngay sau đó lộc biệt giá lại trở nên nghiêm túc một tay hắn dơ ra mà quát các vị nghe thấy cả rồi chứ nghe tới cuối chuyện này không thoát khỏi liên quan tới chỉ kiếm kỳ cung ta thấy chính sư huynh đệ các ngôi liên thủ giết người sau đó để tránh khỏi tội mới bị ra lời nói dối như vậy, Ngụy Vô Âm vẫn cứ đứng từ xa mà trầm ngâm mãi chẳng nói nên lời, sau đó ông ta liếc sang mà chửi rủa, ngu ngốc, tai họa ngay trước mắt mà còn không biết, lời hắn nói đều là thật. Tiếp theo ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh nói thêm, 30 năm, dư ni tẩu nguyên ma tông thả yêu đau ra cả Đông Hải gió tanh mưa máu, yêu đau có thể khống chế nhân tâm, người bị yêu đau nhập gọi là đau thi, cho dù là người bình thường, sau khi bị nhập cũng có thể trở thành cao thủ, càng đừng nói tới người vốn có võ nghệ cao cường hình ảnh của các phái kiếm giờ hiện ra giọng nói của ngụy vô âm vẫn cứ tiếp tục lúc này các phái vô hải vứt bỏ thành kiến dốc sức hợp tác đánh bại yêu đao nhưng đối mặt với đồng môn thân tộc trở thành đao thi quả thật khó ra tay dẫn tới chiến sự càng kịch liệt khi này có một xác chết nằm tựa người vào cây xung quanh đó là những thanh kiếm cứ cắm đầy rẫy trên mặt đất cuộc chiến yêu đâu đã hy sinh vô số chiến sĩ võ lâm thích lão đảo chủ của thần chi đảo ngụy vương tồn đạo trưởng của quan hải thiên môn hiện giờ chỉ còn lại lão phu và đỗ trang liên tiêu gián chỉ còn sống trên đời nói tới đây ngụy vô âm lại cúi mặt xuống mắt nhắm hờ vô cùng khổ tâm thanh yêu đao ở thanh trừ thôn này tên là u ngưng không có thực thể chỉ tiếp xúc với kim loại sẽ chuyển dịch bỏ yếu theo mạnh đao thi đều có thể sử dụng một loại võ học có thể mô phỏng hoặc phân tích chiêu thức của người khác mà đi sau tới trước vô tướng đao cảnh cứ thế hình ảnh một đám người chém giết lẫn nhau dần hiện ra không cảnh vô cùng kinh hoàng máu me thì bê bết khắp nơi vừa nghĩ tới cảnh đó ngụy vô âm gương mặt đầy nghiêm nghị đường thập thất không ngờ các ngươi đã phong ấn u ngưng ở đó đột nhiên từ xa một tên có vết sẹo dài ngay mắt liền chạy thẳng tay vào ngụy vô âm mà nói ai mà biết lời ông nói là thật hay giả mộc vân sắc là đồ đệ của ông đương nhiên ông muốn bảo vệ hắn nếu thật sự có phong ấn gì đó vì sao nhiều năm nay không nghe ai nhắc tới sau ngụy vô âm cũng không để tâm tới mấy lời cáu gắt ấy lão cứ thế điềm đạm mà trả lời luôn có vài tên ngu tự cho rằng mình có thể khống chế yêu đao để phòng yêu dap lại gây họa đương nhiên phải giữ kín bí mật phong ấn còn các ngươi tin hay không đã không còn quan trọng vì rất nhanh nơi này sẽ biến thành. Lúc này ông ta mới mở to mắt ra, chân mày câu có mà quát lớn, tu la trường thảo phạt yêu đào. Sau câu nói ấy mọi người xung quanh ai nấy cũng đều hoang mang. Ngay cả hứa chi y đứng gần đó cũng trở nên giật mình mà lên tiếng. Ý của ngụy tiền bối là, thời khắc này yêu tao đang ở đây, làm sao để gặp. Nghe xong ông ta cũng quay ra, mặt mày nhăn nhó giải đáp thắc mắc của cô. Cuộc chiến năm đó, chúng ta phát hiện yêu đào, không có ý niệm địch ta. Đôi bên thu hút lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, Yêu Đao bị thao túng sẽ vô thức tìm kiếm thanh yêu Đao khác từ xa lại xuất hiện hai tên áo đen đứng im lặng lắng nghe theo đó mà Ngụy vô âm vẫn cứ tiếp tục mà thứ y ngưng tiếp xúc lại không bị chuyển dịch chỉ có yêu Đao khi này ông ta lại quay đầu đi giọng nói của ông vẫn cứ liên tục phát ra chứ đoán yêu Đao phục sinh triệu tập tứ đại kiếm môn tụ họp còn đặc biệt mời lão phu tới thứ tiêu gián chỉ đưa tới là gì đã rất rõ ràng lão đầu vẫn tính toán chu toàn như vậy bỗng nhận ra thứ gì đó lạ thường Ngụy vô âm liền quay ra mà giật mình nhìn xuyên qua dòng người có một bóng đen đang ngồi trồm hổm trên cành cây gần đó tay thì cầm thanh kiếm vô cùng đáng sợ một tên có búi đầu màu tím theo đó mà quay ra gương mặt hung tợn mà hét lớn kẻ nào nhanh chóng tên áo đen cầm kiếm kia liền phi tới như bay gương mặt đeo mặt nạ vô cùng bí ẩn người dân khi này đứng bên dưới thấy vậy cũng vô cùng sợ hãi mà đứng đơ ra ngay lập tức tên đó tung đòn hay nhất kiếm theo đó mà phi ra khiến cho đám người này đau đớn không phản kháng được còn anh thanh niên khi nãy cũng đứng ngơ ra chẳng biết làm gì miệng há hốc đến kinh ngạc nhanh chóng tên cầm kiếm kia cũng phi ngang qua ánh mắt đỏ ngầu với biểu cảm vô cùng lạnh lùng xong xuôi hắn ta đứng lại ngay đó hai tay cầm kiếm giơ lên trước cơ thể có phần eo lả ngụy vô âm đứng từ xa ánh mắt liền trắng bạch miệng ông ta thì thấy rộng ra đứng từ trên cao ông ta hét to inh ỏi như đang muốn thức tỉnh cậu thanh niên này mặc thù sắc nếu người cần có ý thức thì trả lời vi sư nghe thấy mặc thù sắc cơ thể lại có chút run rẩy ánh mắt hắn ta bắt đầu đỏ ngầu sau đó mặc thù sắc lại cúi gằm người xuống thanh kiếm kia cũng trở nên sáng rực kế đó mặc thù sắc lại lao đến mà đâm thẳng thanh kiếm của mình vào một người đứng gần đó đàn kiếm hút thấy cảnh này cũng xông lên ông ta thì chuyển phép thuật khiến cho cánh tay của mình đã ẩn xong hết toáng lên ngụy tiền bối đây không còn là mặc tam hiệp nữa lúc này bên đám người của hứa chi y cũng bắt đầu hành động bao nhiêu nữ nhi xung quanh cô cũng đều giơ kiếm ra chúng ta phải chế phục cậu ấy bên này ngụy vô âm vẫn cứ thản nhiên ngồi đó ông nhắm mắt lại mà nghĩ ngợi thù sắc trong sáu đồ đệ tâm trí của ngươi kiên định nhất đến người cũng không thể khắc phục u ngưng sao ở phía còn lại mặc thù sắc vẫn cứ cái vẻ mặt đáng sợ ấy mà tấn công mọi người nhìn trộm thanh kiếm ấy đã được chĩa thẳng vào mặt một cô nương gần đó điều này nhanh chóng cũng làm cho cô ấy sợ hãi chẳng biết bỗng gần đó mình xuất hiện một thứ gì đó phi như chớp tới chợt nhận ra mặc thù sắc cũng chú ý ngay sau đó thứ gì đó màu trắng lại tiến thẳng đến chỗ của mặc thù sắc thứ đó khiến cho hắn ta bị đánh bật mà bay ra thì ra chiêu đó là của ngụy vô âm ông ta ngồi trên một bậc thềm cao hơn vô cùng vĩ đại tay ông cứ dơ ra mà xung quanh cũng tràn ngập sắt khí lúc này ngụy vô âm mới cau mày mà lên tiếng cất khí của các ngươi đi hôm nay ở đây trừ ma đừng để yêu tả u ngưng chuyển dịch tiếp nữa ông ta từ từ mở mắt ra biểu cảm có vài phần nghiêm túc nói thêm thù sắc nếu ngươi còn ở đây không nên để yêu tả điều khiển ngụy vô ông vẫn cứ ngồi trên cao với tư thế ngồi thiềm từ vị trí của ông cứ tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ theo đó mày giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên nếu ngươi không ở đây đột nhiên bàn tay của ông ta nắm lấy thứ gì đó trên bàn trong đầu lại không ngừng mà suy nghĩ u ngưng ta đã không phải ngụy vô âm năm đó nữa ánh mắt của ngụy vô âm lại sắc bén lạ thường trong đó còn trang chứa bao suy tư cho ngươi chứng kiến vũ lậu cánh tàn chân chính sau câu nói đó ông ta liền đưa hai tay ra mà bắt đầu thi chuyển phép thuật chân vũ lậu cánh tay nhanh chóng ngay sau lưng ông liền xuất hiện một con chim cực kỳ lớn hai cái cánh nó cứ chìa ra còn bộ lông của nó cứ như được làm từ sắt nhanh như cắt ông ta di chuyển đôi tay vô cùng Đưa luyện mày dơ lên miệng không ngừng nói lớn một thức cầm âm hỏa kiếm này của lão phu chính là chiêu thức mà vô tướng đao cảnh của ngươi không thể sao chép bên này u ngưng dưới thân hình của mạc thù sắc lại ngẩn người ra ánh mắt vẫn cứ thế đỏ lên ngay sau đó cánh chim của ngụy vô âm lúc này cũng bắt đầu tấn công liên tục phi những sợi lông rắn chắc của mình về hướng mạc thù sắc lộc biệt ra chứng kiến cảnh này cũng đến mức kinh ngạc mà thán phục đây mới là thực lực thật sự của tên này sao hứa chi y gần đó khi nhìn thấy cảnh này cũng khó mà tin được nếu không tận mắt nhìn thấy thì sao có thể tin được kế đó một ông chú cũng vì bất ngờ mà đơn người ra chẳng biết làm gì, còn mạc thù sắc bị tấn công liên hoàn cũng vô cùng khó chịu răng nghiến chặt mà do thanh kiếm ra đỡ lấy. Ngụy vô âm vẫn vô cùng bình thản nhìn mạc thù sắc đỡ miễn cưỡng như vậy vẫn muốn phản kích yêu vật ngươi vẫn như trước. Cuối cùng ông ta lại phi một thanh kiếm màu xanh lam thẳng về phía tên mạc thù sắc kia. Thanh kiếm cứ phi nhanh như chớp, Ngụy vô âm vẫn cứ nhìn theo mà quyết tâm mặc kệ tính mạng của ký chủ. Nhanh chóng thanh kiếm kia cũng đã phi tới nghe sau lưng của mạc thù sắc ánh mắt của ngụy vô ông khi này lại vô cùng hồi hộp a à, sao có thể giống người không gian đen kịt lại một suy nghĩ chợt thoáng qua thủ sắc mặt thùng sắc bấy giờ lại có chú giật mình mà mở to mắt ra theo đó mà hắn ta né được thanh kiếm xanh lục kia cùng lúc đó cánh tay của mạc thủ sắc cũng run lên liên hồi răng của hắn ta nghiến chặt lại theo đó mà thanh kiếm xanh lam kia chỉ vừa bay ngang người hắn đã vỡ vụn từng mảnh lộc biệt ra đứng ở gần đó lại ngơ ngác kêu lên ngụy tiền bối ngụy vô âm ngồi trên bục cao gương mặt tối sầm lại mà cúi xuống nếu chỉ nhập vài ngày, có lẽ vẫn có thể cứu. Bỗng ông quăng một thứ gì đó lên bàn khiến nó lăn đi, miệng kêu lên thủ sắc, rồi Ngụy Vô Ông cũng hén chặt răng, chân mày cũng cau lại quát lớn, để vi sư thoát khỏi u ngưng thay người. Bàn tay Ngụy Vô Âm tỏa ra một luồng sức mạnh, ông ta thầm nghĩ, tiêu gián chỉ, để ta xem thứ ngươi mang tới rốt cuộc là gì. Vừa nghĩ ông ta vừa giáng đòn xuống, khi bàn tay ông chạm vào gỗ cũng là lúc nguồn sức mạnh to lớn được giáng xuống, khỏi phải nói, trong chốc lát cỗ xe gỗ đã chia làm hai, những miếng gỗ văng khắp nơi những miếng gỗ văng đến chỗ tên đàm kiếm hốt và lính của ông ta khiến bọn chúng phải dùng tay và thân mình đỡ ngụy âm vô bình thản đáp đất ông ta liền bảo thì ra là ngươi đàm kiếm hốt giật bắn mình khi thấy ông ta mặc thu sắc sững sốt nghĩ đây là bên cạnh trừ ti thủ cũng bất ngờ không kém ngụy âm vô từ từ tiến lại chỗ cái xác vừa đi ông ta vừa nói xem ra nhìn vào cái xác ông ta bảo tiếp mai hoàng kiếm chủng vì đế chế phục ngươi cũng đã bỏ ra cái giá rất thảm ngụy âm vô chạm vào thanh đao rồi nói yêu đao xích nhãn đàm kiếm hốt hoang mang nói yêu đao ông ta liền nhắc nhở ngụy vô âm ngụy tiền bối cẩn thận ngụy vô âm rút thanh đao ra sau khi rút được thanh đao ra nó lộ ra hình dáng như lưỡi liềm có màu đỏ rực mặc thu sắc sau khi thấy vậy cũng kêu lên một tiếng ai nấy lúc này đều nhìn chằm chằm vào yêu xích đao hứa chi y thầm nghĩ đây chính là yêu đao trong truyền thuyết vì sao cứ cảm thấy thanh đao này nhìn vào yêu đao xích đang được ngụy vô âm cầm hứa chi y không khỏi khen ngợi giống như một hiệp sĩ cô ta lại đỏ mặt nghĩ nếu để ta dùng kiếm này lúc này ngụy vô âm liền nói lớn toàn bộ nữ thủy nguyệt đình hiên lùi lại ngoài người trượng đao này tản a khói độc dẫn tới ảo giác với nữ nhìn vào thanh đao ngụy vô âm lại nói tiếp người chúng độc nặng bất kể bao nhiêu người đều sẽ trở thành đao thi của nó nghe vậy mọi cô gái đều lùi lại dùng tay che mũi ông ta lại dõng dạc nói tiêu gián chỉ nếu ngươi đã đưa xích nhãn tới lão phu sẽ dùng nó từ đằng sau mặc thù sắc liền phi đến ngụy vô âm liền xoay người nghĩ dùng yêu đao đầu yêu đao Ngụy Vô Âm dùng thanh đao chặn lại đòn của Mạc Thủ Sắc, hai thanh đao đối đầu với nhau, dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Âm cứ tiếp tục, đối đầu với Xích Nhãn ngươi cũng không dịch chuyển được nữa nhỉ, nhanh chóng cả hai người đều văng ra xa, Ngụy Vô Âm đáp đất lòng thầm nghĩ, tiếp theo, để lão phu chứng kiến vô tướng đao cảnh của ngươi đi, ông ta liền nhanh chóng phi đến Mạc Thủ Sắc, những đòn chém của Ngụy Vô Âm rất nhanh rất bén, ông ta ra đòn liên tục, Mạc Thù Sắc cũng liền đỡ lại tất cả đòn chém đó, nhìn hai người đang đấu nhau, không ai vừa ai, đàm kiếm hút thầm hoang mang khí trường này là do ngụy tiền bối tạo ra sao mạnh quá hứa chi cũng không khỏi cảm thán quả nhiên là chiêu thức giống hệt nhưng mỗi chiêu ngụy tiền bối đều có thể đi trước nửa bước ngụy vô âm bên này tiếp tục giáng đòn xuống mặc thù sắc lúc này cũng đã mệt mỏi chống đỡ một vân sắc lo ngại nghĩ không đúng sư phụ đây không phải khí trường bình thường nhìn vào cảnh tượng đó vân sắc nghĩ tiếp nội lực của vũ lậu cánh tàn trong khí chu đang kìm hãm toàn diện động tác của u ngưng mặc thù sắc nhanh chóng đỡ nhát chém ngụy vô âm bỗng lướt qua mạc thù sắc hắn nhanh chóng nhận ra khi xoay người lại đã bị trúng đòn của ngụy vô âm chính là chỉ thiên thệ nhật vì không tránh kịp nên mạc thù sắc đã bị trúng vài nhát hắn mở to mắt chịu đựng đòn đánh đó nhìn bàn tay đang cầm chặt kiếm của mạc thù sắc ngụy vô âm liền tính toán nhắm chuẩn tay phải ông ta liền chuẩn bị ra đòn tiếp theo ngụy vô âm nhanh chóng dùng yêu đao xích nhãn của mình chém vào kiếm của mạc thù sắc vì sức mạnh từ lực chém mạc thì sắc không đứng vững sau đó liền bay ra xa hắn liền nhanh chóng lộn một vòng rồi đáp đất bỗng mặt hắn tối thủ lại một tiếng a được vang lên sau đó mặc thù sắc dùng võ tướng đao cảnh chém một vòng những người xung quanh một tên sau khi bị chém ngã gục ra đất nói đừng đừng lại gần hắn ngụy vô âm liền nhăn mặt nghĩ quả nhiên trong tình huống bảo toàn thù sắc muốn yêu đao rời tay khá khó một người liền chỉa tay về phía ông quát ngụy vô âm ông chỉ hoãn mãi không ra tay giết quái vật này chính là dung túng đồ đệ hành hung lão ngụy vô âm tức giận quay qua quát lớn câm miệng đừng để yêu đao chung với đồ đệ của ta đồ đệ của ta ngụy mỗ chỉ có ngụy mỗ được nói tên đó vô cùng tức tối nhưng không làm được gì trong lòng ngụy vô âm lú này cũng thầm nghĩ lão phu dùng sức quấn của thông thiên kiếm canh phong tỏa động tác của thủ sắc nhưng chiêu này rất tốn nguyên khí nhưng rồi ông cũng hạ quyết tâm không thể kéo dài dùng hết công lực áp chế vô tướng đao cảnh của u ngưng mặt ngụy vô âm lạnh như băng mà phi đến nhưng trong lòng đã nghĩ chờ cơ hội đoạt đao ông dùng sức nhảy vọt lên chỉ kiếm vào người mặc thù sắc nhưng đã bị cản lại nhạn chóng mặc thì sắc cũng đáp lại hết đòn của ngụy vô âm cả hai chiến đấu quyết liệt Ngụy Vô Âm không khỏi cảm thán, không hổ là đồ đệ ta, mặc Thu Sắc lít này cảm nhận được có thứ gì đó, khi nhìn lại đã có một người phi lên, Ngụy Vô Âm liền nhận ra nói lớn, "Vân Sắc, ngươi làm gì thế?" Trong lòng Vân Sắc đã thầm nghĩ, là ta, hại Tam sư huynh biến thành thế này, thì để ta, vừa nghĩ Vân Sắc vừa lao đến, cậu chém một đao xuống thầm nghĩ, kết thúc với u ngưng, đàm kiếm hốt lo lắng hé lớn, mục tứ hiếp, cẩn thận, yêu đao dịch chuyển, cây gỗ trong tay Vân Sắc chạm vào lưỡi kiếm, Ngụy Vô Âm hoang mang, gỗ dầu hỏa có chuẩn bị sẵn sao trong nháy mắt cây gỗ đã chia làm đôi những cô gái lo cho vân sắc liền gọi tên mộc tứ hiệp bỗng nhiên lúc này vân sắc lại chuẩn bị gì đó anh bổ nhào vào người mặc thù sắc lúc hắn không để ý sau đó dùng hết sức cố ôm chặt lấy mộc vân sắc liền hét lớn sư phụ nhân lúc mày đoạt đao liền bị mặc thù sắc dáng một cú đau đớn vô đầu miệng đã học máu nhưng vân sắc vẫn gắng gượng nói mặc kệ a à, nhanh mặc thù sắc đang mất lý trí lúc mày đã chuẩn bị đâm cậu khi thanh kiếm đang định lao đến cậu từ đằng sau lộc biệt giá phi lên lên nói vì trừ hại cho dân ông liền nói lớn lộc biệt giá của quan hải thiên môn ta cũng nên góp sức chút nhìn vào mạc thù sắc đang sắp giết vân sắc ông chỉ cười lớn vân sắc tay cầm khúc gỗ đập mạnh xuống bàn nói nửa khúc gỗ dầu hỏa vân sắc ôm chân ngụy vô âm cầu xin vân sắc nói cứu tam sư huynh đi sư phụ ngay lúc đó một thanh kiếm đỏ đang chiến đấu mạnh mẽ ngụy vô âm hai tay nhanh nhẹn đỡ lấy lưỡi kiếm và đôi chân của kẻ thù mà không chút sai sót ông ta với khuôn mặt nghiêm nghị cất tiếng đe dọa vân sắc là đồ đệ ta đừng dễ nói sống chết lộc biệt giá tức giận hét lên ngụy ngụy vô âm ngụy vô âm với sức mạnh cao thường của ông ta đã tiến đưa những tên lao về phía ông ta lộc biệt giá răng rung cầm cập ánh mắt chứa đầy sắc khí mà suy nghĩ cái gì lại mượn đường đao của ta để chống lại lực của yêu đao ngụy vô âm nhảy lên cao và tung cú cước sút thẳng vào người lộc biệt giá lộc đạo sĩ ên cú đá đáp thẳng vào mặt lộc biệt giá làm răng rơi tứ tung ngụy vô âm nói tiếp tiểu nhân bỉ ổi này ngụy vô âm bay lên trời mà nhìn ra xa xăm suy nghĩ tiếp theo là ánh mắt ông đảo lên người một chàng trai chàng trai cầm kiếm xanh u ngưng ngụy vô âm lao lên với tốc độ ánh sáng nói lớn trả đồ nhi ta đây tia sáng bao trùm nơi đây do cuộc đấu kiếm của hai người họ mọi người xung quanh đó cũng vì thế mà bị ảnh hưởng làm cho vân sắc phải lấy tay che lại hai cô gái đứng gần đó cũng vội lấy tay cản lại thứ sức mạnh ghê gớm đó ngụy vô âm chiếm thế thượng phong mà chém bay chàng trai ra xa trăm mét Ngụy Vô Âm tay chân thoăn thoát bay lượn trên bầu trời như những con chim đại bàng đang săn mồi, do đã dùng quá nhiều năng lượng mà Ngụy Vô Âm tiếp đất mà quỵ xuống, ông ta dùng thanh kiếm để nâng đỡ cơ thể. Vân Sắc vội vàng mà hỏi thăm Ngụy Vô Âm, "Sư phụ, người sao rồi?" Ngụy Vô Âm ánh mắt nghiêm túc mà thở, "Ù, mặc Thu Sắc ngã xuống đất sau trận chiến lúc này, thanh kiếm của hắn găm xuống đất." Một Vân Sắc thấy cảnh tượng trước mặt hớn hở mà nói, "U Ngưng, sư phụ, U Ngưng đã rời khỏi tay rồi." Mọi người xung quanh đó nhốn nháo xì xào nói, "Tam sư huynh, quay về rồi sao tam sư huynh mặc thù sắc ánh mắt đỏ sồng sộc hàm răng nghiến chặt ư ừ. một tiếng mộc vân sắc nhìn Mạc thù sắc bất giác thốt lên tam sư huynh mặc thù sắc bị thanh kim loại găm vào bụng từ sau lưng khiến máu bắn tung tè những người xung quanh bỗng chốc hốt hoảng mắt chữ a mồm chữ o nói thù sắc người đứng sau chuyện đó là lão già lộc biệt giá ông ta đâm chặt thanh kim loại vào người Mạc thù sắc cười lớn mà nói một đao này là vì nghĩa tử của ta lộc ngạn thành bất ngờ ngụy vô âm nhảy từng bước dài về phía mạc thù sắc và lộc biệt giá ông ta nói lão thất phù ngụy vô âm chen vào giữa hai người họ ông ta đánh lão già lộc biệt giá ra xa lộc biệt giá bị hất tung máu học ra như thác dưới sự hốt hoảng của những người chứng kiến ngụy vô âm đối lưng với mạc thủ sắc ông ta thở phù sau đây là cuộc bất khảm vấn kiếm giữa ngụy vô âm và mạc thủ sắc hai người bây giờ đã đối mặt với nhau đột nhiên ngụy vô âm bị mạc phù sắc tấn công hắn giáng cú đấm thép vào bụng ngụy vô âm mạc vân sắc khuôn mặt nhăn nhó miệng há hốc nói lớn sư sư phụ Ngụy Vô Âm chặn tay của Mạc Thù Sắc lại và nói, "Thù Sắc đồ nhi của ta, có lẽ ngươi cũng đã cố hết sức." Ngụy Vô Âm nhìn Mạc Thù Sắc khuôn mặt máu me chiều mến mà nói, "Tiếp theo, giao cho vi sư đi." Một tên hậu bối đầu đội mão giơ tay định ngăn cản, cậu ta vừa thốt ba từ, "Ngụy Tiền Bối" thì ngay lập tức bị Ngụy Vô Âm chặn họng, tất cả đứng im, đồ đệ của Ngụy Vô Âm ta, chỉ có Ngụy Vô Âm ta có thể giết. Với ánh mắt kiên định, ông ta nói tiếp, "Thù Sắc, ngươi là một đồ đệ giỏi, vi sư sẽ không để mặc yêu đao khống chế ngươi." Ngụy Vô Âm giữ tay Mạc Thù Sắc mà trấn anh hắn, "Yên tâm đi đi." Ánh mắt Mạc Thù Sắc đỏ như máu bất giác hắn nhận ra mọi điều. Sau khi cơ thể đã chịu đựng nãy giờ thì hắn đã ngã du xuống hừ một tiếng, mắt của Mạc Thù Sắc rơi những giọt nước mắt muộn màng, hắn đau đớn nói từng chữ, "Sư." Nhẹ nhàng ngã xuống nói tiếp chữ cuối, "Cụ." Rồi Mạc Thù Sắc ngã trong vòng tay của sư phụ mình, chút đi hơi thở cuối cùng. Ngụy Vô Âm ôm Mạc Thù Sắc trong lòng giữa những người đang chứng kiến. Ngụy Vô Âm đứng dậy hét to với mọi người, tất cả mọi người cách xa u ngưng để tránh nó nhập thể một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra cái xác của mạc thù sắc đã biến mất tên đội mão trên đầu nghi hoặc nói u ngưng đâu ai đã lấy mất mọi người xì xào bàn tán con dao đáng sợ như vậy anh dám đúng vào đúng thế một người cũng bất giác nhận ra điều gì đó trước càn đựng thi thể người trống không lộc ngạn thanh sư huynh không thấy nữa có người hét lớn ư ừ. a à, một cơ thể quấn đầy băng trống cầm thanh kiếm từ từ mà đứng dậy ư ừ. ngụy vô âm nhìn thấy bỗng thốt lên thanh thanh nhi ông ta chống thanh kiếm từ từ đứng dậy nói quả nhiên mọi người lui hết u ngưng không có ai để dùng chỉ đành quay về tên này ngụy vô âm chỉa thanh kiếm đỏ vào người mặc thù sắc mà nói tới đi hôm nay lão phu kết thúc với người mặc thù sắc đang trong thân thể của người khác nhưng mắt mắt vẫn đỏ thẫm hắn cầm thanh kiếm xanh của mình vội nhảy một cú thật cao đáp trên mái nhà quỵ ngồi xuống rồi mặc thù sắc phóng đi mất dạng ngụy vô âm vô cảm suy nghĩ vậy mà lại chạy vì biết cơ thể đó không thể chống đỡ được quá lâu nhìn lên bầu trời đêm mà hồi tưởng ký ức đã 30 năm rồi sao cảnh tượng tua đến một căn phòng đông đúc người tụ tập những anh hùng từng thể chết quyết chiến với yêu đao hiện hạng chỉ còn lại bài ca bi tráng một chàng trai đầu vàng là tâm điểm ngụy vô âm hồi tưởng tiếp còn cả ngươi nếu ngươi thật sự cùng yêu đao cùng chôn trong thâm cốc chàng trai mặc đầu vàng vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đợi ta đến thế giới đó ngươi sẽ nói ta nguyên nhân ban đầu trở thành phản đồ chứ ngụy vô âm còn trẻ hiện ra nói nếu mọi người đã để lại ta lẽ theo cơ thể già này lần nữa đối mặt với yêu đao ông nhắm mắt lại nói tiếp vậy thì đừng chỉ lo làm thần tiên tiểu giao cho ta mượn sức mạnh của mọi người ngụy vô âm quay lưng lại nói đợi ta kết thúc tên này sẽ tới tìm các ngươi ăn uống vui vẻ ông nói tất cả mọi người rút tới trạm dịch cách đây tám dặm nếu đi theo để u ngưng nhập thể giết không tha cạnh tượng đã quay về hiện tại sau khi đã suy nghĩ thì ông ta lao như bay đuổi theo mạc thù sắc mọi người nhìn theo bước chân của ngụy vô âm mà nói sư phụ một cánh tay cố gắng chạm vào nền đất thở u ừ, ngón tay cố gắng bám víu đau đớn nói ư ừ, một cậu con trai mặc đồ anh dương từ từ đứng dậy mà nói phong hỏa đài cuối cùng ta đã quay lại bùi liệt tay cầm thanh kiếm đứng giữa một khoảng đất hoang vu cậu tự nhủ nhiễm nhị trưởng viện có lẽ họ đã tới từ lâu rồi nhỉ cậu cẩn thận bước từng bước đi lên phía đằng trước rồi tự hỏi không biết bích hồ có tìm thấy chỗ đó không bất chợt bùi liệt nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt phát ra ở đằng trước khiến cậu giật mình hốt hoảng cậu nhanh chóng chạy về phía trước cậu thầm nghĩ tiếng ẩu đả đã xảy ra chuyện gì lẽ nào bích hồ đã đuổi kịp họ Cậu nắm chắc thanh kiếm trong tay lao lên những bậc thang được làm bằng đá và tự nói với chính mình, phải, nhanh lên, leo lên đến hết bậc thang thì trước mặt bùi liệt lập tức hiện ra cảnh tượng hai thanh kiếm một đỏ một trắng đang đánh nhau kịch liệt. Cậu hét to, chuyện này là sao? Đôi mắt cậu mở to một cách ngỡ ngàng dường như không thể tin vào điều mình đang thấy. Lúc bấy giờ nhiễm hồng hà đang cầm trong tay thanh bảo kiếm tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Cô vẫn đang trong tư thế phòng thủ, phía sau cô có ba người khác. Bùi liệt thấy vậy liền nghĩ, nhị trưởng viện, thanh đao cầm trong tay là. Bùi Liệt hướng ánh mắt ra phía đằng sau thấy ở đấy có một người toàn thân là màu trắng từ mái tóc cho đến trang phục, đang ngồi nhắm mắt vận công trị thương, bên cạnh là hai cô gái đang khóc thút thít, cậu nghi hoặc nghĩ người này lại là ai. Ngụy Vô Âm nghe thấy có tiếng người đến liền khó khăn mở mắt liếc nhìn sang phía Bùi Liệt, cậu tiếp tục quan sát người đang đấu với Nhiễm Nhị trưởng viện, hắn ta cầm một thanh kiếm dài, mắt đỏ như máu, cậu thầm nghĩ, còn cả người quấn đầy băng này, người của tên đó quấn đầy băng như xác ướp ai cập, thân hình cao lớn, gương mặt bị băng kín chỉ để lộ hai con mắt đỏ tươi tay cầm thanh kiếm trắng bùi liệt nghĩ bụng kẻ địch sao cậu tập trung nhìn vào thanh kiếm mà tên đó đang cầm rồi suy ngẫm thanh đao này tản ra ánh sáng xanh yêu dị lại khiến ta cảm thấy sống lưng lạnh run bỗng nhiên nhiễm hồng hà tung người nhảy cao cầm thanh kiếm đỏ chuẩn bị chém về phía tên xác ướp cô mạnh mẽ chém xuống một nhát với tốc độ chóng mặt tên xác ướp kia cũng không phải dạng vừa hắn ta nhanh chóng cầm thanh kiếm bạc chặn lại một đòn của cô hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên một tiếng động vang trời cả hai người họ đều bị phản lực bắn ra xa. Thanh kiếm của Nhiễm Hồng Hà đã chém được một nhát lên vai phải của tên kia làm nó đờ người chỉ phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Ừ, Bùi Liệt núp sau một bức tường đá đã bị vỡ chăm chú quan sát trận đấu, cậu thầm nghĩ, ánh mắt ngờ nghịch, với vết thương hở coi như không thấy, đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Hà Anh Tam biến dạng liền nhận ra, người này giống hệt Hà Anh Tam. Bên này Nhiễm Hồng Hà tuy chém được một nhát vào người tên xác ướp nhưng cô cũng bị kiệt sức, yếu ớt ngồi xuống thở hổn hển. Bùi Liệt thấy vậy có chút lo lắng nghĩ, không hay rồi, trong nhị trưởng viện rất yếu đột nhiên tên xác ướp lao nhanh về phía cô với tốc độ chóng mặt khiến nhiễm hồng hà không kịp né tránh bùi liệt thấy vậy liền rời khỏi chỗ núp cầm kiếm phi ra cậu hét to nhị trưởng viện ngụy vô âm nghe thấy tiếng cậu liền choàng mở mắt tỉnh dậy bùi liệt lập tức chĩa mũi kiếm về phía tên xác ướp nhiễm hồng hà có chút ngạc nhiên cô quay đầu lại khẽ gọi bùi liệt ngụy vô âm lúc này mới gào lên ngăn cản không được trong tay ông ta lập tức xuất hiện hai viên đá ông lẩm bẩm niệm thần chú cho nó vài giây sau ông liền bắn cả hai viên đá ấy về phía trước kèm theo luồng sức mạnh mạnh mẽ hai viên đá lập tức bắn vào cả hai người bùi liệt và tên xác ướp khiến họ không kịp tránh bùi liệt xoa xoa cánh tay đau nhức của mình liếc nhìn ngụy vô âm rồi thầm nghĩ chấn động tới tê cánh tay người này lợi hại quá ngụy vô âm từ từ đứng dậy nhiễm hồng hà thấy vậy khẽ gọi ngụy tiền bối ông ta chậm rãi lên tiếng tiểu tử nếu ngươi tới giúp nhiễm cô nương nghe kỹ lời ta nói tiếp theo đây ngụy vô âm bình tĩnh nói tiếp thứ nhất người trước mắt cầm chính là yêu đao có thể thao túng lòng người tiếng của ông ta vẫn vang lên đều đều, ngoài thanh yêu đao xích nhãn trong tay nhiễm cô nương, bất kỳ kim loại nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị nó nhập vào cơ thể thành đao thi, binh khí sắt trong tay ngươi không được lại gần. Bùi Liệt nghe vậy liền có chút bàng hoàng nhìn vào thanh kiếm của mình. Ngụy Vô Âm tiến tới chạm vào thanh kiếm đỏ mà Nhiễm Hồng Hà đang nắm chặt, tiếp tục nói: "Thứ hai, thanh xích nhãn này chứa kịch độc với nữ tử, khiên chẳng ti." Ông ta cầm lấy thanh xích nhãn kia rồi giơ tay của Nhiễm Nhị trưởng viện lên cất giọng nghiêm túc: "Những cô nương vì cứu ta, tay cầm xích nhãn giao đấu với đao thi này, e là đã trúng kịch độc, nếu trong 12 canh giờ không giải độc này thì sẽ thành đao thi xích nhãn. Bùi Liệt nghe vậy thì bàng hoàng trợn tròn mắt, Ngụy Vô Âm hướng mắt về hai cô gái đằng sau rồi lên tiếng, hơn nữa khiên chàng ti không chỉ người cầm đao, đến người thấy một chút cũng có khả năng trúng độc, hai vị cô nương này e là cũng đã trúng độc. Cô gái váy vàng nghe vậy liền sợ hãi hỏi lại, cái gì? TAT cũng. Ông ta mạnh mẽ chĩa mũi kiếm về phía tên sắc ướp, dứt khoát bảo với Bùi Liệt, ngươi mang theo họ lùi tới sau lão phu, đợi lão phu kết thúc tên này, lại nói cho ngươi cách giải độc. Ngụy Vô Âm cho mày hét thật to thách thức, "Tới đi, U Ngưng." Tên xác ướp nghe vậy liền mở to đôi mắt đỏ như máu của hắn ra. Ngụy Vô Âm vận công lực vào tay chuẩn bị lao về phía U Ngưng, ông ta thầm suy tính, hắn bị thương không nhẹ, nếu không nắm chắc giết ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi, vậy lão phu đánh cược nội lực cuối cùng. Hai người so chiêu rồi từng bước áp sát nhau, Ngụy Vô Âm tự nhủ, phong ấn tất cả động tác của ngươi. Sau vài chiêu U Ngưng đã lập tức bị hất văng ra xa. Ngụy Vô Âm thấy vậy liền cắn chặt răng trước thời cơ lao lên, tự nói với chính mình, thành công rồi, lại lần nữa, nhân lúc làm một mạch, bất chợt một bên mắt của U Ngưng đã không còn xuất hiện màu đỏ. Ngụy Vô Âm nhìn thấy thế có chút ngỡ ngàng, U Ngưng đưa tay vào mồm huyết sáo báo hiệu, lập tức ngay phía sau hắn ta xuất hiện một bóng người ở dưới nhảy lên. Người đó khẽ chạm nhẹ bàn chân trần lên tảng đá, một thân hình quyến rũ đang lấp ló ẩn hiện ở phía đằng sau U Ngưng, thanh đao dường như được bao quanh bởi đá và đinh, trên chuôi còn có dây xích, Ngụy Vô Âm thầm nghĩ, thanh đao này, sắc mắt của ông ta bỗng trở nên nghiêm trọng ông tự nhủ đây chính là dáng vẻ hiện giờ của vạn kiếp sao giữa yêu đao lại không có nuốt lẫn nhau lẽ nào còn muốn liên thủ sao ngụy vô âm quan sát u ngưng và bích hồ ở trước mặt suy nghĩ hai cỗ đao thì ông lại liếc nhìn ra phía đằng sau nơi ba người kia đang đứng rồi nghĩ bụng còn có ba người có khả năng thành đao thi xem ra cục diện này là dành riêng để giết ta không để ngụy vô âm trần trừ lâu thêm bích hồ liền nhảy xuống dưới chuẩn bị tung chiêu ngụy vô âm khẽ trao mày cảnh giác tới rồi bích hồ vung kiếm xuống mặt đất tạo nên một đường chém mạnh mẽ làm sỏi đá bay tứ tung ngụy vô âm cũng không kém cạnh ông cầm lấy thanh kiếm đỏ chém mạnh ngăn cản đường kiếm của bích hồ bất chợt u ngưng ở phía dưới lao lên khiến ngụy vô âm có chút bất ngờ u ngưng giáng một đòn mạnh mẽ vào người ngụy vô âm nhưng ông ta đã kịp lấy thanh kiếm chắn trước ngực làm giảm đi uy lực của đòn tấn công ngụy vô âm tuy đã chắn được nhưng vẫn bị đánh trượt ra xa, xa ông ta mệt mỏi khuỵu một bên đầu gối xuống những hồng hà ở đằng sau thấy vậy liền gọi tiền bối ngụy vô âm nhớ lại cảnh tượng ông bị đánh trọng thương miệng vẫn đang chảy máu trong mày ngẫm nghĩ không được không thể hoàn toàn hội tụ chân khí tuyệt học bổn cung quả thật rất lợi hại lúc này cả hai bên đều đứng về hai phía không ai chịu nhường ai ông tuyệt vọng thầm nghĩ lẽ nào kết thúc ở đây rồi sao bùi liệt bỗng nhiên quay ra phía đằng sau quan sát cậu nhanh chóng lên tiếng nhị trưởng viện tiền bối nếu mọi người tin ta xin nghe ta nói bùi liệt hướng mắt ra phía sau lưng rồi nói dưới vách núi phía sau phong hỏa đài có đường sống cậu nhìn ba người đều đang bị trọng thương ngần người nói tiếp nhưng bắt buộc phải nhảy từ lỗ khuyết ở bên phải ngụy vô âm nhìn bùi liệt thăm dò im lặng không nói gì nhưng nhiễm hồng hà bên cạnh thì dõng dạc đáp ta tin đột nhiên phía bên kia bích hồ lại cầm đao phi tới bùi liệt thấy vậy liền cảnh giác trước mắt đã thấy bích hồ tiến đến gần nắm chặt thanh đao to kia chuẩn bị chém xuống bùi liệt liền cắn chặt răng hoảng hốt hét lớn không kịp nữa rồi tiền bối hoàng anh cô nương những hồng hà vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra chỉ kịp thốt lên ấy Bùi Liệt lao về phía bọn họ, một tay ôm lấy Hoàng Anh, một tay thì ôm Nhị trưởng viện, cậu hét to thông báo cho Ngụy Vô Âm, đi theo. Ông ta nghe thấy vậy cũng nhanh chóng cầm lấy đai thắt eo của cô gái váy vàng rồi nhảy xuống. Những hồng hà bám chặt lấy người Bùi Liệt, sợ hãi nhắm mắt, từng cơn gió lồng lộng thổi tung mái tóc dài của cô. Cả năm người họ đều nhảy xuống vực sâu tối đen như mực không thấy đáy. Cô gái váy vàng vùng vẫy hét to, a a a, chân của Bích Hồ dừng lại ở mép đài, cô không dám tiến thêm bước nữa, trơ mắt nhìn bọn họ tẩu thoát trên tường thành lúc này chỉ còn hai người là u ngưng và bích hồ họ đứng im ở trên quan sát xuống bên dưới mà không có động thái gì một lúc sau tự dưng xuất hiện một con ếch xanh đang ngồi chiễm trệ trên chiếc lá đang trôi đó là một cái đầm xung quanh còn có cây cối sinh vật lá sen đang trôi bồng bềnh con ếch bỗng đảo mắt hướng lên phía bên trên khi nghe thấy động tĩnh lạ ao một tiếng thật to cả năm người họ rơi trực tiếp xuống đầm sen tạo nên một tiếng động lớn mặt nước lúc này xuất hiện rất nhiều bong bóng nổi lên bùi liệt ngẩng đầu ra khỏi mặt nước thở hồn hển tóc tai ướt nhẹp dính bết vào mặt cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm rồi gọi to tên mọi người nhị trưởng viện hoàng anh cô nương không thấy ai trả lời bùi liệt liền hoảng hốt tiếp tục gọi tiền bối bỗng ở bên trên bờ giọng nói của ngụy vô âm chậm rãi cất lên đừng gọi nữa còn sống cả bùi liệt nghe thấy tiếng liền lội lên bờ trên bờ lúc này cả ba cô gái đều đang nằm ngất ở đấy duy chỉ có ngụy vô âm đang ngồi khoanh chân ở một góc ông ta bình tĩnh hỏi sao ngươi biết trong cốc này có đầm sâu bùi liệt thản nhiên đáp nhiều năm trước một thủ vệ của Lưu Ảnh Thành vì say rượu rơi xuống đây, ta và thủ vệ khác cùng tìm thấy hắn ở đây mới có phát hiện này. Ngụy vô âm nghe cậu kể liền có chút ngạc nhiên nói, hóa ra ngươi là người của Bạch Nhật Lưu Ảnh Thành. Ông ta liếc nhìn nhiễm hồng hà đang yếu ớt nằm trên mặt đất rồi nói tiếp, tuy nhìn bọn họ có vẻ không sao, nhưng tình hình hiện giờ nếu không giải độc xích nhãn, họ sẽ biến thành đao thi của xích nhãn. Rốt cuộc ta đang làm gì? Bùi Liệt đỏ mặt nghĩ, cậu đưa tay đến người hồng hà. Lúc này hai người đang được ngâm dưới nước, cậu vừa nghĩ vừa đưa tay đến người cô chuyện thế này, cậu dần dần đưa tay về phía lưng cô, cậu lo lắng nghĩ, tuyệt đối đừng tỉnh lại, nhị trưởng lão, khi cả hai tay cậu chạm vào lưng cô, thì cô khẽ mở mắt, cô nhìn xuống người thấy mình đang bị cởi y phục và được ngâm dưới nước, cô quay sang nhìn cậu, thấy vậy, cậu đỏ mặt đầu óc quay cuồng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô hốt hoảng la toáng lên, quay lại một canh giờ trước, có hai người đang ngồi, một đống lửa đang cháy rực, Ngụy Vô Âm đang lấy một tấm vải gói thanh xích nhãn lại, thấy vậy, cậu thắc mắc hỏi, gói kín đau thế này, sương mù đỏ trên đao sẽ không lan tỏa ra nữa. ông trả lời, đúng, tuyệt đối không để con đao này gieo hại giang hồ nữa. nghe vậy, cậu để tay lên cầm vẻ mặt trầm tư nói, nếu đã có cách đối phó, lại chỉ nhắm vào nữ tử yêu đao xích nhãn này so với u ngưng vạn kiếp dường như có yếu hơn một chút. thấy thế ông ta nói, thợ rèn nhỏ, cậu rất thông minh. có điều cậu phải nhớ, tuyệt đối không được buông lỏng với yêu đao. đặc tính và cách nhập thể của mỗi yêu đao khác nhau, xích nhãn không có uy lực tốc biến của u ngưng lại là thanh đao duy nhất có thể khống chế đao thi. Hơn nữa đao thi xích nhãn, bề ngoài nhìn không khác người thường, chỉ có khi cơ hội giết chóc tới mới lộ ra sự hung tàn của nó. Ông ta tiếp tục kể, 30 năm trước, xích nhãn bị đại ma đầu của Du Thi Môn, một trong thất huyền, vạn lý phi hoàng Phạm Phi Cương có được. Phạm Phi Cương có thủ với đại hiệp Trung Sơn, Cố Hùng Phi, dùng xích nhãn đánh bại Cố Hùng Phi, bắt vợ ông ta, giải ngọc nương để báo thủ, muội muội của giải ngọc nương, giải linh mang và đảo chủ phi giao đảo, cùng sáu vị nữ hy xuất thất đông hải ngư dương võ lâm thế gia kết làm tỷ muội gọi chung là ngư dương thất tiên nữ thất tiên nữ lập kế cuối cùng công phá xào huyệt của du thi môn tự tay chém ma đầu phạm phi cương cứu giải ngọc nương về từ đó du thi môn thất bại hoàn toàn gần như xóa tên khỏi thất huyền ai mà biết sau khi giải ngọc nương về nhà lại trở thành một người thần hồn phóng đãng cố đại hiệp bất lực giam cô ta trong phủ điều không ngờ là ngư dương thất tiên nữ đều đã trúng độc khiên chàng ti âm thần hình thành thế thất mỹ cùng dùng một đao giải linh mang càng tỏ vẻ khỏi bệnh tìm cơ hội tiếp cận sư phụ của cô ta đến nữ kiếm mộ hoài xuân cuối cùng hai sư đồ cùng chết phi đao đảo được mệnh danh đứng đầu ngũ đào kỳ anh bị tốn hại nặng nề không còn khả năng mong đứng đầu nữa sau nữ hiệp còn lại cũng đều biến thành sát thủ phong lưu thành tính các nhà ở ngư dương bỏ ra cái giá vô cùng thảm khốc mới giết từng bọn họ không có ai bằng lòng giết họ nhưng một khi chúng độc khiên chàng ti cho dùng cưỡng ép tách người và đao họ cũng mãi mãi là đao thi của xích nhãn đến chết mới thôi nghe vậy cậu rất lo lắng đột nhiên hoàng anh từ phía sau lao đến cô khóc mếu máu nói cái gì bọn ta sẽ biến thành biến thành quái vật sau đó bị giết sao thấy vậy cậu giật nảy mình nói a hoàng anh cô nương cô đã tỉnh lại nghe cô nói vậy ông ta điềm tĩnh trả lời hoàng cô nương không bị thương nặng khí độc hít vào cũng khá ít là người bệnh trạng nhẹ nhất có lẽ vẫn cần mấy này mới biến thành đau thì ông ta nhìn tới phía hồng hà đang khó chịu và tiếp tục nói hai vị còn lại thì đặc biệt là nhiễm cô nương tiếp xúc trực tiếp với xích nhãn triệu chứng đã hình thành bên ngoài rồi nghe ông ta nói vây hoàng anh sợ hãi nói mấy mấy ngày sau ta sẽ biến thành cương thi ông ta nói là đao thi cô khó chịu nói lại có gì khác biệt cậu trầm mặt nói tiền bối giải ngọc nương đó cuối cùng thế nào nghe cậu hỏi ông ta vuốt dâu nói tiểu tử suy nghĩ của ngươi nhanh nhạy đã phát hiện điểm mấu chốt quá nghiên cứu của bổn môn và vô số danh y cao nhân chính đạo giải ngọc nương cuối cùng đã được chữa khỏi nghe có thể chữa khỏi cả hai vui mừng nói thật sao vậy tức là có thể cứu được bỗng nhiên ngụy vô âm im lặng không khí cũng trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ còn một đốm lửa vẫn đang cháy rực bùi liệt lên tiếng ba vỡ bồng không khí kỳ lạ này có phải cần thuốc đặc biệt gì đó nghe vậy ông sầm mặt nguy hiểm nói đơn giản chỉ cần ông chỉ tay vào người cậu tiếp tục nói trái tim của một nam tử thành niên nghe ông ta nói khiến cậu sững sốt mồ hôi đang lăng xuống má cậu hoàng anh bịt miệng lại nói trong hoảng hốt nói nói dối còn hai người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau mặt cậu trở nên nghiêm nghị nói, hóa ra là vậy, dùng tin của ta là có thể cứu được họ sao? Nghe những lời cậu nói, cô vô cùng kinh ngạc. Nghe vậy, Ngụy Vô Âm nói, không sai nếu ngươi bằng lòng thì để lão phu lấy mạng ngươi, có điều, ngươi không sợ lão phu lừa ngươi sao? Cậu đáp, cần gì phải sợ, Bùi Liệt ta chẳng qua chỉ là một thợ rèn của Lưu Ảnh Thành, tiền bối không cần lừa lấy mạng ta. Cậu cúi mặt xuống âm trầm nói, ngày nhỏ ta chỉ muốn làm học trò của Lưu Ảnh Thành, lớn lên một chút lại hy vọng có thể tích ít tiền để tỷ tỷ được gả đi được vẻ vang, sau đó phụng dưỡng cha. Tuy không có hùng tâm tráng trí gì, nhưng hiện giờ trải qua họa do yêu đau, sao có thể làm thình? Nếu nói đối kháng yêu đau, ta tự biết năng lực kém xa nhiễm nhị trưởng viện. Nếu tiền bối có thể lấy mạng ta cứu, ba người họ, ta cũng coi như hoàn thành trọng trách đưa kiếm. Cậu tiếp tục nói với giọng kiên quyết, chỉ có điều xin tiền bối thay ta nói với tỷ tỷ và cha ta, bùi liệt, chết không hối tiếc. Nghe vậy ông ta nhíu chặt mày lại, rồi đưa tay ra nói, vậy được, ông đặt tay lên tim cậu, thấy thế cậu vô cùng khó hiểu. Sau đó ông ta nói, ha ha, tiểu tử, ngươi thú vị đấy. Rồi ông ta thu tay lại, giải thích cho những nghi hoặc hiện giờ của cậu, độc của xích nhãn giống như luồng chân khí của nam tử, thấm thấu vào cơ thể nữ tử, gây lợi máu hoạt kinh, có thể khiến dương khí trong người nữ tử tăng mạnh. Nữ tử không chỉ không bài xích chân khí này, ngược lại chịu ảnh hưởng của nó, sản sinh ra ảo giác, khiến thần hồn trở nên phóng đãng một khi chúng độc sâu sẽ giống như ung nhọt theo xương, không thể thoát ra. Còn về cách giải độc, nói thẳng ra cũng không tốn mấy đồng, chỉ có bốn chữ. Nghe vậy, Hoàng Anh và Bùi Liệt ngạc nhiên, mặt hai người lúc này đầy mong đợi, ông ta tiếp tục nói, cần cởi y phục nữ tử trong nước, lại do một nam tử dùng cách vận khí của kỳ cung ta giúp cô ta hành khí, từ đó dẫn độc của khiên chàng ti lên người nam tử, chính là âm dương tương tế, nghe vậy, cả hai người đều đỏ mặt ngại ngùng, cởi bỏ y phục, câu nói của Ngụy Vô Âm khiến Bùi Liệt phải há hốc, hết cách rồi, chỉ có la thể ngâm trong nước, chân khí của xích nhãn mới chuyển dịch ra ngoài, ông nhắm mắt nói, nghe vậy, Bùi Liệt mặt đỏ bừng bừng, vậy, ta đi tìm một nơi kín đáo, tiện để tiền bối cứu. Dưới ánh lửa đỏ, Ngụy Vô Âm vạch áo mình ra, để lộ một vết thương lớn ở giữa ngực, ta đã bị thương nặng, cộng thêm trước đó cưỡng ép vận công, hiện giờ đừng nói trị thương, ngồi được đã là không tệ rồi, hiện giờ chỉ có truyền thụ cách vận công cho ngươi, để ngươi giải độc. Việc này có cần hỏi ý của mấy vị cô nương trước không? Cậu hỏi. Hoàng Anh cau mày, ta sắp thành cương thi rồi, còn dài dòng cái gì, không phải cởi đồ thôi sao? Ngụy Vô Âm chỉ tay vào cậu, không thể chậm trễ nữa, ta vừa rồi đã nói tác hại của xích nhãn cho ngươi, nếu ngươi không làm được, ta chỉ có thể giết bọn họ. Ngươi không phải lân tộc, cũng không phải sư đồ với ta, nếu ta truyền tâm pháp cho ngươi, ngươi tuyệt đối đối không được trao cho người ngoài kỳ cung. Bây giờ thì trả lời ta, ba vị cô nương này, ngươi có cứu hay là không ông hỏi cậu với một vẻ mặt nghiêm túc, cậu lặng thinh một hồi lâu, còn cô nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ. Rồi cậu đứng dậy, ta biết rồi, cậu đến bên ngụy vô âm, cúi đầu bái ông, tiền bối, xin nhận của đệ tử một bái, bùi liệt nhất định không phụ ủy thác ông hài lòng tốt vậy ta sẽ chuyển tâm pháp bổn môn cho ngươi ta thấy ngươi thân thủ khá lại có trường đạo. dẫn đạo vận khí có lẽ không phải vấn đề nếu thêm thời gian có lẽ còn có thể chuyển chân khí xích nhãn vào cơ thể bản thân sau đó ông truyền dạy tâm pháp bổn cho cậu một canh giờ sau ngụy vô âm ngồi một góc nghỉ ngơi đằng xa là bóng các cô nương đang ngâm mình dưới ao những hồng hà mệt mi dựa lên vai hoàng anh bùi liệt tiến lại gần hải lam chuẩn bị chữa trị cho cô trước hoàng anh biểu môi tiểu tử này thật sự không làm gì cả hừ vô vị Bùi Liệt đặt tay mình lên lưng Hải Lam, cảm nhận được một bàn tay trên lưng mình, cô la lên, "A a a!" Nghe được tiếng hét, Nhiễm Hồng Hà mở mắt, Hải Lam dùng tay che ngực, "Bùi Liệt, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cô né ra xa, xa làm nước bắn trúng Nhiễm Hồng Hà, Hoàng Anh đỏ mặt nhìn Nhiễm Hồng Hà, "Ta, ta à. biết rằng dù mình có giải thích thế nào thì bốn vị cô nương cũng sẽ không tin, cậu đành cầu cứu Ngụy Vô Âm, tiền bối." Nhiễm Hồng Hà trừng mắt nhìn anh ta, "Ta đã tin tưởng ngươi, không ngờ ngươi là người như vậy." Hải Lam hoảng sợ, "A a a!" hồng tỷ mau giết tên dâm tặc này lúc bấy giờ thì hoàng anh mới chạy đến giải thích đợi đã hồng tỷ hải lam ta có thể giải thích giúp hắn sau đó cô thuật lại toàn bộ sự việc cho cả hai bùi liệt đứng một góc đỏ mặt cúi đầu những hồng hà đã hiểu ra mọi chuyện giải độc vậy sao trái lại hải lam vẫn kiên quyết không đồng ý giải độc cái gì ta thả chết đi nếu chuyện này để người khác biết bùi liệt lúc này đứng im không biết nên làm gì thì ngụy vô âm lên tiếng những cô nương cô là tướng môn hổ nữ Vương Tước sau này có thể cảm thấy nữ tử thất tiết không bằng chết đi. Nhưng trên đời này có rất nhiều người muốn tạo sự nghiệp oanh liệt một phen mà không được. Ta và sư phụ cô có giao tình 30 năm, không nhẫn tâm nhìn bà ấy ở tuổi xế chiều còn rơi lệ ân hận vì đồ nhi yêu quý. Mong cô nghĩ lại, cô im lặng nghe tiền bồi nói. Hải Lam quyết thủ thân như ngọc, không được, hắn chỉ là một hạ nhân của Lưu Ảnh Thành, sao xứng. Nhiễm Hồng Hà lên tiếng, ngậm miệng, Hải Lam, nhưng Hồng Tỷ. Chúng ta đều phải sống tiếp, càng không được trở thành đao thi, hại sử môn, đây là mệnh lệnh, nhiễm hồng hà dứt khoát nói sau đó cô quay sang xin lỗi bùi liệt xin lỗi bùi liệt vừa rồi là ta thất lễ chuyện giải độc nhờ người vậy vâng các vị yên tâm ta nhất định cố hết sức cậu đáp thế rồi cậu tiến hành chữa trị cho từng người sau khi chữa trị xong cậu đưa họ lên bờ nghỉ ngơi cả ba đã ngủ thiếp đi cậu lau đi mồ hôi trên trán phủ cuối cùng đã xong ngụy vô âm nói sau khi giải độc khiên chàng ti họ sẽ ngủ sâu một lúc người qua đây theo công pháp trước đây ta dạy người thử dẫn chân khí tới hai tay cậu làm theo lời ông nói, thật ngạc nhiên tay cậu phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. đây là, cậu nhìn luồng ánh sáng đó, ngụy vô âm ngạc nhiên, vậy mà lại không điều hòa, lập tức hấp thụ chân khí xích nhãn thiếu niên này, ngồi xuống nói chuyện vài câu với ta. a, à, vâng, cậu đáp lại, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, tiền bối có cần chữa thương thế không, cậu hỏi. ông gạt chuyện đó qua một bên, nói chuyện trước, người tận mắt nhìn thấy yêu đau thao túng lòng người, người không sợ sao? đệ tử xuất thân lưu ảnh thành, một trong ba hiệu đúc lớn tâm biết thần binh thế gian tuy có cơ quan tinh xảo lại không thể thao túng lòng người vì thế không tin chuyện quỷ thần cậu đáp ông đứng dậy đúng là một tiểu tử ngoan cố nói không chừng cần người như ngươi mới có thể đứng ra đối phó yêu đao đáng tiếc từ khi yêu đao xuất thế tới nay đưa mắt khắp thiên hạ lại không có người như ngươi không vẫn còn hắn ông quay đầu lại nhìn cậu thôi vậy ngươi có biết vì sao ta truyền tâm pháp kỳ cung cho ngươi cậu cũng thật thà đáp để cứu ba cô nương thủy nguyệt đình hiên nói tóm lại vẫn là để địch lại yêu đao lão phu chúng bất khảm vấn kiếm là tuyệt học bổn cung, phàm là người chúng chưa này chết là cái chắc. ông ôm lấy vết thương nói. bên ngọn lửa bập bùng đỏ rực phát ra những tiếng tanh tách như có như không của củi đang bị đốt cháy. hai bóng hình một già một trẻ vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn trong đêm tối tĩnh mịch. đoạt xá đại pháp, bùi liệt ngạc nhiên hỏi. đúng vậy, ngụy võ âm không nhanh không chậm mà đáp. ông tiếp tục nói, chỉ kiếm kỳ cung ta đã truyền đời mấy trăm năm, cung chủ các đời đều là cao thủ tuyệt thế, gần như không có ngoại lệ. người biết vì sao không? bùi liệt chỉ nhìn ông chăm chú mà không lên tiếng ngụy vô âm dừng một lúc rồi giải thích bổn cung có truyền một bí thuật thần dị tên là đoạt xá đại pháp pháp này không phải luyện nội lực chiêu thức mà là tâm thức luyện tới cực điểm thậm chí có thể có tâm trí kinh người biết tuốt muốn gì được nấy nhưng sở dĩ pháp này có thể biến cung chủ các đời của bổn cung thành cao thủ tuyệt đinh không phải dựa vào đoạt lấy mà là chuyển dịch ngụy vô âm ánh mắt âm trầm gương mặt của những người tu luyện cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí ông cung chủ và trưởng lão các đời tu luyện pháp này Trước khi bản thân tọa hóa dùng pháp này chuyển dịch tâm trí tới cung chủ tân nhiệm là có thể tập trung tri thức từng trải của mọi người vào một người. Nếu thành công, cung chủ tân nhiệm sẽ có thể kế thừa trí tuệ và kinh nghiệm mấy trăm năm nay của kỳ cung, đương nhiên sẽ thành kiệt xuất. Bùi Liệt đưa tay lên dây dây cằm, ánh mắt chất nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngụy Vô Âm rồi hỏi: "Vậy, nếu thất bại thì sao?" Ngụy Vô Âm trả lời: "Nếu thất bại, cơ thể người này sẽ bị tâm thức của trưởng lão chiếm cứ, muốn thống lĩnh chỉ kiếm kỳ cung, nếu chút năng lực này cũng không có thì phải hồn phi phách tán." Bùi Liệt nghe tới đây liền không kìm được thắc mắc bèn lên tiếng, ý của tiền bối là, Ngụy Vô Âm gật gù, ông đưa tay nhặt một nhánh cây khô dưới nền đất lạnh lẽo rồi bẻ nó ra làm đôi. Đúng thế, nhưng trước lúc đó, ta cần nói cho ngươi điểm khác của yêu lực tối nay với 30 năm trước. Bùi Liệt đưa mắt nhìn theo cánh tay đang uyển chuyển lướt đi qua lại trên mặt đất của Ngụy Vô Âm, lắng nghe từng lời kể của ông, chuyện này cần nói từ khởi nguồn của yêu đạo. Vào thời kỳ thượng cổ, hàng ngàn hàng vạn năm trước, đại địa sông Thắng Châu này còn chưa có vương quyền thống nhất, bốn phương do bốn thần tộc thống trị, lần lượt giới tộc phía bắc mao tộc phía tây vũ tộc phía nam và lân tộc phía đông mà ở chỗ của bốn thần tộc kẻ không có điểm đặc biệt được gọi là người nháy mắt trăm ngàn năm trôi qua toàn bộ đông thắng châu chỉ còn lại đông hải vẫn do lân tộc thống trị bốn đạo 81 quận khác đều đã là thiên hạ của nhân tộc long hoàng ứng chúc khởi binh từ u cùng uyên hóa thành mình rồng triệu tập 10 vạn u minh đại quân dưới cửu chuyên quét bằng quần hùng thống nhất đông cảnh mở ra vương triều thứ nhất vương triều ngọc long vương triều ngọc long trải qua 300 năm thì suy yếu cuối cùng mất vào tay dị tộc đàn phụ nhân, lân tộc từ đó suy bại. Người Trung Nguyên sống ở ương thổ liên kết với năm họ hậu duệ của thần điều tộc, Chu Tương, Liệt Sơn, Hạo Anh, Bách Hoàng, Đông Hộ, đổi người đàn phụ xâm nhập đi, đoạt lấy thiên hạ. Các tộc trưởng năm họ lớn biết lân tộc dũng mãnh khó thuần, khi mới vào Đông Cảnh liền dùng chính sách mềm mỏng ý đồ thống trị Đông Cảnh. Từng câu từng chữ thốt ra từ lời kể của Ngụy Vô Âm giống như vẽ lên một bức tranh cũ đầy hỗn loạn trước mắt ông và Bùi Liệt. Ông tiếp tục cất lời, nhưng đối với lân tộc mà nói, thân điều tộc vào ở quê hương cũng là dị tộc giống đàn phụ nhân vì muốn chiếm hóa hậu duệ lân tộc còn lại chia làm hai phe một phe trong đó chính là kiếm kỳ cung sau này phe còn lại tự xưng thiên nguyên đạo tông cùng thương hải nho tông đại nhật liên tông hợp thành tam tông đông cảnh mỗi tông chiếm lĩnh một phương chủ trương của bọn họ là dùng thủ đoạn khốc liệt đoạt lại cố địa vì thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ dần dần người đời coi là ma đây chính là tẩu nguyên ma tông sau này bùi liệt giống như đã đã hiểu ra được phần nào liền gật gù mà lên tiếng hóa ra ma tông trong truyền thuyết là thật hơn nữa cũng chung nguồn gốc với chỉ kiếm kỳ cung ánh mắt ngụy vô âm chợt đanh lại ông nói chính giả thế gian vốn không theo đạo thường quan trọng ở lòng người trải qua 200 năm tổ nguyên ma tông cuối cùng cũng bị thế lực chính đạo mới nổi lên liên thủ diệt trừ đêm trước khi ma tông bị diệt đứng đầu giáo tung ra vũ khí bí mật trong giáo ngũ độc yêu đao muốn ngọc nát đá tan với chính đạo ngũ độc chỉ năm loại ác niệm trong lòng người tham sân si mạn nghi ngũ độc yêu đao chính là năm món vũ khí quỷ dị có thể khống chế lòng người mà tàn sát thành thói đối mặt với yêu đao chúng nhân chính đạo không đối phó nổi thương vong nặng nề chính vào lúc yêu đao tùy ý giết chóc chúng nhân bó tay chịu trói năm cây yêu đao lại bắt đầu từ tàn sát nhau vốn tưởng rằng yêu đao đã bị trời phạt không ngờ ngũ đao hỗn chiến tới cuối cùng lại nuốt lẫn nhau thanh sống sót uy lực lại càng mạnh giết chóc càng nặng giống như cổ trùng vương từ đó xác chất thành núi máu đổ thành sông không ai đấu lại đây chính là loạn thế yêu đao lần thứ nhất vào 400 năm trước sự gọi là hoại bạch thành đông cổ Ngụy Vô Âm đưa mắt lên nhìn thẳng vào Bùi Liệt, giơ nhành cây nhỏ bé trong tay lên, tựa như đó chính là một thanh đao oai hùng mà thuật lại. Thanh yêu đao cổ trùng vương này tác loạn 3 năm, dệt sạch anh hùng thiên hạ, cuối cùng bị hủy bởi thiên hỏa, tẩu nguyên ma tông từ đây tiêu vong. Chỉ còn lại một vài nhánh nhỏ ngoại đạo âm thầm hoạt động, những ngoại đạo này đến nay vẫn còn, chính là thất huyền trong miệng các người. Bùi Liệt nghe vậy liền hỏi ông, vậy yêu đao 30 năm trước là do thất huyền thả ra? Ngụy Vô Âm cục mắt khẽ lắc đầu, chuyện đó thì chưa chắc, 30 năm trước vương triều bích thiềm bị diệt thiên hạ đại loạn bốn thành yêu đao lần nữa hiện thân giết người vô số có người đối chiếu với sách cổ văn trước đây phán đoán tứ đao là yêu ma tái sinh để tiêu diệt yêu đao đến người trong cùng thất huyền cũng tham gia vào cuộc chiến thảo phạt bùi liệt giật thót giống như không thể tin vào tai mình mà hỏi lại bốn thành ngụy vô âm từ tốn giải thích thanh đao thứ năm từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện yêu đao không thể sản sinh cổ trùng vương dần dần không tự tàn sát nhau nữa ngược lại chuyên tâm giết chóc các phái của đông hải không diệt vong cũng suy tàn tổng số hơn 3 phần, may mắn yêu đao chưa tập hợp đủ, chúng ta mới có thể phá từng cái một. Vạn kiếp năm đó chính nay ta đánh gãy, trong đầu ông hiện lên hình ảnh của một chàng trai lúc bấy giờ cầm trên mình thanh kiếm sắc bén, bước chân loạn trọng vì kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn về phía thanh đao vạn kiếp đã bị nứt gãy cắm trên mặt đất. Chiến dịch diệt trừ yêu đao cuối cùng chỉ có ta và trưởng môn Thủy Nguyệt Đình Hiên hiện tại, Đỗ Trang Liên còn sống. Ngày đó ta nghĩ, thanh yêu đao thứ năm chưa thấy mặt đã đi đâu, loạn yêu đao lần này thật sự đã giải quyết triệt để. Giờ đây, vừa trôi qua 30 năm, yêu đao đã lại vùng dậy, vạn kiếp xuất hiện ở Thủy Nguyệt Đình Hiên, nơi Đỗ Trang Liên ở, mà U Ngưng và Xích Nhãn đều hội tụ ở chỗ ta. Điều kỳ lạ hơn là, sau khi yêu đao U Ngưng nhập vào Lộc Ngạn Thanh, không đánh mà chạy trước, dụ ta rời đi, sau đó lại dẫn vạn kiếp tới liên thủ. Theo ta biết, giữa yêu đao sẽ không có liên thủ, chỉ có thôn tính lẫn nhau. Hơn nữa, khoảnh khắc đó, ta cảm thấy ánh mắt Lộc Ngạn Thanh rất kỳ lạ. Ngụy Vô Ám vừa kể vừa nhớ về hình bóng một người nam nhân toàn thân băng bó, trên khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt vô cảm với con người bên phải đã đổi sang màu đỏ rực như máu, Bùi Liệt nghe đến đây liền không giấu nổi sự bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ngụy Vô Âm xem như không để ý đến biểu cảm của Bùi Liệt, tiếp tục nói lên suy đoán của bản thân: "Nếu mọi việc tối nay thật sự đều nhắm vào ta, nếu loạn yêu đau như ngươi nói thật sự là họa do người gây ra, vậy 30 năm trước có lẽ chỉ là mở đầu của yêu đau loạn thế, vậy bảo lưu hiểu biết và nghiên cứu của ta với yêu đau là vô cùng quan trọng." Ông nhìn thẳng vào Bùi Liệt: "Tiểu tử ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi và ta đều không có lựa chọn, kể ngươi nghe đoạt xa đại pháp không phải để hỏi ý kiến của ngươi, bất kể người có bằng lòng hay không, vì bách tính thiên hạ, lão phu đều phải chuyển tâm thức sang người ngươi, lão phu khuyên ngươi đừng nghĩ tới bỏ chạy hay chống đối, tuy mạng ta không còn dài, lúc vạn bất đắc dĩ, giết ngươi vẫn dư sức. Bùi Liệt sau khi nghe xong tất cả câu chuyện chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm đống lửa cháy trước mắt, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó. Một lúc sau cậu nhìn Ngụy Vô Âm và nói: "Vậy được, ta hiểu rồi, tiền bối, vãn bối còn hai câu muốn hỏi ngụy vô âm nhíu mày thở hát ra ngươi sắp chết ngươi nhiều vấn đề thật đấy hỏi đi bùi liệt đưa tay lên gãi đầu ánh mắt đánh qua phía người con gái đang nằm ngủ yên tĩnh ấp úng mở lời vậy tiền bối đoạt lấy tâm thức ta sẽ nhìn thấy toàn bộ suy nghĩ gần đây của ta sao ngụy vô âm quan sát đối phương đáp bất kể người giữ lại là ai do ngươi chỉ tu luyện phương pháp vận khí chưa học đoạt xá đại pháp trên thực tế rất khó đoán có khả năng ký ức như mới cũng có khả năng chẳng có tác dụng gì bùi liệt bật cười ngượng nghịu trước ánh nhìn đầy dò xét của ông nói a hiểu rồi ngay lập tức sau đó cậu liền lấy lại vẻ nghiêm túc hướng phía ngụy vô âm hỏi nếu người giữ lại là ta vậy tâm thức của tiền bối tương lai ta có cần trả lại cho chủ kỳ cung đương nhiệm không ngụy vô âm sau khi nghe câu hỏi của bùi liệt liền không khỏi trầm mặc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu ngay sau đó liền không thể nhịn nổi mà cưới đầu cười khoái chí trước biểu cảm ngơ ngác của đối phương ông lên tiếng sau khi nghe tới đoạt xá đại pháp ngươi chỉ có chút phản ứng này tiểu tử ngươi thú vị đấy nói rồi ngụy vô âm chậm chậm đưa tay lên đôi bàn tay của ông phát ra thứ ánh sáng vàng trắng đầy ma lực ông đan chéo hai bàn tay rồi đặt trước chán thứ ánh sáng kia dưới sức mạnh của ngụy vô âm nay lại càng thêm trói mắt xung quanh ông giống như đang xuất hiện hào quang tóc và tay áo của ông bắt đầu bay lơ lửng trên không trung ngụy vô âm mở lời không thể uống với ngươi một ly đúng là đáng tiếc cho ngươi rồi thì là của ngươi thích trả hay không tùy ngươi có điều lão phu phải nhắc nhở ngươi một khi thần thức chuyển đi ngươi sẽ chết Ngụy Vô Âm hai mắt nhắm nghiền vừa khai triển đoạt xá đại pháp, vừa hàn huyên những lời cuối cùng với Bùi Liệt. Nếu người giữ lại là lão phu, mấy lời này xem như ủng phí, ngươi chuẩn bị đi, lão phu bắt đầu đây. Bùi Liệt đứng bật dậy, trong mắt không giấu nổi sự bàng hoàng mà nhìn Ngụy Vô Âm đang nhanh như chớp lao tới. Bùi Liệt miệng há học, đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào người trước mắt, thứ ánh sáng vàng trắng ban nãy ở trên trán Ngụy Vô Âm dỡ đã nhanh chóng được chuyển sang cho cậu. Tia sáng lóe lên trước trán Bùi Liệt, nhẹ nhàng chui vào trong đầu cậu rồi biến mất hai con ngươi như tiếp nhận được luồng ký ức ấy mà sáng rực lên bùi liệt ban đầu chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng xóa tuy nhiên ngay sau đó cậu cảm nhận bản thân mình như đang bay lên và tiến vào một không gian khác vô cùng lạ lẫm bùi liệt trong mắt xen lẫn sự hoang mang và hiếu kỳ nhìn xung quanh nơi mình vừa bay vào cậu đang lơ lửng ở nơi phát ra thứ ánh sáng đỏ rực cùng đầy rẫy những ô vuông chứa đựng rất nhiều chữ hán lộn xộn không thể hiểu được ngữ nghĩa nơi này là thu tâm thần lại bùi liệt nơi này là tầng ý thức thứ nhất của đoạt xá đại pháp một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Bùi Liệt giật mình quay lại thì thấy Ngụy Vô Âm từ lúc nào đã bay vào cùng cậu. "A, à, Ngụy Tiền Bối." Bùi Liệt reo lên. Những chữ này, trái ngược với Bùi Liệt, Ngụy Vô Âm dường như đã quá quen thuộc với nơi này, ông chậm rãi hướng về phía những ô chữ lên tiếng. Nhanh học thuộc nghìn chữ chân ngôn ngươi nhìn thấy, nếu không, có thể sau khi vào tầng đoạt xá thứ hai, ngươi sẽ không quay lại được. Bùi Liệt không làm chủ ủ cơ thể mình, cứ thế lơ lửng, ngẩng cổ lên phía trên đầu, miệng liên tục lẩm nhẩm, sinh trì hổ huyết, lý tổ tử thụ, công bằng chỉ thần, vân khí hỏa quang lãng vân tịch dịch thu khí huyễn hình giọng bùi liệt cứ thế đều đều vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng ngay khi cậu vừa đọc xong câu cuối cùng những chữ cái đột ngột di chuyển ra khỏi ô vuông rồi nhanh chóng bay về phía bùi liệt khiến cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi đưa cậu bay ra khỏi tầng đoạt xá thứ nhất bùi liệt lúc này chẳng khác gì một chú chim gãy cánh chỉ biết phó mặc bản thân mình đang dần dần bị nhấn chìm vào một không gian lạ lẫm khác không biết đã bất tỉnh bao lâu bùi liệt từ từ mở mắt nơi này là cậu chống tay chầm chậm ngồi dậy và bắt đầu quan sát xung quanh trước mắt bùi liệt bây giờ là hàng ngàn những ngăn tủ cao trồng chất được đặt ngay sát cạnh nhau tạo thành những hàng dài vô tận sao ta lại ở đây ta phải làm gì sao chẳng nghĩ ra được gì cả bùi liệt nhìn dãy dài phía trước mà cất lên giọng nói đầy bất lực tự hỏi nên làm gì với tất cả những thứ này cậu quyết định tiến lên thăm dò một lượt vừa đi vừa thì thầm với chính bản thân mình những cái tủ này là của ta sao nhưng ta là ai đúng vậy ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man bùi liệt đã không còn bất kỳ một chút ký ức nào cậu là ai tại sao cậu lại ở đây bùi kiệt đều không biết cảm thấy đáp án có thể sẽ nằm ở trong những ngăn tủ này cậu liền bước đến và mở một ngăn bất kỳ mở ra xem có lẽ bên trong có thứ gì đó tiếng cọt kẹt do so ma sát của gỗ trượt lên nhau khô khốc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng một luồng ánh sáng đỏ bay ra từ phía bên trong nhẹ nhàng vỡ ra rồi phản chiếu trước mắt bùi liệt hình ảnh một cậu bé đang được mẹ vuốt ve mái tóc nâu gọn gàng trái tim bùi liệt bỗng run lên một niềm hạnh phúc không tên không rõ từ đâu bất chợt ùa đến khiến cậu không tự chủ mà nhoẻn miệng cười sao cơ trái tim và cơ thể đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí đến bản thân là ai cũng không vội muốn biết nữa. Ấy, chưa vui vẻ được bao lâu thì phía trên đầu bỗng phát ra một tiếng động mạnh khiến bùi liệt giật mình mà ngừng lên. Những chiếc tủ đột nhiên vầng sáng màu đỏ hút lên trên, ban đầu chúng chậm chậm bay lên theo hướng xoay tròn, sau đó chúng bị hút lên nhanh hơn, những ngăn tủ bắt đầu bị rơi ra va đập mạnh vào nhau tạo lên một mớ hỗn độn xung quanh bùi liệt những thanh âm va đập đến chói tay mỗi lúc một lớn và dày hơn khiến đầu bùi liệt đau như búa bổ cậu ôm đầu hét lên thật lớn ngụy vô âm đứng bên ngoài phép đoạt xá quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ không nhịn được mà thốt lên tiểu tử này đã hút ba phần thức của ta không ngờ hắn có thể kiên trì tới bước này tuy vậy nhưng ông cũng không thể không lo lắng ngụy vô âm âm trầm nhìn chàng thanh niên đang vùng vẫy kia rồi nói lên nỗi lo của ông nhưng chưa liệt đoạt xá đại pháp e rằng khó kiên trì tới cùng lẽ nào thật sự cần do ta thu lấy thần thức của đứa trẻ này ngụy vô âm mặc dù chăm chú nhìn vào bùi liệt trước mắt nhưng trong tâm trí lại hiện ra khuôn mặt quen thuộc của một người khác đứa bé này luôn khiến ta nhớ tới người đó, vô tri lại không biết sợ hãi, có lẽ đối đầu với yêu đau, cuối cùng vẫn cần người như chúng. Thôi vậy, Ngụy Vô Âm nặng nề thở một hơi dài, ông nhắm chặt mắt, cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang khiến mình bị sao nhãng. Ông cất to giọng về phía Bùi Liệt, "Bùi Liệt, kiên trì, lão phu vốn không nên cường ép kéo ngươi vào hoàn cảnh này, hiện giờ nếu người không thể kế thừa tâm thức của lão phu, xem như là thiên ý." Mặc kệ Bùi Liệt có nghe thấy mình hay không, Ngụy Vô Âm vẫn không dừng lại, lão phu đã truyền cho ngươi tâm pháp kỳ cung ta và ngươi cũng xem như đã có duyên phận sư đồ ta không thể bảo vệ thù sắc chí ít phải bảo vệ được ngươi bùi liệt bên này vẫn không ngừng ôm lấy cái đầu như đang muốn nổ tung ra của mình không hề biết đến xung quanh đã hút được bốn phần tới giới hạn rồi sao ngụy vô âm lại lên tiếng trước hoàn cảnh đó ngụy vô âm lo sợ bùi liệt không chịu được mà đưa tay ra chuẩn bị kết thúc đại pháp xem ra lão phu chỉ có thể phân tán thần thức của bản thân kết thúc đoạt xá đại pháp tránh cho thần hồn ngươi đều bị diệt làm như thế vậy, rút lời, một tia ánh sáng xanh bắt đầu phát ra từ hai đầu ngón tay của ông. Ngụy Vô Âm đưa tia sáng từ tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền, ấy thế nhưng ông chưa kịp kết thúc đại pháp thì hình ảnh Bùi Liệt bấy giờ làm Ngụy Vô Âm khựng lại. Bùi Liệt đã không còn vùng vẫy, thay vào đó đầu cậu cúi gằm, phía sau lưng xuất hiện thêm bốn bàn tay đen sì đang thi nhau vùng vẫy. Bộ dạng đáng sợ bây giờ của Bùi Liệt khiến Ngụy Vô Âm sửng sốt vô cùng, ông không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt, nhíu chặt mày mà thốt lên, đó là cái gì? Bùi Liệt lơ lửng giữa không trung, bốn cánh tay phía sau cậu liên tục di chuyển loạn xạ xung quanh xuất hiện những dòng chữ mà bùi liệt đã đọc ở tầng đoạt xá thứ nhất những tiếng ồn cứ thi nhau vang lên chói tai thế nhưng bùi liệt chỉ ở đó cúi thấp mặt không thể nhìn rõ được biểu cảm ngụy vô âm bàng hoàng quan sát mớ hỗn độn trước mặt không kìm được mà thốt lên thần thức của hắn đã trở nên mạnh như vậy vòng xoáy bắt đầu tăng cường hấp thụ kinh nghiệm lên người hắn thiếu niên này rốt cuộc là sao ngay cả đến chính bản thân ông cũng không thể ngờ rằng bùi liệt có thể mạnh như vậy tỷ tỷ bùi liệt cuối cùng cũng chịu lên tiếng ta đã tích không ít tiền hồi môn, đợi ta. Ngụy Vô Âm nghe được những lời này ngay lập tức nhíu mày, trong thâm tâm ông chợt nhận ra mình đã tìm được đúng người. Ngụy Vô Âm ta một đời sát phạt quyết đoán, cuối cùng chưa thể tiêu diệt yêu đau, việc còn lại giao cho thiếu niên này vậy. Ngụy Vô Âm khẽ tự nhủ, tâm trí ông dần thả lỏng, cơ thể ông từ từ nứt ra tạo thành những mảnh vụn nhỏ, theo lực hút của nguồn sáng trắng phía sau mà dần biến mất, tan vào trong hư vô. Khi ấy chỉ còn lại một mình Bùi Liệt nằm bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng trong không gian vẫn văng vẳng đâu đó những lời nói cuối cùng của ông, bùi liệt, thời niên thiếu, ta một lòng muốn làm anh hùng, đến cuối cùng ly cha còn lại một thần trôi giặt, nhìn lại chuyện trước đây không bằng trôi đi, để lãng quên tại giang hồ. Giờ đây, tâm ta đã mệt, dẹp loạn yêu đau dựa vào cậu vậy, bùi liệt mơ màng mở mắt, hình ảnh những mảnh vụn vẫn còn lờ mờ trước mắt cậu, giọng nói của ngụy vô âm đều đều vang lên. Đi khắp thành trì không cầu tiên vấn đạo, chỉ muốn nán lại trong ánh trăng sắc hoa, uống cạn đập vỡ chén nước thu, còn hơn thanh phong thập tam huyền cậu bật dậy khỏi cơn mê miệng hét lớn tiền bối trước mắt cậu bây giờ là một vùng núi non rộng lớn ngày hôm qua ánh nắng chói trang chiếu xuyên qua những tán cây khiến bùi liệt nhòe mắt mà đưa tay lên chắn phía trước cậu gần như không thể tin vào mắt mình là mơ sao bùi liệt nhìn bóng người quen thuộc đang ngồi gục mặt xếp bằng cạnh dòng suối ngay gần mình cậu tự hỏi không phải mơ ngay từ đầu ngài đã dự tính thế này rồi sao ngụy tiền bối bùi liệt cắn chặt răng mồ hôi chảy xuống từng dòng cậu liên tục đặt ra câu hỏi trong đầu mình đoạt xá đại pháp đã hoàn thành sao ta cảm thấy bản thân chẳng có gì khác ký ức của tiền bối đâu? a a a mau nhớ ra đi khốn kiếp lẽ nào vi ta quá yếu sao bùi liệt vào đầu bứt tai cố ép bản thân mình phải nhớ ra một chút gì đó trong quá trình thực hiện đoạt xá đại pháp mà không chú ý có người đã đứng sau mình từ bao giờ này mới sang sớm phát điên gì thế giọng hoàng anh cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bùi liệt cậu từ từ quay lại lấy gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi non đáng thương hề hề của mình mà đối mặt với người kia Bùi Liệt chậm chậm đứng lên, hướng về phía Ngụy Vô Âm đang ngồi lặng im không động đậy mà nói, "Ngụy tiền bối, đã mất rồi." Cậu đau khổ dương mắt lên bầu trời trong xanh không một gợn mây thầm nghĩ, "Mà ta, đã phụ tâm huyết của ngài ấy, chẳng nhớ được gì cả." Tô Ngạn Thăng sư huynh, huynh sắp xếp thế này không ổn nhỉ? Đâu đó trong khu rừng, giọng nói của một người đàn ông vang lên, "Trận chiến hôm qua đã thương vong không ít sư huynh đệ, buổi tối mọi người đều không ngủ yên, sáng sớm còn chưa được miếng nào." Ông ta cao có lên tiếng với người đang đi phía trước, huynh sắp xếp chúng ta trời còn chưa sáng ra ngoài tìm sư phụ giúp huynh bỏ mặc thương vong không nói ít nhất để bọn ta ăn một bữa no chứ tô ngạn thăng nghe đến đây liền không giữ nổi bình tĩnh quay phát người lại tấn công tên đang lải nhải không ngớt kia tô đạo trưởng túm lấy cổ áo hắn ánh mắt chứa đầy sắc khí nhìn thẳng vào đối phương rồi nghiến răng ken két gần ra từng chữ sư phụ ta là phó trưởng giáo nếu xảy ra chuyện gì bất chắc ngươi gánh nổi tội không nói rồi ông buông người đàn ông kia ra chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát lớn với lại ngươi là cái thá gì bảo người bập ngạn trong quán của các ngươi ra đây nói chuyện với ta đám người của cô miêu quán nghe đến đây liền không giấu nổi sự bức xúc nhao nhao lên mà hét người bậc quan của cô miêu quán tan tối qua vị giúp các huynh đã chết trong linh quan miếu cả rồi đúng thế tất cả đều căm phẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay trước sau cùng nhau đồng tình tô ngạn thăng tức tối cắn chặt khớp hàm biết mình không đúng nhưng không muốn cúi đầu trước đám người này bèn cố gắng suy nghĩ xem nên đáp trả như thế nào cô miêu quán ha một đám nhà quê muốn tạo phản hả Tô Ngạn Thăng hống hách hét lên mà không biết mình đã làm kinh động đến một người đang nằm vắt vẻo trên cành cây ngay phía trên. Một chiếc mũ rơm từ trên cây nhanh như chớp nhắm vào một tên trong đám người của Tô Ngạn Thăng mà lao tới. Chiếc mũ đập vào cổ hắn một cách trúng phóc trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Kẻ, kẻ nào? Đám người nhốn nháo đưa mắt giáo giết tìm kiếm xung quanh xem ai là người đã lén lút tấn công họ. Người đàn ông trên cây nhẹ nhàng tiếp đất, ném cho lũ người kia một cái nhìn khinh bỉ. Một đám ăn hại, còn ở đây nội loạn, đúng là mất hết mặt mũi. Tô Ngạn Thăng quay người về phía phát ra giọng nói, hóa ra là người, người đàn ông võ công cao cường kia chính là đệ tử cuối cùng của Hạc chức Y, trưởng giáo chân nhân, quan hải thiên môn, sách mã cùng ca, hồ ngạn chi, ông khoác trên mình một chiếc áo tròn tím bay phấp phới trong gió, khuôn mặt có một vết sẹo dài từ chán bên trái kéo xuống tận cằm, nhìn qua trông khá đáng sợ, thanh kiếm của hồ ngạn chi cũng là màu tím được rất gọn gàng phía sau lưng, bên hông trái lủng lẳng một chiếc bình nhỏ, không rõ đựng rượu hay nước. Tô đạo trưởng nhận ra người quen thì lấy lại vẻ hống hách, ông chỉ vào đám người của cô miêu quán rồi lên tiếng, sao ngươi tới đây cũng vừa hay đám nhà quê này muốn lời còn chưa kịp rứt thì đã nhận nguyên một cú đấm mạnh mẽ vào mùng của hồ ngạn chi khiến mặt tô ngạn thăng lệch sang một bên hồ ngạn chi nhắc nhở gọi sư huynh ông nhìn người đang ngã sóng xoài dưới đất tiếp tục nói trưởng giáo chân nhân không yên tâm ép ta tới xem thử vốn ta chỉ muốn ở trên cây ngủ một giấc đáng tiếc cây muốn lặng mà đồ ngu không dừng các ngươi đúng là khiến ta mở mang tầm mắt tô ngạn thăng thấy thái độ cộc cằn của hồ ngạn chi thì sợ hãi một tay ôm mặt tay còn lại lấy đà trườn trên đất lui dần về phía sau, Hồ Ngạn Chi vẫn chưa dừng lại, tối qua ẩm ý như vậy, tên nào tên đấy chỉ lo ăn với tìm sư phụ, mất hết mặt mũi, vừa dứt lời, ông đưa tay lên miệng huyết lên một tiếng sáo ngân dài, vang vọng khắp núi rừng, tiếng vó ngựa bỗng dưng từ đâu vang lên, Tô Ngạn Thăng tay vẫn ôm vết thương lồng cồm bò dậy, cùng với đám người xung quanh vừa hoảng sợ vừa bối rối đâu rác nhìn từ phía. Tên khốn này, hửng, thứ gì vậy, ngựa sao? Tiếng động ngày một gần, từ trong bụi cây um tùm gần đó, một chú ngựa to lớn màu nâu nhảy ra, tiếng hí dài và chói tai vang lên cùng với ngoại hình đáng sợ của nó làm tất cả hốt hoảng bỏ chạy tán loạn cái quái gì ai đó thốt lên chú ngựa với chiếc bờm dài thượt trước chắn còn đeo thêm một tấm mặt tạ sắt hàm răng nhe ra hướng về phía đám người lạ mũi thở phì phì giống như đang trong trạng thái chuẩn bị tấn công hồ ngạn chi tiến lại gần chú ngựa đứng chắn trước nó với mọi người khoanh tay trước ngực rồi nói đừng hoảng đây là huynh đệ của ta trong yên túi ở yên có chút lương khô mọi người chia ra ăn sau khi ăn xong theo ta về linh quan miếu cùng liệm cho đồng môn hy sinh tối qua, đưa về cố hương, người chết là việc lớn, cùng không thể để họ phơi thay nơi hoang dã. Còn về sư phụ của các ngươi, Hồ Ngạn Chi nhìn về hướng đám của Tô Ngạn Thăng, ta đã nghe ngóng được chút tin tức, có người nhìn thấy ông ta đi về phía phong hỏa đài ở Hồng Loa Dụ. Đám người của Tô Ngạn Thăng theo lời của Hồ Ngạn Chi ngay lập tức tìm đến phong hỏa đài ở Hồng Loa Dụ. Thế nào, trên phong hỏa đài có phát hiện gì không? Tô Đạo trưởng hỏi một tên tay sai. Bên trên có vài dấu vết đánh nhau mới, hình như còn có người rơi xuống vách núi, không biết sư phụ hắn báo cáo lại những gì mình đã đi kiểm tra được giọng nói có chút lo lắng xen lẫn bất an tô ngạn thăng đưa tay lên vuốt râu trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang nhưng vẫn cố gắng gần giọng quát lớn nói bậy cái gì tối qua lộc ngạn thanh không rõ tung tích chúng ta lại chưa thể giết mộc vân sắc sư phụ chắc chắn sẽ không vui chúng ta nhanh tìm thấy sư phụ trước đám đệ tử ngoại quán đó ông đưa mắt nhìn những bậc thang dẫn xuống vách núi lên tiếng nói với tay sai của mình nếu đã không có manh mối khác xuống chân vách núi xem thử trước vậy một đôi chân trắng trẻo đung đưa qua lại trong không trung trên cành cây hoàng anh đang ngồi vắt vẻo tay chống cằm nhìn người bên dưới với vẻ mặt có phần thích thú cô nói xem ra giao tình giữa ngươi và ông ta cũng không tồi bỏ ngoài tai lời của hoàng anh bùi liệt vẫn ngồi thành tâm chắp tay trước thi thể của ngụy vô âm một lát sau cậu mới chầm chậm mở lời giọng nói còn vương lại chút đượm buồn người chết là việc lớn với lại tiền bối chuyển cho ta tâm pháp kỳ cung để giải độc cho các cô về tình về lý đều tô sư huynh bên dưới có người Bùi Liệt chưa kịp nói dứt câu thì bỗng dưng từ đâu đó ở phía bên trên vách núi, giọng một người đàn ông vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh và Hoàng Anh. Hoàng Anh thấy có người phát hiện ra mình và Bùi Liệt bị kẹt dưới này thì mừng rỡ vô cùng, cô không chần chừ từ trên cành cây nhảy phát xuống, vui vẻ ra lệnh với Bùi Liệt, "Tốt quá rồi, cuối cùng đã có người tìm thấy chúng ta, ngươi nhanh đi xem xem mấy người Hồng Tỷ tỉ đã tỉnh lại chưa." Cô đứng dưới vách núi lớn tiếng hét lên, hai tay dang rộng ra vẫy vẫy để cho đám người phía trên có thể nhìn thấy, "Này, chúng tôi là đệ tử của Thủy Nguyệt Đình Hiên." nhanh cứu chúng tôi lên tô ngạn thăng nhíu mày khó hiểu ông nheo nheo mắt vì sao người của thủy nguyệt đình hiên ở đây người ở bên cạnh lại là hai mắt tô ngạn thăng chợt mở to nhìn người đang nằm bất tính trên nền đất lạnh lẽo ông dường như không tin vào mắt mình nghĩ đợi đã đó là ngụy vô âm đúng rồi ngụy vô âm chết rồi sau đó thứ bùi liệt đang mang phía sau liền thu hút sự chú ý của ông ta vậy đao trên lưng thiếu niên này hình dáng đó là xích nhãn trong đầu tô ngạn thăng khi ấy bèn lóe lên một ý tưởng đã đã vận chuyển tuy chưa giết được một phân sắc nhưng nếu có giao thi thể ngụy vô âm và cả xích nhãn cho sư phụ lộc ngạn thanh lại chưa chắc có thể bảo toàn như vậy chắc chắn sư phụ sẽ nhìn ta với con mắt khác ánh mắt ông ta ngập tràn những tia mưu mô xảo trá nhìn chằm chằm về phía ba bóng người dưới vách núi kia tô ngạn thăng quay về phía sau nói với đám tay sai về kế hoạch của mình nhanh kết dây thường đủ dài kéo họ lên sau khi cướp được thi thể ngụy vô âm và yêu đao xích nhãn diệt khẩu toàn bộ những người khác một tên béo trong đám cất giọng nói đầy bỉ ổi của mình lên rõ rồi he he chỉ là tiểu cô nương của thủy nguyệt có thể để lại cho ta xử lý không tô ngạn thăng cười khẩy vội cái gì lấy được đao và người trước rồi thưởng cho các huynh đệ sau đó ông ta hét xuống phía chân núi để cho bùi liệt và hoàng anh có thể nghe thấy đợi chút chúng ta lập tức thả dây xuống cứu các cô hoàng anh nghe vậy liền vô cùng vui vẻ bật cười khúc khích rồi nói với bùi liệt được cứu rồi để ta vào đỡ mấy người hồng tỷ ra ngươi ở đây trông chừng đi không đúng hoàng anh ta ngửi thấy trong gờ có mùi bùi liệt cảm thấy có gì đó không ổn cậu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ cậu lắp bắp lên tiếng cảnh báo với hoàng anh nhưng cô đã đi xa một quãng và không thể nghe thấy lời của bùi liệt bùi liệt đưa tay lên mũi tự nói với bản thân cảm giác nguy hiểm này vừa quen lại vừa lạ ta chóng mặt quá ngay sau đó cậu liền cảm thấy choáng váng đầu óc quay cuồng bùi liệt ôm lấy đầu cả cơ thể cậu như bay lên quanh cảnh sung bỗng chốc chỉ còn là một màu xám xịt bỗng nhiên từ đâu đó vang lên giọng nói quen thuộc đúng rồi là mùi của thiết tầm mộc ngụy ngụy tiền bối Ngụy Vô Âm tưởng như đã chết giờ lại đang lơ lửng ngay trước mắt cậu, Bùi Liệt vô cùng kinh ngạc mà gọi tên ông. Thế nhưng Ngụy Vô Âm trước mặt cậu bây giờ không còn là một ông lão già nua râu tóc bạc phơ mà lại là một chàng trai trẻ vô cùng khôi ngô tuấn tú. Bùi Liệt thốt lên, "Không đúng, sao ngài trẻ thế?" Rốt cuộc đây, Ngụy Vô Âm chỉ thẳng vào cậu và nói, "Việc này nên hỏi bản thân ngươi nhỉ, đây là trong thần thức của ngươi, ta chỉ là hình ảnh được ngươi tạo ra thôi." Bùi Liệt ngơ ngác nhìn xung quanh, những ánh sáng xanh tím lập lây kia là thần thức của cậu ư? Ta tạo ra? là ý thức của bản thân ta, nói như vậy, giống như nhận ra được điều gì, Bùi Liệt ngay lập tức không kìm được sự vui mừng mà reo lên, đoạt xá đại pháp thành công, tốt quá rồi, ha ha ha, sau đó cậu quay sang phía người thanh niên kia rồi hỏi, vậy nên ngài là ký ức của Ngụy Tiền Bối, vậy mùi vừa rồi, Ngụy Vô Âm đáp, đao thi vạn kiếp sẽ dùng đao pháp quỷ dị liên tục hô tên, bất phục chi nhận, giết người như vô hình, nếu ngươi ngửi thấy mùi của Thiết Tâm Mộc, chứng tỏ đao thi đã nắm chắc hơn chiêu thức tàn ác này, hơn nữa ở ngay gần đây chuẩn bị đại khai sát giới một suy nghĩ hiện lên trong đầu bùi liệt vạn kiếp vậy bích hồ cô nương đang ở gần đây nghĩ vậy cậu liền hỏi ngụy vô âm vậy cô nương bị vạn kiếp khống chế còn cứu được không vạn kiếp là đao của giận dữ nếu bình ổn oán hận của thi đao yêu đao sẽ tìm chủ mới thi đao có cứu được không thì không chắc nhưng nếu có thể tách người và đao thi đao có thể thoát được khống chế của vạn kiếp ngụy vô âm trả lời sau đó từ từ tan biến thành một luồng khói trắng lại một lần nữa chứng kiến ông biến mất ngay trước mắt mình bùi liệt la lên thất thanh ngụy tiền bối đợi đã giữa thiết tâm mộc và vạn kiếp rốt cuộc có mối quan hệ gì cậu cố gắng hét lên thắc mắc của mình nhưng đã không còn kịp nữa bùi liệt quay trở lại với quanh cảnh của thực tại một sợi dây thừng đã được thả xuống từ phía trên của vách núi tô ngạn thăng hét lớn này chúng ta đã cố định dây thừng trên cây rồi người chết là việc lớn mong các hạ buộc di thể ngụy tiền bối lên trước để chúng tôi kéo ngài ấy lên bùi liệt hoảng hốt nhìn lên trên cậu nhận ra mùi tới từ phía trên vạn kiếp đang ở gần sau đó liền nói lớn để đám người phía trên có thể nghe thấy lời cảnh báo của mình đi mau, gần đây vô cùng nguy hiểm, đừng lại gần, mau rời đi. Tô Ngạn Thăng không nghe được rõ lời cậu, lẩm bẩm, tiểu tử này đang hét gì thế? Ấy, một tên trong đám tay sai phát hiện ra điều gì đó, hắn ta chỉ tay về một phía, miệng nhếch lên cười bị ổi rồi nói, Tô sư huynh màu nhìn kìa, bên đó có một cô nương. Tô Ngạn Thăng rời mắt khỏi bùi liệt, hỏi, cái gì? Theo hướng của tên tay sai, một cô gái đang ngồi trên cành cây gần đó, cô mặc một bộ y phục rách dưới màu xanh, trên trán, mắt và khắp thân trên của cô bị băng lại, giống như bị thương, mái tóc đen dài sờ ga ra bay phấp phới trong gió đang nhìn chầm chầm vào đám người trước mặt. Lúc này bọn họ trông thấy một cô nương đang ngồi trên cành cây quan sát bọn họ, mặt cô quấn những tấm băng trắng, đó chính là Bích Hồ, tên áo xanh nhìn về phía cô nương nói, trông giống cô nương của Thủy Nguyệt Đình Hiên, vẻ mặt hắn ta lộ vẻ xấu xa, đê hèn, hắn cười he he, thế này thì càng tốt, ta lấy người này được rồi. Bùi liệt thấy tình cảnh phía trên thì vô cùng lo lắng, anh biết vạn kiếp đã xuất hiện, không ổn, sắp tới sẽ có một trận chiến vô cùng ấm máu giết người vô tội. Sau đó anh nhanh chóng leo lên dây thừng trèo lên dây thừng, anh muốn lên đó cứu bọn họ. Hoàng Anh thấy Bùi Liệt leo lên thì hơi ngạc nhiên. Cô vẻ mặt chán nản vừa ôm Thải Lam và Hồng Tỷ Tỷ vừa nói, Bùi Liệt sao ngươi lại chạy trước? Anh vừa nắm chặt dây thừng vừa nói, bên trên có nguy hiểm, cô nhanh đưa họ trốn đi trước. Anh vô cùng lo lắng cho bọn họ. Hoàng Anh nghe vậy thì tức giận, nguy hiểm, có nguy hiểm gì? Cô nhìn bộ dạng leo thoăn thoát của anh thầm nghĩ, tiểu tử này, kỳ biến thành à? Tên áo xanh nhìn về phía cô nương đang ngồi trên cây nói, cô nương, chúng ta là đệ tử của quan hải thiên môn, tới nơi này tìm người, không biết cô nương có thể xuống đây không? Bích Hồ nghe vậy, khuôn mặt thanh tú khẽ gật đầu, khi cô bay xuống những dây xích vung mạnh, lá cây bay từ phía, cô lao về phía tên áo xanh nhanh như chớp, sợi dây xích bay ngang đầu anh ta hành động vô cùng dứt khoát khiến hắn trở tay không kịp, đầu anh ta đã bị cắt lìa thân xác, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, kinh hoàng nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng không cảm xúc, Bích Hồ tay nắm chặt vũ khí, mặt cô đằng đằng sát khí, những kẻ còn lại sợ hãi, mặt cắt không còn mạch máu bọn chúng không ngờ cô nương trước mặt tưởng dường như vô hại lại ra tay tàn bạo như vậy khi bọn chúng còn đang đứng thất thần cô đã ao nhanh về phía bọn chúng bùi liệt lúc này đã leo lên gần tới nơi thì nghe thấy những âm thanh la hét đầy sợ hãi đá văng khắp mọi nơi anh yến răng giận dữ quả nhiên không chút do dự đã đại khai sát giới tên áo tím sợ hãi liên tục lùi về sau sợ hãi nói yêu yêu nữ nơi ngươi đừng qua đây sư phụ nhà ta là khi hắn còn chưa nói hết câu thì tên kế bên hắn đã bị tấn công máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của bích hồ cô nở một nụ cười đầy tà ác từ phía xa một nam nhân cưỡi trên ngựa nhanh chóng vụt tới hét mau dừng tay tiểu cô nương từ đâu tới lại dám tàn sát như vậy người tới chính là hồ ngạn chi bích hồ thấy thế ông ta bèn tung chiêu dây xích cất vào còn ngựa hồ ngạn chi đang cưỡi tên áo tím núp sau cây lớn đầy sợ hãi đây đây là võ công khủng bố gì thế lúc này bùi liệt vụt qua hắn như một tia chớp đạo trưởng nơi này nguy hiểm xin hãy nhanh chóng trốn vào phong hỏa đài tên áo tím sợ hãi liên tục lùi về sau sợ hãi nói yêu yêu nữ ngươi ngươi đừng qua đây cũng tốt nhân lúc các ngươi đi nạp mạng ta rút đi trước mọi chuyện đợi tìm được sư phụ hắn vừa nghĩ vừa nhanh chân chuồn đi bùi liệt lúc này đang muốn nhân lúc một khe hở một đao này của bích hồ thì xông tới đằng sau cô ta anh lao vào đánh nhau với bích hồ vung cắt về phía cô ta khói bay mù mịt cô ta đưa tay che mặt lại sau đó tung chiêu về phía bùi liệt anh nhanh chóng nghiêng người xuống tránh được chiêu vừa rồi của cô chính là lúc này cận thân không cho cô ta cơ hội vung đao vừa nghĩ anh vừa xông về phía trước như vũ bão bùi liệt ôm chặt chân cô ta cắn chặt vào vũ khí của à. bùi liệt ôm chặt lấy bích hồ một cánh tay của cô từ từ đưa lên sau đó bóp chặt miệng của bùi liệt anh lo lắng chảy mồ hôi sau đó bích hồ cô nâng mạnh mẽ tung chiêu xoay mạnh hất anh ra rồi cô lại nâng chân tung một cú vào bụng anh làm anh bay xa phụt máu bích hồ cầm chặt thanh đao trong tay đăng đăng sát khí cô nghiêng người chém về phía bùi liệt anh ngồi khuỵu trên mặt đất ôm ngực lo lắng hỏng rồi nhưng lúc này đã có ai đó ra chiêu tung về phía cô ta, cản lại à? Một bàn tay nhẹ nhất bùi liệt lên, thì ra đó là Hồ Ngạn Chi, ông ta xách anh tránh khỏi sát chiêu, cứu anh một mạng. Sau đó ông để anh nằm trên mặt đất, ông thì quay lại chiến đấu với Bích Hồ. Lúc này con ngựa của Hồ Ngạn Chi hét lên, rồi nhanh chóng lao vào người Bích Hồ. Hồ Ngạn Chi mới lo lắng kéo lấy anh nói, nhân lúc cô ta còn đang chú ý vào con ngựa, trốn vào rừng cây trước, ông ta bay lên không, nhưng lúc này mới nhận ra bùi liệt không biết khinh công, anh mới nói ta không biết lên cây, nhưng Bẩm Sinh chạy nhanh, linh hoạt hơn người bình thường một chút. Khi chạy sâu vào rừng anh lo lắng hỏi, "Con thần câu đó không sao chứ?" Hồ Ngạn Chi bình tĩnh nói, "Yên tâm nó thông minh lắm." Tiểu cô nương này là yêu quái từ đâu ra, lợi hại thế, đến ta cũng suýt ngã. "Ta nói này, ngươi cũng được quá nhỉ, nhìn thì không biết võ công gì, ném cát, cắn xích đây là ngươi tự mình nghĩ ra à?" Ông ta nhìn anh tò mò hỏi. Bùi Liệt vừa thở vừa đáp, "Tiểu nhân Bùi Liệt, đa tạ đại hiệp cứu mạng, nhưng vị cô nương đó vô tội, kẻ giết người là yêu đao vạn kiếp." Hồ Ngạn Chi thẫn thờ vài giây, yêu đau, vạn kiếp, sau đó anh đem toàn bộ câu chuyện kể cho ông nghe. Ông ngồi trên mặt đất suy nghĩ, hóa ra là vậy, bất phục chi nhân, chẳng trách lợi hãi như vậy. Anh bèn đáp, đúng vậy nên ta không thể tiếp tục trốn ở đây. Còn ba cô nương của Thủy Nguyệt Đình Hiên, ta sắp xếp họ nắp ở chân vách núi, Bích Hồ cô nương, người cầm đao cũng là đệ tử Thủy Nguyệt, ta nhất định phải giúp cô ấy thoát khỏi khống chế của vạn kiếp. Hồ Ngạn Chi nghe thấy cái tên Bích Hồ thì lộ vẻ ngạc nhiên, anh thấy vậy bèn hỏi, đại hiệp biết Bích Hồ cô nương sao? ông ngồi trên mặt đất suy nghĩ, hóa ra là vậy, bất phục chi nhân, chẳng trách lợi hại như vậy. Có điều, ngươi nó muốn giúp cô ta thoát khỏi vạn kiếp không chế, có cách và nắm chắc không? Anh nghe vậy bèn đáp, nếu có thể tách người và đao, loại bỏ sự giận dữ của bích hồ cô nương. Yêu đao vạn kiếp chỉ có thể đổi người để nhập, nhưng điều này đều là đều do ngụy vô âm tiền bối nói cho ta. Vậy hiện giờ ngươi định thế nào? Anh gãi đầu đáp, ta định quay về giữ chân vạn kiếp, tìm cơ hội ở đao, vân mong đại hiệp nhắc nhở chính đạo, tránh vạn kiếp tạo thêm sát nghiệp. Ông nghe vậy thì khoác vai đùa dỡn nói với anh, ha ha, tiểu tử ngươi nghĩa khí đấy, lẽ nào là đã thích cô nương của Thủy Nguyệt. Hồ Ngạn Chi nói tiếp, nhưng ngươi phải nhớ, hữu dũng vô mưu, có lúc trái lại sẽ hại người ngươi muốn bảo vệ. Muốn đoạt đao từ trong cây cô ta không phải chuyện dễ, nhưng ta được ngươi truyền cảm hứng, trái lại nghĩ tới một cách, chỉ có điều cần một trợ thủ. Nếu ngươi dám liều mạng đánh, ông do dự nói, anh bèn đáp, đại hiệp mời nói, ông gãi đầu nói, đừng địa hiệp, đại hiệp nữa, nghe kỳ cục lắm giờ cô nương thanh lâu cũng không gọi vậy nữa. Vậy hiện giờ ngươi định thế nào? Anh gãi đầu đáp, ta định quay về giữ chân vạn kiếp, tìm cơ hội ở đao, vẫn mong đại hiệp nhắc nhở chính đạo, tránh vạn kiếp tạo thêm sát nghiệp. Anh ngẩn người vài giây, sau đó vui vẻ gọi một tiếng lão hồ, lúc này lão hồ nghe thấy âm thanh xào xạc, bèn nói trợ thủ tới rồi, lúc này con ngựa của ông bèn chạy tới, lão hồ giới thiệu, nó tên sách ảnh người phía Bắc Tây Sơn đạo gọi nó là Tàng Giác Tử Long, ác đồ nó dẫm chết còn nhiều hơn chết dưới kiếm của ta, nào gọi nhị ca, anh nghe xong thì ngạc nhiên, nhị, nhị ca, cao quá. Bỗng anh nhìn về phía sách ảnh lo lắng nói, nhị ca bị thương. Bùi liệt bước đến sờ nhẹ vào chỗ bị thương của nhị ca. Lão hồ thì mở một vò rượu, ông uống cạn nó, rồi quay sang con ngựa của mình phun một phát về vết thương đang chảy máu của nó. Hồ ngạn chi quay sang nói với bùi liệt, yên tâm nhị ca của ngươi năng lực hồi phục kinh người, chút vết thương này với nó không đáng nhắc tới. Sau đó ông ném vò rượu về phía nhị ca của anh, nhận lấy, sách ảnh, nhị ca anh ngậm lấy vò rượu đầy vui vẻ. Hồ Ngạn Chi nói, nhị ca ngươi thích nhất rượu thịt, 5 cân táo nghiền nát trộn với thịt bò sống, cộng thêm một vò rượu ngon là có thể khiến nó sức mạnh gấp trăm lần. Anh chăm chú nhìn sách ảnh đang uống rượu, ngựa thấy vậy bèn ném vò rượu vào tay bùi liệt. Vẻ mặt sách ảnh nghiêm túc, Hồ Ngạn Chi thấy thế thì ngạc nhiên, này thật không đấy, nhị ca người mời ngươi uống rượu, nó lần đầu mời người khác uống rượu đấy, xem ra nó coi trọng người đấy. Anh cầm vò rượu trong tay vui vẻ đáp một tiếng ửng, sau đó đưa vò rượu lên, uống từng ngụm sảng khoái. Hồ Ngạn Chi thấy thế bèn vui vẻ tiến lại gần Bùi Liệt khoác vai nói, "Được đấy, ha ha." Sau đó, ông nghiêm túc nói, "Tiếp theo ba huynh đệ chúng ta đi xử lý yêu đao Vạn Kiếp này, báo thù cho con chuột vừa nãy." Lá bay xào xạc, Bích Hồ cô nương tay cầm đao đang đứng trong rừng, bỗng những tiếng ầm ầm đắt bay khắp nơi một thân ảnh cùng ngựa đang tiến về phía cô. Cô quay đầu lại, thì ra là Hồ Ngạn Chi và huynh đệ nhị ca của ông ta. Ông ta nghiến răng nói, "Vạn Kiếp, ngươi chỉ dám thao túng những nữ tử bị thương này thôi sao?" ông nhìn khuôn mặt của bích hồ lộ rõ vẻ tức giận lời nói của ông đã khiến bích hồ trở nên vô cùng giận dữ và oán hận thì ra lúc nãy hồ ngạn chi đã bàn bạc với bùi liệt tuy nói kiếm khí bất phục chỉ nhận mạnh mẽ bá đạo nhưng cô ta xuất chiêu thường dùng xích sắt phát động khó tránh để lại kẽ hở thời gian với tốc độ của nhị ca ngươi chắc chắn có thể nhắm chuẩn thời cơ tránh kiếm khí tiếp cận quay trở lại bích hồ giận dữ tung chiêu bất phục chi nhận ông cùng ngựa nhanh chóng tránh chiêu sau đó là những pha tránh né liên tiếp nhưng lúc này hồ ngạn chi lại cảm thấy không ổn may mà lúc nãy ông đã bàn bạc với bùi liệt nếu thật sự không tránh được còn có hai thanh cùng ca kiếm của lão hồ ta tự tin có thể đón một đao của cô ta sau đó ông nhảy lên khỏi ngựa tay cầm hai thanh kiếm xông vào đánh với bích hồ nhưng thật sự quá là lợi hại cô ta đã đánh trả lại ông lão hồ ngã xuống thầm nghĩ tiếp theo giao cho các người đấy sách ảnh và cả tiểu bùi nữa ông lúc này đang bám chặt vào thân của sách ảnh bích hồ lúc này đang đứng trước bọn họ tay cầm chặt đao nhị ca của bùi liệt lao nhanh về phía bích hồ Đồng thời vào lúc này Bùi Liệt cũng xông về phía cô ta, anh từ đằng sau ôm chặt người cô. Bích Hồ bất ngờ, tay cô cầm chặt thanh đao, nhưng lúc này một bàn tay khác đang âm thầm nắm lấy thanh đao của cô. Thanh đao bị ném đi về phía nhị ca của Bùi Liệt, sách ảnh nhanh chóng ngậm lấy nó, còn anh và Bích Hồ vẫn đang giằng co, hai người cùng ngã xuống đất, thanh đao bay trong không trung. Lúc này Hoàng Anh ở dưới vách núi thì thấy một thanh đao đang rớt xuống, cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thanh đao rơi xuống dưới sông, làm cho ba người ở dưới hết hồn, Hoàng Anh hét lớn, bên trên đang làm gì thế hồ ngạn chi lúc này đang cầm hai thanh kiếm của mình bị nứt đau lòng nói vậy mà một đòn đã pha shu giờ cùng ca song kiếm của ta đúng là nguy hiểm ông lo lắng hỏi bùi liết thế nào tiểu bùi đã cứu được người chưa anh ôm bích hồ cô nương trong lòng gãi đầu nói thành công rồi có lẽ ngươi đã ngất đi ông nghe vậy thì vui mừng tốt quá rồi ông đưa tay về phía tiểu bùi ba người hồ ngạn chi bùi liệt và cả sách ảnh nữa đều đặt tay lên nhau họ vui mừng vì chiến thắng ngày hôm nay sau đó hét lên tác chiến thành công lúc này bùi liệt nghe thấy tiếng hét từ dưới vách núi vang lên tiểu tử thối nhanh kéo chúng ta lên thì ra là hoàng anh tỷ đang hét anh quay đầu nói với lão hồ bên dưới là ba cô nương khác của thủy nguyệt đình hiên chúng ta phải nhanh chóng cứu các cô ấy lên sau đó sách ảnh và hồ ngạn chi phụ trách giữ dây thừng còn bùi liệt leo vách đá kéo bọn họ họ đưa hồng hà đang ngất xỉu lên trước ông lo lắng hỏi bùi liệt thế nào tiểu bùi đã cứu được người chưa ba người bị thương một cổ thi thể theo như các ngươi nói bên ngoài còn một thanh yêu đao u ngưng hơn nữa tuy y thuật của ta không giỏi nhưng nhìn bích hồ cô nương này đã chỉ còn chút khi tàn cần lập tức tìm lương y cứu chữa bích hồ lúc này đã ngất nằm trên mặt đất lão hồ tiếp tục nói nếu muốn nhanh quay về thủy nguyệt đình hiên mới cứu chữa cho dù đường thuận lợi e là bích hồ cô nương cũng không kiên trì được tới lúc đó hồng hà lúc nãy bỗng lên tiếng một cách yếu ớt cứu xin hãy cứu bích hồ ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng buồn bã hoàng anh nghe cô nói vội quay sang hỏi hồng tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh rồi cảm thấy thế nào hồng hà bèn đáp không sao bùi liệt cũng liếc nhìn về phía cô mặt hồng tỉ ửng đỏ anh xoa tay gãi đầu mặt cũng ửng đỏ bùi liệt bỗng nảy ra ý tưởng ta có ý này chắc chắn cứu được bích hồ cô nương anh nói tiếp nơi này đã ở nằm trong sự quản lý của thành này cách cổng thành không tới ba dặm tuy ta chỉ là nhân vật nhỏ của chấp kính ti, nhưng hoành nhị tổng quản của chúng ta là người tốt tâm thiện chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu anh vừa sờ thanh đao trên vai vừa nói tiếp thanh xích nhãn nguy hiểm này nhị tổng quản chắc chắn cũng sẽ có sắp xếp ổn thỏa nhưng thế tử lưu ảnh thành lại không phải người dễ nói chuyện chúng ta phải trực tiếp gặp mặt nhị tổng quản nói rõ tình hình mới được việc này giao cho ta đi lão hồ nghe xong thì trầm ngâm hoài nhị tổng quản lưu ảnh thành chỉ nghe nói là người khá tháo vát ông nhìn vào bích hồ đang nằm bất tỉnh nghĩ nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác lão hồ nghe xong thì trầm ngâm hoài nhị tổng quản lưu ảnh thành chỉ nghe nói là người khá tháo vát một bên khác của hồng la cát có tiếng người nói thế nào tìm thấy rồi chứ một đám người mặc áo giáp cưỡi ngựa đang ở đó một kẻ bước xuống quỳ đầy lo sợ báo cáo hôi hôi bẩm thế tử có hai dấu chân ngựa nhìn cỡ thì chắc chắn là xúc sinh này nhưng vẫn chưa tìm thấy tên thế tử hung ác đạp thẳng tên đó xuống mắn một đám ăn hại hắn là thế tử bạch nhật lưu ảnh thành họ độc cô tên chỉ một chữ phong ánh mắt hắn hung ác nhìn đám thuộc hạ nói đến con ngựa cũng không theo kịp con ngựa đặc biệt như vậy huống hồ còn có khả năng đã bị thương hắn tiếp tục hét tiếp tục tìm ta nhất định phải tìm thấy nó đám thuộc hạ sợ hãi cưỡi ngựa chạy đi tìm vào một ngày trước không cảnh hiện lên bầu trời trong xanh có cột cờ màu trắng có ghi một chữ màu đen tại một ngôi nhà có tiếng ai đó cất lên mau ra đây đi là nhậm nghi tử đứng đằng sau là hứa chi y và ba thuộc hạ của cô nhậm nghi tử cất giọng lên đừng ngại mà một cô bé đứng đằng sau tấm rèm e rè vén nó ra dược nhi bước ra khỏi tấm rèm với vẻ mặt ngượng ngùng cô bé khoe chiếc váy màu hường xinh xắn của mình đang khoác lên người cô bé nhậm nghi tử vui vẻ chắp tay lại áp lên má khen dược nhi hoa đáng yêu quá tuy y phục có hơi rộng nhưng quanh đây cũng chỉ có thể tìm được bộ này. Khi nhậm nghi tử còn đang mải mê với dược nhi thì đằng sau có tiếng nói của thuộc hạ dưới chướng hứa chi y cất lên chen ngang vào, lợi hại, tối qua ta hoàn toàn không nhìn ra, sao hứa quyền trưởng môn biết được, hứa chi y quay sầm mặt lại mỉm cười suy nghĩ, tối qua sao, không cảnh hiện lên vào ngày trước, trời mưa tầm tã, cô lúc đó đang dắt theo một cô bé bên cạnh mình và đằng sau là thuộc hạ của cô, đối diện cô là tô đạo trưởng đang chỉ tay vào tra khảo cô, hứa quyền trưởng môn thế này là có ý gì, vụ án của đứa bé này và mộc kiếm hiệp với quán hải thiên môn ta chưa nói rõ sao có thể đưa đi tô đạo trưởng nhếch miệng liếc nhìn thanh niên phía đang sau đang được hai người đỡ dậy ông ta nói tô ngạn thăng ta đảm bảo mang hai người này ở quán trọ đợi sư phụ đợi nói rõ sự tình đích thân đưa họ rời đi ánh mắt của tô đạo trưởng khóa chặt vào dược nhi đang bám víu lấy vạt váy của hứa chi y đang cau mày nhìn ông ta tranh chấp giang hồ nào cần dùng một đứa trẻ để xử lý huống hồ đứa trẻ này đã chịu khổ thế này cô điềm tĩnh hơi nghiêng đầu đáp lại tô đạo trưởng tính mạng của đứa trẻ này thủy nguyệt đỉnh hiên tạm thời thu nhận sau này nếu cần tra án long đình sơn cũng được đông cao lĩnh cũng được ta sẽ đích thân đứa trẻ này tới tuyệt đối không từ chối lính của lão đài thừa xen vào bẩm báo tô đạo trưởng đàm mỗ vừa nãy đã đắc tội nhưng mộc tứ hiếp đã là nhân chứng quan trọng của vụ án này đàm mỗ nhất định phải áp giải về báo cáo với lão đài thừa nếu lệnh sư quay về còn gì nghi vấn có thể tới hỏi bạch thành sơn hỏi tô đạo trưởng nghiến răng run rẩy khi nghe vậy trong lòng tức tối không thể phản bác lại ông ta ra vẻ nói Môn Hạ thủy nguyệt có quy tắc không thu nhận nam tử, hay đến mục tứ hiệp cũng có thể giao cho quyền trưởng môn dẫn về, với thanh danh cao quý của quyền trưởng môn, hắn không mất được, tiểu nam đồng này để chúng ta mang về. Hứa Chi y đưa tay lên che miệng cười nhẹ như thể chế giễu ông ta, ai nói Dược Nhi là nam đồng, lẽ nào Tô đạo trưởng không nhìn ra. Tô đạo trưởng ngạc nhiên hỏi, nó là bé gái. Trở về thực tại, cô giải thích, đàm đại nhân hỏi việc này à, nhìn kỹ sẽ không khó để nhìn ra khí tức nữ đồng trời sinh đã có trong ánh mắt của Dược Nhi đàm kiếm hút phút cầm suy tư những gì hứa chi nói khi tức nữ đồng trong ánh mắt không quan sát thấy mà quả nhiên là tu hành của ta còn chưa đủ tiêu lão đài thừa cũng từng nói tầm nhìn của ta vẫn chưa đủ rộng được tiếp theo ta sẽ dùng quan sát dược nhi để luyện tập dược nhi đứng bên cạnh quan sát ông ta với vẻ mặt hỏi chấm lúc sau ông trở mặt tay nọ đập vào tay kia vẻ mặt bối rối gượng cười nói bất kể nói thế nào cũng xem như đã giải quyết được tranh chấp tô đạo trưởng sáng sớm hôm nay cũng dẫn theo các vị đạo trưởng rời khỏi nhà trọ đi tìm sư phụ họ rồi đàm kiếm hốt quay đầu lại nhìn chỗ nhiều người đang tụ tập chăm sóc người đang nằm đó ông nhìn hai cô thiếu nữ đang chăm sóc mộc hiệp tứ đang bất tỉnh ở đó tôi đã cử người thăm dò tin tức của ngụy tiền bối và yêu đao khắp nơi một khi có kết quả lập tức thông báo cho mọi người về phía hai cô thiếu nữ kia một trong hai cô lên tiếng việc này để tôi người còn lại nhắc nhở cô cô nhẹ thôi hứa chi y cúi người đáp vất vả cho đàm đại nhân vậy chúng tôi làm phiền thêm vài ngày nếu có chuyện gì cũng tiện giúp đỡ đàm kiếm hốt xoay người nói chỉ không biết ngụy tiền bối sao rồi chuyển cảnh đến một nơi khác tam đại trúc hiệu đông hải thanh phong chiếu giỏi chế tạo riêng xích tiện đường tiện lợi nguyên liệu hai nơi chế tác quân khí cho triều đình đã có kinh nghiệm hơn trăm năm nhân tài mới xuất hiện sau này bạch nguyệt lưu ảnh thành lại mở ta con đường khác chuyên đúc tạo binh khí cho danh gia võ lâm chủ của bạch nhật lưu ảnh thành độc cô thiên uy xuất thân độc cô hoàng tộc được phong nhất đẳng chiêu tín hầu tam đại tổng quản dưới chướng người này đều rất thần bí cũng rất nhiều lời đồn đại còn có lời đồn Bạch Nhật Lưu Ảnh Thành có thể đứng vào một trong thất đại môn phái Đông Hải, hoàn toàn dựa vào sách lược của nhị tổng quản, Hoàng Sơ Ảnh. Chuyển cảnh, có một nhóm của Hồ Ngạn Nhi đang trên đường đi, Hồ Ngạn Nhi lên tiếng, Bạch Nhật Lưu Ảnh Thành xem ra không tồi, độc cô thiên uy này quả nhiên là nhiều của thế lớn. Ông hỏi chỉ tay vào cổng thành phía trước, nhưng vì sao chúng ta phải đi cửa ngách, cũng đâu phải trộm cắt. Bùi Liệt đứng bên cạnh gãi đầu giải thích, a, à, vì ta xuất thành để đưa kiếm, hiện giờ đã chậm trễ thời gian, lại dẫn theo mọi người, phải nghĩ chút cách từ trên cao có tiếng người vọng xuống, phải bùi liệt sao, sao lại thành thế này. Liệt bùi đứng ở dưới ngước đầu lên đáp lại, hà đại ca, chuyện này nói ra thì dài, phiên thông báo với nhị tổng quản, nói bùi liệt có chuyện vô cùng khẩn cấp cầu kiến, người đi cùng còn có nhiễm nhị trưởng viện của Thủy Nguyệt Đình Hiên và Sách Mã, người mà bùi liệt gọi là hà đại ca đang đứng trên thành đáp, người CKNF dẫn theo người ngoài, theo quy tắc của ta phải nói với lãnh đạo của ta, tuần thành tư mã một tiếng, bùi liệt vội nói, hà đại ca, phiền huynh với với nhị tổng quản trước, nếu huynh không tiện, có thể nghĩ cách để nhật cứu truyền lời. Anh ta lo lắng hỏi, nếu gây rắc rối, ngươi cứu được ta không? Cậu đáp lại có phần hơi dè chừng nhưng cũng có phần đảm bảo. Ta, ta không biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn huynh xảy ra chuyện. Nghe được câu trả lời như vậy anh cũng không biết nên đáp lại thế nào. Dè chừng một lúc thì anh quay người vào trong, ta hiểu rồi, yên lặng đợi một lát. Hồ Ngạn Nhi đứng kế bên nhìn lên giống như đang suy tư gì đó. Bùi liệt nhìn mọi người ở bên cạnh không nói gì. Lát sau cổng từ từ mở ra kêu một tiếng rất lớn, rất người lính từ trong sông ra tuần thành lưu mã mặc áo giáp cưỡi trên lớn giọng ta là tuần thành lưu mã của lưu ảnh thành người đến là ai hồ ngạn chi nói có vẻ như bạn ngươi đã bán đứng ngươi bùi liệt khẳng định chắc địch hà đại ca sẽ không như vậy đâu nói rồi cậu đến bên đoàn quân cung kính nói tại hạ đệ tử chấp kính ti bùi liệt phụng lệnh nhị tổng quản tới thủy nguyệt đình hiện làm việc vì chuyện ngoài ý muốn quá giờ quay về mấy vị đồng hành là nhiễm nhị trưởng viện của thủy nguyệt đình hiện và đệ tử thủy nguyệt còn có sách mã cùng ca hồ ngạn chi hồ đại hiệp chúng ta có việc quan trọng cần gặp Hoành Nhi tổng quản. Vị tuần thành tư mã nghe xong bèn nói nhiễm nhị trưởng viện, bồn tọa không nhận được danh thiếp của Thủy Nguyệt Đình Hiên, tuần thành ti ta tự có cách điều tra rõ thân phận. Sau đó hắn ta chỉ vào con ngựa cao lớn trước mặt, ngựa này các người có được từ đâu? Hôm nay thế tử đang bắt một con ngựa hoang cao lớn, có phải con này? Hắn quay đầu để ý thấy Hồ Ngạn Chi đang đứng gần đó, liên chuyển sự chú ý sang ông, hướng roi trước mặt ông hỏi, tên hắn từ bên đó, lấm la lấm lét, ngựa tốt thế này không phải do người trộn nghe được câu nói đầy khinh thường này hồ ngạn chi khó chịu cắn mạnh nhánh lá trong miệng mẹ kiếp nhà người nơi này nhiều người chỉ có ta giống trộm sau đó ông quay sang nói với bùi liệt hoàng anh và hải lam bỏ đi rồi quay sang giải thích cho đoàn quân đó đây là thần mã con duy nhất của thiên kính nguyên ở tây bắc dị cảnh không phải ngựa của ai bản thân nó chính là chủ của mình đừng trách ta không cảnh cáo các người tốt nhất đừng chọc giận nó nếu không hậu quả tự trị mặc dù đã được cảnh cáo nhưng có vẻ như hắn ta vẫn không để vào tai lời nói của ông hắn liếc nhìn con tuấn mã ra lệnh ngựa không chủ vào lãnh thổ lưu ảnh thành ta thì là vật của lưu ảnh thành người đâu buộc lại kéo về dâng cho thế tử một tên lính tiến lại gần con tuấn mã nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nó dọa sợ nó hung tợn nghiến răng hí một tiếng đến con ngựa đang được tuần thành tư mã cưỡi cũng phải kinh động lúc hắn ta nhận ra mọi chuyện trở nên tệ hơn thì đã quá muộn rồi con ngựa du một chân xuống đầu chui xuống đất khiến hắn ta ngồi không vững đám lính hoảng loạn la lên đại nhân bỗng nhiên một giọng cười của ai đó vang lên ha 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 đó chính là thế tử độc cô phong hắn nhìn con ngựa với vẻ mặt mãn nguyện đúng là thần mã không ngờ ta tìm lâu như vậy nó lại tự mình tìm đến cửa nhà bao vây sau tiếng ra lệnh của hắn các binh lính xong lên hồ ngạn chi và thần ngựa bình thản nhìn đám người bao vây mình ông nhếch mép cười bọn chúng tuần thành tư mã tham kiến thế tử tuần thành tư mã người đầy mồ hôi cuối người tham kiến độc cô phong hồ ngạn chi có vẻ tự tin ông khoanh tay đứng nhìn bọn họ thế tử lúc này mới ngỏ lời hỏi ngươi nói nó là chủ của chính mình vậy người và nó có quan hệ gì chúng ta là huynh đệ ông khẳng định chắc nịch nghe được câu trả lời này tên thế tử nhếch mép cười ha 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 trên đời có người coi xúc sinh như người hắn nhạo báng lời nói của ông lời này của thế tử sai rồi so với người coi bách tính như xúc sinh tùy tiện nô dịch ta xưng huynh gọi đệ với xúc sinh có tính là gì ông đáp hắn hỏi ông nói khay chính trị trước mặt tê he he ngươi không sợ tịch thu cả nhà diệt tộc à ông giả vờ vô tội không biết gì, ấy, đâu có người ta nói rõ ràng là đám ác bá đó, thế tử ngày sau có thể kéo chuyện thế này lên triều đình. Nghe xong câu này, hắn mới nhận ra rằng mình đã bị gài. Trước vẻ mặt ngơ ngác, sừng sốt của các binh lính, ông nói thêm, thế tử thế này là trắng trợn bôi nhọ triều đình. Chỉ e lệnh tôn là nhất đảng chiêu tín hầu cũng không dễ giải thích đâu, xem ra mấy người biết sự tình này, thế tử cũng chỉ có thể. Không để ông nói thêm, hắn ta tức giận ra lệnh, khốn khiếp ngươi dám chơi ta, bắt lấy cho ta. Bọn chúng vào tư thế sẵn sàng vươn tên và giáo lên như thể chỉ cần con mồi di chuyển, chúng sẽ sẵn sàng tấn công. Đối mặt với cung tên và giáo ở mọi phía, bọn họ chỉ biết đứng yên, hết cách rồi, chế ngự thế tử trước rồi lại tính. Ông nghĩ thầm, đột nhiên một giọng nói vang lên, hoàng nhị tổng quản đến, cánh cửa thành dần mở ra. Tất cả mọi người im lặng nhìn về hướng phát ra giọng nói, một chiếc kiệu sang trọng và rất nhiều gia nhân xuất hiện. Dĩ nhiên, bên cạnh là Hà Đại Ca và Nhật Cửu cất binh khí, chảnh ra, giọng nói phát ra từ trong kiệu, bùi liệt vui mừng tốt quá rồi hà đại ca và nhật cửu xem như đã kịp hà đại ca lúc này có vẻ không quan tâm mấy còn nhật cửu thì chào người anh em tốt bùi liệt bằng cách giơ lên một ngón tay thân thiện ây ra thế tử đúng là nở mặt bên trong kiệu một bàn tay ló ra từ từ vén tấm màn hoành sơ ảnh từ bên trong vén màn chút bước ra rồi nói thiếp thân nhất thời lơ lờ thất lễ với khách cũng may có thế tử đích thân ra cửa nghênh đón không để bạch nhật lưu ảnh thành chúng ta thất lễ tiếp theo cô ta tiến đến và đặt tay lên cánh tay ai đó và nói tiếp quả thật đã giúp thiếp thân việc lớn không bằng để thiết thân giới thiệu với thế tử, coi như sửa chữa. Hồ Ngạn Chi nhìn thấy sự xuất hiện của Hoành Sơ Ảnh thì có chút kinh ngạc thầm nghĩ, Hoành Nghị tổng quản một tay chống đỡ Bạch Nhật Lưu Ảnh thành lại là một cô nương, được cô phong có đôi phần ngờ vực gọi tên cô ta, Hoành Sơ Ảnh. Cô ta vừa chỉ tay về phía Hồ Ngạn Chi vừa bắt đầu giới thiệu ông với hắn, vị này là Hồ Ngạn Chi, Hồ Đại Hiệp, hắn vừa rồi thế tử đã biết và trò chuyện với nhau rồi. Hồ Đại Hiệp không hổ là đích truyền đệ tử duy nhất của trưởng giáo chân nhân quán Hải Thiên Môn, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này, lưu ảnh thành chúng ta có thể làm ăn được với quán hải thiên môn không phải nhờ vào thế tử rồi thế rồi cô ta vội lấy tay che miệng như đang e thẹn mà nói nếu vì vài mâu thuẫn cá nhân nào đó dẫn tới không đạt được việc làm ăn thiếp thân cũng không tiện ăn nói với thành chủ ngài nói xem đúng không thế tử điện hạ biểu cảm trên gương mặt của độc cô phong hiện tại có chút phức tạp cô ta vừa đưa tay về phía sau vừa nói vị này là nhị trưởng viện của thủy nguyệt đình hiên con gái của nhiễm tướng quân chấn động bắc quan nhiễm hồng hà sau khi nghe được thân thế của cô hắn ta hốt hoảng vô cùng rồi hét lớn nhiễm tướng quân lẽ nào là trấn bắc tướng quân nhiễm thương quần hoành sơ ảnh bình tĩnh gật đầu đáp đúng thế độc cô phong trầm tư thầm nghĩ nhiễm thương quần thống lĩnh chiến thần đương thế ở bắc cương đến hoàng đế cũng phải nể mặt vài phần không ngờ ông ta lại có một cô con gái xinh đẹp thế này nhiễm hồng hà ngồi yên đó chấp tay hành lễ rồi thưa tham kiến nhị tổng quản thế tử hồng hà bị thương mong hai vị lượng thứ bùi liệt sau khi nghe thấy được thân thế chấn động này của cô cậu tuy không thể hiện rõ nét hốt hoảng bên ngoài nhưng trong lòng lại kinh ngạc thầm nghĩ nhiễm thương quần chấn bắc tướng quân hóa ra cô ấy với ta giống như mây với bùn khoảng cách cực lớn này lại có thể vượt qua trong một đêm hoạn nạn hoành sơ ảnh khi này đang đưa tay cho nhiễm hồng hà bắt mạch trong lúc chờ đợi cô ta bắt đầu hàn huyên tâm sự với cô muội muội nhiễm ra từ lần tạm biệt ở thất đại phái minh hội trước đã một năm rồi lần đó chúng ta còn chưa thể nói chuyện với nhau vừa nói cô ta vừa ngoái đầu nói với hắn không ngờ nhanh vậy đã gặp lại thế tử điện hạ trời đã tối Khách quý đường xa vất vả, thiếp thân mời các vị vào trong thành trước, Trung Dương, Hà Húc, hộ tống khách hồi thành. Độc Cô Phong nghe vậy thì vội tìm cớ nán lại. "Từ đã, con ngựa này và cả người sau xe." Hoành Sơ ảnh lên tiếng nói, thế tử điện hạ. Tiếp theo mình cười nhìn hắn và nói tiếp, lần trước ngài và thiếp thân bất đồng ý kiến, lúc cùng gặp thành chủ thành chủ đã quyết định, sự vụ lưu ảnh thành đều do thiếp thân phụ trách. Khi đó thế tử cũng có mặt, có lẽ sẽ không quên đâu nhỉ? Những người khác giải tán đi, Bùi Liệt, ngươi cũng đi cùng. A, à, Bùi Liệt tuần mệnh nhìn thấy hoành sơ ảnh cứ thế rời đi độc cô phong căm tức thầm nghĩ ừ hoành sơ ảnh đừng để ta nắm được điểm yếu của cô sẽ có một ngày ta sẽ khiến cha giao cơ thể này của cô cho ta xử lý mấy người này chỉ cần vào lưu ảnh thành ta sẽ có cơ hội xử lý chúng bùi liệt khẽ thì thầm với người ở bên cạnh cảm ơn nha hà đại ca nhật cửu nhật cửu hờ hững đáp lại cảm ơn muộn rồi chút nữa nhị tổng quản chắc chắn sẽ hỏi chuyện ngươi họa lần này ngươi gây ra ta còn chưa từng thấy nếu ngươi có thể sống trở về rồi rửa chân cho ta cũng không muộn húc gia ta về ngủ trước đây cuối cùng cho ngươi biết một chiêu nếu không biết nói thế nào thì nói tiểu nhân biết tội lưu ảnh thành viện ngách nhị tổng quản hoa viên trong viện ở bên trong viện có người bỗng cất tiếng nói yêu đau việc này là thật sao hóa ra là hoành sơ ảnh vừa mới nói cô ta đang ngồi trong viện thưởng thức trà và trò chuyện với mọi người ngụy tiên bối qua đời bích hồ cô nương bị yêu đau nhập không ngờ mấy vị lại gặp cảnh ngộ nguy hiểm như vậy hồ ngạn chi đang cầm tách trà trên tay và đáp quả thật là vậy cô ta thắc mắc hỏi vậy bùi liệt thanh trên lưng ngươi chính là yêu đao xích nhãn bùi liệt vội đáp a à, đúng thế thế rồi cô ta liền ngửa tay ra và nói đưa ta xem bùi liệt và nhiễm hồng hà nghe vậy thì hốt hoảng đồng thanh đáp không được không gian thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng riêng hoành sơ ảnh và hồ ngạn chi thì vội đặt dấu chấm hỏi trong đầu bởi vì không hiểu tại sao hai người lại từ chối yêu cầu này hoàng anh vội lên tiếng giải thích nhị tổng quản đừng trách chỉ là độc trên đao đó quá nguy hiểm với nữ tử nhẹ thì mất kiểm soát nặng thì hủy dung cô ta nâng tách trà lên uống rồi nói lại nguy hiểm tới vậy kế tiếp cô ta đậy tách trả lại rồi nói vậy thì việc gấp hiện giờ chính là an nguy của đệ tử quý môn bích hồ cô nương ta đã sắp xếp đại phu tốt nhất trong thành trần trị cho hai vị cô nương bích hồ và thải lam sau đó đứng dậy mấy vị cũng mệt rồi phòng của mọi người đều sắp xếp cùng nhau có thể về phòng nghỉ ngơi trước sáng mai ta sẽ sai người đưa thư tới cho hứa quyền trưởng môn của thủy nguyệt đình hiên nói tình hình bên này di thể của ngụy tiền bối ta sắp xếp ổn thỏa trước ngày mai sẽ thông báo cho đệ tử chỉ kiếm kỳ cung tới đón còn về thanh yêu đao xích nhãn này sẽ do ta tạm thời phong ấn bảo vệ, ý các vị thế nào? Những Hồng Hà nghe vậy thấy cũng có lý nên vội đáp lại, nhị tổng quản quả nhiên suy nghĩ chu toàn, Hồng Hà thay Bích Hồ, Thải Lam cảm ơn nhị tổng quản. Cả bốn người cùng chấp tay hành lễ, Hồ Ngạn Chi mỉm cười nói với cô ta rằng, lão Hồ ta cũng cảm ơn nhị tổng quản giải vây cho ta, chúng ta cáo lui trước, nhưng riêng cậu thì lại bảo, Bùi Liệt, ngươi ở lại. Bùi Liệt chạm vào hộp kiếm đã được quấn vải trắng xung quanh, sau đó cậu khóa nó lại, Hoành Sơ Ảnh đang viết viết gì đó nói, sau khi phong ấn cất giữ xong yêu đao, qua đây giúp ta mài mực. Bùi Liệt đáp, à, vâng, bàn mai mực được nạm khắc họa tiết rồng. Bùi Liệt bắt đầu mài mực. Hoành sơ ảnh đang viết thì than thở, thật là lâu rồi không thấy chuyện rắc rối thế này. Cô ta vươn vai mệt mỏi, các người đó đúng là biết ra để khó cho ta. Lần này dính tới cả chỉ kiếm kỳ cung. Bùi Liệt chán đổ mồ hôi, suy nghĩ, những lúc thế này, Nhật Cửu nhắc tới. Sau đó cậu liền cúi đầu xin lỗi, tiểu, tiểu nhân biết lỗi. Hoành sơ ảnh nâng bút cười, ha ha ha, ngươi học chiêu mùm mép này từ đâu thế? Cô chống cằm nói tiếp, ta vẫn thích cậu nhóc coi ta thành đại tỷ tỷ nhận binh khí ở lần đầu gặp hơn. Hoành sơ ảnh nhớ lại chuyện xưa, lúc đó bùi liệt rót trà nói, tỷ ngồi một lát trước, thất thúc trước khi ra ngoài đã dặn sẽ có người tới lấy đao, không ngờ lại là một đại tỷ tỷ xinh đẹp. Bùi liệt nhiệt tình giới thiệu, ở nhà ta cũng có một tỷ tỷ, có lẽ cũng chạc tuổi tỷ, đúng rồi, hôm qua ta mới làm nho kho, cho tỷ nếm thử. Bùi liệt đặt xuống bàn một sĩa hạt dưa, nơi này của thất thúc ít người tới, nếu thúc ấy ra ngoài, ta cũng không kiếm được một người nói chuyện. Anh, ta tên Bùi Liệt, tỷ có thể gọi ta là Tiểu Bùi. Tỷ tỷ, tỷ tên gì? Hoành sơ ảnh nhìn một với một hạt dưa, sau đó đưa vào miệng, trả lời Bùi Liệt, Hoàng, sơ ảnh, một mảnh xám xịt. Bùi Liệt tươi cười nói, vậy ta gọi tỷ là sơ ảnh tỷ nhé, nho khô trong nhà vẫn còn nhà. Quay về với thực tại, Bùi Liệt cười cười, khi đó, khi đó thất thúc cũng không nói cho ta nhị tổng quản của Lưu Ảnh Thành, cậu đang nói, thì hoành sơ ảnh cướp lời, là một nữ tử yếu đuối, đúng không? Bùi Liệt phủ nhận, "A, à, ta, tiểu nhân không dám." Hoành Sơ Ảnh nghe thế cười, "Ha ha, cô ta suy tư, vừa nãy ngươi nói Cầm Ma Tiền Bối sau khi dùng nội cung thay đệ tử thủy nguyệt giải độc, vì hao tổn quá nhiều mà qua đời, trước lúc mất đã giao yêu đao xích nhãn cho Nhiễm Hồng Hạc. Nếu đã như vậy, có lẽ ông ấy cũng đã nói cho cô ta cách làm sao khắc chế yêu đao." Bùi Liệt đáp, ừ, có lẽ vậy, ta nghĩ Ngụy Tiền Bối vì nhắc nhở mọi người." Hoành Sơ Ảnh cắn đầu bút nói, "Ngươi đó, đúng là một đứa trẻ không biết nói dối." cô ta nhớ lại một chút chuyện xưa còn về thanh yêu đao xích nhãn này sẽ do ta tạm thời phong ấn bảo vệ ý các vị thế nào nhị tổng quản quả nhiên suy nghĩ chu toàn hoành sơ ảnh liếc nhìn cậu trước đó lúc ta nói xích nhãn do ta bảo quản nhiễm hồng hà không hề dị nghị nếu cầm ma thật sự giao phó xích nhãn cho cô ta vậy thanh đao này chính là vật của thủy nguyệt cô ta lại không để tâm làm sao ăn nói với sư môn vậy nên người tiếp nhận đao tặng nghe di ngôn chỉ có thể là ngươi thôi bùi liệt bùi liệt bất ngờ hoành sơ ảnh tiếp tục nói hoặc ngươi cảm thấy bản thân không có quyền lực, nên muốn mượn lời của ta phân tán tin tức của yêu đao ra, hoặc là lúc cầm ma căn dặn di ngôn đã dặn dò muốn ngươi giữ bí mật gì đó. Cô ta liếc nhìn cậu, nói, ta nói đúng không? Bùi liệt thầm thán phục trong lòng, nhị tổng quản lợi hại quá, gần như đoán trúng hết. Ngoài hai nguyên nhân đó, kỳ cung tâm pháp, đoạt xá đại pháp, đều là bí thuật bổn môn, ngươi phải thể không tiết lộ ra ngoài. Sau đó bùi liệt thật thà đáp, quả thật như nhị tổng quản nói, ngụy tiên bối nói tiểu nhân biết nhiều chuyện của yêu đao, nhị tổng nổi tiếng bên ngoài. Nếu có thể do người truyền tin này ra khắp Đông Hải sẽ có sức nặng hơn, ta đã đích thân trải qua sự đáng sợ của thi đao, ta sẽ kể hết mọi thứ ta nghe được, thấy được cho người. Ta không muốn lời sơ ảnh tỉ tỉ, chỉ cần không nhắc tới chuyện đoạt xá đại pháp và giải độc. Sau đó bùi liệt liên thuyên kể, hoành sơ ảnh sờ cầm suy nghĩ, yêu đạo lại đáng sợ tới vậy, nếu đã là di ngôn của cầm ma, xem ra lời đồn đó hẳn là thật rồi. Bùi liệt hỏi lại, lời đồn, hoành sơ ảnh ngẩng đầu, Ừ ngươi có từng nghe nói huyền tê khinh vũ các? Bùi Liệt hỏi, Huyền Tây khinh vũ các, có là. Hoành Sơ ảnh đặt bút xuống giá, bắt đầu kể chuyện xưa, 30 năm trước, trong Tam Đại Đúc hiệu Đông Hải không hề có Bạch Nhật Lưu ảnh thành, người phụ trách đúc luyện Ngưu Nhĩ ở Đông Hải cũng không phải Thanh Phong Chiếu và Xích Luyện Đường, mà là Huyền Tây khinh vũ các lịch sử đã hơn 500 năm, nó thậm chí đã trải qua chiến loạn yêu đao lần đầu. 500 năm nay, cho dù Giang Sơn thay đổi, Huyền Tây khinh vũ các lại không hề suy tàn, bọn họ có thể lợi dụng kỳ vật cực quý giá, Thiên Anh, đúc tạo ra thần binh lợi khí vô địch thiên hạ, đến thanh phong chiếu xích luyện đường cũng khó mà theo kịp thế lực môn phái lớn như vậy lại hoàn toàn xóa tên khỏi võ lâm vào 30 năm trước tàn tích thậm chí thi thể cũng không còn bùi liệt hoảng hốt việc này do yêu đao gây ra sao hoành sơ ảnh gật đầu đúng thế cô ta nắm chặt hai tay ta hết lòng xây dựng 10 năm lưu ảnh thành mới có quy mô ngày nay ta tuyệt đối sẽ không để thành bàn cuốn vào bão tố yêu đao tái diễn thảm kịch xích nhãn tuyệt đối không thể giữ phải giao ra ngươi cũng không thể đứng trên thất bại hội minh thừa nhận ngụy vô âm nói hết bí mật cho ngươi bùi liệt ngẩn ngơ cô ta đặt tay lên vai cậu ngươi phụng lệnh đưa kiếm vì vậy gặp hiểm cảnh hiện giờ về là tốt rồi mực đủ rồi ngươi quay về nghỉ ngơi đi chuyện yêu đao để ta sắp xếp bùi liệt nghe lời lui ra tiểu nhân cáo lui hoành sơ ảnh bây giờ chỉ có một mình cô ta liếc nhìn xung quanh sau đó thò tay vào tủ lấy một cái hộp nâu đậm mở ra hoành sơ ảnh dùng tay xoay xoay các nấc để mở mật khẩu khi đã thành công mở ra từ trong xuất hiện một cuộn giấy nhỏ hoành sơ ảnh cầm bút dùng tay viết viết gì đó sau đó cô ta liếc nhìn chiếc hộp khi nãy lấy viên ngọc bích từ giữa trán của chiếc mặt nạ ra đè mạnh vào dòng cuối của tờ giấy hóa ra đó là một con dấu được nạm khắc tỉ mỉ được che giấu dưới lớp mặt nạ một dấu đỏ chết xuất hiện trên tờ giấy hoành sơ ảnh bỏ lại tờ giấy vào chiếc hộp có mật khẩu mới có thể mở cô tuy suy nghĩ chỉ có vậy thôi sao ánh trăng xuất hiện là thời khắc mọi thứ được bao bọc trong bóng tối mà bóng tối thì rất nguy hiểm Tại phòng ở của đệ tử chấp kinh ti, nơi Bùi Liệt đang yên giấc ở đó, cậu nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, gương mặt khi ngủ lộ ra vẻ khó chịu, có vẻ như là gặp ác mộng, thì từ ngoài cửa, có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào mà không ai hay biết, nhờ ánh trăng sáng, Bùi Liệt thầm cảm nhận được nguy hiểm rình rập, cậu mở to mắt, từ ngoài cánh cửa có một kẻ có ba cánh tay, trông không giống con người, mắt đỏ đỏ thắm như vừa uống máu của ai đó. Nó nói: "Tối nay, thần thức của ngươi không to nữa." Mắt nó sắc nhọn, miệng cười toe toét, Cầm dao nói với Bùi Liệt, như vậy càng tốt, để ta. Chém một phát sảng khoái, sau đó con yêu quái cầm đao xông thẳng lên, như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Liệt. Bùi Liệt ngồi thẳng dậy, mím môi, trong đầu suy nghĩ, ai, một khắc sau không đợi cậu trốn thoát, nó nhảy lên trước mặt cậu dùng tất cả tay của mình kịch liệt chém. Bùi Liệt chỉ biết ngồi đó chờ chết mà không thể chống cự hay phản kháng trước sức mạnh kinh hồn của nó. A à, ha, à, cậu la lên khi vẫn còn nằm trên giường, nhanh chóng đưa hai tay lên đối diện với mắt rồi nhìn, "Phu, phu, cậu thở ra hơi." tay bùi liệt đầy rẩy những vết thương một khắc sau tay cậu quay trở về bình thường cậu hoảng hốt vết thương lại biến mất rồi bùi liệt nhìn chằm chằm hai bàn tay đã sớm không còn một vết thương nào nữa cậu đệ tử nằm kế bùi liệt có lẽ là bị cậu đánh thức cậu ấy hỏi tiểu bùi ngươi lại mơ thấy ác mộng à bùi liệt thật thà thừa nhận ừm lần này cảm giác còn rõ ràng hơn trước đột nhiên có vô số chiếc giày màu nâu sẫm bay tới nó đáp thẳng trên mặt bùi liệt nhưng may mà cậu tránh được hóa ra đó là chiếc giày từ một đệ tử khác bao xưởng bao xưởng dường như cũng bị bùi liệt đánh thức hắn ta tức giận nói bùi liệt nhật cửu hai ngươi không ngủ còn không cho phép người khác ngủ à cút ra sân đếm ao cho ta sau đó hắn quát nhanh lên làm bùi liệt và nhật cửu phải vắt chân lên cổ mà chạy còn đồng đội của hắn nhìn thấy cảnh đó thì cười ha hả ở ngoài trời nơi vạn vật tranh giành sự sống bùi liệt và nhật cửu một người đang nằm thành thơi người kia còn người kia lại phải quỳ gối ngồi bùi liệt nhanh chóng nhận ra được sự phân biệt đối xử cậu lên tiếng nói tuy ta hại ngươi bị đuổi ra ngoài như nhật cửu ngươi cũng rộng lượng thật đấy lại còn mang theo cả thảm nhật cửu lên tiếng trẻ con ngươi tưởng không làm sai thì không sao à ngươi tới nơi tốt như thủy nguyệt đình hiên lại dám cả đêm không về lúc về không chỉ dẫn theo mấy mỹ nữ còn chơi tuần thành ti một phố có thể nói là oanh liệt lắm nhật cửu nhếch môi quan trọng là nhị tổng quản lại không phạt ngươi nghĩ cũng biết biết bảo lão đầu và văn cảnh đồng sẽ ghen tị cỡ nào làm khó ngươi là chuyện sớm muộn bùi liệt đáp lại ghen tị sao nếu bọn họ nhìn thấy những người chết dưới yêu đau đó thì sao có điều những chuyện này ta cũng chỉ có thể nói với ngươi đột nhiên nhật cửu đưa bình rượu cho bùi liệt cậu hết sức bất ngờ nhìn bình rượu đấy bùi liệt la lên nhật cửu tiểu tử nhà ngươi lại còn giấu rượu chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ nhật cửu nghe bùi liệt nói vậy thì mắng ngươi nhỏ tiếng thì chết à ta còn có rượu đây này dưới ánh trăng sáng cả hai cùng nhau trò chuyện nhật cửu hỏi vậy nên ngươi lần đầu nhìn thấy có người bị giết bùi liệt nốc rượu như nốc nước điên cuồng uống bùi liệt lao miệng đáp người chết không phải nhưng tận mắt thấy giết thế nào thì là lần đầu bản thân cũng suýt mất mạng theo yêu đau khống chế lòng người tùy ý giết chóc ngay trước mắt ta theo lý mà nói ta nên cảm thấy vô cùng đáng sợ nhưng điều lạ là ta phát hiện bản thân không sợ đến vậy trong lòng vừa muốn cứu người vừa mơ hồ còn còn có chút hứng thú với yêu đau nhật cửu ngươi nói xem có phải vì ta là thợ rèn không nhật cửu mắt nhắm mắt mở nói này chắc không phải ngươi cảm thấy bản thân thành nhân vật lớn có thể khống chế cục diện chứ hả cho dù yêu đau mặc sức giết xếp hàng cũng không đến lượt người như ta và ngươi. lẽ nào ngươi tưởng tượng giống những đại hiệp đó liều mạng đứng ra sao? Bùi Liệt không đồng tình đáp lại, đau sắc nhọn hơn đậu phụ. Nhưng người dám nói đậu vô dụng không, đậu phụ có thể nấu nồi canh nóng, đau có thể không. Dụng trong vô dụng cũng là một loại công dụng. Ta làm đậu phụ thấy rất vui vẻ, ngươi cũng nghĩ tới cha và tỷ tỷ ở nhà đi. Cậu nói xong lại một mình suy nghĩ đau và đậu phụ sao? Nhưng có lúc chỉ có đau mới có thể cứu người. ít nhất ta đã cứu nhị trưởng viện và Bích Hồ. Bích Hồ có thể tỉnh lại không? thế tử liệu có làm khó lão hồ lẽ nào những việc này đều không phải việc ta nên suy nghĩ sao bùi liệt trần chọc suy nghĩ lại là một đêm dài cảnh bắt đầu trong bếp ăn tên bảo xưởng hắn ta nghênh ngang ra lệnh cho mọi người nhanh lên cho ta văn cảnh đồng hạ thanh vương hữu đến sảnh sắp xếp chu nhất đến sảnh bên chờ bùi liệt nhật cửu hai người hôm nay tới đại thiện phòng giúp ăn xong đi ngay bảo xưởng nghiêm nghị căn dặn giờ mùi tất cả mọi người tới sảnh lớn tập hợp nghe nhị tổng quản giáo huấn tên thanh niên áo xanh ngạo mạn dẫn theo hai tên phía sau chế diễu nhật cửu đang ăn chiếc bánh bao bên cạnh Trực trực Nhật Cửu xem dáng ăn như lợn của ngươi kia sao lại không biết xấu hổ nói bản thân xuất thân trường tôn thị Nam Phương. Tên thanh niên áo xanh mắt dẹt mắt tròn càng chê cười Nhật Cửu thế thân này tám phần để có thể vào canh dần phong làm việc cho nhị tổng quản nên bịa ra phải không? Ta thấy ngươi bản tính ham ăn lười làm của ngươi khó sửa lắm, hôm nay đến đại thiện phòng làm việc, có lẽ sẽ phát hiện nơi đó thích hợp với ngươi hơn. Cứ tưởng người ta sẽ để ý như Nhật Cửu nãy giờ nhìn hắn nói còn mình chỉ im lặng thầm khinh vậy mà hắn vẫn đắc ý chê cười có thể vào canh dần phòng làm việc cho nhị tổng quản có ai không phải tốt cả hình tượng lẫn trí tuệ thật không biết các ngươi sao lại vào được. Hai tên đàn em bên cạnh hắn thêm lời nịnh bợ càng làm hắn đắc ý tên mắt hí phía trước thêm lời đến lúc đó cảnh đồng ca hầu hạ bên cạnh nhị tổng quản nói không chừng còn được nhị tổng quản coi trọng hơn Trung Dương và Hà Húc. Tên phía sau lại lập tức thêm vào thúc thúc của cảnh đồng ca làm quan ở Bình Vọng, khác với mấy người nào đó. Hôm nay nhị tổng quản muốn thăng chức hai đệ tử theo hành tẩu, ta thấy chắc chắn thuộc về cảnh đồng ca. Được đàn định bợ mũi của cảnh đồng ca mọc nổi lên 10 tầng mây dương dương tự đắc hừ, nếu ta được thăng chức đầu tiên sẽ đuổi lợn tới nơi hắn nên đi nhất cửu cùng bạn mình nãy giờ coi lời bọn họ vừa nói như lá rơi trả thèm quan tâm ung dung đi ra ngoài thành công chọc cảnh đồng ca tức đến trợn mắt hắn thầm rủa hai tên này lại dám lơ ta đúng là khiến ta nổi nóng bùi liệt nhì nhật cửu trong lòng thấm thán phục ở chấp kính ti người không quan tâm tới những lời tám nhảm này giống ta chỉ có nhật cửu tuy ta cũng không tin hắn là chư hầu nam phương vì giọng thật sự không giống lúc này trong bếp đang ầm ầm giọng của lão trịnh trưởng bếp gào to tỏi tỏi ở đâu Lão Trịnh chống tay bên hông chỉ đạo miệng liên tục nói lấy thêm chút củi qua bên canh, người của canh dần phòng rau thơm đã xong chưa, bên dưa chuột nhanh lên, Bùi Liệt một bên rửa rau hô lớn thông báo rau thơm rửa xong rồi hắn thầm nghĩ đại thiện phòng đúng là náo nhiệt, lão Trịnh há hàm răng lớn của mình liên tục căn dặn, hôm nay lão tuyển đầu nấu cửu quan tài món mới cho thành chủ, nếu ai làm sai ta cho kẻ đó ngủ ở trùng cửu. Nhật Cửu còn đang mải mê thưởng thức hương thơm bay ra từ bếp thì Bùi Liệt đã nhìn thấy tên mà lão Trịnh vừa nhắc đến hắn ta hỏi Nhật Cửu người đó chính là lão tuyển Đầu à? ông ta là đầu bếp lợi hại nhất đại thiện pháp nhỉ nhật cửu còn đang bị hút hồn mê mẩn mùi thơm khi nãy phê phê trả lời lại bùi liệt đó là đương nhiên trước đây ngươi ở trên núi phía sau rèn sắt có thể không biết lão tuyền đầu là dựa vào khả năng nấu ăn trở thành tam tổng quản của lưu ảnh thành tên đầu đỏ giữ tớn đang tiền vào trong đại thiện phòng nghênh ngang bỗng có người la lên ấy thật một nồi đá lớn đang được nung trên bếp lửa đỏ hồng đỏ rực phái dưới một tên làm trong bếp chạy ra bẩm báo lão tuyền đầu nồi đá đã giảm nhiệt ngài xem thử lão tuyền đầu im lặng xem xét lên tiếng ừm được rồi món cừu quan tài này mở nắp rớt nước sốt là công đoạn quan trọng nhất, các ngươi bắt buộc phải mở nắp đá một lượt. Nếu mở chậm, nhiệt độ thịt cừu, gia vị đều sẽ không đều mất đi mùi vị nên có hôm nay sẽ do tiểu công môn mở quan tài xem thử. Mọi người trong bếp đã nhanh chóng cầm kìm xiên vào bếp đá nhấc lên hô to chuẩn bị chọc dĩa. Nhật cửu ở bên khoái chí nói mau nhìn đi, bùi liệt món cừu này sắp bưng ra rồi. Hai thanh niên khổ sở nhấc chiếc nồi đá lên theo lệnh hô to thời gian vừa đủ một hai lên. Chiếc nồi đá được bục ra khói bên trong nghi ngút bốc hết ra ngoài tên thanh niên nhất bếp mặt biến sắc cắn răng nặng quá chuyện gì đến cũng đến chiếc nồi đá bị hụt tay liền đổ ụp xuống khiến thanh niên áo tím hồn bay phách lạc mắt trợn to tiêu rồi một khoảng khắc ba biểu cảm một suy nghĩ tên gây ra chuyện này bóp mặt biến dạng bùi liệt và nhật cửu bên cạnh cũng hốt hoảng không kém bọn họ đều biết sắp tiêu rồi không thể chậm trễ để mình ngủ trùng cừu bùi liệt phản ứng nhanh như chớp bay ra phía nồi đá lão tuyền đầu bên cạnh hít mắt quan sát như xem cậu có thể làm được gì bùi liệt nhanh tay phi đến chỗ tên áo tím giành lấy cây xiên gồng sức cắn răng nâng nó lên Bùi Liệt cắn răng toát mồ hôi trôi con mắt, cuối cùng thì nhờ sức của Bùi Liệt cả hai người đều nhấc thành công chiếc nồi đá lớn kia ra, bên trong khó bóc lên là ba con dê nướng thơm phức vàng ươm. Lão Tuyền đầu thấy đã đến lúc quyết định ho to chính là lúc này lão Trịnh cho giải nguyên liệu sốt, lão Trịnh tay nhanh hoạt động lẹ làng rắc hàng ngàn loại gia vị lên ba miếng thịt cừu theo lời lão Tuyền đầu, gia vị được rắc lên càng làm cho món thịt thêm ngon mắt ươm vàng khói nghi ngút, khói thơm bốc ra cả căn bếp khiến mọi người mê ma người mùi chảy cả nước dãi ra ngoài, cắt một thớ thịt nhỏ vàng ươm trên miếng cừu to lão tuyển đầu im lặng quan sát kỹ càng miếng thịt trên đầu dao sắc như đã đạt đủ tiêu chuẩn lão lên tiếng cho mọi người nếm thử vị sốt và nước thịt béo ngậy hòa quyện lại giữ nguyên được vị của thịt cừu cũng được đấy lão trịnh chia thịt cừu cho mọi người nếm thử đi mọi người nghe được nếm thử liền vui mừng ăn mừng tất cả mọi người đều túng tụng lại cảm ơn bùi liệt tốt quá rồi lợi hại đấy tiểu tử ta còn tưởng người chấp kính ti các người đều là mấy kẻ ẻo là hóa ra cũng có người như người vừa rồi thật sự nhờ cả vào ngươi khỏe quá bùi liệt ngại ngùng gãi đầu khi được khen ha ha huynh quá khen nhờ vào công lớn của bùi liệt nên bọn họ không bị ngủ ở chuồng cừu một tên cười lớn chút nữa chia cho ngươi thêm một phần thịt cừu bùi liệt cảm kích đại khái là vì trước đây ta rèn sắt ở núi phía sau vậy nên sức cũng khỏe mọi người còn đang vây quanh cảm ơn bất chợt bùi liệt nhìn thấy một ai đó phía sau thắc mắc hỏi ấy hắn là trong góc lò là một tên đầu tóc dài tay được băng bó cúi thấp người trông kỳ lạ bùi liệt suy nghĩ thiếu niên này trông kỳ lạ quá một người trong đại thiện quán chia hai phần thịt cừu nóng hổi ra vui vẻ chia sẻ với bùi liệt ông nói cầm lấy tiểu tử hai phần thịt cừu Nghe Bùi Liệt hỏi về chàng trai bí ẩn không hề hé một lời kia, ông xoay qua nhìn anh ấy, nói với Bùi Liệt, à, ngươi hỏi đứa bé đó à, ông nói, cũng như giới thiệu cho cậu biết luôn, nghe nói là do lão tuyến đầu nhặt về, giống như tên câm, người như khúc gỗ, bọn họ đều gọi hắn là A Ngốc. Bùi Liệt vừa cầm chén thịt cừu, vừa nhìn anh mà suy ngẫm, A Ngốc, cầm sao, cậu nghĩ ngợi, nhìn hắn cứ cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hơn nữa trông hắn cũng không giống kẻ ngốc, trái lại giống có tâm sự, nhìn bàn tay của A Ngốc anh, quấn đầy băng như đã bị thương rất nặng nề như vậy, cậu càng có nhiều câu hỏi dành cho mình. Một thiếu niên còn là người câm, vì sao tay lại thành thế này? Cậu lại gần A Ngốc, đưa ra chén thịt cừu còn lại cho anh ta, vui vẻ nói, A Ngốc, ngươi muốn chút thịt cừu không? Ta có thêm một phần. Cậu hỏi tiếp, ngươi có tên không? Nếu ngươi không nói được, ta biết chút thủ ngữ, nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, A Ngốc anh cũng chỉ cúi gầm mặt, nhìn xuống đất không trả lời cậu câu nào. Bùi Liệt kiên nhẫn chờ A Ngốc trả lời, bỗng nhật cửu từ đâu ra bốc mấy miếng thịt cửu trong chén đáng ra của a ngốc lên mà bỏ vào miệng ăn hết bùi liệt bất ngờ nói nhật cửu không thể cản được nhật cửu tranh chén thịt của mình bùi liệt cũng để cho cậu ta ăn luôn ăn xong cậu ú quay lại nói với bùi liệt cảm ơn đã chiều đãi thuận tiện nhắc nhở ngươi sắp tới giờ mùi rồi nhị tổng quản đích thân tới nếu tới muộn sẽ bị giết đấy cậu nghe xong sực nhớ ra mà hớt hải đi ngay a đúng rồi tiêu rồi tiêu rồi nhật cửu ăn no rồi chạy theo sau luôn đợi ta tất cả đã tập hợp sẵn sàng tại chỗ của hoàng sơ ảnh cận thần đứng kế bên bẩm với cô nhị tổng quản đệ tử chấp kính ti đều đã tới đủ nghe xong cô hạ cây quạt tay của mình đặt xuống bàn vừa nói được các vị đã vất vả ngồi ngay lại với sắc thái nghiêm trọng cô nói mọi người đều biết sắp tới kỳ ba phủ thi đấu năm nay do ta làm chủ cô tiếp tục lần này hại đại đốc hiệu anh hào thiên hạ và quan viên triều đình sẽ nườm nượp kéo đến các phòng phải chuẩn bị chu toàn phải hoàn hảo tuyệt đối không được xảy ra sai sót mất uy danh thành ta ai nấy cũng đều bất ngờ si sâm bàn tán với nhau ba phủ thi đấu trước đây chỉ từng nghe nói người khác lại nói năm nay đến lượt chúng ta làm chủ nhà lần trước ra từng đi theo nhưng không nhìn thấy về phía của bùi liệt và nhật cửu nhật cửu nghe xong chán trường nói thật là rắc rối không phải nói ba phủ thi đấu thành tích chúng ta không tốt sao còn làm chủ nhà làm gì nghe vậy bùi liệt cười nói với cậu ta việc này trước đây ta từng nghe thất thúc nhắc tới cậu kể với nhật cửu ba phủ thi đấu không phải đơn thuần tỉ thí binh lực, người tham gia, trên thì có quan viên triều đình, dưới thì có danh gia đao kiếm, thật ra là cơ hội tốt để đàm phán việc kinh doanh binh khí. Lúc xưa khi làm việc ở chỗ của thất thúc, Bùi Liệt cậu đã để ý mới biết chi tiết về kỳ ba phủ thi đấu lần này, cậu nói tiếp, ba đại đốc hiệu, mỗi năm đều tổ chức đại đội thi đấu vào trước và sau Tết Thượng Tị, mỗi bên đưa ra khí giới, thảo luận ưu nhược đúc tạo, người thắng có thể một mình kiêm chế tạo quân giới cho triều đình, người bại nhìn thì giống thua về mặt mũi, lại có thể nhận được việc làm ăn binh khí với quân bắc quan tây sơn bùi liệt vẫn tiếp tục giới thiệu cho nhật cửu ba đại đốc hiệu đầu tiên thanh phong chiếu cơ nghiệp đã trăm năm giỏi sản xuất theo yêu cầu lâu nay cung cấp cho triều đình thứ hai cậu nói xích luyện đường cũng có hiệu đúng trăm năm nắm giữ phong giang tảo vận người nhiều lượng lớn vì vậy bao việc làm ăn của đồn trú các nơi có điều nghe nói cách bọn họ làm việc không có chính quy tương lai ngươi phải né đi chút cuối cùng cậu nói lưu ảnh thành chúng ta tuy đi sau lại có thể lợi dụng cuộc thi thể hiện ở trường chuyên đúc tạo binh khí cho danh gia võ lâm dần dần có địa vị trong mắt người trong thiên hạ ba nhà tuy mượn cuộc thi đánh cờ nhưng thực tế không ai ăn được ai dứt khoát cùng công khái duy trì ba phủ thi đấu để những nơi đúc luyện khác trong thiên hạ không còn cơ hội chen chân nghe vậy một người đứng bên cạnh cậu liền nói vậy với chúng ta lại càng chán một thanh niên liền cao giọng quát lên yên lặng hết cho ta nhị tổng quản còn có căn dặn vừa dứt câu hoàng sơ ảnh ngồi ở trên thông báo đã gần tới lúc thi mọi việc bận rộn ta cần thăng chức hai đệ tử lanh lợi đi theo hành tẩu. Cô nhắc nhở, không biết quản sự đã kiểm tra được người hay chưa. Quản sự vâng lời ngay quỳ xuống báo cáo với hoàng sơ ảnh cô, bẩm nhị tổng quản, người được chọn ở đây. Những người trong lưu ảnh thành đều sốt ruột lo lắng, một người thanh niên cười nham hiểm nhìn lên nhị tổng quản. Người đàn ông có tóc xoăn cười mà nghĩ, hừ, sau này ta sẽ là người đứng trên bậc thềm rồi, tốn 2.000 lượng thu xếp, đáng. Thì ra là dở trò hối lộ, quả thật rất xấu xa và chiêu trò. Hoàng sơ ảnh rút lá thư chọn người ra đọc sơ một lượt, đọc xong cô chấp thuận đưa lá thư báo cho trung dương nói phê chuẩn trung dương đọc theo cái này đi trung dương anh nghe lệnh ngay vâng trung dương thông báo với tất cả người ở lưu ảnh thành có hoàng sơ ảnh theo dõi làm chứng canh dần phòng anh hô lớn bùi liệt thứ dân trấn vương hóa sau khi vào quân trợ thủ nghĩa minh thể hiện trung dũng tiến cử tại đây nghe thông báo làm cậu bất ngờ ra mặt đơ cả ra anh tiếp tục canh dần phòng trường tôn húc con thứ thiếp của gia tộc ở bắc phụ thành cùng sơn quốc tinh thông tính toán, văn thư thông thạo, tiến cử tại đây. Anh thông báo khiến Nhật Cửu cũng đơ ra luôn, có người còn bất ngờ dùng cậu ta, người đàn ông tóc xoăn bàng hoàng, rõ ràng là đã hối lộ đến hai nghìn lượng, hắn ta thất thần la lên, Nhật Cửu, sao, sao có thể, không phải nhầm chứ? Hoàng Sơ Ảnh mở nắp chén trà thổi một hơi rồi nhắc nhở, ồn quá, cô ta truyền lệnh, tự ý ồn ào, kéo xuống và miệng cho ta. Thế rồi người đàn ông tóc xoăn bị kéo đi xử phạt ngay là đó luôn, Trung Dương thông báo kết thúc buổi tiến cử. Trường Tôn húc nhanh tới thiện chính đường, từ giờ thuộc quản lý của nghiêm quản sự. Anh nói tiếp, Bùi Liệt, theo nhị tổng quản, những người khác, ai về việc người đó. Hoàng sơ ảnh đứng lên dẫn đường cho Bùi Liệt cậu, nhìn theo sau nói, Bùi Liệt, ngươi theo ta đi gặp một người. Bùi Liệt cậu nghe lệnh, a, à, vâng. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, rốt cuộc là gặp ai? Cậu nghi hoặc hỏi Hoàng sơ ảnh, chúng ta phải đi gặp. Hoàng sơ ảnh nhìn cậu mà nói, thành chủ lưu thành, nhất đẳng chiêu tín hầu, độc cô thiên uy đại nhân. Ở một cung điện nọ, có giọng nói vang lên thuộc hạ tham kiếm thế tử thế tử ngồi cầm chén rượu cười khẩy gian manh nói thế nào tên họ hồ đó và cả con ngựa đó đều theo dõi kỹ chứ hả thuộc hạ của hắn bẩm báo ngay bẩm thế tử người ngựa đều trong quán trọ đã sai người canh chừng theo thế tử phân phó anh ta hài lòng phát lệnh tốt tiếp tục tranh chừng cho ta họ hồ đó bôi nhọ phụ thân đại nhân bất trung với triều đình trước mặt mọi người người của tuần thành ti đều đã nghe thấy anh ta nghĩ thầm gian manh với tính cha ta đưa người cho ta xử lý chẳng qua là một câu nói nói không chừng tới lúc đó hoàng sơ ảnh cũng sẽ vì vậy mà tới xin ta quyết định xong anh phát lệnh chuẩn bị ngựa ta phải cầu kiến thành chủ vương cấm nội thành bạch nhật lưu ảnh thành nơi ở của nhất đẳng chiêu tý hầu độc cô thiên uy tại cung điện bạch nhật lưu ảnh thành trong cung điện nơi độc cô thiên uy đang ngồi vây quanh ông ta là các mỹ nữ xinh đẹp hoàng sơ ảnh và bùi liệt đã đến đều quỳ lạy diện kiến hoàng sơ ảnh cô thành ý nói tổng quản chấp kinh ty hoành thị tham kiến chủ thượng cô nói đêm qua trong thành xảy ra việc lớn xin ngài cho người xung quanh lui để thần bẩm báo chi tiết ông ta nhàn nhã đáp lời những chuyện đó ngươi làm chủ là được ta không thích nghe ông ta nói ngươi tới vừa hay ta đang muốn gọi tìm ngươi hưởng tiệp lăng ba này đã xây lâu xong vậy rồi họ lại chẳng ai chơi được độc cô thiên uy nói tiếp với giọng điệu rủ dê tâm trạng chán trường thật sự chẳng có chút vui vẻ nào nhanh ngươi tới nhảy một điệu thử xem hoàng sơ ảnh vẫn quỳ dạp mà bẩm giọng có phần ngập ngừng hay để hôm khác ta nhảy cho chủ thượng nhé chuyện hôm nay ta cần bẩm báo liên quan tới thành. Nghe vậy độc cô thiên uy xua tay phản bác ngay, được rồi, được rồi, đã nói ta không muốn nghe chính sự. Rồi ông ta nhìn lại, lần này có người khác tới diện kiến nữa, hửm, ông nghi hoặc hỏi hoàng sơ ảnh, người này là ai, ông ta hỏi, nhìn có hơi lạ. Nghe được gọi tên bùi liệt mới chú ý lên, hoàng sơ ảnh lúc này đã quỷ lên, cô nhìn qua bùi liệt mà nói với độc cô thiên uy, bẩm chủ thượng, hắn là đệ tử chấp kính ti, bùi liệt, là nhân chứng chuyện tối qua, đã hiểu được sơ bộ, Độc cô thiên uy chỉ tay nói, tóm lại, người quan trọng phải không, thế này đi tiểu ảnh nhi, giờ ngươi ngoan ngoãn qua đây nhảy một điệu cho ta, nếu không, ông ta đe dọa, ta sẽ bảo người giết hắn, vừa dứt lời là bùi liệt bất ngờ sốc ra mặt ngay. Độc cô thiên uy ông ta cười đắc ý nhìn hai người bọn họ, hoàng sơ ảnh cười mỉm, đã theo đúng như kế hoạch bản thân đã đặt cược, cô nghĩ thầm, hắn, thật sự làm ra được, rồi cô cười bỏ áo khoác lông của mình ra, cười nói, tiến đến phía giữa cung điện, chủ thượng cần gì tức giận, cô cười bỏ áo lông của mình để lộ thân thể ngọc ngà quyến rũ làn da trắng nõn đột nà cô nói chẳng qua ngài muốn xem ta nhảy việc này có gì khó có điều ta chỉ nhảy một điệu thôi đấy cô nói tiếp nhảy xong chủ thượng phải ngoan ngoãn nghe tiểu ảnh nhi nói được không được cô thiên uy cười cười khát khao cô ta được tiểu ảnh nhi nghe ta một chuyện ta cũng muốn nghe tiểu ảnh nhi một chuyện hoàng sơ ảnh bước đến giữa mặt hồ nước nhỏ tại giữa cung điện nói hồ cơ quan nhạc vũ mà số thánh bảng cung thiết kế cho chủ thượng tượng nhạc thông qua cót cơ nối liền với đá cơ quan dưới đáy hồ. Cô nói tiếp, chỉ cần bước nhảy và nhịp dẫm đúng chỗ, dòng nước sẽ có thể khởi động cơ quan, tự tạo ra ca múa. Xung quanh bệ nước nhỏ là những cơ quan nhạc cụ bằng gỗ, nhìn như các con rối gỗ cầm các nhạc cụ truyền thống. Cô hạ tay đặt xuống mặt nước, chuẩn bị tư thế của điệu nhảy, bây giờ mời chủ thượng, cô đề nghị ông ta theo dõi, xem tiểu ảnh nhi nhảy một khúc ngọc xuân lâu, cô nói, cơ thể uyển chuyển, chuẩn bị nhảy múa, vũ điệu này hoàng sơ ảnh nhảy rất điêu luyện, vừa đẹp đẽ, vừa quyến rũ vừa nhảy một động tác trên không trung cô nhón chân đáp xuống bỗng con rối gỗ cử động ngay tiếng của nhạc cụ đã phát lên các con rối gỗ đều đã cử động và hòa tấu lên khúc ngọc xuân lâu độc cô thiên uy bất ngờ phấn khích ra mặt cử động rồi tượng nhạc chơi nhạc rồi cô tiếp tục dùng thân thể dẻo dai mà nhảy rất quyến rũ những động tác vô cùng điêu luyện bùi liệt ngắm nhìn cô ta mà trầm trồ lợi hại quá nhưng nhị tổng quản vì cứu ta mới bị ép nhảy độc cô thiên uy vỗ tay cười lớn hài lòng ha ha hay hay ông ta khen hết mức không hổ là ca cơ vũ kỹ giỏi cả nhất cả đông hải thiên hạ vô song vẫn còn đang nhảy vũ điệu ngọc xuân lâu nhưng độc cô thiên uy ông ta gọi cô lại nhanh tiểu ảnh nhi mau tới chỗ ta nhưng cô cảm thấy không vui liếc qua ông ta mà hơi nhíu mày khó chịu ông ta rất phiền toái cô phải nuốt xuống mà kiềm chế quay lại cười với ông ta vâng chủ thượng cô lại gần ông ta rồi ngồi xuống ghế nói với độc cô thiên uy chủ thượng đêm qua đã xảy ra chuyện lớn đệ tử nghĩa minh thủy nguyệt đình hiên bị thương nặng tới thành ta cầu cứu khẩn xin chủ thượng để trình đại phu cho tiểu ảnh nhi sai bảo sớm ngày chữa khỏi cho người bị thương lại xin chủ thượng cho người xung quanh lui ông ta bây giờ đã bị vũ điệu lúc nãy quyến rũ vòng tay qua eo mỹ nhân sơ ảnh tay còn lại nắm tay cô ta kéo mỹ nhân sát lại gần mình ngắm nhìn cơ thể của cô mà thèm thuồng ông ta nói được được cả những chuyện chính sự đó ta không thích nghe ngươi làm chủ là được ngươi qua đây để ta xem nào bỗng bùi liệt la lớn bẩm với ông ta ngắt ngang chuyện xấu hổ trước mắt khởi bẩm thành chủ đại nhân ngoài cửa điện truyền tới cấp báo của tuần thành ti có thể là trả ơn hoàng sơ ảnh đã cứu cậu một mạng sao độc cô thiên uy bị ngắt ngang nên mất hứng ra mặt ông nhăn mặt gẳng giọng hửng giữ chặt mỹ nữ bên cạnh mình ông ta cáu ra mặt nói họ ngươi hết vang đấy ngươi nói xem là cấp báo gì bùi liệt căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ vững trí lực của mình giữ nguyên tư thế bẩm báo trước mặt độc cô thiên uy ông ta đe dọa nếu không có chuyện gì ta giết cả ngươi và người đưa thư tại phủ của độc cô thiên uy Bùi Liệt lúc này đang quỳ gối cúi đầu hai tay cầm bức thư dơ lên giọng cung kính nói, "Bẩm chủ thượng, Trấn Đông tướng quân, Mộ Dung Nhu sai sứ mang trọng lễ cầu kiến, người hiện đã đợi ở đại sảnh, đi cùng có Đông Hải kinh lực sứ, Tri Phương quân đại nhân và chủ thu thủy đình, Nam cung tổn lão tiên sinh, Độc Cô Thiên Uy và cạnh ông ta là Hoàng Sơ Ảnh đều hướng về phía cậu, ông ta cau có khó chịu, sứ giả của Trấn Đông tướng quân, mất hứng, cứ phải tới tìm chuyện vào lúc này." Hoàng Sơ Ảnh đứng bên cạnh suy tư, Mộ Dung Nhu là đại thần cốt cán trong triều, ông ta sai sứ bái phòng chiếu tín hầu cũng là triều thân thì cũng không có gì nhưng vì sao chủ thu thủy đình chuyên quản lý giang hồ quyết chiến cũ bg cùng tới lẽ nào vì yêu đao không có lẽ tin tức không nhanh tới vậy đột nhiên ông ta vẩy tay khó chịu đuổi đi tên mộ dung đó không hợp nhãn ta người của hắn ta không muốn gặp tiểu ảnh nhi ngươi và thế tử xử lý là được đừng phiền tới ta người đâu lúc này cô ta cố ra mặt giải thích cho độc cô thiên uy chủ thượng ba phủ thi đấu sắp tới trấn đông tướng quân lại đột nhiên sai sứ tới bái phòng trong này chắc chắn có điều kỳ lạ sứ giả của ngài ấy chủ thưởng phải gặp mặt một lần ông ta bỏ ngoài tay xua tay liên tục nói lẽ nào còn cần ta quản cơm của bọn họ được rồi xem tâm trạng của ta rồi ông ta được hai thuộc hạ khinh kiệu đi bỏ lại hoàng sơ ảnh phía sau bùi liệt lại gần hoàng sơ ảnh choàng áo lông thú cho cô ta nhị tổng quản cô ta khoác áo lông thú rồi xoay rồi dặn bùi liệt ngươi theo ta rồi cô ta dẫn cậu đi dọc theo ngoài phủ đột nhiên cô ta dừng lại hỏi cậu vừa rồi là ngươi cản người đưa thư sao không muốn người khác thấy dáng vẻ nhếch nhác của ta còn cố ý ngắt lời thành chủ giải vây cho ta bùi liệt nghe vậy cậu có chút ngượng gãi đầu tiểu nhân đã tự ý làm chủ một bàn tay vươn tới khựng trước đầu cậu hoàng sơ ảnh mỉm cười nói rất tốt bụng như ngươi nhớ lấy cô ta nói tiếp như nhắc nhở cậu sau này không có sự cho phép của ta bất kỳ tình huống nào cũng đừng ngắt lời thành chủ lần này là danh trần đông hướng quân đã cứu ngươi bùi liệt nghe vậy hỏi trấn đông tướng quân lợi hại vậy sao hoàng sơ ảnh quay người giải thích đế đặt ra bốn chấn để khiến tám phương bái phục thiên hạ thái bình chân bắc tướng quân nhiễm thương quân thống lĩnh phòng ngự bắc cương đốc thúc xây dựng tường thành bắc cảnh chiến công trói lọi được tụng là chiến thần đường thế Chân đông tướng quân mộ dung nhu tay nắm trọng sinh chấn thủ đường đông hải nổi danh với nắm đấm thép sát phạt quả quyết sấm rền gió cuốn nghe nói có thể phân biệt thật giả công bằng liêm chính trấn tây tướng quân hàn tung con của hồ soái hàn phá phàm giỏi trường thương thống lĩnh hàn phiệt phi hồ kỵ vang chân thiên hạ chấn nam tướng quân bồ bảo đại sứ nam lăng phong cương dựa vào cái miệng ngồi lên vị trí cao tứ chấn thiên hạ cô ta miêu tả lại chấn đông tướng quân với tư thế uy nghiêm đầy bí ẩn trong đó chấn đông tướng quân mộ dung nhu là khó đối phó nhất người này trong các mặt ở chiều đường đều làm khó chủ thượng hoàng thượng muốn phong chủ thượng làm phân đệ uy tướng quân cũng bị một bản tấu của hắn cản lại cuối cùng cứ để chạy nói xong cô ta dục bùi liệt đi tiếp đi thôi đi xem sứ giả của mộ dung nhu rốt cuộc là nhân vật nào chuyển cảnh tới phủ của trì phượng quân bên trong phủ cất lên tiếng nói nhị tổng quản lâu rồi không gặp hạ quan không mời tự tới vẫn mong nhị tổng quản đừng thấy lạ là chi phượng quân đông hải kinh lược sư ông ta nói hôm nay chỉ mỗ chỉ là đi cùng chủ yếu là để giới thiệu hai vị khách quý ông ta giới thiệu những vị khách đang đứng bên góc cạnh vị lão tiên sinh này là chủ nhân của trầm sa cốc chết kích đài nhân xưng thiên nhãn minh giám binh thánh nam cung tổn vị này chính là sứ giả của trấn đông tướng quân đại danh lỗ lừng bát hoang đao minh nhạc thần phòng nhạc thần phong chắp tay lại cung kính đứng kế bên hắn là sát nô nghe đại danh nhị tổng quản đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành hoàng sơ ảnh cũng đáp lại có thể gặp nhạc sư phụ danh chấn giang hồ là may mắn của thiếp thân mới đúng kế bên cô ta là thế tử còn đang ngơ ngác vì sao ta cũng bị gọi tới đây anh ta cảm thán trong lòng không ngờ mộ dung nhu có thể thu phục được người thế này dưới trướng hoàng sơ ảnh đứng bên tay vuốt cằm nói hẳn thứ trên lưng vị tráng sĩ này là bảo đao chấn động đông hải xích ô giác rồi cô ta chuyển ánh mắt sang nam cung tổn thiếp thân cũng đã ngưỡng mộ nam cung lão tiên sinh từ lâu hôm nay gặp được, quả nhiên là khí phách trói lọi, vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh kính phục trong lòng, bỉ phu nhà tranh vách đất, có gì lỡ lời xin lượng thứ. Nhạc thần phong chen lời vào, nhị tổng quản, nhạc mỗ xuất thân giang hồ, mấy lời khách sáo thì khỏi đi, chuyến này của nhạc mỗ là tới vì ba phủ thi đấu, ít thời gian, nếu có mạo phạm vẫn mong nhị tổng quản đừng trách. Cô ta nghe vậy cũng nở nụ cười đáp lại, nhạc sư phụ quản nhiên là người sảng khoái, cứ nói, không sao, bùi liệt đứng sau cô ta phát giác ra, tới rồi. Hắn đắc trí nhếch mép hơi cúi người tay chấp lại nói, xin hỏi nhị tổng quản, 10 năm nay, Lưu Ảnh Thành từng thắng thi đấu mấy lần. Cô ta đáp lại với vẻ mặt không vui mấy, chưa từng một lần, đang không ngừng cố gắng. Nhà thần phong đáp lại với giọng chắc nịch, nói chính xác, thanh phong chiếu 23 lần, xích luyện đường hai lần, người thắng được nhận ngự chế cho triều đình, lấy vật liệu từ quốc khí. Hắn ta nói tiếp, hai nhà thanh, xích vi chỗ béo bờ này, giữ hai vị trí đầu trong ba phủ thi đấu trong thời gian dài, chỉ khổ lưu ảnh thành, không có được hưởng lợi còn bỏ không ngân lượng, tướng quân nhà ta hay giúp đỡ người khác không nỡ nhìn quý thành bị người ta xúi bẩy vì vậy năm nay đặc biệt dâng tấu lên triều đình, rồi hắn lại ra vẻ chỉ dẫn thay đổi quy tắc ba phủ thi đấu năm nay giúp nhị tổng quản phá vỡ cục diện này hoàng sơ ảnh hỏi ý của tướng quân là hắn ta nhếch mép cười như đạt được mục đích thực sự của mình hắn ta lớn tiếng giơ bốn ngón tay ra bốn phủ thi đấu để giải quyết vấn đề này bắt buộc phải thêm máu mới năm nay trấn đông tướng quân phủ sẽ tham gia thi đấu hoàng sơ ảnh lẫn thế tử nghe xong đều bị sốc đến tái mặt bốn phủ thi đấu. Cô ta trấn tĩnh lại suy tư, Mộ Dung Nhu đã cử người qua đây, chứng tỏ hoàng thượng đã cho phép, vậy thì cách thức thi đấu thì sao? Mộ Dung Nhu định làm sao để hai nhà Thanh, Xích đồng ý, xem ra vẫn cần giữ chân Nhạc Thần Phong, thăm dò nhiều tin tức hơn. Suy tư xong cô ta đáp lại, không ngờ Mộ Dung tướng quân cũng có hứng thú với việc đúc luyện, có điều tướng quân nhập cục là lớn, vẫn mời các vị ngồi xuống, uống tách trà bạc, đợi thành chủ tới rồi bàn bạc. Chi Phượng quân cũng bối rối nói, cũng tốt, cũng tốt, cha của nhị tổng quản là thứ trì phượng quân ta thích nhất đời này vậy ngồi xuống đã hoàng sơ ảnh lại suy tư tiếp không quên sai người đem trà lên với tinh khí của chủ thượng chắc chắn sẽ không tới làm sao đây người đâu lên trà đằng sau có người nhỏ tiếng gọi bùi liệt cô ta suy tư tiếp chuyện này liên quan tới sinh kế của lưu ảnh thành tuyệt đối không thể trả lời đơn giản nhưng nhạc thần phong này rõ ràng tới có chuẩn bị đột nhiên bùi liên đằng sau lớn tiếng bẩm báo khởi bẩm thế tử nhị tổng quản ngoài cửa truyền báo thành chủ mời các vị khách quý tới bất giác vân thượng lâu dự tiệc hoàng sơ ảnh nghe vậy sốc ngang thành chủ mặt trời mọc đằng tây sao còn thế tử mặt không hiểu chuyện gì tại nơi ở của nhất đẳng chiêu tý hầu độc cô thiên uy mọi người cùng đi ý kiến chủ thượng nhạc thần phong vừa đi vừa đánh giá từng bước ngắm cảnh bất giác lên mây hay cho bất giác vân thượng lâu độc cô thành chủ đúng là biết hưởng thụ thế tử bên cạnh cũng khéo léo đáp lời tòa lâu này là gia phụ tự mình thiết kế ở đông hải đạo cũng chỉ có nơi này hắn nhếch miệng nghĩ thầm trong lòng hay, trời cũng giúp ta sứ giả của mộ dung như tới bái phòng chắc chắn phá hỏng tâm trạng của phụ thân, ta chỉ cần chờ cơ hội nói ra tội trạng của tên họ Hồ đó, chắc chắn phụ thân sẽ nổi giận trị tội tên nó. Đến cánh cửa lớn, Thế tử đưa tay hướng vào căn phòng rồi nói: "Đã tới phòng tiệc, mời các vị." Từ xa, Độc Cô Thiên Uy đã ngồi chễm chệ ở cái bàn, hắn giơ tay vẫy gọi mọi người, Thế tử điện hạ và các vị đã tới, hắn cười lớn: "Hôm nay lão tử uống rất vui ha ha ha." Rồi đưa tay về mấy nữ tử nói: "Phong Nhi qua đây." mấy nữ tử thấy thế cũng lặng im không lên tiếng bỗng hoành sơ ảnh và bùi liệt hoảng hốt vì sao cô nương của thủy nguyệt đình hiên cũng ở đây độc cô thiên uy cầm ly rượu đưa cho lão hồ vừa cười vừa nói ta giới thiệu cho con đây là chi kỳ tiếc vì gặp nhau trễ của ta hồ ngạn chi hồ đại hiệp thế tử điện hạ nghe vậy thì như hóa đá còn hoành sơ ảnh cũng các nữ tử khác đều sững sờ thế tử kinh ngạc nghe độc cô thành chủ nói tiếp ta và lão hồ hiểu nhau thân như huynh đệ con nên gọi hắn là hồ đại thúc mới đúng đúng chính là hồ đại thúc nhanh qua đây chào hỏi độc cô thiên uy tức giận nhìn thế tử ngẩn ra đó làm gì không có quy tắc lão hồ thấy vậy liền cười đáp bỏ đi trẻ con mà vẫn chưa hiểu chuyện xong nhạc thần phong liền ra lệnh đưa lễ vật lên vài người liền khiêng một cái thùng gỗ lớn tiến vào sảnh rồi hắn chắp tay cung kính nói nhạc mẫu tham kiến độc cô thành chủ những thứ này đều là lễ vật mộ dung tướng nhân chờ tại hạ tặng cho thành chủ độc cô thiên uy thấy vậy cũng vui vẻ đáp ngồi cả đi mới nghe hồ đại gia nói ngươi chính là đệ nhất danh đao đông hải Bổn hầu gọi ngươi tới gặp, xem xem trông thế nào. Lão hồ nghe xong cầm ly rượu mỉm cười với Nhạc Thần Phong, Nhạc Thần Phong cũng dùng ánh mắt đáp lại. Tại bàn tiệc, Độc Cô Thiên Uy mời Nhạc Thần Phong, "Ngồi đi, ngồi, ở bên này." Hoành Sơ Ảnh ngồi trước bàn rượu còn Bùi Liệt đứng bên cạnh nàng, bỗng cô gái mặc váy hàng gọi hắn, "Bùi Liệt, Bùi Liệt." Bùi Liệt nghe thấy thì đỏ mặt liền nghĩ, nhị trưởng viện hình như không muốn nhìn thấy ta, có điều khí sắc cô ấy có vẻ đã tốt hơn nhiều. Hoành Sơ Ảnh cầm ly rượu lên rồi nói, vừa rồi nhạc sư phụ nói chấn đông tướng quân phủ đã được thánh thượng cho phép sẽ gia nhập cuộc thi đấu theo thông lệ thi đấu trước đây ba nhà sẽ đưa ra một mọt binh khí từ các phương diện hình chất thần chọn ra bên đứng đầu không biết chấn đông tướng quân phủ có đủ thời gian tạo binh khí nhạc thần phong đáp nếu đã là cục diện mới đương nhiên cần có cảnh tượng mới cách thi trước đây binh khí cao thấp do người phán định dễ bị người có ý đồ âm thầm thao túng với quý thành là bất công nhất hắn ta nói tiếp vậy nên tướng quân đề nghị sửa quy tắc thành bốn nhà mỗi nhà đưa ra một đại diện, dùng binh khí của nhà mình quyết đấu cao thấp, tất cả mọi người nghe vậy đều trầm ngâm, người thì căng thẳng, người thì đang trầm mặt, nhà thần phong giơ tay chỉ nam cung tổn nói, binh khí gãy tự khắc thua, nếu người cầm binh khí không may mất mạng cũng xem là thất bại, nơi tỉ thí chính là ở thu thủy đình, do thiên nhãn minh giám nam cung tổn tiên sinh đánh giá, có thể đảm bảo công bằng, nam cung tổn cũng khẳng định, nếu thật sự tỉ thí ở thu thủy đình, lão phu chắc chắn dốc sức gánh vác, hoành sơ ảnh liền đứng dậy lên tiếng, thiếp thân to gan suy đoán, theo quy tắc này đại diện trấn đông tướng quân phủ là nhạc sư phụ nhạc thần phong nhàn nhã đáp chính là tại hạ những hồng hà thầm suy xét nhạc thần phong danh hiệu đệ nhất đa đông hải xích ô giác mà ông ta dùng lại là ngọc khí hiếm có quy tắc này rõ ràng là đặt ra cho ông ta nhạc thần phong cầm ly rượu trấn an mọi người nhưng xin các vị yên tâm tướng quân cũng không muốn chiếm nhiều lợi ích quyết định đẩy lùi thời gian đại hội thi đấu một năm quý thành có thể yên tâm chuẩn bị ngày 3 tháng 3 năm sau lại cùng xem hành động thật sự độc cô thiên uy cười nói ha ha nếu mộ dung nhu thích bận tâm lại nói tiếp vậy thì để hắn làm đi hắn tưởng làm mấy thứ này không tốn ngân lượng à lão hồ nghe xong liền ngạc nhiên chố mắt nhìn độc cô thành chủ hắn cầm ly rượu dơ lên lải nhải một hồi rượu cũng rửa đi lão tuyền đầu bảo quỳnh diên ti các người mang món nhắm tiếp theo lên cho lão tử lão tuyền đầu nghe lệnh xong hét lớn lên món một hạ nhân cung kính bưng đồ ăn đến trước bàn của nhạc thần phong đây là món mới của bổn thành đĩa thịt đẹp mắt nóng hổi được đưa ra mọi người cùng nhìn chằm chằm vào đĩa thịt thịt cừu này thơm quá, không, không chỉ thơm, lão hồ cũng ngỡ ngàng, màu sắc này, và cả mức độ giòn mềm. Nhạc thần phong toát mồ hôi mà chó ngợp, khiến người ta không cầm nổi lòng, hắn cầm đũa gắp miếng thịt, mà ăn, độc cô thiên uy liền vui sướng, chỉ tay nói, ha ha ha, lão tuyền đầu, ta chính vì nhìn biểu cảm này của khách mới phong người làm tổng quản đấy, quá đã, quá đã mà, nhạc thần phong chợt sự lại, như phát hiện ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vô miếng thịt đang gắp. Hình ảnh cậu bé câm A ngốc lờ mờ xuất hiện, A ngốc đi đến giữa đại sảnh, thấy thế có người liền lên tiếng, nô bộc to gan, còn không mau lùi xuống. Hắn mang một thân mình bẩn thỉu với những vết thương chẳng chịt trên tay được cuốn lại bằng gạc trắng, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lầm lì, bùi liệt kinh ngạc. A à, A à, ngốc, sao hắn lại ở đây? A à, ngốc đanh mặt, nhìn về một hướng, nhạc thần phong cũng tò mò mà nhìn chầm chằm về phía hắn. Độc cô thiên uy thấy thế liền hỏi, đứa nhóc ở đâu ra, là người của thiện phòng các ngươi? Một tên nô bộc nghe vậy liền quỳ dạp xuống, khẩn trương đáp, thành chủ thứ tội, đây là người giúp việc mới tới của độc cô thành chủ nghe vậy cười như không cười kẻ câm điếc vậy bình thường các ngươi giao tiếp với hắn thế nào tên nô bộc sợ hãi đáp hắn có thể đọc khẩu ngữ độc cô thiên uy nói tiếp khẩu ngữ thú vị nhìn bên này nói cho bổn hầu ngươi sinh ra đã tên a ngốc sao có tên khác không a ngốc cúi nhìn về phía thành chủ hắn đưa tay ra làm vài động tác khó hiểu độc cô thiên uy thấy vậy liền hỏi hắn đang múa may cái gì nhanh tìm người phiên dịch bỗng có người lên tiếng giải đáp đây là một loại thủ ngữ Tên là Đạo Huyền Luật. Những Hồng Hà nói tiếp, hồi nhỏ ta theo quân, có học một chút với quân quan trong doanh, nhưng nếu muốn phiên dịch thủ ngữ e là không đủ. Độc Cô Thành chủ thắc mắc một chút, nói như không, không ai hiểu được thứ này sao? Có người tiến lên, khởi bẩm chủ thượng, Bùi Liệt cung kính chắp tay rồi nói, tiểu nhân thông hiểu thủ ngữ, có thể để ta thử không? Độc Cô Thiên uy tay cầm ly rượu nhìn về phía Bùi Liệt, là người, sao ngươi lại hiểu thủ ngữ? Bùi Liệt đáp, tỷ tỷ của tiểu nhân, bẩm sinh không nghe được cả hoành sư ảnh và nhiễm hồng hà đều kinh ngạc bùi liệt tiến về phía a ngốc để trò chuyện với hắn xong cậu quay ra bẩm báo chủ thượng hắn nói tên và họ của hắn đã bị một kẻ ác đoạt mất độc cô thiên uy vuốt râu rồi nói ồ có kẻ ác cướp đoạt tên họ người khác ngươi bảo hắn kể lại đầu đuôi xem a ngốc giơ tay làm vài động tác bùi liệt diễn giải hắn nói hắn vốn sinh ra ở võ lâm thế gia phương bắc phụ thân nhân từ huynh trưởng thân thiện lại kể tiếp vào mùa đông khắc nghiệt năm ta 10 tuổi gia phụ ở dưới núi nhặt được một người trẻ người đó tự xưng tới từ phương nam bị thổ phí cướp gia phụ thấy hắn đáng thương liền nhận làm nghĩa tử không lâu sau gia phụ bệnh qua đời nghĩa huynh giúp đại ca ta chăm lo việc làm ăn trong nhà làm rất giỏi một ngày huynh ấy nói rời quê nhiều năm muốn về quê tế tổ đại ca vui vẻ đồng ý và đưa huynh ấy một khoản tiền lớn người trong thôn thấy vậy nói chắc chắn huynh ấy cầm tiền rồi sẽ không về nữa không ngờ hơn nửa năm sau huynh ấy không chỉ quay về còn kiếm được nhiều vàng bạc hơn ngoài ra còn dẫn theo một cô nương xinh đẹp tên Minh Xã Tuyết, nói là biểu muội xa lưu lạc bên ngoài. Đại ca ta rất ưng ý Minh cô nương, không lâu sau liền lấy cô ấy làm vợ. Sau thành hôn, Tẩu Tẩu nói Nam Nhi Chí ở bốn phương, sao có thể chỉ ở sống ở sản nghiệp Tổ Tông. Đại ca liền bắt đầu ra ngoài làm ăn, thường xuyên đi nhiều tháng. Tẩu Tẩu rất tốt với ta, nhưng ta phát hiện buổi tối Tẩu Tẩu luôn lặng lẽ ra ngoài. Nghe đến đây, độc cô Thiên Uy tức giận nói lớn, không phải đã rõ rồi sao, đúng rồi, trượng phu tân hôn ra ngoài, tiểu thê tử không nhịn được cô tịch đến tư tình chứ gì hoàng anh tiếp lời xem ra thành chủ là một kẻ cắp quen tay độc cô thiên uy liền nói tiểu nha đầu ngươi không biết đấy nhớ năm đó bổn hầu được xưng là đệ nhất giai công tử kinh thành phong lưu phóng khoáng cô nương xinh đẹp nhà ai không nằm trong tầm tay a ngốc trầm ngâm hắn kể tiếp cuối cùng có một tối ta đã đi theo tổ ấy a ngốc đã phát hiện hóa ra tổ ấy và nghĩa huynh ta tới cấm địa ở núi phía sau nơi mai táng của liệt tổ liệt tông nhà ta a ngốc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi bọn họ đang đào mộ ở trong màn đêm người cầm cuốc người soi đèn bọn họ đào từ mới tới cũ rõ ràng đang tìm đồ trong mộ theo tình hình ta nhìn thấy tối đó hẳn bọn họ đã tìm thấy rồi a ngốc buồn rầu kể ta vô cùng sợ hãi đợi đại ca về liền lập tức nói cho huynh ấy chuyện này không ngờ hai người đó lại nhận lỗi nghĩa huynh của ta nghênh ngang đưa tẩu tẩu đi đại ca biết chuyện đã chịu đà kích lớn a à, tuyết sao nàng có thể vốn tưởng sự việc kết thúc ở đây không ngờ một năm sau Bùi Liệt thuật lại ý của A Ngốc, người của Thu Thủy Đình lại đột nhiên tìm tới, nói có người hẹn đại ca A Ngốc quyết đấu, người hẹn chiến chính là nghĩa huynh rời đi ngày đó. Lão Hồ nghe vậy cũng thấy cam phẫn, tiểu nhân âm hiểm này, hắn còn mặt dày hẹn đại ca ngươi quyết đấu, nhưng ta nghe nói muốn treo bảng xin chiến ở Thu Thủy Đình cần dùng một món vật phẩm giá trị làm cái giá để mời đối thủ ứng chiến, không biết thứ nghĩa huynh người đặt là. A Ngốc mở to mắt, thứ người đó đặt chính là tẩu tẩu A Ngốc, Minh Sạn Tuyết, yêu cầu đại ca A Ngốc dùng bảo đao gia truyền để đặt. Nghe vậy Hoàng Anh kinh ngạc, sao? Thu Thủy Đình các người hẹn chiến có thể dùng vợ người khác để đặt sao? Nam Cung Tổn giải thích, quyết chiến của Thu Thủy Đình, mấy năm gần đây lão phu ít đích thân tham gia, nhưng với địa vị của Thu Thủy Đình trong võ lâm hiện nay, nếu chịu con tin này, chắc chắn có đạo nghĩa và lý do chấp nhận. Nhạc Thần Phong cầm ly rượu trên tay nghe vậy cũng không lên tiếng. Bùi Liệt nhìn A Ngốc rồi lại nói, đại ca của A Ngốc vì để mang vợ về, cầm đao ứng chiến. Theo lý mà nói, đại ca ta từ nhỏ tập võ, nền tảng vững chắc, tuyệt đối không thể bại dưới tên này. Không ngờ là tên này càng đánh càng ra cách thức, sau trăm chiêu liền dùng đao pháp giống hệt đại ca ta, cuối cùng thắng xích sao đại ca ta một chiều. Trong trận chiến năm đó, đại ca bị thương, nghĩa đệ cầm kiếm cười nói, ha ha, nghĩa đệ, đã nhường, không ngờ võ công của đệ hoang phế tới vậy, giờ đây, bảo đao và thanh sạn tuyết đều thuộc về ta. Đại ca nhăn mặt, nghĩa đệ nói tiếp, nếu đệ không phục, sau khi khổ luyện có thể lại tới thu thủy tình treo bảng thách đấu, ta tuyệt đối không né tránh, từ đó về sau, đại ca ngày càng im lặng ít nói huynh ấy không còn để ý tới việc làm ăn của gia tộc còn đuổi hết tá điền một lòng chỉ muốn khổ luyện võ nghệ thắng lại bảo đao gia truyền nửa năm sau đại ca lại tới thu thủy đình dùng sản nghiệp để đặt hẹn chiến tên đó lần này hai người thi đấu 200 chiêu mới phân thắng bại đại ca thua chúng ta gần như thua hết tất cả chỉ còn lại bài vị liệt tổ liệt tông và gia phả dòng họ một năm sau đao của đại ca ngày càng tuyệt tình ngày càng hận ở đông hải đã hiếm có đối thủ lần này huynh ấy cực chỉ có ra phả dòng họ và bài bị tổ tông. Lần nữa cùng hắn hẹn chiến thu thủy đình. A à, Hải, ta không còn thời gian nữa. Tiếp tục tiêu tốn, tên đó sẽ chỉ ngày càng khó đánh. Đây là quyết định của bản thân ta. Nếu ta từ chiến, đại ca tuyên bố, thu này kết thúc ở đây. Để mai danh ẩn tích, tiếp tục sống tiếp. Điều khiến người ta không ngờ là trước lần quyết chiến này, Minh Sạn Tuyết đột nhiên xuất hiện ở thu thủy đình. Đại ca gặp được vợ thì ngỡ ngàng. Nàng, a à, tuyết, Minh Sạn Tuyết nói với chồng, phu quân, chàng vẫn không biết sao mấy năm chàng ra ngoài làm ăn ngoài nghĩa huynh, Tuyết Nhi còn có nam nhân khác, hàng đêm cùng ta tiêu hồn, không phải người khác. Rồi Minh Sạn Tuyết ghé vào tai phu quân nói nhỏ, chính là đệ đệ tốt của chàng. Đến đây, A Ngốc trầm lặng, Bùi Liệt nghe vậy cũng hoảng hốt, "A Ngốc, câu này của Tẩu Tẩu ngươi, ta không phiên dịch nữa nhé." A Ngốc lặng thinh, khuôn mặt hiện lên vẻ cam phẫn. Ngày ấy, đại ca bị thương nặng, A Ngốc chỉ biết ở bên cạnh, đại ca đã từng chăn chối, tên đó trăm phương ngàn kế, thật ra là muốn tìm tuyệt học võ công tiên tổ nhà chúng ta sáng tạo ra, Hổ Lục Thất Thần Tuyệt, hắn đã tìm được 6 bộ, bộ cuối cùng Hổ Thiền Sát Tuyệt, hắn vẫn chưa có được, có lẽ hắn cho rằng trong gia phả và bài vị sẽ có manh mối, hắn lại nói tiếp, nhưng thật ra trong đó chẳng có gì cả, chỉ cần hắn không tìm thấy bộ cuối cùng, để vẫn có thể sống. Đại ca đưa bàn tay đang run rẩy như muốn chạm vào a ngốc, "Tiểu đệ, ta không trách đệ." Cánh tay buông thõng xuống, sau khi đại ca chết, Nghĩa huynh đó của ta nghiễm nhiên trở thành truyền nhân chính thống của gia tộc ta, hắn vì để có được bộ thần tuyệt cuối cùng cử người theo dõi ta không có thu hoạch thì nghiêm hình thẩm vấn ta a ngốc hét lên nhìn vào đôi bàn tay đầy máu sợ ta tiết lộ chuyện này ra hắn lại dùng thép nung với than đỏ hủy hai tay ta khiến ta không thể viết được nữa ta không chịu nổi giày vò ta muốn sống tiếp cuối cùng có một ngày ta nắm được cơ hội trốn ra ngoài a ngốc ngã gục xuống đất tiếc rằng ta bị thương quá nặng rơi vào hôn mê vốn cho rằng sẽ chết nơi hoang dã lại bất ngờ được một ông lão đao khách ẩn cư và cháu gái ông ấy cứu đứa cháu gái nói với ông lão tốt quá rồi hắn vẫn còn sống a ngốc được đưa về nhà họ họ giữ ta lại ta theo họ đốn củi sống qua ngày ngày tháng yên bình như vậy gần như khiến ta quên đi thù hận khiến ta tưởng rằng người như ta cũng có thể quên đi tất cả bắt đầu lại từ đầu cô cháu gái chỉ tay vào mình rồi hỏi ngươi biết đọc khẩu hình miệng không hiểu ta đang nói gì không ta tên tu túc duyên a ngốc theo hai ống cháu lên núi cậu hoảng hốt đôi đồng tử giãn ra nhưng cảnh đẹp không lâu ác nâu của kẻ đó đã tìm tới ta ác nô bị chủ nhân trách phạt ở trước mặt ta, chút hết oán khí lên hai ông cháu này, quá trình dài tới ba ngày ba đêm, cô bé tu túc duyên chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, chạy, mau, nghe vậy, độc cô thiên uy tức giận đập mạnh tay xuống bàn, rồi lớn tiếng nói, quá đáng quá, bổn hầu cũng cảm thấy người này thật sự rất tệ, ngươi nói đi tên khốn này là ai, a ngốc mở to mắt ra, những người khác cũng lặng mình, cậu chỉ tay vô nhạc thần phong, bùi liệt ngạc nhiên, nghĩa huynh giết người đoạt tên này chính là thượng khách có mặt hôm nay, nhạc, thần, phong, mà A Ngốc tên ban đầu là Nhạc Trấn Hải vốn là con thứ đời thứ 14 nhạc gia hổ vương tử. Nhạc thần phong nghe nhắc tên mình liền phủ nhận, chuyện vô căn cứ, hóa ra lưu ảnh thành là nơi cho phép những hạ nhân này ăn nói sảng bậy sao. Độc cô thiên uy thấy hợp lý liền lên tiếng, cũng đúng, nếu chỉ nói miệng mà chỉ tội sứ giả của Trấn đông tướng quân phủ, người đúng là ngốc thật. A ngốc đưa tay móc trong áo lấy ra một thứ, cậu đưa một quyển sách cho bùi liệt, bùi liệt dâng đến cho độc cô thiên uy, bẩm thành chủ, đây là thứ ngốc chỉnh lên. Độc cô thành chủ cầm lấy cuốn sách rồi nhìn tên bìa, hổ thiền sát tuyệt, rồi cười nhạo nói, hổ thiền sát tuyệt, trực chực, hóa ra bộ cuối cùng chỉ là mấy trắng giấy này à, nhạc sư phụ, ngài thấy sao, nhạc thần phong cầm ly rượu cũng lên tiếng, vài tên lừa đảo giang hổ thường lấy vài món đồ để giả danh lừa lọc, thành chủ đừng coi là thật, độc cô thiên uy nhìn vài trang sách, cũng đúng, bổn hầu nếu dễ bị lừa như vậy, chuyện ra ngoài không phải khiến người ta chê cười sao, người đâu thắp đèn, đèn được thắp lên, thành chủ cầm cuốn sách rồi cho vào lửa, vậy thì đốt đi. Nhạc Thần Phong thấy thế liền hét lên, "Đợi đã." Độc Cô Thiên Uy nheo mắt nhìn hắn, đặt cuốn sách xuống, Độc Cô Thành chủ nói, "A à ngốc, tuy hôm nay người lấy sách này muốn uy hiếp Nhạc sư phụ, nhưng yêu cầu của ngươi không được hơn cuốn sách này." Thành chủ nói tiếp, "Nhạc Thần Phong hắn vẫn là Nhạc Thần Phong, thế này đi, ta thay ngươi đặt lịch hẹn, ngày 3 tháng 3 năm sau, ngươi với hắn quyết chiến được Thu Thủy Đình, trước mặt anh hùng thiên hạ, chiến thắng hắn, cho thấy chân tướng." Hoành Sơ Ảnh nghe xong liền thầm nghĩ, "Chiêu này rất hay, nếu Nhạc Thần Phong đồng ý, lúc bốn phủ thi đấu khó mà đại diện chấn đông tướng quân phủ xuất chiến nhưng những hồng hà nghi ngờ hỏi ta có một nghi vấn nghe nói nhạc sư phụ có sát nhiếp nhị nô theo người nếu lời a ngốc là thật vậy người theo hắn có lẽ là nhiếp nô nhỉ vậy sau đó thế nào a ngốc tối mặt cậu cắn chặt răng lấy tay đưa ngang qua cổ như ra hiệu bị chặt đầu bùi liệt nhìn rồi lý giải a ngốc nói ông trời đã cho hắn một món vũ khí hắn đã giết ác nô hắn không muốn đợi tới năm sau ngay bây giờ hắn muốn báo thủ bỗng a ngốc đạp đổ cái dương trước mặt cái dương đổ xuống vàng rơi đầy ra mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng bởi có một con rùa sắt màu xanh lăn ra ngoài bùi liệt và nhạc trấn hải sững sờ nhìn vật sắt to lớn trước mặt độc cô thiên uy thì há hốc ra lệnh cho thuộc hạ rùa sắt này là thứ gì người đâu đi xem cho ta gương mặt bùi liệt tái mích thứ này đột nhiên một cơn đau đầu tấn công cậu cậu ôm lấy đầu mình la lên a à, đầu ta đau quá trong đầu cậu vang lên một giọng nói xa lạ nó cứ luôn thúc giục cậu chém chém sảng khoái nhạc trấn hải gỡ băng quấn trên tay mình những làn khí tím phát ra từ cơ thể anh ta lúc này thuộc hạ của độc cô thiên uy đến bên chiếc mai rùa sắt và kiểm tra bọn họ bàn luận cùng nhau trên thứ này hình như cắm thanh đạo bê nó cho thành chủ xem trước bọn họ từ tốn nhắc thứ vật lạ này lên thì đột nhiên nó bắt đầu rung lên Trục gai trên đầu con rùa xoay chuyển và cao dần lên cho đến khi nó cứa vào cổ của một tên lính chưa kịp ngỡ ngàng thì hắn ta đã bị cứa đứt một mảng thịt lớn ở phần cổ máu văng tung tay kháo nơi trục gai rút ra lộ ra một lưỡi kiếm thì ra nó là một thanh gươm được giấu trong mai rùa bốn cái chân rùa mọc ra các lưỡi dao sắt bén phần đầu còn lại của rùa hiện ra hai chiếc răng manh sắc nhọn đâm thủng phần chân của tên còn lại khung cảnh lúc này thật kinh dị tất cả mọi người ở đó đều phải kinh ngạc khi chứng kiến khung cảnh thảm khốc ấy hoàng anh sợ đến nổi không chân không đứng vững đây là thứ quái quỷ gì mộ dung nhu lại tặng ta dao sắt thế này độc cô thiên uy tức giận hét lên đây tuyệt đối không thể là đầu của tướng quân chỉ e có người trộn lẫn quý thành chuyên tạo kỳ binh lợi khí không phải đã quên có thứ này chứ nhạc thần phong nói độc cô thiên uy không nghĩ vậy hắn liền cãi lại vớ vẩn nhìn hai cái xác không giàu trên đất đi ta sẽ để thị vệ của mình bê con dao cắt giết người này cho ta rõ ràng là lăn từ trong dương ra thay sắc mặt của hoàng anh tái xanh người dung bần bật nhiễm hồng hà lo lắng hỏi han và trấn an cô hoàng anh không sao chứ bình tĩnh các gia nhân ở đây ai nấy đều hoảng sợ nhiễm hồng hà bình tĩnh quan sát vật vừa rồi đây quả thật là một thanh đao vừa tự hỏi mình câu đó thì cô phải mở to mắt nhìn con rùa sắt đó bay lên cao tạo ra một luồng gió lớn bùi liệt ôm đầu mình vì có lẽ cơn đau đầu vẫn chưa dứt nhạc trấn hải tháo hết băng tay tiến đến chỗ con rùa anh cầm chặt phần cán đầy gai góc của thanh gươm màu mắt trở thành màu tím trên tay anh một thứ gì đó men theo mạch máu xâm nhập cơ thể anh và lan ra thanh gươm lẫn con rùa sắt anh nhăn mặt dùng hết sức lực để rút thanh gươm ra gai nhọn đâm tay anh khiến máu văng khắp nơi thứ men theo kinh mạch xâm nhập cơ thể này là nhiễm hồng hà hỏi lúc bấy giờ anh đã rút thanh kiếm ra khỏi mai rùa gương mặt anh đầy sự oán giận thứ kia đã lan khắp cơ thể anh nhanh như chớp anh lao thật nhanh về phía đám đông máu trên tay không ngừng nhỏ giọt nhạc thần phong sững sờ khi nhận ra anh ta đang lao về phía mình anh dứt khoát chém một nhát đứt đôi cả bàn yến tiệc thức ăn văng tứ tung cũng may là nhạc thần phong đã kịp thời nhảy lên né một đòn của anh ta hồ ngạn chi không khỏi ngạc nhiên ông cảm thán thân thủ nhanh qua là vì thanh đào đó sao xung quanh cơ thể anh ta xuất hiện luồng ánh sáng kỳ lạ anh ta liên tục tấn công nhạc thần phong cứ tiếp tục như vậy hai người họ một người đánh, còn người kia thì né, hắn nhăn mặt, cơ thể liên tục đổ mồ hôi, lại dựa vào tốc độ múa gió thành một quả cầu đao, áp chế Nhạc Thần Phong không thể đánh trả, những người xem chiến bàn luận về chiêu thức hạ gục đối thủ của anh, bỗng nhiên, Sát Nô ôm một tấm bảng lớn lao nhanh đến, tấm bảng đột nhiên trở nên nặng nề khiến hắn phải ngạc nhiên thắng gấp lại, khi ngó lên trên mới phát hiện ra là Hồ Ngạn Chi đã ngồi lên tấm bảng ấy, áo choàng ông tung bay, ông bèn hỏi hắn ta ngươi muốn làm gì, bọn họ đấu đơn, ngươi đừng tiến vào làm loạn, muốn chơi có thể tìm ta hắn ta mặt không biểu cảm, liếc nhìn ông một cách chán ghét. hồng tỷ, cẩn thận. hoàng anh lo lắng hét lên. quả đao ấy đang dần tiến đến chỗ của nhiễm hồng hà. cô lo lắng, không ổn. vết thương cũ chưa lành, côn ngô kiếm cũng không bên người. hồ ngạn chi xem chiến mà bức xúc, thầm chửi hắn. nhạc thần phong, con cáo già này, để bảo vệ bản thân lại dẫn chiến cục tới người bên cạnh. bùi liệt cầm đao nhảy tới chỗ của nhiễm hồng hà, khiến cô ngạc nhiên. tên thế tử độc cô phong nói, a, hắn đã lấy đao của ta. cô xanh mặt nhìn anh, bùi. Bùi Liệt, cần cẩn thận, đây là yêu đạo thiên liệt, có, có đưa sức mạnh vô thương vào đao thi, khiến kẻ đó nhanh chóng vô địch, cậu cúi mặt xuống nói với cô, "Để ta." Giọng nói xa lạ đó lại xuất hiện trong đầu cậu, cậu mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, ôm đầu, "Đầu của ta." Sau đó, cậu dường như trở thành một người khác, nở lên nụ cười kỳ lạ, cả đôi mắt đỏ như máu, nhanh như chớp cầm thanh gươm lao đi, Nhạc Trấn Hải bất ngờ khi thấy Bùi Liệt mắt đỏ rực xong vào trận đấu của mình, Hồ Ngạn Chi không ngờ tới Bùi Liệt lại có một lá gan lớn như vậy ông ta ngỡ ngàng cắt thẳng vào trong vòng chiến thân pháp này cho dù là ta cũng chưa chắc làm được tiểu tử này giống như đã biến thành người khác cậu trực tiếp xông vào giữa nhạc trấn hải và nhạc thần phong đang chiến đấu cậu ta lao thật nhanh cùng với thanh gươm mình vừa cướp được nhưng đáng tiếc là thanh gươm của cậu đã bị cản lại bởi thanh gươm của nhạc trấn hải nhạc thần phong bị đá văng ra khỏi trận chiến cậu dùng chân đá nhạc trấn hải ngã xuống đất nhạc thần phong đáp xuống mặt đất hắn ta tức giận nghiến răng cắn lợi câu mày nghĩ thầm vậy mà suýt chút sôi hỏng bỏng không sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, đáng ghét, sát nôi lấy đao của ta tới đây. Sát nôi khẽ gật đầu, ừm, ngay vừa sát nôi định đưa thanh đao cho hắn thì bị hồ ngạn chi giữ lại, không phải bảo ngươi đừng cử động sao. Thấy vậy, hắn ta tức giận lao đến từ đằng sau ông, định ra một đòn đánh lén, vừa bay đến vừa nói, ngông cuồng, vừa nãy chính ngươi động vào bảo kiếm của ta, sỉ nhục tiên tổ tại Ông quay phát lại, dùng nắm đấm cản một trường của hắn ta, cả hai đều bị văng ra xa, cố gắng dùng chân cản lại ma sát trượt, hắn ta cười, tay nắm chặt, phát ra sức mạnh có luồng ánh sáng đỏ tiểu tử thú vị đấy hắn để ý tên cao to đứng phía trước độc cô thiên uy cả hai người họ mặt mài tỏ ra sát khí rất lớn nên đành dừng tay lại tên đó có một gương mặt vô hồn cùng vết thương lớn ở cổ hắn ta sau một lúc quan sát tên đó bèn rút ra kết luận đầu bếp này là cao thủ thâm tàng bất lội độc cô thiên uy xem ra không đơn giản dù sao đây là địa bàn của hắn ta vẫn nên yên lặng quan sát hắn ta hừ một tiếng giữa gian phòng lộn xộn rồi đành đứng im xem bọn họ quyết đấu bên trong vòng tròn hắn nghĩ trái lại là thanh kiếm đó lẽ nào thật sự là yêu đao trong truyền thuyết phục sinh chắc chắn tướng sẽ rất hứng thú với nó hừ hai bọn họ đánh nhau không ngừng người này chém người kia né những đòn chém dứt khoát cũng với tốc độ nhanh nhẹn bọn họ dường như không biết mệt là gì cho đến khi thanh gương của bùi liệt bị nhạc trấn hải chém gãy ra làm đôi bùi liệt đã tỉnh cậu ngơ ngác nhìn thanh kiếm bị gãy rồi lại nhìn người trước mắt đang cầm kiếm lao thật nhanh về phía mình cậu mơ hồ hỏi a à, ta ta đang làm gì Nhạc Trấn Hải mắt tím rực, càng lúc càng đến gần cậu, rồi anh ta tung một đòn chí mạng, may mắn thay cậu đã đỡ được, cậu dùng hai tay cố hết sức ngăn luồng sức mạnh đó lại, dù đã cố hết sức nhưng cậu đã bị đá văng đến mai rùa sắt kia, anh ta vương cao thanh gươm chuẩn bị chém một đòn cước đi tính mạng cậu, những hồng hà lo lắng la lên, bùi liệt, ánh mắt cậu nhìn Nhạc Trấn Hải trở nên ngày càng đỏ, phải thứ lúc này đã trở lại, ánh sáng nổ ra, thứ đó đã cứu cậu một mạng, Nhạc Trấn Hải đâm vào con rùa sắt, cậu bàng hoàng sau khi khôi phục lại, chuyện gì vậy? trong phút chốc lại hồi phục ý thức của bản thân giống như lúc đó là vì đọt xã đại pháp sao cậu nhìn hai bàn tay mình nhớ lại chuyện mấy hôm trước sau đó quay sang nhạc trấn hải a ngóc gương mặt bơ phờ máu mũi chạy ròng ròng nước rãi chảy ra cả người rung bần bật vì kiệt sức máu kinh mạch đang giảm bùi liệt nhanh chóng chạy lại gần tay anh ta lúc này đã bị gai nhọn trên cán thanh gươm đâm thủng sau đó cậu đẩy anh ta ra xa vừa kịp lúc thứ bám trên kinh mạch anh tan biến lúc này anh đã khôi phục được ý thức anh ta bị đẩy xuống quá nhanh khiến đầu đập mạnh xuống sàn anh ta rung rẩy nhìn nhạc thần phong trước mặt hắn ta cau mày nhìn anh từ ánh mắt này có thể thấy rõ sự hận thù từ trận chiến lúc này tên thế tử nhát gan độc cô phong lúc này mới dám ló đầu ra hắn ra lệnh vệ binh nhanh nhanh bắt hai thích khách này lại các binh lính tiến tới những bước chân bước thật nhanh trong giây lát cả hai đã bị bọn chúng dùng giáo kẹp cổ tay thì bị nắm giữ lại cậu nghiến răng khó chịu còn anh ta thì nằm yên tóc rủ rượi có lẽ là do đã bị cán gai của thanh gươm đâm thủng tay gây mất máu quá nhiều hồng hà lên tiếng đợi đã bùi liệt trên điện cản giáo hộ chủ lưu ảnh thành đối xử với thủ hạ có công vậy sao độc cô phong cao có nghĩ cơ ta nhớ rõ tên của hạ nhân này còn giải thích giúp hắn hắn chỉ trỏ nói bùi liệt này vào thành nhiều năm che giấu võ công làm việc dưới trướng hoàng sơ ảnh chắc chắn à, là đúng chắc chắn là gián tế tham nhập thành ta nên thẩm vấn nghiêm hắn và tên thích khách tên a ngóc đó người đầu chưa nói hết câu bỗng từ đâu một ấm trà bay tới chúng vào mặt hắn thì ra đó là do thiên uy ném ông ta giận dữ nói đồ ngu này cơm miệng cho ta cút qua một bên hắn ôm mặt đang tím do vừa bị ném ấm trà vào hắn nghi hoặc nhìn thiên uy ông ta chỉ vào chỗ những tên lính và nói với giọng giận dữ mấy người các ngươi thả người cho ta đưa a ngốc xuống dưới để trình đại phù chữa trì nếu hắn thiếu một cọng lông bổn hầu giết các ngươi chung cùng ông ta quay mặt lại bưng tách hát trà lên nói nhạc sư phụ chuyện của ngươi hôm nay tới đây thôi quyển sách này ta giữ lại giúp a ngốc trước có điều người nhớ lấy nếu a ngốc khóc chết cuộc chiến giữa ngươi và hắn vẫn tính thay ta cảm ơn mộ dung nhu về lễ vật này thần phong ánh mắt đầy sắc khí nhìn ông ta rồi hử lạnh một tiếng hắn quay mặt lại nói các vị ngày thàng còn dài sắt nô chúng ta đi hắn vừa đi vừa liếc mắt nhìn thiên uy khi tất cả mọi người ai về nhà nấy ông ta cất tiếng hỏi bùi liệt vừa rồi ngươi nói con rùa sắt này là yêu đao thiên liệt cậu lúng túng nói a ta thấy vậy Hoàng Sơ Ảnh lên tiếng giải vây, chuyện này, hôm qua thiếp thân có hỏi. Là cầm ma tiền bối trước lúc mất cho nhiễm nhiên trưởng viện về các loại yêu đào. Bùi liệt cũng ở bên cạnh nghe, vậy nên biết được. Nghe vậy, ông ta nói với vẻ mặt táng khen, vậy tốt, lại nói tới vấn đề khác. Đứa con trai ngốc của ta lần này trái lại nói cũng đúng. Ông ta để tách trà xuống, ra lệnh cho binh lính bắt cậu lại. Ông ta chỉ tay vào cậu, lúc này cậu đang bị những tên lính vây quanh. Ông ta tiếp tục nói thân thủ vừa rồi của ngươi có thể áp chế yêu đau, vì sao muốn ở chỗ ta làm hạ nhân lẽ nào ngươi thật sự là gián tề mồ hôi cậu chảy đầm đề lo lắng nghĩ đúng rồi vừa này có lẽ ta đã chịu ảnh hưởng của đoạt xá đại pháp mới có thể áp chế thiên liệt cho dù nói thật cho thành chủ ông ta cũng chưa chắc sẽ tin hơn nữa ta đã hứa với cầm ma tiền bối không được nói ra chuyện này làm sao đây đột nhiên ngạn chi lên tiếng ta nói này tiểu bùi tuy ngươi kiếm cướp của thế tử nhưng vừa rồi ngươi dùng là đao pháp phải không ông nói làm hai người ngạc nhiên thiên uy ngơ ngác nói đao pháp cậu cũng nghi hoặc nhìn ông ngạn chi tiếp tục nói lời ngươi từng nói với ta lần trước bản thân ngươi cũng không nhớ ngươi nói hồi nhỏ ngươi gặp một lão bá tóc tràng áo xanh đi qua thôn đúng không cậu ngập ngừng nói ông bất ngờ chỉ tay vào mặt cậu hưng phấn nói ngươi còn nói vị lão bá này tuy y phục mộc mạc lại có luồng khí phách quý nhân đã báo ơn cho cháu của ngươi đã dạy ngươi đao pháp ba ngày trước đó ta còn tưởng là ngươi khoác lác nhưng hôm nay thấy cách ngươi áp chế yêu đao đao pháp linh hoạt nhẹ nhàng lại giống như hành động vô ý ánh mắt ông nguy hiểm ông quay sang nhìn mọi người nói các vị vừa này cũng đã thấy lúc a ngốc cầm yêu đao đến đông hải đệ nhất danh đao nhạc thần phong cũng bị hắn áp chế nếu tiểu bùi có cuộc gặp gỡ như vậy vậy thử hỏi các vị là nhân vật thế nào chỉ dạy đao pháp có ba ngày đã có thể khiến hắn đã có biểu hiện thế này hoàng sơ ảnh tiếp lời lẽ nào là đao ma trừ tinh liệt vẫn là không thể chỉ dạy đao pháp có ba ngày kiểu gì cũng không đạt tới trình độ này nghe vậy ông giải thích trừ tinh liệt dĩ nhiên nổi ngang cầm ma, nhưng, thứ nhất, ông ta đã cùng yêu ma rơi vào vách lạc tinh vào 30 năm trước, hai bên đồng quy vô tận. Thứ hai, ba ngày đã có uy lực thế này, ta cho rằng, khắp thiên hạ, chỉ có nhân vật chuyện kỳ có thể dạy được. Ông quay sang cung tổn, chấp tay lại và nói nam cung tiên sinh biết hết võ học thiên hạ, có thể có đao pháp địa đao thế này, đương thế có thể có mấy người. Thấy vậy, ông ta trả lời, theo lão phu, có thể là kê thần đao pháp của nam lăng thanh khâu hoa quốc, hoàn đầu thánh đoạn đao của thần công hầu, Võ Đăng Dung và Bất Chu Phong của Tây Sơn Kim Đao môn Liễu thị, nghe cung tổn trả lời, ông nói lớn: "Thiên hạ tam đao, đao, kê thần, thánh đoạn, bất chu phong." Tại Hạ To Gan hỏi: "Trong 30 năm trước, Liễu gia có ai luyện thành công Bất Chu Phong?" Trong Thanh Khâu quốc có mấy cao nhân hiểu được Kê thần đao pháp?" Ông câu có nói tiếp: "Câu trả lời là một người cũng không có." Vậy thì, chỉ còn lại một khả năng, cung tổn nói: "Ý ngài là, người dạy Bùi Liệt đao pháp chính là Trấn Bắc đại tướng quân tiền triều?" Hoàng mạch huyết duệ của công tôn thị của vương triều Kim Tỷ trước đây, đao trung chi hoàng, võ đăng dung. Nghe ông ta nói thế, hai người, sư Ảnh và Thiên Uy kinh ngạc, ngạn chi đáp ông ta, đúng thế, chính vị thiên hạ đao hoàng tên tuổi ngang thái tổ võ hoàng đế. Nghe nói võ đăng dung cả đời không có truyền nhân, vào 40 năm trước lui khỏi giang hồ. Ai có thể ngờ được nơi thôn dã hoang vắng, đao hoàng một đời chịu ơn cho cháu của người khác, sẽ truyền hoàng đồ thánh đoạn đao làm quà cảm ơn. Đột nhiên, ông ta kêu bùi liệt, khiến cậu giật mình, ông ta nói: vậy nên bùi liệt ngươi chính là truyền nhân đao hoàng duy nhất hiện giờ trinh phượng quân chắp tay cung kính nói lưu ảnh thành quả nhiên sân hổ tàng long đao hoàng võ đăng dung và hổ soái hàn phá phàm đào lão thừa tướng được xưng tam kiệt khai quốc không ngờ dưới trướng thành chủ lại có truyền nhân đao hoàng đáng mừng đáng mừng nam cung tổn cũng lên tiếng thiếu niên này vừa nãy lúc đánh nhau tình hình trước sau khác biệt rất lớn trái lại quả thật không cách thông thường ba ngày đã có thể dạy được thân thủ thế này thời nay ngoài võ đăng dung ta cũng không nghĩ tới người thứ hai nữa Độc cô Thiên Uy vừa vuốt ve dâu của mình vừa bảo, võ đăng dung, người này hồi trẻ ta cũng có may mắn được gặp, với cách làm người và năng lực của ông ta, quả thật có khả năng này. Ông ta cúi đầu trầm ngâm ảm đàm nói, ngươi là đệ tử võ đăng dung, không thể làm nô bộc của lưu ảnh thành được, nếu không, chuyển ra ngoài, người ngoài sẽ nói bổn hầu bạc đãi người tài. Ông ta đưa ra lời đề nghị, bổn hậu bổ nhiệm ngươi làm quan điểm vệ thất phẩm, bình thường vẫn nghe tổng tổng quản sai bảo, từ nay về sau, ngươi chính là bùi điển vệ, ý ngươi thế nào? Bùi Liệt nghe nói thế tròn xoe mắt nhìn kinh ngạc, mọi người đứng nghe cũng đều sững sờ ngạc nhiên trước câu nói của ông ta. Độc Cô Thiên Uy giơ hai ngón tay lên nói, "Bổn hầu sẽ cử người truyền thông tin này ra, nếu sư tôn ngươi vẫn còn trên đời, cũng hay để ông ấy biết, ông ấy còn có đồ nhi ở Lưu Ảnh Thành a." Nói không chừng, ông ấy nổi hứng, còn có thể tái xuất giang hồ. Hoành Sơ ảnh nhắc nhở cậu, "Chuyện tốt, Bùi Điển Vệ còn không tạ ơn." Bùi Liệt liền hối hả quỳ gối xuống cảm ơn ông ta, "A, à, vâng, Bùi Liệt tạ ơn thành chủ." Độc Cô Thiên Uy tỏ thái độ nhếch mép liếc mắt nhìn cậu, ông ta nhìn món đồ dính đầy dơ bẩn ở trên sàn mà tỏ vẻ không cần, xuất hiện món đồ thế này, bổn hầu cũng không còn khẩu vị, ông ta phất tay ra lệnh, truyền lệnh xuống, bất kỳ ai không được tiếp cận yêu đao này, niêm phong tỏa lâu này lại, đợi điều tra rõ ràng lại tính, tiểu ảnh nhi, việc còn lại do ngươi sắp xếp, trên bầu trời rộng lớn trong xanh đầy mây và có những con chim bay lượn trên đó vang vọng tiếng nói, hôm nay giải tán cả đi, người đàn ông miệng ngậm hai cây đinh còn hai tay thì đóng đinh vào cây cột bùi liệt cúi đầu rối rít giải thích chuyện vừa nãy nhị tổng quản vừa rồi trên điện là tiểu nhân quá kích động hoành sơ ảnh liếc nửa con mắt nhìn cậu giọng nói có chút căng thẳng cảnh cáo đâu chỉ kích động hôm nay ngươi ở tiệc không làm đúng việc nào cả cậu run rẩy lắp bắp nhận lỗi chuyện đó chuyện đó tiểu nhân biết lỗi cô ta im lặng không nói gì chỉ liếc mắt nhìn xuống sau đó bỗng cô ta bụng miệng lại cười phụt ngươi đó lại dùng chiêu này đúng là hết cách với ngươi bùi liệt đỏ ửng ngước nhìn hoàng sơ ảnh mà khó hiểu hoàng sơ ảnh kỹ càng căn dặn cậu hiện giờ ngươi là điền vệ thất phẩm bổng lộc 80 thạch một năm phải có dáng vẻ của điền vệ ta đã sai người chuẩn bị phòng riêng cho ngươi sau này ngươi không cần về canh dần phòng nữa công văn tấu lên triều đình ngày mai sẽ đưa đi trang phục lễ nghi ta cũng sẽ tìm thời gian dạy ngươi hôm nay tuy ngươi đã cứu nhạc thần phong một mạng thật ra là làm mất hết mặt mũi hắn khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng người nhà ngươi ta sẽ cử người đón phụ thân và tỷ tỷ ngươi vào thành lúc này cô ta ra lệnh cho cậu xong rồi quay lưng rời đi chuyện yêu đau ta vẫn sẽ dành thời gian sắp xếp, tuyệt đối không được để Lưu Ảnh Thành rơi vào hiểm cảnh, ngươi lui xuống chờ trước đi." Bùi Liệt đáp, "Vâng." Bùi Liệt ngơ ngẩn đứng nhìn cô ta, đột nhiên Hồ Ngạn Chi từ đâu đến đập vào lưng Bùi Liệt khiến cho cậu giật mình hoảng hốt, ông hỏi, "Điển vệ đại nhân ở đây nghĩ gì thế?" Cậu xoay người lại huyết cù trỏ vào người Hồ Ngạn Chi hỏi han tình hình, "Lão hổ, vừa rồi vì sao huynh nói ta là truyền nhân đao hoàng, vị võ đang dung tiền bối đó là nhân vật thế nào?" Cú huyết vừa rồi khiến cho ông ho sặc ra đầy máu. Bùi Liệt thấy cảnh tượng như thế lo lắng hỏi thăm, a, à, huynh huynh sao thế hồ ngạn chi nhíu mày khó khăn đáp lại không đáng ngại không có người khác thấy chứ hồ ngạn chi nhớ lại trận chiến đấu với nhạc thần phong rồi kể lại với bùi liệt ta với nhạc thần phong đấu một trường, trong trường lực của tên đó có chứa tia lôi kình quả thực âm độc nếu không phải ta kịp thời dùng thiên nguyên chương hóa giải chính phần e là nội tạng đã cháy hết rồi nhìn dáng vẻ hắn đã dùng nội lực thuần khiết thông hiểu từ độ lôi tuyệt trong hổ lục thất thần tuyệt tên đó thâm sâu khó dò cậu giúp đỡ cho ông đứng vững nói vậy ta đỡ huynh về phòng ông đáp yên tâm ta vẫn ổn hồ ngạn chi giải thích những thắc mắc mà cậu vừa nãy cậu hỏi ông hiện giờ là vương triều bạch mã trước đây là vương triều bích thiềm mà trước lúc đó thống trị thiên hạ là công tôn thị của vương triều kim tỳ sau khi giang sơn vương triều kim tỳ đổi chủ công tôn thị trấn thủ bắc cương cho vương triều bích thiềm vì có công trấn thủ các đời hoàng tộc kim tỳ được ban họ võ đăng võ đăng dung chính là người truyền kỳ nhất của công tôn thị khi đó mấy cao thủ có võ công đủ tư cách tranh giành thiên hạ đệ nhất được gọi là tam tài ngũ phong võ đăng dung và thái tổ võ hoàng đế của bổn triều độc cô dực đều có tên trong đó ông kể lại những chuyện trong quá khứ thời vương triều bích thiềm võ đăng dung là trấn bắc tướng quân độc cô dực là trấn đông tướng quân hai vị thiên tài từ thời thiếu niên đã được người ta lấy ra so sánh xem ai võ công manh ai công danh cao hơn nhưng năm đó dị tộc từ phía bắc xâm phạm võ đăng dung uy trấn bắc cương lại đột nhiên không biết đi đâu chưa xin nghỉ với binh bộ cũng không tiết lộ hành tung với thủ hạ không ai biết ông ta đã đi đâu không có võ đăng dung trấn thủ điều khiển võ đăng di thị và các bộ phương bắc không ai phục ai không ai muốn xuất thành huyết chiến quân đội dị tộc không tới một ngày đã đột phá phong tỏa bác quan sau đó chỉ trong 7 ngày võ ngựa dị tộc đã công phá bạch ngọc kinh từ đó trên đời không còn vương triều bích thiểm thê tử võ đăng dung linh âm công chúa ở trên tường thành tự vẫn vì nước dùng cái chết để chỉ trích ông ta tự ý rời chức vụ dẫn tới quốc gia diệt phòng võ đăng dung tới muộn một bước đau đớn quẫn trí lúc này dị tộc đột nhiên rút binh không có lý do ương thổ vô chủ quân tráng các nơi nhân cơ hội nổ dậy chắc chắn sẽ có một trận đại loạn phu tá trong phủ tướng quân ảo ảo khuyên mộ đăng dung tự lên làm hoàng võ đăng di thị càng một lòng mong chờ có thể phục hưng vương triều kim tỷ nhưng võ đăng dung lại lựa chọn đầu quân dưới trướng độc cô dực chỉ vì độc cô dực dương ngọn cờ phục thù rửa hận cho hoàng tộc bích thiểm nghe nói sau này võ đăng dung cố tình dẫn quân chiến đấu ở tuyến đầu tiên một lòng muốn chết lại vì võ công quá cao mà không thể quân địch các nơi nghe tên ông ấy đã sợ đợi độc cô dực bình định thiên hạ sáng lập vương triều bạch mã ông ấy lại lựa chọn niêm phong đao quy ẩn lần này đi thiên hạ rộng lớn cũng không có ai từng thấy ông hồ ngạn chi sau khi kể xong nhìn bùi liệt trả lời thắc mắc của cậu ngươi không hỏi vì sao ta lại nói ngươi là truyền nhân đao hoàng sao vì mạo danh đệ tử võ đăng dung chí ít có ba cái lợi bùi liệt nghe thế ngạc nhiên há hốc tròn xe mắt lắp bắp lặp lại lời của ông ba cái lợi hồ ngạn chi giơ ngón trỏ nói thứ nhất nghe nói võ công tôn thị của vương triều kim tỳ liên quan mật thiết tới mệnh cách điều này vừa hay có thể giải thích với người khác võ công lúc tốt lúc tệ của ngươi Thứ hai, người từng giao đấu với đao hoàng không còn mấy người sống trên đời, đến binh thánh cũng không dám nói từng tận mắt thấy hoàng đồ thánh đoạn đao, không cần lo có người nhảy ra chất vấn đao pháp của người. Thứ ba, đao hoàng có lẽ đã không còn trên đời, cho dù ông ta còn sống, trải qua bảy ngày bác ải, tâm cũng như đã chết, sẽ không chạy đi vạch mặt người. Nghe ngạn chi nói xong, bùi liệt đáp, người như vậy, nỗi khổ như vậy, lão hồ, ta không nên mạo muội dùng uy danh đao hoàng, hiện giờ tuy ta đã được phong điển vệ, lại cảm thấy đang lợi dụng vị tiền bối này. Ngạn chi cười nhẹ, ông vỗ mạnh một cái vào lưng bùi liệt, anh đau điếng hét lên, ôi ra, đau quá, ngạn chi đứng dậy, nói, danh vị, thứ này quả thật như phủ rù. Nhưng có lúc lại là vạn linh dược cứu mạng, có thể khiến người ta làm được việc muốn làm, bảo vệ người muốn bảo vệ. Trong buổi tiệc vừa nãy, ngươi nhận ra thiên liệt yêu đau nhị trưởng viện lại không hề lo lắng, rõ ràng trước lúc mất cầm ma truyền cho ngươi, không phải cô ta. Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ngươi đã không thể thoát được liên quan tới yêu đau thân đã nằm trong thị phi giang hồ nếu ngươi còn dùng suy nghĩ của bộc dịch thông thường để nhịn vấn đề lúc nguy hiểm chỉ e ngươi không bảo vệ được mình còn liên lụy tới người quan tâm bên cạnh đừng có đàn bà nữa tiểu bùi bình tĩnh quả quyết lúc đối mặt với yêu đau đầu rồi ánh mắt anh bỗng sáng rực như ngộ ra chân lý anh đáp chắc nịch ta hiểu rồi lão hồ giờ tí nửa đêm dưới sông cửu u cổ mục diên lệnh cô xạ tụ tập lúc này hoành sơ ảnh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hắn tới muộn sao có thể giữa các thành viên cô xạ bắt buộc che giấu thân phận với nhau mỗi lần họp mật Hắn luôn là người đầu tiên tới để đề phòng người khác trò chuyện với nhau, liên hệ riêng. Đây là thiết luật hắn đặt ra lúc huyết mình. Cô ta ngờ vực hỏi những người khác. Chúng ta đều được tính là tiên nhân sao? Vậy hiện giờ chúng ta có bao nhiêu người? Cổ Mộc Diên lên tiếng cảnh cáo: đừng hỏi, giữa các ngươi không được thăm dò, không được tiết lộ. Nếu ngươi vi phạm, không chỉ phải chết, còn sẽ bị xóa bỏ tất cả, trừ kẻ thù của ngươi. Nói xong hắn ta thầm nghĩ, nhưng hôm nay hắn lại tới trễ. Thâm Khê Hổ bực dọc nói: này đã một canh giờ rồi, Cổ Mộc Diên đâu? để người ta đứng, bản thân hắn lại giấu đầu lòi đuôi, này là có ý gì? Thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của hắn, sơ ảnh nghĩ thầm, thâm khê hổ, trước đây hắn chưa từng nói chuyện, sau hôm nay, giọng qua xử lý của lưỡi kèn trong mặt nạ, không thể nghe ra là nam hay nữ, giống như ta. Cao Liễu Thiền lúc này vẫn im lặng không lên tiếng, hoành sơ ảnh tiếp tục suy luận, Cao Liễu Thiền thường nói chuyện chậm rãi, cẩn thận từng ly, hẳn là tính cách ổn định, có lẽ là một người lớn tuổi, thâm khê hổ lại lên tiếng than vãn, vu hiệp viên cũng chưa tới, hay hôm nay giải tán trước đi. Hạ Hồng Cốc không chịu được sự liên thuyên của Khê Hổ lúc này cũng phải lên tiếng, cầm miệng, cổ Mộc Diên chậm rãi châm lửa, hắn thắp sáng ngọn đèn đại biểu cho thân phận của mình và nói: "Các vị, đã phải đợi lâu." Dưới ánh đèn mơ hồ nhìn thấy hình bóng của hắn và Vu Hiệp Viên, hắn tiếp tục tuyên bố: "Hôm nay thành viên cô xạ chúng ta gặp mặt là vì chuyện quan trọng, chuyện của Cầm Ma xuất hiện biến hóa, cần bàn với các vị." Hạ Hồng Cốc ngờ vực hỏi: "Cầm Ma, theo báo cáo xác nhận đã chết, tin tức vô cùng đáng tin cậy, có người đích thân ra tay bố trí, Ngụy Vô Âm cũng khó thoát kiếp số, vẫn còn vấn đề à? Sơ Ảnh liền đáp, theo tin tức, trước lúc mất, Cầm Ma đã truyền bí thuật về yêu đao cho một đệ tử Lưu Ảnh Thành tên là Bùi Liệt, người này tự xưng truyền nhân đao hoàng, ở Lưu Ảnh Thành giao đấu với Thiên Liệt Đao Thi, ép người và đao tách ra. Vu Hiệp Viên hỏi lại, đao hoàng, võ đang dùng? Sơ Ảnh nói ra suy đoán của bản thân, theo ta thấy, có lẽ là để tự bảo vệ, ăn nói lung tung mà thôi. Ngay lập tức Hạ Hồng Cốc lên tiếng bác bỏ, nếu thật sự như vậy, càng không thể quy ao loa, thiếu niên đó có thể áp chế thiên liệt đao chắc chắn là cầm ma đã động tay chân gì đó lẽ nào là đệ tử cầm ma lấy nhận chuyện này bắt buộc điều tra rõ ràng không lâm dạ quỷ chuyện này do ngươi phụ trách trong ba ngày điều tra rõ chân tướng sơ ảnh nói nếu thật sự là cầm ma truyền cho thiếu niên đó cách phá giải yêu đao nên xử lý thế nào cổ mộc diên hỏi ngược lại cô nói xem yêu đao xuất hiện kế hoạch sẽ không còn cơ hội quay đầu chỉ có thành công huyết hải thâm thù kẻ địch cả đời của các vị mới có kết quả viên mãn nếu thất bại thì vạn kiếp bất phục bất kỳ cản trở nào, chúng ta đều cần phải loại bỏ, cầm ma đã chết, trên đời này tuyệt đối không thể lại có cầm ma thứ hai, các vị thấy sao, tất cả nghe xong đều rơi vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ, sơ ảnh cao mày, cô ta rõ ràng nhận thấy đây không phải thương lượng, hắn đã có quyết định, lúc này chẳng qua là ép chúng ta tỏ thái độ, Hạ Hồng Cốc nói, trước khi năm đao tề tựu, cẩn thận là trên hết, nhân lúc tên này còn chưa thành thục, giết hắn trước, cắt đứt hậu họa, vu hiệp viên lười biếng đáp, không phải võ đăng dung, vậy ta không có hứng thú, biết cao liễu thiền cũng lên tiếng tán thành giết dưới lớp mặt nạ mặt hoành sơ ảnh đã đã lấm tấm mồ hôi lộ vẻ lo lắng thông khê hổ nói ai ra nếu tiểu tử họ bùi này là cầm ma thứ hai đương nhiên giết là xong nếu không phải mọi người đều có việc riêng cần gì cổ mục diên ngay lập tức liếc nhìn hắn cảnh cáo biết mình lỡ lời khê hổ chỉ có thể ngậm miệng lại không nói hết câu còn giang dở cổ mục diên quay qua nhìn sơ ảnh hỏi không lâm dạ quỷ ý của ngươi thế nào không thể làm phật ý hắn cô ta chỉ có thể đáp nếu cản trở kế hoạch của chúng ta đương nhiên là loại bỏ cổ mộc diên có vẻ hài lòng với câu trả lời của mọi người cuối cùng hắn nói chuyện bùi liệt quyết định như vậy các vị đi đi đợi năm đao xuất hiện đủ chúng ta lại bàn bước hành động tiếp theo hắn vừa nói dứt câu mọi người đều hiểu ý mà rời đi duy chỉ còn sơ ảnh vẫn đứng im đó hắn để ý thấy cô ta chưa đi thì tò mò hỏi không lâm dạ quỷ những người khác đã đi rồi ngươi cố ý ở lại là vì chuyện gì lúc này cô ta mới lên tiếng chất vấn ngươi từng hứa với ta tuyệt đối không để lưu ảnh thành bị cuốn vào rắc rối nhưng hiện giờ xích nhãn bị đưa về thành vạn kiếp lại rơi ở vô sinh gian thiên liệt còn cùng đao thi của nó đánh nhạc thần phong ba trong năm đao đều ở đây lưu ảnh thành sao có thể may mắn thoát khỏi hắn nhà nhạt trả lời lời ta hứa vẫn có hiệu lực ba thanh yêu đao mà thôi với sự thông minh tài trí của ngươi đưa ra ngoài không phải chuyện khó hay là lúc sắp xếp người khác chấp hành nhiệm vụ ta nên nói cho họ không được động vào bạch nhật lưu ảnh thành chỉ e họ sẽ lập tức đoán ra thân phận của người hoành sơ ảnh câm nín thú thật lời hắn nói nghe rất thuyết phục cổ mục diên tiến lại gần cô ta nói chắc rối của ngươi tuyệt đối không chỉ là yêu đao di thể của cầm ma vẫn ở chu thành sơn chuyện trước chưa xong tứ đại kiếm môn chắc chắn sẽ tìm tới trấn đông tướng quân phủ đã quyết tâm nhúng tay vào ba phủ thi đấu nếu ngươi không ứng phó nổi lưu ảnh thành vẫn sẽ gặp khó khăn không có lưu ảnh thành ngươi chẳng qua là kẻ tầm thường mà thôi nhớ lấy thời gian ba ngày nếu ngươi không tra ra sự thật thì trừ khử luôn bùi liệt chỉ lần này ta coi ngươi là một nữ tử yếu mềm bình thường nói lời vô tri không được có lần thứ hai đi đi hoành sơ ảnh nhìn hắn một cái dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi sau cùng vẫn là quay lưng rời đi từ phía sau cổ mộc diên vang lên một giọng nói ngươi bị thương rồi thì ra cao liễu thiện nãy giờ vẫn ở đây cổ mộc diên đáp ngụy vô âm dù sao cũng là ngụy vô âm ta không ngờ sẽ trúng một đao của hắn may người đó y thuật cao minh sau khi bôi thuốc băng bó đã không còn gì đáng ngại trái lại chuyện của bùi liệt vô cùng rắc rối cũng đã làm khó một chữ giết của ngươi cao liễu thiền nói nếu ta đã gật đầu thì sẽ không hối hận chỉ có điều ngươi phải đồng ý với ta một chuyện tiểu cô nương hoành sơ ảnh đó nếu không giết được bùi liệt ngươi phải giữ hắn lại cổ mục diên nghe thấy yêu cầu đó liền chế diễu không phải con ruột cũng có tình cảm nhàm chán kiểu này sao ngươi già rồi giống nha đầu họ hoành bắt đầu làm việc theo cảm tính rồi nói cho cùng ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn cao liễu thiền cười nhạt ngươi sai rồi ngươi và ta ngàn tính vạn tính không tính tới ngụy vô âm sẽ mất vào lúc này chúng ta không hiểu về đoạt ích đại pháp nếu hắn thật sự đã dùng pháp này với bùi liệt hậu quả sẽ thế nào thật khó đoán với lại đoạt xá đại pháp và yêu đao đều là mạnh ăn yếu quan trọng đều ở chữ cổ trùng hai người bất kể nguồn mạch đều có liên kết tiểu cô nương hoành ra đó không phải ngọn đèn cạn dầu nếu bùi liệt có thể vượt qua ải này chứng minh đứa trẻ này trưởng thành nhanh đã bước lên con đường cổ trùng giữa hắn lại nghiên cứu sự biến đổi của hắn có thể tăng tốc độ hiểu biết của chúng ta về yêu đao nghe giải thích một hồi cổ mộc duyên cũng tán thành Lý do này ta có thể chấp nhận được, hiệu suất của chúng ta quả thật cần điểm đột phá. Có điều, nếu hoành sơ ảnh thất bại, ta sẽ đích thân động thủ thông qua hai lần kiểm tra, ta sẽ thừa nhận hắn có giá trị giữ lại. Ở một nơi khác, những chiếc lá bị thiêu rụi bay vô định trên không trung, không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Nhìn thấy quang cảnh lạ lẫm trước mặt, bùi liệt vô cùng ngờ vực, nơi này, là nơi nào? Anh nhìn thanh kiếm trong tay, tự hỏi, vì sao ta cầm thanh kiếm này, ở trước mặt có một bóng người đáng cầm kiếm chống đỡ cơ thể chẳng chịt vết thương hắn khó khăn nặn ra từng chữ đừng đừng tới đó anh không hiểu gì lo lắng hỏi ngươi sao thế ngươi nói gì anh bất giác đưa mắt nhìn sang bên canh bên đó bên đó còn có người ư bên kia khung cảnh hết sức thảm thương xung quanh là vô số thi thể bị đả thương vô cùng nghiêm trọng dường như chỉ còn cô gái đang cúi người sợ hãi là sống sót cô run rẩy nói chúng ta mắc bẫy rồi người đó không phải thanh kiếm thứ sáu hắn là tên phản đồ trong lời tiên tri là thanh đao cuối cùng anh rất nhanh nắm bắt được trọng điểm câu nói hiểu ra vấn đề anh nghĩ sáu ư là trận chiến cuối cùng phong ấn yêu đao có sáu anh hùng đây là ký ức của cầm ma tiền bối vậy cô gái đó là cô gái đó tâm trí có vẻ bất ổn cứ ôm đầu lẩm bẩm chết hết cả rồi họ chết hết cả rồi nói rồi cô hét toáng lên và chạy đi anh vươn tay muốn ngăn lại nhưng bỗng trước mắt trắng xóa không thấy gì bùi liệt giật mình tỉnh giấc hơi thở gấp gáp chưa lấy lại được bình tĩnh anh ngờ vực tự hỏi bản thân là mơ sao nhưng lại nhanh chóng phủ định không có lẽ là do đạt xá ta đã không còn chỉ là ta nữa. Bùi Liệt hỏi lão Hồ vì sao sáng sớm đã gọi ta ra đây. Hồ Ngạn chi đáp, không phải hiện giờ ngươi không cần tới chấp kính ti hầu hạ nữa sao? Bùi Liệt có chút ngập ngừng, tuy là nói vậy, nhưng bỗng ông ném một thanh đao về hướng Bùi Liệt, đón lấy. Cậu hỏi, dày nửa ngón, lửa tôi hai độ, đây là đao hiệu thần của Lưu ảnh thành. Lão Hồ, huynh thế này là? Lão Hồ đáp, để ta chứng kiến truyền nhân đao hoàng đi, xem xem có bị lộ không. Ngươi chém ta, chém chúng vỏ đao này coi như ngươi thắng ta mời ngươi uống rượu ngon lấy từ chỗ thành chủ. Bùi Liệt nghe lão hồ nói như vậy thì cậu rất mừng, thật, huynh đừng có đắc ý, ta dùng đao giỏi lắm đấy, cho đao nhanh chém củi ta chơi từ nhỏ tới lớn, lợi hại lắm đó. Hồ Ngạn Chi thấy Bùi Liệt nói vậy thì cười, ha ha, tự xưng lợi hại trước mặt ta. Thấy lão hồ có vẻ không tin lời mình nói, cậu đáp lời, vậy huynh chú ý, ta tới đây. Trong lúc thi triển công pháp, Bùi Liệt thầm nghĩ, đao hiệu thần, đai mảnh hình lá liễu, thất thúc từng nói một tay cầm 7,5 phân có thể phát huy tốt nhất ưu thế của đao một đao cả đống củi cũng không phản ứng của mộc kê thúc hồi đó ta vẫn luôn lén luyện tập đao đem theo tâm ý trong khoảnh khắc xuất đao đao như rời khỏi tim nhưng dùng sức đuôi kéo hồ ngạn chi ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên trước kiếm pháp của thanh niên trước mặt bùi liệt phun đao vun vút nhưng rất nhanh đao đã bị vỏ đao từ tay lão hồ cản lại cậu sững người ông cười ha ha đây chính là lợi hại mà ngươi nói giống bà cụ xuyên kim bùi liệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu cảm thán lợi hại quá ta còn tưởng huynh không tránh được cảm giác chỉ nhẹ lắc một cái, ông hừ một tiếng, ngoài mặt lão hồ tỏ ra bình tĩnh thế thôi nhưng trong tâm xém đã không kiềm được mà phải thán phục tên tiểu tử này. Tiểu tử này, một đao vừa rồi đã có cảnh giới tâm đao hợp nhất, bao nhiêu đao giả cả đời cũng không được, rốt cuộc ngươi bổ củi gì thế? Ông lên tiếng thách thức bùi liệt, giờ tới ta tấn công, ngươi tránh, ta chém trúng vỏ đao của ngươi ba lần xem như ngươi thua. Hồ Ngạn Chi vận công, ông muốn giành chiến thắng trước tên tiểu tử kỳ lạ này, nhìn kỹ đây, bùi liệt cũng không e dè như trước, cậu cũng vào thế phòng thủ, được, xoẹt một tiếng thanh đao của lão hồ đã chém chúng vào vỏ đao của bùi liệt rất nhanh bùi liệt ra sức tránh né nhưng đao của lão hồ như phân thân vậy từ tư phía liên tục bổ vây lúc này cậu hoảng rồi hoàn toàn không tránh được vì sao lại vậy giống như huynh ấy biết ta sẽ tránh hướng nào vậy hồ ngạn chi nói đây là sự hỗ ứng giữa đao ý chính là biến hóa của vỏ đao trong tay ngươi đã dẫn đao ta tới gió thổi cây lắc không phải lúc tiếng gió tới cây mới dao động mà lúc gió thổi đã chủ định cây sẽ lắc cậu như hiểu thấu hàm ý trong lời lão hồ hóa ra là vậy Hô ứng giữa đao ý của bản thân và đao ý của đối phương sao, trước đây bổ củi không dùng tới nên nghĩ tới điểm này, Hồ Ngạn Chi không khỏi phải ồ một tiếng, lại là bổ củi, tên tiểu tử này chẳng lẽ chỉ nhờ bổ củi mà đã có thể dùng đao giỏi tới vậy sao? Ánh mắt Bùi Liệt kiên định, hình như ta hơi hiểu rồi, lại đi, cậu nghĩ, nếu ta là đống củi đó, không cần quan tâm lúc nào đao bổ củi sẽ chém tới, mà là dựa vào cảm giác để cảm nhận đao ý của đao bổ củi. Lão hồ lao tới, lần thứ nhất, Bùi Liệt vẫn chưa né được đao của ông, đao vẫn chạm vỏ trong tay cậu. Cậu nói, lại, lão hồ đắc trí, lại mấy lần cũng như nhau. Lúc này, cậu đã lĩnh ngộ được điều gì đó, một cảm giác kỳ lạ, chính là cảm giác này, ta hình như trước đây cũng từng có. Đúng, giống lúc đó, chính là trận giao chiến trước đó của cậu. Thanh đao từ lão hồ vút tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Bùi Liệt, ông vẫn tấn công nhanh như chớp về phía cậu. Bùi Liệt nhắm mắt, chính là cảm giác này, lão hồ nhìn tên nhóc này, không biết hắn đang có tính toán gì mà lại thần bí như thế, và như một con người khác, Bùi Liệt thoát ẩn thoát hiện, né tránh được mọi đòn tấn công của hồ ngạn chi cậu thấy một cái gì đó ngày càng rõ ràng giống như có thể nhìn thấy quỹ tích chuyển động của đao lần này bùi liệt đã có thể đoán được đao của hồ ngạn chi lão hồ khá bất ngờ á à, lắm tiểu tử bùi liệt không ngờ hóa ra học đao pháp là cảm giác này đao có thể dùng tới cảnh giới này dù vậy ông hồ vẫn có chút không phục đừng đắc ý vừa rồi chỉ là khởi động giờ mới là chơi thật ngươi và ta phải vừa tấn công vừa tránh vỏ đao bị chém chúng xem như thua bùi liệt cũng khẳng khái đồng ý Nhật cử từ xa quan sát, suy nghĩ, đậu phụ hay là đao, xem ra ngươi đã có đáp án của bản thân. Sau đó cậu ta quay đi, công việc khó như làm đậu phụ, vẫn phải để bổn đại ra vậy. Hai canh giờ trôi qua, lão hồ và bùi liệt cạn chén trở thành anh em. Bùi liệt nốc rượu ứng ực, không khỏi cảm khái, sảng khoái, đúng là rượu ngon. Lão hồ đánh giá khá cao cậu, ngươi được đấy, đao pháp ta tự sáng tạo này chú trọng ý mà lại vô ý. Nhìn tương tự với hoàng đồ thánh đoạn đao, nếu ngươi học được, sau này càng khó lộ tẩy vốn tưởng ngươi rất khó chạm tới bí quyết, không ngờ ngươi giống như đã luyện qua. cậu tò mò hỏi ông, đao pháp này có tên không? hồ ngạn chi ngập ngừng đôi chút rồi đáp tên là vô song khoái trảm. bùi liệt hỏi tên trực tiếp vậy, không phải là huynh mới nghĩ đầy chứ? lão hồ nhanh chóng chuyển chủ đề, ông rất muốn nhanh chóng mài rũ viên ngọc thô này. hay hay, vừa rồi ngươi chỉ chém chúng vỏ đao một lần mà thôi. tiếp theo ngươi cần luyện tập tới khi có thể chém nhau với ta mới thôi. bùi liệt đáp được, nhưng vì sao vội vàng dạy ta đao ấy? bỗng một cô nương bước vào cô vui mừng nói, cuối cùng đã tìm được ngài, điển vệ đại nhân. Cô nương cúi người hành lễ với bùi liệt, điển vệ đại nhân, nô tỳ thời tế nhi, từ nay hầu hạ đại nhân, phụng lệnh nhị tổng quản, đưa đại nhân tới nơi ở mới. Lời vừa thốt ra, cả bùi liệt lẫn lão hồ đều sững người, lão hồ có chút tất ức, tiểu, tiểu tỳ lại còn có đãi ngộ thế này. Ông kẹp cổ cậu, khốn kiếp, sớm biết ta tự làm điển vệ, thấy hồ ngạn chi tấn công bùi liệt, thời tế nhi hốt hoảng can ngăn, ngài không được vô lễ với điển vệ đại nhân. Lão hồ cũng thôi đôi co, ông quay người rời đi được rồi trẻ con các ngươi chơi đi ta tìm nhị ca ngươi ngày mai chúng ta tiếp tục nhớ giữ chút tinh thần cậu gãi đầu phân bua lão hồ huynh nói linh tinh gì vậy tễ nhi đứng bên cạnh sốt sắng bùi đại nhân không sao chứ cậu đáp ta không sao với cả đừng gọi ta đại nhân thật sự không quen nhưng tễ nhi không đồng ý vậy không được nhị tổng quản đã căn dặn mặc cho tễ nhi đòi dìu cậu dậy nhưng cậu từ chối được rồi ta tự đứng lên được lão hồ hóng hớt câu chuyện cũng cảm thấy ba chấm với vị huynh đệ này mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi mà còn chê. Tế Nhi dẫn cậu đến một dinh thự khá to. Cô đẩy cửa bước vào. Bùi đại nhân mời. Nhị tổng quản đã nói rồi, đồ trong nhà này đại nhân đều có thể sử dụng. Bùi Liệt nhìn thanh kiếm được treo trên góc tường, cậu nhấc thanh kiếm lên, chậm chậm hỏi. Nhị tổng quản người không nói muốn triệu kiến ta sao? Tế Nhi cười đáp. Nhị tổng quản hình như bận lắm, cả ngày cả đêm sắp xếp bố trí. Trả lời công hàm, nói rồi cô nâng ấm nước lên. Bùi đại nhân muốn uống chút nước không? Cậu đáp. A à, để đó trước đi cô cũng nghỉ ngơi đi, lúc không có người ngoài, cứ gọi ta là Bùi Đại Ca, dù sao hai hôm trước, ta còn là người của chấp kính ti, trước lời đề nghị của Bùi Liệt, Tế Nhi có chút ngập ngừng, việc này, nhưng cô vẫn đồng ý với cậu, Tế Nhi cười rạng rỡ được, Bùi Đại Ca thật là tốt, đúng rồi, y phục của đại nhân phải ngày kia mới làm xong, có việc gì cứ phân phó cho ta, ta ở ngay gần đây, nói rồi cô tung tăng nhảy chân sáo rời đi, Bùi Liệt lúc này đã rơi vào trầm tư, Nhị tổng quản bận rộn như vậy chắc chắn vì ta đã gây ra họa lớn tới vậy, họa yêu đau sẽ vì ta mà giáng xuống lưu ảnh thành sao giống như huyền tê khinh vũ các hồi đó lúc làm hạ nhân ta còn có thể hầu hạ bên cạnh cô ấy trở thành điển vệ gì đó trái lại chẳng làm được gì ta thật sự đã làm đúng sao nhưng ít nhất ta đã giúp được nhiễm cô nương không biết hiện giờ họ thế nào cảnh chuyển tới một tửu các hoành sơ ảnh ngạc nhiên hỏi vậy sao hắn có hỏi tới ta tễ nhi cúi người tâu bẩm nhị tổng quản đúng vậy điển vệ đại nhân nghe nói người rất bận trông rất lo lắng cô ta nghe vậy nói chỗ ta ngươi một ngày tới một lần là được, chăm sóc tốt cho điển vệ đại nhân, tễ nhi tàu vòng, đã có tính toán từ trước, hoành sơ ảnh trầm ngâm nghĩ, vẫn còn hai ngày, Hoàng Anh vui mừng báo với Hồng Tỷ, Hồng Tỷ mau nhìn này, hoài nhị tổng quản cho người đưa váy cắt may tới cho chúng ta, nhìn chiếc này Hồng Tỷ mặc lên chắc chắn rất đẹp, Thải Lam cũng vừa ý chiếc váy này, vì thế cô cất lời hỏi Hồng Tỷ, ra, Hồng Tỷ, bộ này có thể cho ta mặc không, nghe Thải Lam nói vậy, Hoàng Anh nổi cáu vô cùng, Thải Lam, sao cô lại mắc vậy? Để Hồng Tỷ chọn trước, Thải Lam thấy vậy luống cuống đáp, ta, à, ta chỉ thử giúp Hồng Tỷ. Những Hồng Hà vẫn mãi đọc binh pháp, cô chẳng mấy quan tâm về vấn đề nữ nhi thường tình trang điểm. Trao chút này, cô bảo, không sao, các cô mặc đi, ta, à, không quen mặc nữ trang. Hoàng Anh tinh ý nhận ra rằng Hồng Tỷ trông không có tinh thần cho lắm. Cô nhớ tới chuyện hôm qua ở Yến Tiệc, rõ ràng Hồng Tỷ còn bảo vệ Bùi Liệt như vậy, cũng không biết Bùi Liệt có để ý tới không. Cô thầm rủ ngầm tên tiểu tử này, Bùi Liệt chết bầm, hiện giờ rốt cuộc đang làm gì? Tiếng đao vun vút, Bùi Liệt lúc này đang mải mê luyện đao. Người cùng song đấu với cậu không ai khác đó chính là Hồ Ngạn Chi. Cuộc chiến bất phân thắng bại diễn ra liên tục nửa ngày trời. Bùi Liệt đáp đất tạo nên một cơn địa chấn khiến cảnh lá xung quanh lao xao. Hồ Lão dù trên người đầm điều mồ hôi, tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng ông cảm thấy rất vui, đúng là sảng khoái. Ngươi đã có thể làm tới mức này thế nào? Lĩnh ngộ của ngươi? Bùi Liệt cũng không khác gì Hồ Lão, cậu cũng mệt bở hơi sau trận đấu sức này. Cậu đáp, tấn công cần kiên quyết, lúc tránh ngược lại chú ý di chuyển hơn ta cảm thấy từ từ ta đã tìm được cảm giác. Hồ lão đáp, vậy được, không còn thời gian cho ngươi nghỉ ngơi nữa, chúng ta làm lại, cậu nghe vậy cũng tuân theo, ấy, được, hai người lại tiếp tục lao vào nhau tấn công, hồ ngạn chi khí thế nói, xem ta chém vỏ đao của ngươi thành hình mặt trăng, bùi liệt cũng không chịu thua, cẩn thận của chính huynh ấy, lại nửa ngày trôi qua, hoàng hôn dần xuống cũng là lúc trận đấu giữa họ kết thúc, cả hai thở phù vì quá mệt, hồ lão phải dành lời khen cho tên tiểu tử này, tiểu tử ngươi thể lực khá đấy, tuổi xỉu à, bùi liệt cũng chọc kháy lại lão hồ luyện võ cũng liều mạng vậy sao ông sau đó lại quay người rời đi hôm nay làm khá lắm ngày mai chúng ta có thể đối đầu rồi lúc mặt trời mọc vẫn ở nơi này nhìn bóng lưng hồ ngạn chi rời đi bùi liệt cất tiếng ấy lão hồ cậu cứ cảm giác gần đây lão hồ rất lo lắng một điều gì đó câu hỏi vì sao ấy cứ quẩn quanh tâm trí của cậu lẽ nào sợ nhạc thần phong báo thù ta nhưng hiện giờ ta ở lưu ảnh thành mà nhắc tới hiện giờ không có công việc có phải có thể dành thời gian đi thăm thất thúc không bỗng bùi liệt nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám nô tỳ đúng thế sắc mặt kém lắm hoài nhị tổng quản lo lắng thế này đúng là lần đầu thấy nghe nói liên tục hai đêm không chợp mắt rồi trung dương đi khuyên cũng vô dụng canh sâm đưa tới cũng không uống còn tiếp tục thế này e là bùi liệt nghi hoặc nhị tổng quản quả nhiên là vì mình sao cậu không khỏi lo lắng là ta kéo lưu ảnh thành vào loạn yêu đao nghĩ rồi cậu quay người chạy gấp gáp không được một mình làm một mình gánh ta phải đi gặp nhị tổng quản rất nhanh cậu đã tới nơi ở của nhị tổng quản nhưng thật lạ thay sao lại không có ai trung dương đầu bùi liệt cất tiếng gọi tìm kiếm trung dương tiểu văn cậu đi xung quanh biệt phủ tìm kiếm lẽ nào đang bận ở viện bên nhưng vì sao viện bên có khói lớn thế này còn có mùi cháy dự cảm có chuyện không lành bùi liệt chạy nhanh về phía viện bên không ổn cháy rồi nhị tổng quản bùi liệt xông vào trong viện đây là phòng tắm của nhị tổng quản nhưng đã đến nước này đây là việc cứu người bùi liệt không thể nghĩ nhiều nữa nhị tổng quản xin thứ tội tiểu nhân xông vào có người trong bồn tắm đó là một cô nương bùi liệt sững người một cô nương đang tắm nhị tổng quản thế mà lại là con gái hoành sơ ảnh đang bị thương bùi liệt thấy mình vậy mà lại lao vào nhà tắm con gái thì bối rối vô cùng tiêu rồi tiêu rồi thế này ta phải nhanh ra ngoài nhưng cậu còn đang tính chuồn đi thì tiếng ồn ảo ở ngoài sân truyền vào thế tử điện hạ ngài không thể vào tên thuộc hạ quỳ xuống tâu nhị tổng quản đang tắm thế tử điện hạ xông vào thế này không hợp lễ tiết thế tử tức giận trách mắng vừa rồi hạ nhân hồi báo tận mắt nhìn thấy một nam tử vào phòng nhị tổng quản bùi liệt sợ hãi khi nghe thế tử đang muốn tiến vào đây tránh ra nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngươi gánh nổi không người đâu bao vây cho ta tên thuộc hạ vẫn cố hết sức ngăn cản tuyệt đối không thể thế tử nhưng cảnh tượng trong phòng tắm còn đáng sợ hơn đối với bùi liệt cô nương kia đang nhìn cậu lúc này thế tử đã vén tấm màn bước vào hắn thầm nghĩ nếu bị ta bắt được tận tay hay hay hoành sơ ảnh lần này xem cô giải thích làm sao hoành sơ ảnh cắn chặt răng Thế tử nhìn về phía hoành sơ ảnh, lớn tiếng quát hừ, ra đây đi, cô ta hỏi ra, thế tử có biết bản thân đang làm gì không, thế tử có chút sợ hãi trước lời trách vấn của nhị tổng quản, bởi hắn ta vậy mà không tìm thấy tên kia, hắn lắp bắp đáp, người, người đâu, người của ta sẽ không nhìn nhầm, thế này, thế tử hắn vẫn cố chấp tìm kiếm mọi ngóc ngách, trốn đâu rồi, thấy vậy, nhị tổng quản hỏi người, nhưng, chủ thượng giao cho ta quản lý lưu ảnh thành, thế tử vừa tìm người xông vào phòng tắm của ta, xỉ nhục thanh danh ta này là muốn vào mặt chủ thượng sao bùi liệt lúc này đang trốn trong bồn tắm của hoành sơ ảnh thế tử hắn ta là một người đang nghi hoành sơ ảnh có phải cô đã giấu người đi đáp lại câu hỏi của hắn cô lạnh lùng hỏi nơi này rộng thế này thế tử ở đây kéo dài tìm kiếm là có ý đồ gì hắn ta tức giận đến mức đen xì mặt ta hừ nếu cô cần cần người kỳ lưng đỡ người cứ việc tìm ta cần gì che che giấu giấu thế này trước lời vu khống của thế tử nhị tổng quản chỉ nở một nụ cười nguy hiểm tìm ngài hóa ra là vậy thế tử có được vân cẩm cơ theo cách này sao cô ấy là ca cơ được phụ thân ngài sủng ái nhất ngài và cô ấy có chuyện dây dưa chuyển ra ngoài ngài còn giữ được công danh tức vị không bị nói trúng điểm yếu của mình tên thế tử giật thót mình cô sao cô biết à, ta và cô ta chỉ là giao lưu khúc lệ cô ta vẫn điềm tĩnh đáp khuyên thế tử một câu chủ thượng vì biến cố năm đó hiện giờ tuy không thể lại có con nhưng thiên hạ nhiều kỳ thuật ngày tháng còn dài ngài đừng tưởng ngồi ở vị trí thế tử là có thể kê cao gối ngủ ánh mắt cô ta trở nên sắc lẹm liếc nhìn về hướng hắn ta lập tức cút ra ngoài nếu không ta đảm bảo khiến ngài hối hận vì sự lỗ mãng vô lễ ngày hôm nay thế tử sợ hãi vội rời đi ta ta tốt bụng bắt người giúp nếu nơi này đã không có ai ta đi trước hoành sơ ảnh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã đi xa bùi liệt cô ta đưa tay xuống kéo bùi liệt lên phấn chấn lên nhìn thấy bùi liệt đã ngất đi cô ta nghĩ hỏng rồi xem ra trước khi xuống nước chưa kịp hít khí hắn ngục thành thế này tha uống nước cũng không dãy ruộng không được, phải truyền khí cho hắn trước. Nghĩ rồi cô ta nâng đầu bùi liệt lên, bóp miệng cậu lại. Hoành sơ ảnh đã không ngần ngại mà hôn cậu bởi vì đối với cô việc quan trọng nhất bây giờ là phải hô hấp cho cậu để cậu tỉnh lại. Bùi liệt được truyền khí cũng dần tỉnh, cậu sặc nước, ánh mắt vẫn nhắm nghiền. Còn sơ ảnh thì vừa mất đi nụ hôn đầu của mình, cô ta không khỏi cảm thấy xấu hổ trước cậu trai này. Bùi liệt cố gắng mở mắt, trước mắt cậu là cô nương ban nãy, nhưng cô đã mặc y phục chỉnh tề vào rồi. Nhớ lại chuyện ban nãy, cậu lúng túng nói, nhị, nhị tổng quản hiểu hiểu nhầm, ta chưa nhìn, không phải, là ta nhìn thấy khói, tưởng bị cháy, việc này, ta cũng không ngờ. Cậu thở dài, ta, có phải đã phạm tội chết không? Thấy tên tiểu tử trước mặt vậy mà lại xấu hổ đến vậy, nhị tổng quản phì cười. Cô nương kia thế mà lại không nổi giận, bùi liệt e rè hỏi, nhị tổng quản, không giận ta sao, nhưng bên thế tử, hoành sơ ảnh trấn an cậu, không cần lo thế tử, hắn là tên ngu xuẩn, hiện giờ lại bị ta bắt thóp. Dáng vẻ hấp tấp này của ngươi giống hệt tiểu đệ của ta năm đó, Bùi Liệt nghe vậy cũng khá tò mò về đệ đệ của cô nương này, cậu hỏi, đệ đệ nhị tổng quản hiện giờ ở đâu? Hoành sơ ảnh nghe vậy ánh mắt lại thoáng chút đượm buồn, cô ta đáp, trước khi ta vào bình trọng đô, đã ly tán với hắn rồi, năm đó, lần đầu gặp ngươi, dáng vẻ của ngươi rất giống hắn, rồi cô ta đưa một bát canh cho Bùi Liệt, nào, uống bát canh sâm nóng này đi, ta biết, ngươi quan tâm ta như tỉ tỉ, trong lòng ta, ngươi cũng là đệ đệ của ta, lưu ảnh thành và ngươi chính là thứ quan trọng nhất của ta, ta sẽ không để thế tử làm khó ngươi. Bùi Liệt không ngờ nhị tổng quản lại thực sự xem mình như đệ đệ. Cậu đáp, nhị tổng quản, ta, à, ta vẫn luôn coi nhị tổng quản là tỷ tỷ, nhưng ta xuất thân thấp kém. Tuy nhiên, nhị tổng quản không hề để tâm đến việc này. Cô ta trả lời, ngươi nghĩ vậy thật sao? Ngươi xem, nhiều năm như vậy, thất thúc có từng chọn ai, lại có mấy người lúc đối mặt yêu đau không hề lùi bước, toàn lực lao tới. Ta coi ngươi là đệ đệ, không quan tâm xuất thân của ngươi. Huống hồ chủ thượng đã phong ngươi làm điền vệ, tuy chuyện xảy ra tình cờ. Bùi Liệt hỏi anh chủ làm khó nhị tổng quản vì chuyện của yêu đao sao? Hoành Sư ảnh thấy bùi liệt lo lắng như vậy thì cũng chấn an cậu, "Đừng lo, chủ thượng nhìn giống như tùy tiện, nhưng không phải người không hiểu tình hình. Độc Cô Thiên Uy hồi trẻ là công tử ưu tú số 1, số 2 của hoàng tộc Độc Cô, trông hoàn toàn khác với hiện tại. Độc Cô Thiên Uy là thúc thúc của đương kim hoàng đế, lúc hoàng đế còn là thái tử, đảm nhận giảng dạy cho thái tử, tình cảm hai thúc cháu sâu đậm. Độc Cô Thiên Uy vẫn luôn cẩn thận lời ăn tiếng nói, cố hết sức dính vào triều chính, nhưng lòng đế vương khó đoán." hoàng đế kiêng rẻ thân phận tông thất của độc cô thiên uy cộng thêm ngài ấy và thái tử thân thiết lệnh lão thừa tướng đào nguyên phong trừ khử ngài ấy lúc này vị quyền thừa danh chấn thiên hạ này đã ở tuổi xế chiều ông ấy bày thiên la địa võng quyết tâm trước khi mình qua đời giải quyết độc cô thiên uy may mắn độc cô thiên uy kịp thời cảnh giác được giả vờ dáng vẻ hoang dâm hưởng lạc mong tránh họa cuối cùng vào lúc quan trọng ta dùng các mối quan hệ tích lũy lúc làm hoa khôi mới có thể chuyển nhà tới đông hải ngài ấy cảm ơn ta cứu ngài ấy lúc nguy nan nên cho ta quản lý bạch nhật lưu ảnh thành cũng biết rõ chỉ có năng lực và mánh khóe của ta mới có thể tiếp tục vận hành lưu ảnh thành vậy nên ngài ấy sẽ không làm khó ta cuối cùng thì bùi liệt cũng hiểu được đại khái câu chuyện hóa ra là vậy vậy chuyện yêu đau là ta đã làm khó nhị tổng quản sao ta có thể giúp gì cho người nhị tổng quản nhắm nghiền đôi mắt dáng vẻ có chút hờ hững hoa khôi cũng được nhị tổng quản cũng thế đều là hư danh ta biết bản thân chỉ là hoành sơ ảnh ngươi coi ta là tỷ tỷ chính là giúp đỡ lớn nhất cho ta rồi sau này lúc không có người ngoài ngươi có thể gọi ta ảnh tỷ tỷ không bùi liệt có chút sững người từ lời đề nghị bất ngờ của nhị tổng quản nhưng từ lâu cậu đã luôn muốn có một người tỷ tỷ cậu cười ngây ngô đáp ưm ảnh tỷ tỷ bùi liệt liều mạng cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ hoành sơ ảnh cũng cưng chiều mà cụng đầu vào đầu bùi liệt tiểu bùi ngoan lắm chuyện yêu đau, tỷ tỷ đối phó được ngươi yên tâm đi làm việc của mình tỷ tỷ sẽ dốc sức ủng hộ ngươi bùi liệt bỗng nhớ tới chuyện gì đó cậu hỏi về yêu đao có một chuyện ta vẫn mãi chưa nói cho tỷ tỷ vì cầm ma tiền bối trước lúc mất có dặn ta chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nhưng tỷ tỷ là người thân, ta tin cầm ma tiền bối có thể hiểu cho, trước lúc mất, cầm ma tiền bối dùng đoạt xá đại pháp để lại ý thức trong cơ thể ta, ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân ta ở trong buổi tiệc đối mặt yêu đao thiên liệt có phản ứng như vậy, không biết việc này có giúp được cho tỷ tỷ xử lý chuyện yêu đao không, hoành sơ ảnh nghe thấy tin này thì toát cả mồ hôi, đây quả là một tin tức đáng giá, nhị tổng quản dẫn bùi liệt đi ra sau viện, cô ta nói, cửa sau này có thủ vệ của ta, từ đây đi ra sẽ không gặp phải tầm mắt của thế tử. Bùi Liệt không ngờ hóa ra còn có con đường này, cậu bái biệt tỉ tỉ, ta đi trước đây, ảnh tỉ tỉ, ta luôn chờ nghe phân phó của tỉ. Nhị tổng quản đứng nhìn bóng lưng Bùi Liệt quay người rời đi, trong cô lúc này có rất nhiều tâm sự. Hoành Sơ ảnh nghĩ, xem ra chỉ có thể cược một ván thôi. Tại phủ của Bùi Liệt, cậu lúc này đang tắm, thân hình cậu vô cùng cường tráng, múi nào ra múi đó. Bùi Liệt thầm cảm khái, không cần dùng một chậu nước rửa mặt với mười mấy người của canh dần phòng, cảm giác đúng là thoải mái. Bỗng Tế Nhi xuất hiện khiến Bùi Liệt giật bắn người cô hồ hời bảo bùi đại ca ta mang y phục mới làm tới rồi đây cậu vội ôm lấy thân mình mặt đỏ ửng lắp bắp nói thời tễ nhi cô cô vào làm gì tễ nhi lại đáp rất hiển nhiên đương nhiên là hầu hạ đại nhân thay đồ bùi liệt vội đẩy tễ nhi ra ngoài cô cô ra ngoài trước đi ta quen tự mình làm cậu đeo hộ thủ mặc y phục vào chỉnh tề tễ nhi nhìn bùi liệt không khỏi mê mẩn hoa hợp quá bùi đại ca đúng là có phong phạm của điền vệ đại nhân đeo đôi hộ thủ này bùi liệt cảm thấy hành động cũng tiện hơn nhiều cậu khởi động mấy quyền đấm càng làm tễ nhi thêm mê đắm bùi liệt quyết tâm được rồi hôm nay phải luyện tập chăm chỉ với lão hồ ở tại chỗ cũ bọn họ vẫn thường giao chiến lão hồ đã đến ông khanh cậu bộ dáng hôm nay được đấy bùi liệt thắc mắc hỏi lão hồ hôm nay dùng đao gỗ à nhưng đao là thiết tâm mộc thật sự lão hồ đáp khá lắm hôm nay ta sẽ toàn lực tấn công chỗ hiểm của ngươi sẽ không lưu tay vậy nên ngươi phải nghiêm túc vào với lực của ta đao gỗ cũng có thể lấy mạng người cậu đáp lời ông ta hiểu rồi bắt đầu đi hai người nhanh chóng vào trận chiến lão hồ mới vào trận đã tấn công cực kỳ quyết liệt hai người chẳng ai nhường ai nữa mà quyết tâm đấu bằng hết sức mình lại là một trận đánh nhau nảy lửa lúc này ở viện bên của nhị tổng quản bạch nhật lưu ảnh thành tiếng của nhị tổng quản vang lên hai người đó vẫn đang luyện võ ở núi phía sau hạ nhân tâu hồi bẩm nhị tổng quản đúng vậy hơn nữa bùi liệt có vẻ tiến bộ rất nhanh cô ta đáp được rồi ngươi lui xuống sắp xếp trước đi chuyện đó ngày mai hãy thông báo cho họ hạ nhân tâu vồng nhưng hắn cũng có điều thắc mắc chỉ không biết hồ đại hiệp có đồng ý không nhị tổng quản nói việc này không cần ngươi lo đừng tiết lộ tin tức là được thứ khác đưa đi hết rồi chứ hạ nhân đáp hồi bẩm nhị tổng quản phân phó của người đều đã đưa đi cô ta nghe vậy khá vừa ý tốt trong tờ này là việc sắp đặt cuối cùng lui xuống đi nghe vậy tên hạ nhân cũng cáo lui xin rời đi trung dương cáo lui nhị tổng quản bước tới kéo cánh cửa ra cô nhìn về phía bầu trời thầm nghĩ sách mã cuồng ca hà nếu người như tên trái lại đáng để cược một phán yêu đau điều gì nên tới rồi cũng sẽ tới trong một y quán tiếng bùi liệt rên rỉ vang lên ôi ra đau cậu đau nhăn mặt kêu ui ra bùi liệt được một vị y phu chữa trị nhìn thấy mình vậy mà lại có thể hoạt động lại bình thường nhanh như vậy bùi liệt cảm thán hoa vậy là xong rồi trình lão không hổ là thái y lệnh về hưu nói chứ lão hồ chiêu cuối của huynh lợi hại đấy lão hồ đáp ta đã dùng tới cả nội lực có thể dna hát nhiều chiêu như vậy với ta ngươi cũng xem như đạt tiêu chuẩn sau đó hồ ngạn chi quay sang hỏi xin hỏi trình lão bích hồ cô nương lúc trước đương nhiên cả a ngốc họ sao rồi hôm nay có thể thăm không trình lão đáp tuy chưa tỉnh táo nhưng bệnh tình đã ổn định hôm nay hai vị có thể theo lão phu đi thăm ngoài ra lão phu cũng có chút phát hiện khác với cái mà hai vị gọi là yêu đào nhập ba người kia đang đứng im lặng trầm ngâm nhìn một người phụ nữ đang nhắm mắt nằm trên giường hồ ngạn chi khoanh tay cúi đầu nhìn xuống lo lắng hỏi cô ấy hôn mê thế này thật sự không sao chứ gương mặt bích hồ đang nằm trên giường có vết thương dài trên má trình lão nói thế này trái lại tốt cho cơ thể cô ấy hồi phục nếu tỉnh khó tránh phải chịu nỗi đau do vết thương dày vò Trình lão vuốt ve bộ râu mình ngẫm nghĩ suy đoán lão phu tin chắc trước đó bích hồ cô nương đuổi đánh nghi dặm là bị cưỡng ép dùng tiềm lực vào không đủ ra cơ thể cô ấy đã tới cực hạn kéo dai thêm một khắc e là thần tiên khó cứu cũng không biết cô ấy làm cách nào chống đỡ trạng thái như vậy nỗi đau ngũ tạng muốn nứt ra đó nói đến đây bùi liệt chợt nghi hoặc mà hỏi khi đó cô ấy giống như hoàn toàn không biết gì chẳng lẽ bị thuốc gì đó khống chế Trình lão đáp, thuốc có thể phát huy tiềm lực quá độ, lão phu học y gần 50 năm, chỉ từng thấy ba loại, nhưng bất kể loại nào, dấu hiệu bệnh đều không thể giống của Bích Hồ cô nương, hơn nữa lão phu đã kiểm tra, trên người Bích Hồ cô nương không có tàn lưu của thuốc. Lão Trần An, đối với đại phu mà nói, tin trên đời có thuốc có công hiệu kỳ diệu kiểu này, không bằng tin có ma quỷ, hiện giờ Bích Hồ cô nương chỉ cần thuận khí huyết lưu thông, từ từ điều dưỡng, tính mạng không đáng ngại. Hồ Ngạn Chi nhíu mày lo lắng hỏi, vậy vết sẹo trên mặt cô ấy còn chữa được không? Ông trả lời, nghe nói trong Đông Hải có một dị nhân, được xưng là ngoại khoa thánh thủ, biết thuật cắt thịt tái sinh, nhưng muốn tìm người này giúp thì có hơi rắc rối. Bùi Liệt hỏi tiếp, vậy, thiếu niên tên A ngốc đó thì sao? Trình lão nhớ lại hình ảnh nhạc trấn hải ghê rợn cùng với đôi ngươi màu tím rồi tường thuật lại sự việc. A ngốc khắp bích hồ, cậu ta trúng độc, kịch độc này thâm nhập thông qua vũ khí xuyên qua tay, chủ yếu qua kinh thủ quyết âm tâm bảo, độc tố tiến vào hai mạch nhâm, từ đó dẫn tới tà thịnh dương vong, tuy cắt đứt nguồn cung cấp sẽ từ từ biến mất, nhưng lại ảnh hưởng sinh sản nếu cậu ta đụng vào thanh đao đó lần nữa e là đến tính mạng cũng khó giữ ông nói tiếp thành chủ muốn hắn lại dùng thiên liệt đấu với nhạc thần phong xem ra phải nghĩ cách thuyết phục thành chủ thu hồi lệnh bùi liệt càng ngày càng hoang mang sợ hãi hồ ngạn chi cúi đầu nhắm mắt hỏi người ngươi nên thuyết phục nhất là bản thân a à ngóc nhỉ ông nói tận mắt nhìn nhà tan cửa nát người không trải qua rất khó tưởng tượng việc này với một đứa trẻ mà nói có ảnh hưởng lớn thế nào bùi liệt lên tiếng gọi lão hồ hoàng anh từ bên ngoài bước vào cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người ấy bùi liệt mọi người tới lúc nào thế hồ ngạn chi hào hứng chạy lại mở nắp ra hỏi là hoàng anh cô nương à cầm gì thế nhìn có vẻ rất ngon hoàng anh nhíu mày bực bội xua đuổi buông tay cái này là bồi bổ sức khỏe cho bích hồ bấy giờ trình lão lên tiếng các vị lão phu cáo từ bên a ngốc mấy hôm nữa lại tới thăm cậu ta bùi liệt quay lưng lại đáp a à, vất vả cho trình thái y lo lắng ông mỉm cười bảo vất vả gì chứ những năm làm thái y thật sự quá nhàm chán các vị đưa hai sắc rồi tới trái lại đã khơi lên chút anh hùng trong ta nếu có thể tiến thêm một bước giải độc này đúng là không uổng đời này bùi liệt cúi đầu tiễn trình lão đi còn hoàng anh đang chống cằm ngẩn ngơ suy tư cô chạy nhào lại hồ ngạn chi hối hả nói hồ đại ca ta đột nhiên nhớ ra một chuyện cần nói riêng với tiểu bùi hay huynh chăm sóc bích hồ giúp ta một lúc nhé đột nhiên cô nhanh như chớp nắm tay bùi liệt kéo đi tiểu bùi nhanh theo ta cậu ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì đã bị lôi đi ấy cậu vừa chạy theo cô vừa hỏi hoàng anh có muốn nói gì Hai người đến bên bờ hồ, cô ngồi xuống ngước mắt lên thở nhẹ đáp, "Phù, phù, không có chuyện gì đặc biệt, chúng ta ra ngoài mới có thể để lão hồ và bích hồ ở riêng mà." Bùi Liệt vẫn không hiểu ý cô nói là gì, "Lão hồ, vì sao?" Hoàng Anh ngước mặt lên nhìn cậu giải thích, "Ngươi không nhìn ra à, hắn có ý với bích hồ, hôm nay không phải lần đầu hắn tới hỏi chuyện bích hồ rồi." Nghe thế Bùi Liệt ăn xoe mắt kinh ngạc như không tin lời vừa nghe được, "Ấy, thật, thật không?" Cô bỗng chuyển chủ đề, "Đừng nói bọn họ nữa, nói về người đi." mấy hôm nay ngươi đều không tới hỏi thăm hồng tỷ thế nào cậu ngượng ngùng đỏ mặt gãi đầu lắp bắp trả lời ta ta vẫn luôn cho cô ấy lần trước ở buổi tiệc ta không tới kịp vậy nhị trưởng viện sức khỏe cô ấy không vấn đề gì chứ cô nheo mắt nói nếu đã quan tâm tỷ ấy như vậy ngươi có thể đích thân đi thăm mà bùi liệt nghe thế ngập ngùng hỏi việc này thích hợp không cô ấy sẽ gặp ta chứ à hoàng anh lạnh lùng cất ngang lời cậu hiện giờ ngươi đã là điển vệ đại nhân đừng lèm bèn nữa cô liếc đôi mắt trong trèo ấy nhìn cậu Dây sau cô đứng dậy kiên quyết khẳng định, "Quyết định vậy đi, ta đi nói với Hồng tỷ ngươi muốn đi thăm tỷ ấy, ngươi chuẩn bị đi." Bùi Liệt Hối hả hỏi, "Đợi đã, cô, sao cô nhiệt tình thế?" Hoàng Anh mỉm cười tươi trêu chọc, "Trêu ngươi vui, ta cũng vui." Nhưng chưa kịp nói xong cô đã rời khỏi làm cho anh ngơ ngác đứng ở đó. Cậu ngại đỏ mặt thầm nghĩ, "Vẫn mãi chưa nói chuyện được với nhị trưởng viện." Bùi Liệt nhìn bản thân mình dưới hồ nước suy tư tìm cách, nếu dùng lý do đưa đồ thăm hỏi, có lẽ không vấn đề gì nhỉ? Ánh sáng chói la vang vọng tiếng hai người đối thoại hắn muốn gặp ta là hắn tự nói sao người kia đáp đúng thế hồng tỷ chính hắn nói với ta hoàng anh mỉm cười cầm quần áo hỏi cô hồng tỷ có cần chuẩn bị chút không nữ trang nhị tổng quan đưa tới lần trước vẫn còn nhiễm hồng hà thắc mắc ta à, vì sao ta phải gặp hắn hoàng anh nhẹ nhàng đặt bộ đồ trên bàn rồi đáp có lẽ hắn quan tâm hồng tỷ đó nhắc tới chúng ta cũng đã gửi thư mấy ngày rồi có lẽ mấy hôm này đại sư tỷ cũng sắp tới rồi đến lúc đó cô nói tiếp cũng đến lúc đón chúng ta về thủy nguyệt đình hiên Lời nói ấy khiến cho Nhiễm Hồng Hà kinh ngạc tròn to mắt nhìn, Nhiễm Hồng Hà hai bàn tay nắm chặt nhau lên tiếng, "Việc này, quả thật chúng ta đã làm phiền Lưu Ảnh Thành mấy ngày rồi, trái lại cũng nên cảm ơn một tiếng." Hoàng Anh căn dặn cô mấy lời rồi quay lưng rời đi, "Vậy không phải vừa hay sao, ta lập tức đi thông báo hắn tới phòng khách đợi tỷ, ta để y phục bên cạnh rồi nha." Cô định khuyên ngăn, ấy, nhưng chưa kịp nói xong thì Hoàng Anh đã rời khỏi để lại cô ngồi một mình ở đó trầm ngâm suy tư. Nhiễm Hồng Hà nhìn bộ đồ được đặt trên bàn thầm nghĩ, "Hắn muốn gặp ta?" Cô nhớ lại vô vàn những hình ảnh cùng với bùi liệt trong quá khứ. Cô suy tư, mấy hôm nay thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng cô cũng quyết định bước vào phòng thay đồ. Bộ quần áo cũ được để lên trên thành tường. Những Hồng Hà vừa cài áo vừa lo lắng nghĩ ngợi, hắn không vì ta không để ý hắn mà giận ta chứ? Cô trải lại mái tóc đen mượt của mình. Cuối cùng cô cũng thay đồ xong xuôi như hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Cô mặc một bộ đồ có màu xanh mà có những hoa văn thật độc đáo sang trọng. Cô nhìn bản thân mình qua gương cũng không khỏi bất ngờ. Đây là ta, nhiễm hồng hà đỏ mặt thầm nghĩ, thế này, có lẽ không vấn đề gì chứ. Bên bờ hồ, bùi liệt gãi đầu ngương ngùng bảo, nhị trưởng viện đồng ý gặp ta, ta vừa tìm chút mứt hoa quả, do nhật cửu phơi mấy ngày trước, Hoàng Anh vui mừng đáp, tốt, tốt, ngươi nhanh qua đi, Hoàng Anh nói, ngươi ở trong sảnh đợi hồng tỷ, ta đi đun bình nước pha trà cho hai người, bùi liệt đỏ mặt ngại ngùng định ngăn lại, ấy. Sau đó cô cũng rời đi để lại một mình bùi liệt ngẩn ngơ với dòng nghĩ nên làm gì, ta nên nói gì đây gương mặt cậu ửng hồng cầm rổ mứt vừa đi vừa tập thoại sẵn trước khi gặp mặt nhị trưởng viện đây là mứt quả tươi không đúng rồi cậu lại nghĩ ra câu khác để nói những cô nương sức khỏe cô thế nào ăn chút mứt đi cậu cứ thế lẩm bẩm mãi để tìm ra được một câu ưng ý hay là gọi cô ấy là nhiễm nhị trưởng viện đi ừm nhiễm nhị chu ỏng viện đây là mứt quả mới phơi được nói vậy đi nhiễm hồng hà ở trên lầu nhìn xuống thấy cậu lòng thầm nghĩ là bùi liệt cô hà hốc mồm ngạc nhiên nghĩ nhanh vậy đã đến rồi sao vậy ta đúng rồi nên bảo hắn đợi ở sảnh trước sau đó ta mới đi ra bùi liệt ven tấm màn lú đầu vào chào hỏi tại hạ bùi liệt đã làm phiền cậu đứng hình ngạc nhiên không nói gì khi thấy thải lam ở trước mặt hai người ngơ ngác trao ánh mắt nhìn nhau dây sau thải lam run rẩy lắp bắp nói ngươi ngươi bùi liệt vui vẻ chào hỏi đây không phải thải lam cô nương sao thải lam cô nương cô đỡ hơn chưa ta tới thăm lời chưa nói dứt câu bỗng bình hoa từ xa đang bay tới thải lam xanh mặt lo sợ lùi ra sau quát lớn ngươi ngươi tới làm gì nhanh cút ra ngoài. Bùi liệt nhẹ nhàng hỏi, Thải Lam cô nương, ta là bùi liệt đây, cô không nhận ra ta sao, trước đây, nhưng lại chưa nói hết, cô liên tục mím môi lắc đầu hét lớn, a a a, cầm miệng, không được nhắc chuyện đó. Thải Lam nhớ lại chuyện quá khứ cô mếu máu ôm thân khóc, giải độc cái gì, ta thả chết đi, chuyện này nếu để người khác biết, rồi cô nhíu chặt mày khẳng định, ngươi có hóa thành cho, ta cũng nhận ra, cô nhanh chóng xoay lưng ra sau lấy thanh kiếm của mình, cô rút thanh kiếm ra, Thải Lam đen mặt chỉa thẳng thanh kiếm hướng về phía bùi liệt cô run rẩy lắp bắp cảnh cáo, ngươi còn dám tới, là vì chuyện, chuyện lúc trước, liền, liền coi chúng ta thành loại nữ nhân đứng đắn à. Bùi liệt ngơ ngác nhìn cây kiếm trước mắt mình mà không ý cô nói là gì. Những hồng hà đang bước xuống lầu thì nghe ở phía dưới có tiếng nói chuyện ồn ào, ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Cô khó hiểu mím môi thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện gì. Bùi liệt đưa tay ra hối hả hòa giải, thải lam cô nương, xin cô bình tĩnh, ta chưa từng nghĩ như vậy, ta, ta tới bái kiến nhiễm nhị. Trước đó Hoàng Anh cô nương đã thông báo giúp ta, Thải Lam không nghe cậu giải thích mà tức giận quát, câm miệng, ngươi, ngươi còn dám nhắc nhị trưởng viện, ngươi không biết tỷ ấy là trưởng môn sau này sao, ở Thủy Đình Hiên, tỷ ấy là người có khả năng kế thừa trưởng môn nhất. Cô càng nói càng tức giận lớn tiếng mắng, một kẻ thất phu vô danh như ngươi, làm việc đó với chúng ta, với tỷ ấy, nếu truyền đến tai trưởng môn, thanh danh cả đời này của tỷ ấy, vị trí trưởng môn tương lai của tỷ ấy sẽ bị ngươi hủy sạch, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không, có lấy mạng ngươi cũng không để nổi lời nói ấy làm cho bùi liệt đứng hình cứng họng không nói được được lời nào như dây sau cậu đổ đầy mồ hôi run rẩy lắp bắp nói à tiếng bước chân nhiễm hồng hà ngày càng vội vã đi nhanh hơn cô thầm nghĩ thải lam cô đang nói gì vậy bên ngoài bùi liệt cố gắng giải thích từ lúc đầu ta chỉ muốn cứu tính mạng nhị trưởng viện và các vị tuyệt đối không có ý khác bỗng nhiễm hồng hà dừng bước lại trầm mặt khi nghe câu nói ấy trong đôi mắt thâm sâu ấy nghĩ ngợi lời nói của cậu chỉ vì cứu người cô ngập ngừng thơ thẩn đứng ngay sau cửa thải lam hét lớn chửi ai quan tâm ngươi nghĩ thế nào trước mặt một kiểu sau lưng có ý với đệ tử thủy nguyệt ta thấy nhiều rồi nếu ngươi thật sự nghĩ cho hồng tỷ vậy mãi mãi biến khỏi tầm mắt của tỷ ấy bùi liệt mím môi câm nín liếc mắt nhìn chỗ khác như đang có ý đồ gì đó cậu nhanh chóng cầm giỏ mứt đưa cho cô rồi nói vậy vậy chí ít xin cô đưa giỏ mứt quả này cho nhị trưởng thải lam cảnh cáo ngươi đừng qua đây đột nhiên cô lùi lại chúng cái ghế khiến cho cô ngã người về sau ôi ra bùi liệt thấy vậy hối hả chạy lại đỡ cô ấy thải lam cô nương cẩn thận thải lam kinh ngạc tròn mắt nhìn tay bùi liệt đang nắm lấy cánh tay mình cô tức giận vung kiếm hét lớn không được đụng vào ta cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cây kiếm ấy đã đâm thẳng vào lòng bàn tay bùi liệt máu văng tung te khiến cho anh ngã ngửa ra sau buông tay làm rơi giỏ mứt. những quả mướt trong giỏ bị rơi ra lăn lóc xuống sàn bùi liệt đau đớn ôm bàn tay nhảy ra sau thải lam sợ hãi há hốc mùm che lấy tay che mặt cô lắp bắp bảo ta ta đã cảnh cáo ngươi là ngươi không nghe cứ muốn lại gần ta việc này đều tại bản thân ngươi bùi liệt cúi mặt xin lỗi đã làm phiền tại hạ cáo lui trước cậu một mạch nhanh chân chạy ra ngoài hoàng anh thấy cậu chạy ra như thế mà khó hiểu liền thắc mắc ấy bùi liệt sao lại đi rồi tay ngươi sao thế bùi liệt không trả lời câu hỏi của cô mà đâm đầu chạy thẳng ra ngoài cổng cô cảm thấy có chuyện không lành mà khó chịu nhíu mày liếc mắt nhìn vào bên trong nhà hoàng anh từ bên ngoài kéo chiếc rèm cửa mà bước vào hoàng anh cô thấy trạng thái và hành động của thái lam biết rằng cô đã làm gì mà run rẩy trách vấn là cô cô dùng kiếm đâm bùi liệt bị thương Thái Lam cô vẫn chưa nhận ra được cái sai của mình mà vẫn tự coi bản thân mình làm là đúng mà hét lớn cãi lại. Tên vô sỉ đó vọng tưởng dùng chuyện chúng ta gặp nạn giải độc lúc trước để ép chúng ta đáng đời hắn. Nghe những lời nói ngu ngốc của Thái Lam Hoàng Anh liền di chuyển cánh tay mình lên di chuyển một cách nhanh chóng. Ngay sau đó bàn tay Hoàng Anh tiến đến và cái bốp vào mặt Thái Lam. Cú tát đó mạnh mẽ tới nỗi ngay lập tức vùng má Thái Lam bị Hoàng Anh tác động lập tức chuyển đỏ ửng. Đồng thời cái tát này cũng khiến Thái Lam mất cân bằng chuẩn bị ngã xuống đất. Thái Lam cô ngã xuống cả người run rẩy. Hoàng Anh vẫn tiếp tục nói, nữ nhân tối tăm được chiều thành quen như cô cả ngày ngoài thay đồ làm đẹp, trong não heo cô còn gì nữa. Sau khi thực hiện cú tát trời váng cho Thái Lam cô ta tỉnh ngộ, Hoàng Anh cô lúc này mới rưng rưng nước mắt bắt đầu giải thích, tên vô sỉ mà cô đâm bị thương vất vả cứu cô khỏi yêu đau vạn kiến, không tiếc mạng sống hộ tống từ Thủy Nguyệt Đình Hiên đến nơi này. Phía dưới Thái Lam bắt đầu chảy nước mắt mà ngồi lắng nghe Hoàng Anh nói, nếu không phải hắn e là cô đã bị chém thành từng khúc từ lâu rồi, càng đừng nói có cơ hội ở đây mặc đồ đẹp, ai cũng có thể mắng hắn vô sỉ nhưng cô thì không được. Cô luôn miệng thủy run đình hiên e là trong lòng đã coi bản thân là người kế thừa trưởng môn rồi ấy nhỉ thứ thân phận thấp kém cũng dám thay hồng tỷ làm chủ. Quát Thái Lam một hồi, Hoàng Anh mặc kệ Thái Lam ngồi gục phía dưới mà vội vã chạy ra bên ngoài gọi to hồng tỷ. Đi ra bên ngoài Hoàng Anh vội vàng lên tiếng, hồng tỷ tỷ mau đuổi theo đi, tiểu bùi hắn. Nghe những gì Hoàng Anh nói hồng tỷ cô cũng đã biết xảy ra chuyện gì mà nằm gục xuống bàn với khuôn mặt buồn bã rất bình tĩnh đáp lại, để hắn đi đi. Hồng tỷ ngồi một cách buồn bã ở cầu thang mà đáp lại, không cần đuổi theo, đã không còn gì nữa. Phía dưới Hoàng Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được. Nhưng Hồng tỷ. Tuy nhiên sau khi quan sát thấy trạng thái của Hồng tỷ cương quyết như vậy, Hoàng Anh cũng không nói hết câu mà chỉ im lặng. Nhưng trong lòng Hoàng Anh lúc này cô nghĩ Hồng tỷ tương lai, tỷ đừng hối hận đấy. Khi này bên ngoài có tiếng khách tới thăm, Hoài Nhị tổng quản lâu ngày không gặp Thiệu Mỗ xin phép, Hoài Nhị tổng quản cũng đáp lại không dám không dám. Thiệu Tam ra đích thân tới lưu ảnh thành thật sự là vinh hạnh của bổn thành được biết người này là tam đương gia lộ lập đinh châu của thanh phong chiếu đệ nhất đúc hiệu đông hải thiệu lan sinh thiệu lan sinh anh ta nói hoành nhị tổng quản nặng lời rồi mạo muội tới báo phỏng là tại hạ đường đột nghe vậy hoành nhị tổng quản cũng tươi cười đáp lại tam gia nói gì vậy rõ ràng là thiếp thân thiếp đãi không chu toàn tam gia ngài nói sớm một tiếng cũng tiện để thiếp thân sớm chuẩn bị thiệu lan sinh dáng vẻ là một tên thư sinh liền đáp lại nhị tổng quản nói vậy thì ta yên tâm rồi thiệu mỗ lần này ra ngoài không đại diện thanh phong chiếu là một mình du sơn ngoạn thủy đi tới nơi này liền tối gặp mặt nhị tổng quan nghe vậy nhị tổng quản cũng đáp lại chẳng trách đến một tùy tùng tam gia cũng không mang theo mời ngồi trung dương lên trà thượng đẳng nhất sau khi tiếp đãi tên thiệu lan sinh nhị tổng quản liền nghĩ thầm không ngờ người tới đầu tiên lại là người của thanh phong chiếu người này miệng nói tới bãi phòng tuyệt đối không chỉ là du sơn ngoạn thủy với ánh mắt đầy ẩn ý cô nghĩ tiếp nhưng thanh phong chiếu trái lại ta không thể nắm rõ hoàn toàn điều họ cần để xem hắn nói thế nào nhị tổng quản cô ta tiếp lời người ta nói thiệu tam gia văn võ song toàn quanh năm dành tình cảm cho sông núi lớn xem ra không phải là giả thiếp thân tò mò thứ đó chính là hành lý của tam gia sao nhìn vào đống hành lý toát lên vẻ một tên thư sinh tên tam gia này liền đáp lại hành lý thô sơ để nhị tổng quản chê cười muốn vẽ cảnh núi sông không thể thiếu đào hố nấu cơm nơi hoang dã nghe vậy nhị tổng quản vui vẻ tiếp lời uy danh đệ nhất đúc hiệu của thanh phong chiếu vang xa ai có thể ngờ tam đương gia lại có thể phiêu giật thoát tục thế này tên tam gia này cũng cười mờ đáp lại nào nói được là thoát tục chỉ là từ bỏ thích chấm bút vẽ vòi thôi bên cạnh kẻ người hầu liền bưng trà rót nước cho hắn tam gia là một người thư sinh liền lên tiếng cảm ơn nhị tổng quát vẫn tiếp lời lệnh huynh thiệu đại dương gia vẫn khỏe chứ thiếp thân rất kính trọng ngài ấy không chỉ thuật đúc đệ nhất thiên hạ làm người càng khiêm tốn chính trực điều hiếm có nhất là quanh năm phát tiền cứu tế bách tính đều nói trời giáng sương ngọt cứu hạn hán đông hải bồ tát thiệu hàm tôn tên tam gia này là một người khiêm tốn mà xua tay nói lại hổ thạnh có điều thanh phong chiếu có thể có ngày hôm nay quả thật hoàn toàn dựa vào gia huynh bình thường huynh ấy đề cao tiết kiệm thấy ta thích du sơn ngoạn thủy liền thường dạy ta không quên chính nghiệp khi này tên tam gia mới nhớ ra thứ gì đó mà lấy trong đống đồ của mình ra một chiếc hộp đúng rồi nhắc tới gia huynh lúc ra ngoài huynh ấy giao cho ta món đồ này nói nếu đi tới lưu ảnh thành thì tặng cho nhị tổng quản với một tư thế hết sức là lịch sự hắn ta hai tay mà đưa cho nhị tổng quản chiếc hộp này vẫn mong hoành nhị tổng quản nhận cho nghe những lời của tam gia nói như vậy hoài nhị tổng quản có chút bất ngờ mà thốt lên ổ sau khi mở chiếc hộp ra trong đó là một thanh kiếm ngắn được bọc bởi một lớp sắt màu sẫm cô ta liền ngạc nhiên tốt lên đây là sau khi cầm thanh kiếm lên nhị tổng quản liền rút thanh kiếm khỏi trước vỏ của mình bên trong lưỡi thanh kiếm được khắc họa những chiếc vảy rồng cho thấy sức mạnh của nó như một con rồng mạnh mẽ nhị tổng quản thầm nghĩ đường vân và độ bóng này không đúng để giải đáp sự nghi ngờ nhị tổng quản liền quay lại nói chuyện với người hầu của mình trung dương đao ngươi đao là cấp vũ phường hiệu giáp trung dương lễ phép đáp lại hồi bẩm nhị tổng quản đúng thế cô ta liền ra lệnh mang ra đây kế đến nhị tổng quản cô ta cầm thanh kiếm mà tiến gần trung dương trung dương liền rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ dâng lên một cách lịch sự để cho nhị tổng quản thử độ bền nhị tổng quản ra lệnh trung dương ngươi cầm chắc lấy trung dương hắn ta đáp lại xin nhị tổng quản yên tâm nói rồi nhị tổng quản dùng thanh kiếm chém về phía trung dương trung dương mặt không biến sắc mà sẵn sàng đỡ đòn đánh của nhị tổng quản ngay sau khi thanh kiếm được hạ xuống cùng với đó là một ánh sáng chói la phát lên thanh kiếm cấp giáp của trung dương ngay lập tức đã bị thanh kiếm được vẽ hình dáng con rồng chém đứt thấy thanh kiếm của trung dương bị cắt ngay sau khi chém xuống nhị trưởng quầy ngạc nhiên mà nghĩ đây tuyệt đối không phải binh khí bình thường lực của người bình thường như ta đã có thể làm tới mức cắt sắt không tiếng động nếu cao thủ võ công cao cường sử dụng. Sau khi trải nghiệm xong nhị tổng quản quay sang nói với tam gia kiếm này vô cùng khéo léo, để đảm bảo sắc bén như cố ý làm mỏng như cánh ve. Nếu là kiếm dài bình thường e là khó giữ được tính dẻo, đúc thành quả đoàn kiếm quả thật là cách tuyệt vời. Thiếp thân nghe nói thiệu đại dương gia đã đóng lò luyện nhiều năm, món thần khí này. Nghe lời của nhị tổng quản hỏi vậy tam gia vừa nhâm nhi tách trà vừa đáp lại, nhị tổng quản nhãn quang độc đáo tác phẩm đắc ý nhất cả đời của gia huynh chính thanh kia để em khí được người trong giang hồ gọi là quân thiên cửu kiếm kiếm này chính là một trong số đó gia huynh từng nói thiên địa chính khí không ở dài mà là kiên cố một lòng vệ đạo mũi một thước cũng không phải không được vì vậy đặt tên kiếm này chính khí nghe những lời của tam gia nói vậy nhị tổng quản bất ngờ thầm nghĩ đây chính là quân thiên cửu kiếm bất ngờ một lúc nhị tổng quản cũng đáp lại thư quy gia thế này sao thiếp thân dám không có công mà dám hưởng lộc xin tam gia mau nhận lại tam gia hắn giơ tay tỏ vẻ từ chối mà đáp lại với giao tình của hai nhà chúng ta nào phải chỉ bằng một thanh kiếm, nhị tổng quản đừng từ chối. Nghe vậy nhị tổng quản cũng đáp lại, thiếp thân hoảng hốt tại đây cảm tạ, chỉ là tam gia chuyến này chắc không chỉ để ban kiếm nhỉ? Khi này tam gia hắn nhắm mắt lại mới nói mục đích thật sự, vốn chuyến này có cốc trà này của nhị tổng quản là đủ rồi, chỉ là mấy ngày trước ta tới gần Vương Hóa trấn nghe nói sai xứ của trấn Đông tướng quân mộ dung nhu tới lưu ảnh thành có ý tham gia vào ba phủ thi đấu, không biết nhị tổng quản có thể nói chi tiết không? Nói xong tam gia nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhị tổng quản cũng đáp lại, Thiệu Tam gia quả nhiên tin tức nhanh chạy, chuyện này thiếp thân đang chuẩn bị thương nghị với hai nhà thành. Xích, Trấn Đông tướng quân đã tấu lên triều đình đổi ba phủ thi đấu thành bốn phủ thi đấu. Tháng 3 năm sau ở Thu Thủy Đình dùng tỷ võ để phân thắng thua, sứ giả của Trấn Đông tướng quân chính là bát hoang đao minh nhạc thần phong. Sau khi nghe nhị tổng quản nói vậy Tam gia đáp, thật sự như vậy, mộ dung nhu thật sự muốn đưa một chân vào, chuyện này chúng ta phải có một cách ứng phó. Mọi người đều biết trong ba nhà xích luyện đường hành động bị ổi, tuy là một trong bảy phái lớn thực tế hành động như thổ phỉ cho nên chuyến này của thiệu mỗ chính là liên minh hợp tác với lưu ảnh thành nghe vậy nhị tổng quản khẽ cúi người đáp lại tốt quá rồi lời của thiệu tam gia vừa hay hợp ý của thiếp thân nếu có thể liên minh với thanh phong chiếu khó khăn này có thể giải quyết rồi tuy nói là như vậy trong lòng cô lại nghĩ tặng thần binh như vậy cho lưu ảnh thành cũng là hiệu đúc e là không có chuyện hời như vậy nếu chị đại xác nhận chuyện đã biết hoặc liên minh cần gì bỗng dưng bỏ ra thanh chính khí kiếm xem ra có chuyện khác tên tam gia này vẫn vui vẻ mà tiếp lời đối mặt với áp đặt bất công chúng ta đương nhiên phải đoàn kết. 30 năm trước yêu đạo loạn thế các phái Đông Hải cũng từng mọi người một lòng chống lại yêu đạo, nhắc tới yêu đạo thiệu mỗ trước khi lên núi nghe nói lưu ảnh thành có vị thiếu niên, nhị tổng quản là người thông minh cũng đoán được mà thầm nghĩ, quả nhiên chủ đề chính đã tới. Khi này bỗng có tiếng người hầu cất lên, khởi bẩm nhị tổng quản, ngoài sảnh quyền trưởng môn thủy nguyệt đình hiên, hứa chi nghi, phó đài thừa mai hoàng kiếm trùng, đàm kiếm hốt, chỉ kiếm kỳ cung, mộc phân sắc cầu kiến, nghe nhiều người tới vậy tam gia có chút ngạc nhiên mà thốt lên ấy. Tam gia nói tiếp, hóa ra là bạn cũ kiếm môn, thiệu mỗ với hứa quyền trưởng môn lâu rồi không gặp, vừa hay nhân cơ hội này bạn cũ tụ họp, thấy hắn ta có ý muốn ở lại đây nhị tổng quản cũng hợp tác làm theo mà nói, đa tạ thiệu tam gia hiểu cho, hà húc nhanh mời khánh quý vào, không được chậm trễ, hà húc nghe vậy liền nói vâng, nhị tổng quản lên tiếng, các vị mời vào, cùng với tiếng nói của nhị tổng quản, ba người nên trên lần lượt COS thành hàng ngang mà bước vào, hà húc ở một bên lịch sự cúi chào. Hứa quyền trưởng môn cúi người lên tiếng trước hoành nhị tổng quản lâu rồi không gặp, hóa ra thiệu tam gia cũng ở đây. Ngay trước nhận được thư của nhị tổng quản được biết đệ tử bổn môn được nhị tổng quản cứu giúp giữ lại, phản ân tình này sau này Thủy Nguyệt nhất định báo đáp. Nghe vậy nhị tổng quản cũng đáp lại, hứa quyền trưởng mô bê nói gì vậy, dưới Thủy Nguyệt môn đều là nữ kiệt thế gian hiếm có ân tình này thiết thân cầu còn không được. Nào nào mấy vị đừng đứng đó nhanh ngồi xuống nếm thử chút trả món của lưu ảnh thành, hứa quyền trưởng môn quay sang nói vậy cung kính không bằng tuân mẹ đàm đại nhân chúng ta ngồi trước rồi nói đàm đại nhân có chút bất ngờ mà ấp úng à đúng đúng ngồi xuống thiệu tam gia và đàm đại nhân cả hai đều cúi người tâng bốc nhau tam gia nói trước đàm đại nhân nghe danh đã lâu đàm đạo nhân cũng đáp lại thiệu tam gia thất lễ thất lễ hứa quyền trưởng môn lên tiếng mấy ngày trước tứ đại kiếm môn ở linh quan điện bao vây bắt yêu đao u ngưng nhị tổng quản tin tức nhanh nhạy chắc chắc hắn đã nghe nói ta không nói lại nữa ngụy vô âm tiền bối truy kích yêu đao đến nay không rõ tung tích chúng ta lại nghe nói lưu ảnh thành cũng bị yêu đao tấn công điều khiến người ta bất ngờ là yêu đao lại bị một thiếu niên chế phục nếu thật sự có chuyện này có thể nhờ hoành nhị tổng quản mời vị thiếu niên này ra nói cho chúng ta chi tiết trong này giúp mọi người giải quyết chuyện yêu đao tên quan đi bên cạnh cũng cúi người lên tiếng tiên lão đài thừa lệnh tại hạ ngăn cản yêu đao nếu liệu ảnh thành thật sự có yêu tao vẫn mong nhị tổng quản có thể để tại hạ mang về tin rằng lão đại thừa cũng muốn gặp thiếu niên chứ phục yêu đao tên mộc tứ hiệp bên cạnh cũng lên tiếng đúng thế gia sư ngụy vô âm cầm yêu đao xích nhãn rời đi nếu lưu ảnh thành có người chế cuộc yêu đao tại hạ cũng muốn hỏi xem có phải gia sư tham gia không trong lòng nhị tổng quản nghĩ nói tới nói lui còn không phải tới lưu ảnh thành ta đòi người đòi đao có điều bọn họ hình như vẫn chưa biết ngụy vô âm đã chết nghĩ rồi cô nói hóa ra vị này chính là mộc tứ hiệp nhìn vào tách trà nhị tổng quản nói các vị có điều chưa biết chuyện cứu người chẳng qua là một vài hạt nhân của lưu ảnh thành trùng hợp đi qua giúp đỡ một tay chủ lực chống lại yêu đao là một mình nhiễm nhị trưởng viện của thủy nguyệt đình hiên Chi tiết trong này mọi người có thể hỏi nhiễm nhị trưởng viện không phải cô ấy đã tới rồi sao? Nói rồi Hà Húc mời nhiễm nhị cùng Hoàng Anh, Thái Lam bước ra, nhìn thấy hứa quyền trưởng môn nhiễm nhị gọi đại sư tỷ, rồi hai người hỏi thăm nhau trưởng môn cô lên tiếng trước, cuối cùng cũng đã gặp được muội không sao chứ có bị thương không? Nhiễm nhị đáp ta không sao Hoàng Anh và Thái Lam cũng không sao, tiểu muội vô năng không thể bảo vệ phái đã để đại sư tỷ lo lắng. Nhị tổng quản mới quay sang nói, đúng rồi Mộc Tứ Hiệp có chuyện này có lẽ cần ngài đi xác nhận một chút Trung Dương. Trung Dương cúi người mà nói, Mộc Tứ Hiệp mời theo tiểu nhân tới sảnh bên một chuyến. Mặc dù hắn ta chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lại a à được. Trung Dương khẽ mời Mộc Tứ Hiệp o tiến tới sau chiếc rèm cửa. Mộc Tứ Hiệp mời qua bên này. Anh ta sau khi được mời tiến tới lại gần bên đó dường như là phát hiện được ra thứ gì đó mà nói hỏi đây là. Nhị tổng quản bên cạnh dõi theo đường đi của hai người họ. Sau khi hai người họ đi vào bên trong, nhị tổng quản hướng ánh mắt theo mà không nói gì. Phía sau mọi người đang bắt đầu nói chuyện với nhau. Khi này bỗng nhiên có một ông quan lúng túng lên tiếng hạ quan cảm ơn cốc trà ngon này của nhị tổng quản trước ông ta chào hỏi xong rồi lúc này mới nói nhưng chuyện yêu đao y giọng đại lão đài thừa xem trọng nhất nếu lưu ảnh thành đã chế phục được yêu đao có thể đưa đao này mặc dù ông ta chưa nói hết nhưng hoành nhị tổng quản là người thông minh liền đoán được ý ông ta nói là gì mà đáp lại xin lỗi thiếp thân không làm được nghe câu trả lời của hoành nhị tổng quản hạ quan lúng túng đáp việc này vì sao hoành nhị tổng quản biết yêu đao vô cùng hung hiểm tam gia bên cạnh cũng lên tiếng nghe nói tập kích lưu ảnh thành và yêu đao thiên liệt Nghe Tam gia hỏi vậy Hoành Nghị tổng quản đáp lại, Thiệu Tam gia nói không sai, nhưng yêu đao thiên liệt này thật sự nguy hiểm, thậm chí có thể tự giết người, vì vậy chủ thượng đã hạ lệnh phong tỏa bất giác, Vân Thượng lâu, nơi để yêu đao đóng trên mảnh gỗ tưới nước đồng đúc, hiện giờ ai cũng không vào được, vậy nên thiếp thân không thể giao yêu đao cho Đàm đại nhân. Đàm đại nhân nghe vậy cũng hỏi tiếp, việc này, vậy người cầm yêu đao này hành hung ở đâu? Hoành Nghị tổng quản liền giải thích, việc này liên quan việc của thành, thần thiếp không tiện tiết lộ, xin Đàm đại nhân lượng thứ có điều đàm đại nhân cũng không cần thất vọng nói rồi cô vỗ tay gọi người đây khiêng vào từ bên ngoài người hầu của phủ liền khiêng một thứ gì đó trông như một cỗ quan tài tiến vào sau khi hai người khiêng đặt xuống hoành nhị tổng quản mới lên tiếng các vị thứ đựng bên trong chính là yêu đao vạn kiếp những nhị trưởng viện nố đao này rơi vào vô sinh giản gần bổn thành ta liền sai người tìm kiếm cộng thêm yêu đao hung hiểm để vớt tìm quả thật tốn chút sức lực nghe thấy yêu đao vạn kiếp hứa quyền trưởng môn đàm đại nhân và tam gia đều ngạc nhiên hoành nhị tổng quản nói tiếp chính là yêu đao đuổi đánh nhiễm trưởng viện tới đây việc liên quan tới vạn kiếp vẫn xin mọi người hỏi nhị trưởng viện nghe hoành nhị tổng quản nói vậy hứa quyền trưởng môn nghĩ cô ta cố ý che giấu chuyện bích hồ bị nhập giữ lại chỗ lui cho thủy nguyệt đình hiên xem ra là không muốn ta hỏi cô ta thêm chuyện của yêu đào nghĩ xong hứa quyền trưởng môn lên tiếng thủy nguyệt đình hiên quả thật bị một thanh hung khí tập kích có điều chi tiết trong này vẫn phải đợi ta quay về điều tra kỹ càng rõ ràng mới nói cho đàm đại nhân được đàm đại nhân nghe vậy cũng đáp lại a à đó là đương nhiên trong lòng hứa quyền nghĩ hoành sơ ảnh suy nghĩ chu toàn như vậy có thể điều hành lưu ảnh thành tới quy mô này quả nhiên không phải may mắn. Thấy vậy Tam gia cũng ho nhẹ tỏ vẻ mà lên tiếng, khu không ngờ Thiệu Mỗ còn có thể vinh hạnh thấy yêu đao vạn kiếp, đao này đương nhiên giao cho Đàm đại nhân là ổn thỏa có điều, ta nghe nói người cứu người dưới vạn kiếp đao và người chế phục thiên liệt ở lưu ảnh thành ngày đó là cùng một vị thiếu niên Khi này bên ngoài lại có tiếng người bẩm báo, bẩm báo nhị tổng quản phó trưởng giáo quan Hải Thiên môn, Lộc Biệt giá Lộc chân nhân cầu khiến, nghe những lời nói như vậy Tam gia toát đổ hết cả mồ hôi hột mà thốt lên ấy phía ngoài cửa không chờ hoành nhị tổng quản ra lệnh lộc chân nhân ông ta đã cùng với thuộc hạ mình đằng sau tay cầm vài bảo đao mà tiến vào lộc chân nhân tiến vào ngạo mạn mà nói hoành nhị tổng quản trong phủ cô đúng là náo nhiệt sao chỉ không nghĩ tới bổn tọa tới nghe vậy hoành nhị tổng quản đáp lại lộc chân nhân là tiên gia tu đạo thiếp thân thắp hương cầu nguyện được trời cao nghe tiếng không phải chân nhân nhận thư mà tới sao nghe vậy lộc chân nhân mặt mũi hung tợn đáp lại khỏi nói mấy lời vòng vo ta tới đây là muốn đòi một người từ nhị tổng quản người này không thoát khỏi liên quan tới cái chết của mấy người môn ta, hơn nữa có lẽ biết tung tích của nghĩa tử ta. Sau khi nghe Lộc Chân Nhân nói vậy Hoành Nghị Tổng Quản ngạc nhiên mà lên tiếng, ồ xin hỏi. Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện ẩn ý với nhau thì bỗng nhiên có tiếng kêu a a a cất lên một cách dữ dội, tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ nghe qua tiếng kêu Lộc Chân Nhân liền nghĩ thầm nhận ra, giọng này là Mộc Vân Sắc, phía bên này Mộc Vân Sắc ngồi gục trước cỗ quan tài của sư phụ hắn mà đau đớn kêu lên, phía trong quan tài là một người đàn ông trông như không còn sự sống trung dương thấy vậy mà cất tiếng an ủi mục tứ hiệp xin bớt đau buồn nhị tổng quản đã viết thư tới chỉ kiếm kỳ cung phía bên dưới mục tứ hiệp nước mắt chảy như sống trông rất đau buồn mà thốt lên nhưng tiếng kêu đau đến xé lòng khi này mục tứ hiệp bỗng nhiễn lấy tay bóp mạnh vào cơ thể sư phụ mình đến tuét máu mà kêu lên anh ta tức giận mà lao nhanh ra ngoài mặc cho trung dương bên cạnh hét lớn ấy mục tứ hiệp mục tứ hiệp phi nhanh ra bên ngoài chỗ hoành tổng quản đang đứng trong sự ngỡ ngàng của mọi người mộc tứ hiệp tiến ra bên ngoài tức giận mà nói hoài nhị tổng quản xin hỏi anh ta nói với vẻ mặt hết sức là đau buồn kèm với vẻ mặt cực kỳ tức giận khiến người ta khó mà hiểu được tâm trạng anh lúc này anh hỏi sư phụ ta chết thế nào nghe mộc tứ hiệp nói vậy cả ba người hứa quyền đàm đại nhân và tam gia liền ngạc nhiên có cùng suy nghĩ ngụy vô âm đã chết lộc chân nhân bên cạnh cười lớn ha ha xem ra các ngươi đều chưa biết ngụy lão nhi này bao che lỗi lầm ngược lại bị đồ đệ mình hại chết cũng đúng là chết xứng đáng nghe lộc chân nhân nói vậy mộc tứ hiệp tức giận mà vận khí màu vàng của mình bao quanh bàn tay mà nói lộc biệt giá được lắm ông lại tự mình tìm tới nếu không phải ông đánh lén sư phụ ta và tam sư huynh sao lại chết nói rồi mộc tứ hiệp hết sức tức giận mà trừng mắt chuẩn bị đánh đến đàm đại nhân lúc này mới hoảng hốt vào can không ổn mộc tứ hiệp vết thương của cậu còn chưa lành không thể tùy tiện dùng chân khí tuy nhiên đàm đại nhân vừa dứt lời thì mộc tứ hiệp đã tiến tới nhanh như cắt vận chân khí đáng lộc chân nhân lộc chân nhân ông ta cũng không chịu thua sử dụng chiêu thức xà hoàng trưởng bàn xà ngự lực chốc lát hai con đại xà xuất hiện trên vai ông ta ông ta tự tin mà nói thế uy sức yếu còn dám ra vẻ lộc chân nhân vừa dứt câu mục tứ hiệp đã tiến tới va chạm với lộc chân nhân bỗng nhiên sự tự tin của lộc chân nhân liền biến mất mặt ông ta biên đê sắc tự hỏi đây là sau khi lao đến mục tứ hiệp sử dụng chiêu thức bất khảm vấn kiếm một luồng khí màu vàng bao quanh lấy bàn tay anh ta chuẩn bị được đánh xuống trong tư thế thủ của lộc chân nhân Thấy những đòn đánh vô cùng mạnh mẽ của Mộc Tứ Hiệp Lộc Chân Nhân vừa vất vả chống lại mà trong lòng nghĩ, tiểu tử này không phải đang bị trọng thương sao, lại có công lực thế này, không ổn mạng ta xong rồi. Mộc Tứ Hiệp bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn và cơn tức giận của bản thân tạo thành sức mạnh, mặc cho mình đang bị thương mà vẫn liên tục tấn công mà phát ra những tiếng kêu a à a. À. Tam gia đứng xem thấy vậy ngạc nhiên mà thầm nghĩ, nội lực tiết ra đây là dấu hiệu kinh mạch đi ngược, Hứa Quyền bên cạnh cô hét to Mộc Tứ Hiệp nhanh dừng tay. Mộc tứ hiệp bên này khuôn mặt đã biến sắc có vẻ anh ta không chịu được nữa mà bắt đầu thổ huyết. Khi này trong lòng anh ta nghĩ khốn kiếp chỉ thiếu một chút ta không làm được sao? Khi này Mộc tứ hiệp ra một cú huyết bằng đầu gối, đồng thời lộc chân nhân cũng đáp trả bằng bàn tay thần trường. Ngay sau khi hai người ra tay, cả hai đều bị chúng đòn bởi đối phương. Lộc chân nhân bị cú đạp của Mộc tứ hiệp tấn công ngay vào cổ mặt ông ta đã nhăn nhó. Mộc tứ hiệp cũng bị chúng đòn anh đã bị lộc chân nhân tấn công ngay vào vị trí ngược trái gần với tim. Có thể thấy hai người họ thật sự muốn lấy mạng nhau dưới tác động của đối phương cả hai người đồng thời bật ra xa cách nhau vài mét mộc tứ hiệp bị bật lùi ra sau va vào từng nơi treo những bức tranh khiến nó rơi cả xuống lộc chân nhân cũng không kém cạnh khi cú đạp thẳng cổ đã khiến ông ta bị thổ huyết tuy bị trọng thương và chịu đòn đánh toàn lực của lộc chân nhân là vậy nhưng mộc tứ hiệp vẫn gượng dậy được mà kêu lên hự còn về phía lộc chân nhân sau khi ông ta ngã văng ra xa đã có người đến đỡ dậy bọn họ còn lo lắng gọi lộc chân nhân ngã xuống lộc chân nhân tức giận mà hét lên tiểu xúc sinh lại dùng bất khảm vấn kiếm đưa ta kiếm sau khi nhận được thanh kiếm từ thuộc hạ đưa cho lộc chân nhân liền lập tức rút ra khỏi vỏ mà nói ngươi dùng bất khảm vấn kiếm đánh ta khi này lộc chân nhân đã nghiêm túc ông ta cởi bỏ áo khoác ngoài của mình thanh kiếm cũng đã được rút ra chỉ về hướng mộc tứ hiệp hoài nhị tổng quản thấy vậy liền nhíu mày sau khi chuẩn bị xong ông ta bay lên trên trời có ý định giết mộc tứ hiệp mà hét lên nói tiểu tử để bổn tọa tiễn ngươi đi gặp sư phụ ngươi còn mộc tứ hiệp đã đến giới hạn anh ta vẫn ngồi im bất động tuy nhiên đứng trước kẻ thù giết sư phụ ngang với kẻ thù giết cha mình mộc tứ hiệp sao có thể chịu chết được chứ anh mặt đổ đầy mồ hôi vẫn lớn tiếng lão bất kính liều mạng với ông bỗng nhiên lúc này có một thứ gì đó rất nhanh vụt qua trong không khí lộc chân nhân thấy vậy cũng rất bất ngờ khi này túi đồ dùng của tam gia đã được hắn ném về phía lộc chân nhân lộc chân nhân cũng dễ dàng thủ được rồi đánh bật lại túi hành lý của tam gia tam gia nhẹ nhàng giữ lại chiếc hành lý trông có vẻ nặng vài chục cân của mình lại tiếp rồi hắn rút từ bên trong túi đồ một bức tranh để chuẩn bị làm gì đó nhanh chóng tam gia cầm bức tranh nhảy ra đằng sau mộc tứ hiệp như muốn bảo vệ mộc tứ hiệp Tam gia sờ vào lần tìm chỗ mở bức tranh sau khi mở bức tranh nó kéo dài hết cỡ Tam gia nói người tên Mộc Tứ Hiệp là Đan Thanh nhất bút ngươi và ta cùng là bản vẽ nói rồi bức tranh kéo rộng một cách vô giới hạn mà bao quanh lấy cả Mộc Tứ Hiệp và Tam gia anh nói tiếp mời Mộc Tứ Hiệp xem thử bức yêu vũ phong vân hiệp này của ta cái gọi là gió nổi mây hóa mưa kiếm chỉ độ muôn dân ngươi thân là một trong tứ hiệp phong vân hiệp chắc chắn thân thực hơn ta ngày tháng thoi đưa thế sự xoay vần phong vân hiệp các ngươi vì sao có thể thống trị kỳ cung mấy trăm năm? nói rồi trong bức tranh hiện lên một khung cảnh đồi núi sập sình một bức tranh tuyệt đẹp non nước hữu tình tam gia nói tiếp bức tranh này của ta có lẽ không độ được muôn dân cũng không tìm được đáp án nhưng lệnh sư chắc chắn hiểu được đạo lý trong này ta nghĩ mộc tứ hiệp cũng vậy nhiễm nhị khi này cũng lên tiếng mộc tứ hiệp ngày đó chúng ta bị xích nhãn bị yêu đao uy hiếp là ngụy tiền bối nghĩ cách cứu giúp ngụy tiền bối trước lúc mất dặn chúng ta ngăn cản yêu đao loạn thế muốn chúng ta sống vì đại nghĩa chưa từng nhắc tới thù hận cũng mong ngài đặt di nguyện của ngài ấy lên trước nghe những lời nói vậy mục tứ hiệp đau buồn thêm mà gọi hai tiếng sư phụ tam gia cũng lên tiếng mục tứ hiệp nhanh điều khí ngưng thần ta giúp ngươi vận khí giữ lại võ công mình mục tứ hiệp đã tính táo hơn mà đáp lại phỉ ngài tuy nhiên lộc chân nhân hắn ta vẫn ở đó mà cay cú thốt lên đường hỏng nói rồi hắn lao nhanh về phía tam gia và mục tứ hiệp hét lớn ai dám cản ta những nghị bên cạnh lo lắng hét lên lộc chân nhân ông làm vật khó tránh quá mất phong độ cô vừa nói xong thì có bàn tay đặt lên vai mình hứa quyền lên tiếng nói sư muội đừng vội thiệu tam gia đã ra mặt chắc chắn có tính toán thiệu tam gia cầm trên tay bức tranh mà nói lộc chân nhân ông và ta tới lưu ảnh thành đều là khách tại sảnh của hoành nhị tổng quản động binh khí quả thật không thỏa đáng nói rồi tam gia cầm bức trang tấn công lại lộc chân nhân tam gia lấy bức tranh của mình đánh lại lộc chân nhân cả hai người họ ra đòn nhanh như cắt ai cũng đỡ được của ai bỗng dưng bức tranh của tam gia dài ra như muốn trói lộc chân nhân lại lộc chân nhân cũng không chịu thua mà chém lại hét lớn xem thường tà nói rồi ông ta đâm thủng bức tranh của tam gia với vẻ mặt đắc ý, ông ta tiếp tục tiến tới tấn công Liên Hoàn kiếm, chỉ trong chốc lát bức tranh đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn những mảnh giấy vụn bay ra. Sau khi nhảy vào tấn công Lộc Chân Nhân tỏ vẻ vui mừng ra mặt, chỉ trong chốc lát cuộn giấy của Tam gia đã dí ngay trước ngực Lộc Chân Nhân. Tam gia vẫn tiếp tục tấn công, mặc dù với người thường đầu nhọn của mảnh giấy không gây sát thương gì, nhưng đây là Tam gia bức tranh bị rách tại thành một đầu nhọn tiến thẳng tới gần cổ Lộc Chân Nhân khiến ông ta toát mồ hôi hột và tất nhiên cuộc chiến đã kết thúc phần thắng nghiêng về tam gia bởi sở dĩ tam gia có thể giết lộc chân nhân bằng cách đẩy nhẹ bức tranh là chiếc cổ của lộc chân nhân sẽ nhiệm đầu máu sau khi giành được chiến thắng tam gia ngay lập tức nhanh chóng dịch chuyển ra đằng sau để giữ khoảng cách với lộc chân nhân thấy vậy lộc chân nhân đã mất đi sự tự tin của bản thân mà gặng hỏi tam gia thế thắng trong tay sao lại nương tay tam gia đa lễ chấp tay cúi người nói nặng lời rồi nhìn vào hư ảnh của một con đại xà phía đằng sau lộc chân nhân tam gia giải thích rằng vừa rồi chân khí bản xà ngự lực của lộc chân nhân chảy khắp cơ thể thực sự khiến tại hạ kinh sợ tiếp tục tiến liên e ta cũng không có kết quả tốt hóa ra đó là lý do mà tam gia ngay sau khi chiếm thế thượng phong liền lùi lại ra ra nghe tam gia nói vậy lộc chân nhân đáp lại kiếm pháp của giới lâu thảo đường quả nhiên tinh diệu dùng tranh làm kiếm lại không mang sát khí cũng xem như đã kích thích được sức mạnh kiếm đạo của lão phu được không ít lợi ích tam gia khách sáo nói lại lộc chân nhân nói gì vậy tranh thì không có gì chỉ có điều giấy bị đánh nát hơi đắt nghe vậy lộc chân nhân cũng đáp vừa rồi là lão phu kích động chuyện này dừng ở đây lộc chân nhân vừa vuốt râu vừa nói tiếp có điều hoành nhị tổng quản tiểu tử có liên quan tới yêu đao của quý thành tên bùi liệt phải không lúc xảy ra chuyện hắn đi cùng đường với đệ tử bổn môn hồ ngạn chi nghe lộc chân nhân nói vậy nhị tổng quản thay đổi sắc mặt lộc chân nhân vẫn nói tiếp trên lưng còn mang theo thanh yêu đao màu đỏ những điều này ta đều có nhân chứng hắn chắc từng gặp nghĩa từ bị thương nặng của ta nhị tổng quản không chịu do người thế này thật sự không phải hành động thông minh nhị tổng quản nghe xong liền sờ cằm tỏ vẻ đam chiêu mà nói Lộc chân nhân nói tới thương nặng, trái lại ta nhớ ra một người, nói rồi vô vỗ tay, người đau khiêng vào có hai người bê một ngư di bị thương băng bó khắp người tiến vào, thấy người nằm trên cáng lộc chân nhân ngạc nhiên mà thốt lên đây là, nhìn người con trai nằm trên cáng, cả toàn người đều chi chít vết thương bị băng bó kín mít, lộc chân nhân hét lên ngạn thành, sau khi gọi người đưa ra hoành nhị tổng quản nói tiếp, lúc chúng ta tìm kiếm yêu đạo vạn kiếp đã phát hiện, hắn ở phong hỏa dài gần đó, thấy vẫn còn hơi thở liền cứu về, sau khi kiểm chứng mặt lộc chân nhân vui mừng mà nói, quả thật đây là con ta hô gờ ngạn thanh, tốt quá tốt quá rồi. Hoành nhị tổng quản nói tiếp, ngự y trong thành ti y đã trị thương cho hắn, nhưng thương thế hắn quá nặng với năng lực của đại phu, có thể cố giữ mấy ngày, nếu thật sự muốn chữa khỏi khắp thiên hạ chỉ có một người khác làm được. Nghe những lời nhị tổng quản nói lộc chân nhân chắp tay lại, ông ta cúi người mà nói, vừa rồi là lão phu lỗ mãng, đa tạ hoành nhị tổng quản cứu nghĩa từ ta, vẫn mong nói cho tên của vị thần y này, nhị tổng quản cũng không giấu giếm gì mà đáp lại, lục chân nhân khách sáo rồi, người này chính là một trong cửu thông thánh của nho môn kỳ thánh y hoàng lương nói rồi lộc chân nhân đáp lại đa tạ nhị tổng quản chỉ điểm nếu nhi tử được cứu bần đạo sau này sẽ báo đáp lại ân việc không vẽ chậm trễ bần đạo đưa nhi tử đi cứu chữa trước nhị tổng quản cũng đáp lại mời lộc chân nhân nhị tổng quản nói tiếp vẫn còn khách quý thứ cho thiếp thân không thể tiễn xa tam ra một bên mặt đầy mồ hôi hột mà nố cái đó cuộn tranh của ta hứa quyền cô ta sau một hồi xem mới nghĩ thầm người khiêng sẵn tới phòng phía sau vỗ tay tới ngay rõ ràng đã dự liệu sẵn hôm nay lộc biệt giá chắc chắn sẽ tới nhìn lộc chân nhân mang nghĩa từ mình về hứa quyền cô đánh giá hoành sơ ảnh này quả nhiên không đơn giản nhị tổng quản lại lên tiếng vừa rồi thật sự soạn thiếp thân sợ chết được cũng may mộc tứ hiệp bình an việc này phải đa tạ thiệu tam gia mặc dù mất đi cuộn giấy đắt tiền tam gia vẫn đáp lại chuyện nhỏ chuyện nhỏ tam gia nói tiếp có điều chuyện ngụy vô âm tiền bối thật sự khiến người ta bất ngờ không ngờ yêu đao này hung hiểm tới vậy nếu bị người xấu lợi dụng e là đại họa nhắc tới việc này vị thiếu niên chế phục yêu đao đó khi này lại có tiếng nói người hầu lần thứ ba cất lên khiến tam gia cũng phải ngã ngửa khởi bẩm nhị tổng quản bên ngoài có một tốp người tới khoảng 500 người tam gia bên dưới đã gục ngã đến nỗi tức giận còn nhị tổng quản vẫn bình tĩnh hỏi lại ồ người tới là ai khi này người gác cửa mới nói khởi bẩm nhị tổng quản họ tự xưng là chỉ tung ưng của xích luyện đường nghe vậy nhị tổng quản khi này mới đổ mồ hôi hột chỉ tung ưng đó không phải lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của xích luyện đường sao nghe nói người chỉ dùng một con dao căm người không ở chung lồng với các loại mãnh thú hổ báo gấu có thể sáng đi ra mới có tư cách được chọn vì sao chỉ tung ưng lại tới lưu thành nghĩ sau nhị tổng quản mới hỏi chỉ huy là ai có đưa danh thiếp không người gác cổng đang quỳ gối chuẩn bị nói người ấy là thì bỗng nhiên có người ngạo mạn mà bước vào nói chỉ huy là ta hắn ta nói ngưỡng mộ đại danh hoành sơ ảnh đã lâu ta là lôi phấn khai đại thái bảo của xích luyện đường tuy chưa gặp mặt nhưng ít nhiều nhị tổng quản biết ta nhỉ tên canh cửa bên dư ói cũng ngạc nhiên nghĩ thầm vào lúc nào thế được biết hắn là lôi phấn khai thiên hành vạn thừa đứng đầu thập tuyệt thái bảo xích luyện đường tam gia nghe vậy mà tức giận quát lớn lôi phấn khai ta biết ngay là ngươi trên dưới xích luyện đường thần ta đều là đám lưu manh du đãng chỉ có ngươi là thứ thổ phỉ lại dẫn theo chỉ tung ưng tới lưu ảnh thành nơi này là quan môn hầu phủ đấy tam gia vẫn nói tiếp việc chỉ tung ưng của xích luyện đường các ngươi làm đều là thủ đoạn cướp bóc diệt môn lôi vạn lẫm không có con cái liền để đám con nuôi các ngươi giúp hắn làm mấy việc bẩn thỉu lôi phấn khai hắn ta cũng khịa lại hóa ra là thiệu lão ta mà mùi vị nếm một trưởng của ta nhiều năm trước có còn nhớ không nghe vậy tam gia đáp la rực. thiệu lão đầu nhà ngươi ra vẻ người tốt không phải cũng không có con trai lôi phấn khai đáp lại đại ca ta chí ít còn có con gái hoài nhị tổng quản bấy giờ mới lên tiếng đại thái bảo uy danh chấn động đông hải hôm nay gặp mặt quả nhiên thân thủ bất phàm không biết hôm nay tới lôi phấn khai hắn đáp hoành sơ ảnh bổn tọa biết cô là người thông minh chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa thiệu tam gia cũng ở đây e rằng không phải trùng hợp nhỉ bổn bang ba tháng trước nhận được tình báo chấn đông tướng quân định thay đổi ba phủ thi đấu thành lôi đài thi đấu để nhạc thần phong cầm bảo đao xích ô giác xuất chiến nếu hắn đã không nói lý bổn bang cũng không bằng lòng chịu phân thiệt này hắn nói tiếp nói tới rèn sắt đúc kiếm bổn bang vốn không so lại thanh phong chiếu mấy năm nay e rằng lưu ảnh thành cũng đã hơn bổn bang vậy nên bổn tọa càng muốn mượn dùng quân thiên cửu kiếm của thanh phong chiếu nghe vậy nhị tổng quản cũng đáp quân thiên cửu kiếm là tác phẩm đóng lò luyện của thiệu đại dương gia công khai ra ngoài chỉ có hai bộ tứ tượng tứ đức bảy thanh trong đó đã có chủ có sáu thanh trước đây từng đứng nhất trong sáu lần ba phủ thi đấu theo lại không thể dùng lại đại thái bảo muốn mượn lẽ nào là nghe nhị tổng quản hỏi vậy ông ta cũng đáp chính thanh kiếm của gia hàm tôn chỉ còn lại một thanh cuối bí mật không công khai bổn tọa muốn mượn đương nhiên là mượn thanh lợi hại nhất nếu không nào có khả năng thắng nghĩ tổng quản chưa kịp trả lời thì tam gia liền ra mặt mà nói người đừng hòng thanh kiếm đóng lò loại này gia huynh còn không tiết lộ cho chúng ta dựa vào đâu cho người mượn khi này ông ta cởi bỏ thứ vũ khí đang đeo trên lưng rồi ông ta ngồi xuống ghế tay cầm vũ khí đeo trên lưng mà cười nói bổn tọa tự có cách mượn riêng của xích luyện đường lấy được thì là của ta nói rồi lôi phấn khai ông ta cầm chén trà vừa uống ông ta vừa nói cha nay được đấy lưu ảnh thành không hổ là hoàng thân quốc thích đàm đại nhân ngơ ngác nói cốc đó ta từng uống thôi vậy nhâm nhi xong lôi phấn khai ngồi trên ghế như vị vua mà nói để bổ tọa tính xem quân thiên kiếm mà thiệu hàm tôn đưa đi kiếm chủ phân bố ở đông hải kinh thanh nam lăng vậy các ngươi đoán xem trong túi này của ta chứa thứ gì tại một căn phòng đẹp đẽ một cuộc tranh cãi đang diễn ra lôi phấn khai lẽ nào ngươi đã cướp quân thiên thần kiếm anh ta hỏi nhưng hoàng sư ảnh đằng sau lại sửng sốt rồi vội phủ nhận không thể nào ngài ấy cũng đã nói chủ quân thiên kiếm phân bổ khắp nơi nhân vật chính trong cuộc trò chuyện ngồi đấy tay gác lên một bao gì đó đầy thản nhiên ngu xuẩn bổn tọa thi triển khinh công một đêm có thể đi hơn trăm dặm khoảng cách này cũng thành vấn đề ông ta hỏi bổn tọa dùng mấy thanh quân thiên kiếm này đổi lấy thanh cuối cùng chưa công khai của thiệu la nhi có lẽ hắn sẽ không từ chối nhỉ lôi phấn khai hỏi thiệu lan sinh nghe những gì ông ta nói thì tức giận chỉ thẳng mặt lôi phấn khai ngươi chủ quân thiên kiếm không ai không phải kẻ sĩ chính phái ngươi tìm tới cướp kiếm thế này không sợ xích luyện đường bị chính đạo gạch tên giống thất huyền quy ma đạo sao anh ta hỏi nghe những gì anh ta nói lôi phấn khai hừ một tiếng rồi nói hừ thiệu lão tam ngươi ngày đầu ra đời à giang hồ hung hiểm ngươi tài thì được những người này có bảo kiếm còn mong ngồi hưởng yên ổn vậy không bằng từ đầu ở nhà trồng trọt những tên gọi là chủ quân thiên kiếm lại không chịu nổi quá ba chiêu của bổn tọa chỉ có thể dương mắt nhìn bổn tọa lấy kiếm rời đi có thể trách ai được tiểu lan sinh giật mình nhưng rất nhanh đã phản bác vậy nên ngươi liền đi theo ta lại sai chỉ ưng tới muốn dùng lại chiêu cũ đoạt chính khí kiếm từ chỗ hoành nhị tổng quản và tăng khả năng đổi kiếm sao nơi này là bạch nhật lưu ảnh thành thành chủ là nhất đảng chiêu tín hầu được bệ hạ thân phong ngươi bành trường quá đó tuy nhiên ông ta cũng không kém ồ chính khí kiếm đang ở chỗ hoành nhị tổng quản hay cũng cho ta mượn đi lôi phấn khai chỉ vào người anh ta hỏi câu hỏi của ông ta khiến thiệu lan sinh ngạc nhiên lùi lại còn hoàng sơ ảnh chán nản nói đại thái bảo đừng nói đùa hứa chi hi. những hồng hà cùng hoàng anh từ đằng sau tiến đến hôm nay đại thái bảo có lẽ không phải tới thể hiện thực lực cướp kiếm của bản thân nhỉ cô hỏi thấy cô đến ông ta vừa mở chiếc bao mình mang theo vừa nói hừ bổn tọa còn chưa nhàm chán đến mức này hôm nay bổn tọa tới đây là muốn cho các vị xem cái này sau khi bỏ hết dây cuốn quanh cái bao ông ta trải tấm vải đó ra mặt đất cho tất cả mọi người xem bọc trong tấm vải đó là những thanh kiếm bị gãy làm đôi làm ba được một chiếc dây cố định lại thiệu lan sinh nhìn thấy thì sửng sốt đây là thiệu lan sinh nhìn những thanh kiếm gãy thì mặt tối sầm long lân cổ kiệp chân võ huyền quang hổ dực phi thoa còn cả đan tâm bách tịch phù vân đều đã gãy lôi phấn khai ngươi thật to gan lại dám hủy hoại thần binh của thanh phong chiếu anh ta nói lôi phấn khai không hề để ý những gì anh ta nói mà chỉ nghiêm mặt thiệu lão tam ngươi không phải bị ngốc chứ nếu bổn tọa có năng lực hủy kiếm còn cần phải đối với thiệu hàm tôn ông ta hỏi ông ta cúi nhẹ người cầm một thanh kiếm lên hơn nữa so với việc bổn tọa muốn nói tiếp tới đây mấy thanh kiếm này không tính là gì chuyện này vẫn phải nói từ ngày bổn tọa tới khiếu dương bảo lúc đó ta đã có được năm trong số quân thiên cửu kiếm lôi phấn khai nói lôi phấn khai cầm chiếc kiếm rồi nhìn chằm chằm nó một lúc rồi nói hổ dự phi thoa trong tay hà phụ ngung bảo chủ khiếu dương bảo chính là mục tiêu tiếp theo của ta ông ta nhớ đến một đoàn quân đông đảo dẫn đầu bởi ông ta hà phụ ngung từng học nghệ có thiên môn ta cho rằng hắn là người duy nhất trong số chủ quân thiên kiếm có thể tiếp được ba chiêu của ta lôi phấn khai nhớ lại ngày hôm đó khi ông ta đến nơi đã thấy vô số xác chết trước cửa lúc ta đến khiếu dương bảo đã gần hoàng hôn vốn muốn giết vào trong sảng khoái đoạt kiếm rời đi nhưng có người tới sớm hơn ta ông ta nói lôi phấn khai nhớ lại lúc đó mình đã chú ý thấy một thứ gì đó cửa lớn khiếu dương bảo mở toang từ gác cổng tới bên trong khắp nơi đều là người chết mùi tanh trong không khí nồng tới đáng miệng sau đó ta bảo người dọn dẹp đếm ngược tổng cộng hơn 270 thi thể người đao binh khí đều một đao chém đứt ông ta nhớ lại lúc mình bước vào trong đâu đâu cũng có xác người lôi phấn khai cuối cùng cũng vào đến trong phòng ta ở thư phòng tìm được hổ rực phi thoa ông ta nhớ lại căn phòng rách nát tả tơi đâu đâu cũng có vết chém đi đến gần trước bàn ông ta cầm chui kiếm lên nhìn chằm chằm nó đã gãy làm đôi vết gãy bằng phẳng nghĩ rằng hà phụ ngung đã tử chiến bỗng dưng có động tĩnh kỳ lạ phát ra khiến ông ta liếc mắt ra đằng sau chính lúc này ông ta gần như ngay lập tức quay lại là ai lôi phấn khai nói lớn nhưng chỉ thấy một thân ảnh đứng lập lê trong ánh nến. Thân thể đó nhẹ nhàng quay lại khi nghe thấy tiếng động của ông ta, gương mặt bóng dáng đó hiện rõ trong ánh nến mờ, lôi phấn khai ngạc nhiên khi thấy đó là ai, hà, hà phụ ngung. Người đó hoàn toàn quay lại thanh kiếm bên tay bắt đầu tỏa ra một ngọn lửa, và chứng kiến một màn đó lôi phấn khai mở to mắt ngạc nhiên, đó là, người đó cùng thanh kiếm toàn lửa của bản thân lao thẳng đến chỗ ông ta đứng. Tên đó vung thanh kiếm về phía ông ta chém ra một đường, nhưng lôi phấn khai đã nhanh nhẹn né được đòn đó một nhát kiếm được tung ra khiến cho cả căn nhà đằng sau đó bị xẻ làm đôi lôi phấn khai quay lại nhìn căn nhà đã bị chém thì lo lắng ngọn lửa này ở mức nóng bỏng trưởng lực không thể đỡ trực tiếp như nghĩ đến một trường hợp nào đấy mà ông ta quay đầu ngập ngừng hỏi bóng dáng đó lẽ nào là ngươi dùng binh khí như ngọn lửa này chém đất hổ rực phi thoa tự diệt môn nhưng người đó lúc này đã mất nhận thức dương đôi mắt đỏ ngòm lên nhìn ông ta thấy hắn ta không có ý định nghe mình nói lôi phấn khai lo lắng đưa tay ra đằng sau cầm lấy một thanh kiếm trong bọc ra chấn áp hắn trước đã lôi phấn khai đưa thanh kiếm ra chặn đòn đánh đó quân thiên cửu kiếm chân võ huyền hoàng như ngọn lửa đó một đường chém đôi thanh kiếm nhận thấy được đòn đánh của bản thân bị chặn lại ông ta chém thành hai đường chéo nhau hắn ta chém thêm một đường nữa thanh kiếm được lấy làm tự hào của lôi phấn khai gãy làm đôi thấy vậy ông ta cứ người lại phần bị gãy của thanh kiếm rơi xuống đất nhân lúc nó rơi xuống lôi phấn khai nhanh chóng lùi lại phía sau ông ta nhìn những gì xảy ra thì trong lòng trầm ngâm chân võ huyền quang là thanh nặng nhất trong quân thiên kiếm lại bị chém gãy trong một hiệp ta phải nắm thời cơ ông ta cúi người hai tay đấm thẳng xuống đất truyền năng lượng từ phần cánh tay đấm xuống đất lôi phấn khai nhẹ nhàng nhấc một phần sàn lên từ một phần sàn nhỏ nhoi nó nhanh chóng trở thành cả mảng sàn được lôi phấn khai dùng hết sức bật nó lên một bức tường làm từ sàn nhà dựng lên ngăn cách lôi phấn khai cùng hà phụ ngung đã mất đi ý thức và đang cầm trên tay thanh kiếm bọc lửa sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào tuy bức tường được dựng lên nhưng hà phụ ngung đã nhanh chóng chém nó thành bốn mảnh khác nhau mà không tốn chút sức lực nào nhưng sau khi bức tường bị phá nát là vô số thanh kiếm theo sự điều khiển mà lao ra đâm thẳng chỗ hắn ta đang đứng. Hắn ta thấy kiếm đang bay đến phía mình thì dù cho có bị mất ý thức vẫn đầy cảnh giác xen lẫn sát khí nhìn những thanh kiếm đang bay đến trước mặt mình. Tuy nhiên những thanh kiếm trên cũng chịu chung số phận với bức tường ban nãy chỉ với một đòn hà phụ ngung đã chém đống kiếm đấy như chém măng khiến chúng gãy làm đôi làm ba rơi lả tả xuống đất. Nhưng lôi phấn khai là ai chứ kế hoạch không chỉ có đơn giản như vậy nhân lúc hắn ta không chú ý vì chém kiếm ông ta từ lúc nào đã nhảy lên trên đầu hắn chuẩn bị ra đòn thiết trưởng tảo lục hợp tử khí đồng lai luồng năng lượng của ông ta tạo thành một con hổ một cú đấm đầy uy lực được tung ra đánh thẳng vào người hà phụ ngung khiến hắn ta văng ra đằng sau đòn đánh đó va chạm với thanh kiếm lửa của hắn tạo ra một vụ nổ nhỏ không chỉ tung ra một cú mà lôi phấn khai còn dùng toàn phần sức mạnh của bản thân tung ra thêm vô số những cú đấm không cho hắn ta có cơ hội phòng thủ hay 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 ông ta thở hồng hộc sau mỗi đòn đánh Hướng chịu quá nhiều đòn đánh cùng một lúc khiến cho hà phụ ngung buông lỏng bàn tay và từ tay hắn ta thanh kiếm vốn bọc lửa đấy dần dần rơi ra thanh kiếm rơi xuống đất va đập thẳng vào bức tường đằng sau khiến một vụ nổ nhỏ xảy ra lửa từ thanh kiếm lan ra khắp nơi còn thân thể của hà phụ ngung thì vô lực quỳ xuống đất không động đậy thêm chút gì nữa còn lôi phấn khai thấy ngọn lửa càng ngày càng lan rộng thì cũng phải lùi lại vài bước đưa tay lên che mặt vừa che mặt lôi phấn khai vừa đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn những gì mà thanh kiếm đó có thể làm được đao này bốc cháy ông ta nói trong lòng chỉ một ngọn lửa nhỏ bốc lên trong góc phòng nó đã nhanh chóng lan ra cả ngôi nhà khiến nó bốc cháy dữ dội ngọn lửa sung thiên đó lập tức đốt sạch cả nội viện ta chỉ đành rút lui lôi phấn khai nhớ lại những gì đã xảy ra cất lời quay trở lại hiện tại lôi phấn khai từ ở chỗ đứng gần đám người thiệu lan sinh không biết từ bao giờ đã ngồi gác chân lên gối hai tay khoanh trước ngực gương mặt ông ta cau có nhớ lại sáng hôm sau căn nhà đã cháy thành một đống hỗn độn và mọi người thì đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó sau khi lửa tắt ta đưa người quay lại không thể tìm thấy thanh đao kỳ quái đó có điều ta phát hiện chữ đao khắc trên tường đại sảnh, bên trên viết, tứ kiếm gãy sạch, tam đúc đều chảy, chỉ ma tông ta xưng hùng đông hải ông ta nói. Sau khi nghe những gì ông ta nói toàn bộ mọi người trong phòng im lặng một lúc hoành sơ ảnh đưa tay lên miết cầm nghĩ nghĩ gì đó, tứ kiếm gãy sạch, tam đúc đều chảy, hứa chi ý nhẹ giọng lặp lại những từ đó, ma tông, chuyện, chuyện này sao có thể, thiệu lan sinh không tin vào những gì bản thân nghe được. Lắng nghe những gì hứa chi ý cùng Thiệu Lan Sinh nói lôi phấn khai nhắm mắt cúi nhẹ đầu xuống tay cầm thứ gì đó nói, hư, các vị có mặt đều đừng quá qua loa sáu thanh quân thiên kiếm bị gãy các vị có thể kiểm tra chữ trên tường ta cũng đã chép lại tin tức của khiếu dương bảo có lẽ hai hôm tới sẽ chuyển khắp đông hải bỗng dưng ông ta mở mắt ra ánh mắt đáng sợ tình cảnh thế này các vị có thấy quen không ông ta hỏi theo tình báo của bổn bang đã có bốn thanh yêu đao liên tục hiện thế bổn tọa hôm đó thấy rất có thể là thanh yêu đao thứ năm nghe đến cụm từ yêu đao toàn bộ mọi người trong phòng sửng sốt thanh yêu đao thứ năm lẽ nào là người của thất huyền mọi người hỏi lại bắt đầu suy đoán kế hoạch của bọn chúng. Lôi phấn khai không trả lời câu hỏi của mọi người mà đứng phát dậy, hiện giờ nói những điều này khó tránh quá xáo rỗng, nhắm mắt bắn bừa, phải biết địch tối ta sáng, hiện giờ chúng ta mới bắt tay đối phó đã là chậm một bước, ông ta nói. Sau khi đứng hẳn dậy thì lôi phấn khai đưa tay sang hai bên nói cho tất cả mọi người nghe ý kiến của bản thân, kế duy nhất hiện giờ, chúng ta phải hợp tác với nhau, đây là mục đích ta tới lần này, đứng trước yêu đao, chúng ta phải tập hợp tất cả tình báo, các phái đều không được che giấu. Đàm kiếm hốt sau khi nghe những gì lôi phấn khai nói thì nhướng mày đồng ý, ông ta đưa tay lên chỉ vào ai đó, đại thái bảo nói phải, đây cũng chính là chủ trương của tiêu lão đài thừa nhà ta. Thấy đàm kiếm hốt đồng ý với những gì mình nói lôi phấn khai càng kiên định hơn với những gì mình muốn làm, vậy chuyện trước mắt đã rõ, ông ta đưa tay chỉ vào hứa chi ý đoan trang đứng một bên, hứa quyền trưởng môn, lệnh sư đồ trang liên tuy bế qua nhiều năm nhưng là người sống sót trong thánh chiến năm đó, đã đến lúc đứng ra cùng chống yêu đau rồi nhỉ, ông ta hỏi, lôi phấn khai đưa tay còn lại chỉ vào hoành sơ ảnh, hoài nhị tổng quản cũng xin cô giao thiếu niên bùi liệt đó ra đây Những hồng hà nghe những gì ông ta nói thì tức giận tiến lên đằng trước định chửi lôi phấn khai hỗ sược thủy nguyệt chúng ta thấy cô định nói thêm gì đó thì đưa tay ra lắc đầu ngăn cô lại hứa chi ý ngăn nhiễm hồng hà xong lúc này mới lên tiếng các vị đứng trước yêu đao không phải thủy nguyệt ta muốn giấu riêng chỉ là liên quan tới bí mật phái ta mới cẩn trọng như vậy hôm nay việc bất đắc dĩ nói cho các vị biết vẫn mong nể tình liên minh trước giờ của bảy đại phái tuyệt đối đừng tiết lộ gia sư trong chiến dịch yêu đao đã bị trọng thương ẩn cư ở một bí cảnh bế quan trị thương lần trước gặp gia sư là gia sư nhận nghi tử sư muội làm đệ tử thập thất đến nay cũng đã vài năm cô nhớ lại ngày hôm đó mình dẫn đầu một nhóm đệ tử gặp mặt ai đó thời gian gia sư bế quan ngộ gia đạo lý thân kiếm đồng lưu liền chuyên tâm ngộ luyện tất đoạn thiên kiếm trí cao của bổn môn đợi khi kiếm thân đều thành công bệnh tật không thuốc mà khỏi để tránh làm phiền đến ta cũng không được gặp Đàm Kiếm hốt nghe những gì Hứa Chi Ý nói thì tiến lên đứng chắn giữa hai người đề phòng có giao tranh tiếp. Hóa ra nhiều năm nay, Dỗ trưởng môn không ở Thủy Nguyệt Hiên, ông ta hỏi, cô cũng trả lời, đúng vậy vẫn mong các vị đừng để lộ ra ngoài giúp. Thấy bên kia đòi người không được lôi phấn khai chỉ về phía Hoành Sơ Ảnh nói lớn khiến cô đứng sững người, "Hừ, Hoành nhị tổng quản, bên cô thì sao, giao người ra đây đi." Gương mặt Hoành Sơ Ảnh lo lắng mồ hôi đầy mặt nói, "Việc này, chỉ e thiếp thân cũng không thể giao người, thiếu niên này hiện giờ đã không ở Lưu Ảnh thành nữa, yêu đau là chuyện lớn thiếp thân đã bảo hắn xuất phát trong đêm âm thầm mang sách nhân đưa tới bạch thành sơn giao cho tiêu lão đài thừa đến ta cũng không biết hắn đi đường nào sự việc đến nước này chúng ta có thể hẹn ngày 3 tháng 3 cùng tới bạch thành sơn gặp tiêu lão đài thừa rồi bàn nhận thấy hoành sơ ảnh cũng từ chối mình gân xanh nhảy rực trên trán của lôi phấn khai hoành sơ ảnh xem ra cô quyết tâm không giao người rất tốt rất tốt nếu đã vậy ông ta nói trong sự tức giận thấy tình hình đang ngày càng cam go hơn đàm kiếm hốt lại lần nữa đứng ra giải vây kế này rất hay giao đao cho lão đài thừa nhà ta là cách làm hay ông ta nói với gương mặt vui vẻ nhưng chính câu nói đó khiến cho lôi phấn khai giật mình lôi phấn khai tức giận quay mặt nhìn ông ta hét lớn đây rõ ràng là do cô ta sắp xếp đổi cách khiến chúng ta không tìm được sơ hở của lưu ảnh thành tuy bị mắng nhưng đàm kiếm hốt không hiểu gì mà dấu chấm hỏi đầy đầu cuối cùng lôi phấn khai liếc nhìn về phía hoành sơ ảnh đang đứng hư ừ, nếu nhị tổng quản đã thả người mình đi nếu trên đường gặp đạo tặc gì đó cũng lạ nhỉ ông ta hỏi dù sao giang hồ hung hiểm bổn tọa đã giao phó chỉ tung ưng nếu sau khi ta vào thành một nén hương không có tín hiệu phát ra bọn họ tự khắc tản đi kiểm tra kỹ các bến sông bến đỏ ông ta nói chuyện sinh tử bằng giọng hết sức bình thản nhưng hoành sơ ảnh thì khác cô nghe xong thì mặt lo lắng mồ hôi chảy đầy mặt thấy cô không nói gì lôi phấn khai bỏ đi nhưng trước khi ra khỏi phòng ông liếc hoành sơ ảnh một cái hừ các vị vậy ngày 3 tháng 3 gặp ở bạch thanh sơn dứt lời ông bước ra khỏi phòng không nói thêm câu nào nữa vào một ngày đẹp trời trên một con đường nào đó có một giọng nói hét lớn này, ngươi, người đánh xe dừng lại, chúng ta là người của chấn đô gờ tướng quân phủ, gần đây sơn tặc hoành hành, chúng ta phụng mệnh kiểm tra, hóa ra là các vị quan gia, người điều khiển xe ngựa hỏi, con đường này trước đây không phải do Lưu ảnh thành cai quản sao? Ông ta tiếp tục hỏi, nhưng hai tên lính kia không quan tâm khó chịu nói, bớt phí lời, trên xe ngươi là thứ gì? Mùi này, hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng sau, nghe những gì mấy tên đó nói, người đánh xe cười mỉm, đây là gia đình của Lưu ảnh thành, nói là bị đao chém gì đó chúng thi độc bọn họ sai ta kéo ra ngoài chữa trị tránh truyền nhiễm nhưng tên lính không để ý tiếp tục đi về hướng đằng sau hừ chúng ta phụng mệnh bắt tặc theo lẽ phải kiểm tra rõ ràng hắn ta nói hai người canh gác mở chiếc màn che ra trong tầm mắt họ xuất hiện hai chiếc xác chết được bọc kín kẽ nhưng mùi vẫn tỏa ra khắp nơi khiến tên béo phải nhăn mặt che mũi có lẽ là giả vờ ngươi đi tháo ra xem ta lấy tranh chân dung ra một tên vẫn cảnh giác mà ra lệnh cho tên đồng bọn còn lại đồng bọn cũng đồng ý khi tay vẫn còn đưa che mũi người kia lấy một cuộn giấy mở nó ra một gương mặt người phụ nữ xuất hiện còn tên kia thì leo lên thùng xe hắn ta đưa tay nhẹ nhàng tháo từng lớp băng bọc trên thân thể đó ra gương mặt người đó dần xuất hiện hai vị quan sai bóc từng lớp băng ra khỏi thi thế bóc được một hồi chân dung thân thể đó hiện ra hự hóa ra là bị thương thật còn bị khâu tên đang trên thùng xe nói với đồng bọn đằng sau được rồi mau đi thôi hắn ta ngả sang một bên nói với người đánh xe được rồi mau đi thôi người đánh xe cũng đầy khách khí mà đáp lại đa tạ có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa để hai người họ bớt chút khổ lại. Tên đánh xe cũng không phải người bình thường hắn ta kéo nhẹ chiếc mũ xuống trong lòng suy nghĩ, gặp thi thể không hoảng, sao có thể là quan sai bình thường, He he. chiếc xe sau khi u thả ra thì thong dong chạy tiếp về phía trước, không cảnh thật yên bình với núi và mây. Hoành sơ ảnh quả nhiên thần cơ diệu toán, nghĩ tới xích luyện đường và chấn đông tướng quân phủ quan hệ mật thiết sẽ mượn uy danh bắt người. Sau một hồi đi lại chiếc xe dừng lại bên một hồ nước đầy yên bình một bóng dáng từ trên xe nhảy xuống nước. Người vừa nhảy xuống nước là một chàng thiếu niên hết sức điển trai, sau một hồi ngụp lặn cậu ngoi dậy nhổ ra một ngụm nước, hóa ra người đó chính là Bùi Liệt, thiếu niên vẫn đang ngâm mình dưới nước, đưa bàn tay được đã được băng của mình lên nhìn chằm chằm nó, lão hồ huynh hay thật, nghĩ tới dùng những vật bẩn này để dịch dung, mỗi tội mùi này ghê quá, ta tắm mấy lần cũng không sạch, cậu nói, người đánh xe ban nãy cuối cùng cũng bỏ chiếc mũ xuống lộ ra gương mặt một người đàn ông, ông gác tay lên đầu miệng ngậm một chiếc lá nói với Bùi Liệt, đây là ta học từ đệ nhất ngỗ cừu bình vọng đô, cừu bất hoại, ta theo hắn giúp quan phủ khám nghiệm tử thi phá án hơn 3 năm có thể mô phỏng vết thương mưng mủ, lộ xương tủy, hoài nhị tổng quán đoán không sai, lời đồng ngươi cứu nhạc thần phong từ yêu đao đã truyền ra, thế lực các nơi đều sẽ tìm ngươi. Cậu thiếu niên ban nãy còn ngâm mình giờ đã bước lên khỏi mặt đất, tay chỉnh tóc tai của bản thân hỏi, a à ngốc thì sao, hắn thế nào rồi? Hồ ngạn chi chỉ nhẹ giọng đáp, hắn không sao, đang ở trong xe, mặt hắn không nhiều người từng thấy, vốn cũng bị thương cả người, không cần ngụy trang quá mức. Người còn lại vốn dĩ bị bọc kín thân thể ở đằng sau thùng không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy tựa lưng vào thành thùng xe hẳn bọn họ cũng không đoán ra được chúng ta không đi thẳng tới Bạch Thành Sơn mà tới chỗ ẩn cư của vị tu lão gia tử bị đầu độc dã man. Nghe những gì ông nói Bùi Liệt vừa mặc áo vừa hỏi, nhưng vì sao chúng ta đưa A Ngốc đi tìm kỳ thánh, y hoàng lương xin chữ cần tới chỗ tu lão già tử tìm manh mối trước, là tỷ, cụ là nhị tổng quản không tin lời A Ngốc sao? Hồ Ngạn Chi để ý đến lời cậu nói thì lấy từ đâu ra một tờ giấy đầy cũ kỹ, ông nhìn nó chăm chú, vì Nhạc Thần Phong là người của Trấn Đông tướng quân phủ, độc cô thiên uy muốn đấu với Trấn Đông tướng quân, nếu chúng ta có thể chứng thực lời a ngốc nói không phải giả nhạc thần phong xúi dục nhiếp xong hành hung không phải đã nắm được đằng chui của nhạc thần phong trong tay rồi sao ông hỏi tờ giấy đó hóa ra là một chiếc bản đồ hồ ngạn chi đặt tấm bản đồ xuống rồi chỉ vào một điểm nào đó hiện giờ chúng ta đã tới địa giới của vương hóa trấn theo lời a ngốc nói chỗ tu lão gia tử ở chính là quỷ đầu lĩnh ở phía bắc ông nhìn nó gương mặt hiện rõ sự vui mừng họ tu ẩn cư vị lão gia tử này rất có khả năng là dạ luyện đao tu ngọc thiện lão tiền bối nếu thật sự là ông ta nhạc thân phong chắc chắn sẽ bị mọi người phẫn nộ đến lúc đó hắn làm sao còn tham gia bốn phủ thi đấu bùi liệt cuối cùng cũng mặc xong y phục của bản thân cậu tiến đến gần nơi hồ ngạn chi ngồi gương mặt nghiêm túc hóa ra là vậy có điều muốn a ngốc chưa lành vết thương đưa chúng ta về việc này quá tàn nhẫn với hắn nghe lời cậu nói ông chỉ liếc bùi liệt một cái ánh mắt nghiêm túc tàn nhẫn à đúng thế trong giang hồ này trước giờ không thiếu tàn nhẫn hồ ngạn chi cúi gằm mặt nhắm mắt gương mặt nhăn lại a à, ngốc chỉ có học được đối mặt với tàn nhẫn mới có thể không đặt hy vọng báo thù vào thứ không lành như yêu đau thiên liệt không chỉ hắn hành tẩu giang hồ ngươi cũng phải sớm quen đối mặt với tàn nhẫn ông ta vừa nói vừa mở chiếc ghế lên dưới đó là một chiếc hầm bí mật lấy thứ gì đó ra tay ngươi không sao chứ ông hỏi chiếc hộp được quăng thẳng vào người bùi liệt cậu lúng túng cầm lấy nó ngạc nhiên nhìn cái hộp này cầm lấy đưa thanh xích nhãn này là nhiệm vụ của ngươi ông nói a à, được cậu đáp ứng Hồ Ngạn Chi cuối cùng cũng bước xuống đất thay vì ngồi yên trên xe, ông chống hai tay vào hông nhìn Bùi Liệt cười, đi thôi hai chúng ta giúp A Ngốc. Bùi Liệt cũng nhanh chóng đáp ứng với vẻ hào hứng, "Ừm, nhắc tới, nhị ca đâu?" cậu hỏi. Ông không trả lời luôn câu hỏi của cậu mà quay đầu nhìn về phía dãy núi đồ sộ có một con hổ đang đứng trên vách đá, "Nhị ca ngươi ở lưu ảnh thành quá buồn chán, để nó một mình ra ngoài giải khuây đi." Ở phía trên vách đá có một người đang ngồi trên lưng ngựa quan sát đoàn người của Bùi Liệt, "Huống hồ chuyến này chúng ta cần lặng lẽ, nhị ca ngươi quá thu hút ánh nhìn." yên tâm đi, nó chơi chán sẽ tới tìm chúng ta, ông nói. Một người một ngựa đứng đó nhìn chằm chằm đoàn người một lúc, chỉ khi đám người hồ ngạn chi quay đầu đi hướng khác, người đó cũng đi theo. Lúc này tại một biệt phủ hết sức xinh đẹp, nơi đó chính là thư phòng nhị tổng quản, Bạch Nhật Lưu Ảnh Thành. Hoành sơ ảnh đang đứng một trong đó trên tay cầm tờ giấy gì đó đưa nó lại gần chiếc đèn cày để đốt. Bỗng dưng ở chiếc cửa sau lưng co mở ra một bóng dáng xuất hiện. Người đó bước vào hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân. Người đã sắp xếp hồ ngạn chi bảo vệ hắn hắn ta hỏi giọng nói hắn ta vang lên khiến hoành sơ ảnh co rút mắt sợ hãi hoành sơ ảnh rón rén liếc mắt lại nhưng không dám nhìn hoàn toàn là hắn hắn đích thân tới lưu ảnh thành cô ta hoang mang hỏi lại trong lòng không ta không thể quay đầu nếu hắn không đeo mặt nạ cô ta nhanh chóng thức tỉnh bản thân bóng dáng đó tiến gần hơn tới chỗ hoành sơ ảnh đang đứng nói với giọng giận dữ trả lời ta ngươi cố ý tung tin hắn mang theo xích nhãn ra khỏi thành còn để hồ ngạn chi hộ tống ngươi có ý gì tên đó hỏi nghe hắn ta hỏi hoành sơ ảnh vẫn chỉ dám nghiêng nhẹ đầu không dám quay hẳn lại lắp ba lắp bắp nói bùi bùi liệt với xích nhãn đều không thể xảy ra chuyện ở lưu ảnh thành nhạc thần phong chưa muốn chuyện cũ của hắn lộ ra mà họ hồ thanh danh sách mã ngạo ca của hắn ở bên ngoài lại từng hiềm khích với nhạc thần phong ở buổi tiệc có hắn đồng hành chính là đảm bảo cho bùi liệt phải chết diện mạo của tên đó lộ rõ hắn ta đeo trên mặt một chiếc mặt nạ hình chim hết sức lạ lùng vậy sao vậy vì sao lần trước lúc tập kết không nhắc tới hắn ta không tin mà hỏi lại có điều dựa theo tình báo mới nhất tuy nhạc thần phong bề ngoài là phụ tá của trấn đông tướng quân nhưng âm thầm có thế lực của bản thân dường như là người trong thất huyền từng câu từng chữ của tên đó khiến hoành sơ ảnh mở to mắt ngạc nhiên thấy cô không nói gì hắn ta đến gần hơn chỗ hoành sơ ảnh đang đứng miệng vẫn không ngừng nói hẳn lần này có hồ ngạn chi hắn sẽ bố trí bằng thế lực của bản thân nhận thấy được tên đó càng ngày càng đến gần mình hơn gương mặt hoành sơ ảnh lộ rõ vẻ lo lắng mồ hôi tuôn đầy mặt việc này với kế hoạch của chúng ta mà nói có lẽ là chuyện tốt không biết tên đó có tin hoàn toàn hay không hắn ta nói lời cuối trước khi dịch chuyển biến mất khỏi căn phòng hy vọng vậy ta chỉ nhắc nhiều ngươi đừng quên ai mới là mục tiêu của chúng ta khi xác định tên đó đã hoàn toàn đi khỏi cuối cùng cô ta cũng quay người lại dưới tay nhạc thần phong có người của thất huyền nghĩ đến vài trường hợp có thể xảy ra hoành sơ ảnh không khỏi lo lắng bùi liệt phải sống sót đấy cô ta cầu xin trong lòng trên một đỉnh núi nọ có một căn nhà tưởng chừng như bỏ hoang lại đang sáng đèn trong căn nhà đó là Hồ Ngạn Chi cùng Bùi Liệt đang bàn luận vấn đề gì đó mà trong mặt người nào người nấy hết sức nghiêm túc. Lão gia tử này cũng từng liều mạng chiến đấu, Hồ Ngạn Chi nói trên tay cầm bó đuốc để thêm ánh sáng. Hóa ra trước mặt hai người họ là thi thể của một người đàn ông tay chân bị bẻ gãy, nhìn thương thế này, nhiếp nô có lẽ là mai phục sẵn, đánh lén giết hại, một đao cắt đứt tay trái là tay thuận của lão gia tử, sau đó tay phải lão gia tử cầm dao, huyệt hổ khẩu bị rách, có lẽ khi đó vì bảo vệ cháu gái và A Ngốc mới dẫn tới, hồ ngạn chi vừa nói vừa dí bó đốt gần lại thân thể đó ông đưa tay lục lọi thứ gì đó trong túi áo ngực của thi thế giờ đã bốc mùi bọ rắn bò lúc nhúc khắp nơi từ trong ngực hồ ngạn chi tìm thấy được một quyển gì đó quyển sách đó được lấy ra chú nguyệt thù dẫn đao phổ của tu thị thanh hà quả nhiên là dạ luyện đao tu ngọc thiện lão tiền bối còn cả đạp quyết do tiền bối viết trước lúc qua đời thi thể của tu cô nương ở phòng trong chúng ta để họ được nhập thổ yên nghỉ bùi liệt thay vì gương mặt vui vẻ như thường ngày thì lúc này hết sức trầm ngâm nhìn chằm chằm thi thể dưới đất sau khi nhiếp xong hành hung, lại bị A Ngốc dùng thiên liệt giết, như là ai đưa thiên liệt đao tới con nhà trong dãy núi này, trùng hợp sao?" cậu hỏi. Nói một hồi sau khi dứt lời, cậu đưa tay xuống chạm nhẹ mắt ông ta, "Chúng ta sẽ điều tra rõ chân tướng, lão gia tử, ông yên tâm đi đi." Bùi Liệt nói. Bỗng dưng lúc này một bóng dáng thất tha thất thiểu xuất hiện tay dựa vào thành cửa, nhìn thấy người xuất hiện là ai, Bùi Liệt hết sức kinh ngạc, "A Ngốc, sao ngươi đã đứng lên?" cậu hỏi nhưng người được gọi A Ngốc đó chỉ trưng ra gương mặt sử sờ ngày hôm sau mặt trời nhanh chóng thức dậy hai ngôi mộ được dựng lên ở bãi đất trống trước mặt nhạc trấn hải tuyệt vọng cúi gằm mặt quỳ xuống nhìn hai gồ đất trước mặt đằng sau hồ ngạn chi cùng bùi liệt thấy anh ta như vậy cũng im lặng không lên tiếng sau một hồi khi thấy bầu không khí dịu lại bùi liệt đưa thanh kiếm mình đang cầm trên tay rồi chỉ chỉ vào nó dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với a ngốc a ngốc thanh minh nguyệt hoàn này là di vật của tu lão gia tử ta cảm thấy đau và đau phổ nên đưa người nhưng chàng trai không nói lời đồng ý mà lạng cô ạng đứng dậy hất tay bùi liệt ra khiến cậu cứng người lại không dám hành động thêm gì bùi liệt nhìn hành động của anh ta thì gương mặt sửng sốt á ngốc ngươi nhưng chỉ thấy nhạc trấn hải gương mặt tuyệt vọng nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt anh ta anh ta chỉ vào bản thân vì sao quan tâm ta ta chỉ mang tới điều xui thù của ta ta tự bảo ta chỉ cần thiên liệt đao là có thể giết được hắn anh ta nói nghe những gì anh ta bùi liệt không chịu được nữa mà có chút tức giận tiến đến trước mặt nhạc trấn hải cầm tay anh ta đưa lên hành động đó của cậu khiến anh ta không thể cử động được ngươi không thể lại dùng thiên liệt đao nữa ngươi nhìn tay ngươi đi tiếp tục nữa ngươi sẽ chết mà kẻ thù của ngươi sẽ càng vui mừng chỉ thấy chàng trai đó cắn chặt răng đưa tay còn lại nắm lấy tay bùi liệt truyền một thứ sức mạnh gì đó vào ngươi không hiểu đâu anh ta gần từng chữ mà nói nhạc trấn hải chuyển từ thế bị động thành thế chủ động anh ta tiến lên định quật ngã bùi liệt đè cậu xuống đất tuy nhiên ý định đó đã không thành sự thật Hồ Ngạn Chi luôn im lặng quan sát từ đầu đến cuối chẳng biết từ lúc nào đã đến đằng sau nhạc trấn hải chạm một cái vào gãy khiến anh ta sững sờ. Sau lúc đó anh ta ngay lập tức ngất đi, Hồ Ngạn Chi thu tay lại nói với một bùi liệt vẫn đang ngơ ngác, ta điểm ngất hắn rồi, vừa rồi hắn dùng nội lực, e là sẽ phát độc tố trên người. Không chỉ có bùi liệt lo lắng mà Hồ Ngạn Chi cũng nhìn nhạc trấn hải đầy lo âu, ánh mắt đầy mâu thuẫn, công phu A à ngốc dùng là một loại viên thông kình của đạo môn. Tiểu tử này trình độ không tệ, ông khen ngợi, hơn nữa xem ra đã luyện không chỉ vài năm, là ai đã truyền thụ cho hắn ông thắc mắc bùi liệt không trả lời thắc mắc của ông mà cúi nhẹ nâng người nhạc trấn hải dậy dìu anh ta về xe đi thôi chúng ta đưa a ngốc về xe trước cậu nói hồ ngạn chi không từ chối ừm rời khỏi nơi này trước bánh xe dần chuyển động rời khỏi chỗ này đoàn người tiếp tục cuộc hành trình của bản thân bánh xe băng băng trên đường vừa đi hai người bắt đầu trò chuyện về những gì nhạc trấn hải làm ban nãy lão hồ trước đây huynh nói a ngốc dùng lf viên thông kình của đạo môn là gì bùi liệt hỏi đó là một loại khí của đạo môn chính là nội công, nội công các phái đều khác nhau, ông nói, khác với lúc đi người đánh xe bây giờ chuyển thành bùi liệt, Hồ Ngạn Chi ngồi một bên hai tay chống lên đầu nhắm mắt nói, người tu luyện nội công đều có khí thất của bản thân, khí thịnh ở kinh mạch, không có lửa cũng có thể khiến cả người ấm, không nước cũng có thể khiến ngũ tạng nhận còn một tia tàn là không chết, khí trong cơ thể có thể vào binh khí ở tay chân mà phát ra, tăng thêm uy lực, bùi liệt cũng nhìn ông, điểm hội tụ nhiều kinh mạch ở khắp người đều có thể tu luyện thành khí thất, cách hành khí của các môn phái vị trí khí thất đều khác nhau, võ học khác nhau, lúc phóng nội lực, thuộc tính cũng khác nhau, ví dụ nhạc thần phong võ học mà hắn tập luyện mang theo sấm xét, Hồ Ngạn Chi vừa nói vừa nhớ đến từng huyệt trên cơ thể người nối với nhau bằng từng dòng khí, nghe nói có vài cao thủ đỉnh cấp, khi thấy có thể tu luyện rộng lớn như một đại điện miếu đường, đạo môn viên thông kình của A Ngốc không phải nội lực của bổn môn hắn, xem ra chỉ có thể để sau này lại hỏi hắn, ông nói, vậy a, à, Bùi Liệt hỏi, dứt lời cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay bản thân, ta vẫn luôn cho rằng đánh nhau chỉ dựa vào sức mạnh trước đây ngụy tiền bối từng chỉ điểm ta cách vận khí huynh nói xem ta có gắng hơn liệu có thể luyện thành cao thủ nghe cậu nói hồ ngạn chi cũng chuyển tầm mắt nhìn cậu nghe cậu nói hồ ngạn chi nhìn bùi liệt một lúc nội lực tu vi không thể vội có vài chi phái nhỏ có cách tăng nhanh ngưng tụ nội lực nhưng chí ít phải xem kích thương khí thân của bản thân người đó có cách có thể kiểm tra thử nếu ngươi để ta đưa chân khí vào ta có thể dựa theo sự dội lại khí thất cả ngươi với chân khí của ta để đoán ông nói đưa mạch cổ tay cho ta Ông nói, Bùi Liệt cũng nghe lời mà đưa cổ tay bản thân ra, Hồ Ngạn Chi đưa tay nắm lấy rồi truyền một dòng khí màu trắng vào. Bùi Liệt im lặng chăm chú nhìn Hồ Ngạn Chi đang nhắm mắt không nói gì, gương mặt cậu nghiêm túc. Một lúc sau Hồ Ngạn Chi bỏ tay ra ngạc nhiên nhìn chằm chằm lòng bàn tay bản thân, kỳ lạ, lại không có bất kỳ hiện tượng dội lại nào. Có lẽ, còn chưa luyện ra khí thất, cũng không thể ra là khí thất quá rộng chứ. Ông tự hỏi xong rồi chơi đùa cười lớn, nghe ông nói Bùi Liệt không nói gì nhưng ánh mắt tỏ rõ thất vọng quay sang hướng khác. Thấy vẻ mặt cậu, Hồ Ngạn Chi không nhịn được chơi đùa, nhìn biểu cảm thất vọng của ngươi viết rõ, nếu không luyện thành cao thủ, lấy gì đi tìm Nhiễm Nhị trưởng viện? Như bị đâm trúng tim đen bùi liệt lắp ba lắp bắp nói, "Ta, ta không có." Thấy cậu như vậy Hồ Ngạn Chi cười lớn, "Được rồi, trêu ngươi thôi, phía trước có quán trà, chúng ta vào uống hụm nước đi." Đám người nhanh chóng đi đến quán trà, là cờ xanh tung bay trong gió, mời khách quan mau vào trong, Tiểu Nhị nói với giọng niềm nở. Vị tiểu nhị đứng trước cửa quán đầy niềm nở nói chuyện với Bùi Liệt cùng Hồ Ngạn Chi đang đi vào, hôm nay tiểu tiệm giảm giá anh ta nói hai người bước vào quán vừa bước vào đã bị khung cảnh đông đúc bên trong làm cho chó ngợp làm ăn được nhỉ hồ ngạn chi cảm thán không phải sao tiểu tiệm là quán trà duy nhất tới bến phà xích thủy nào ngồi trong này vị tiểu nhị vẫn rất thân thiện nói đưa tay làm động tác mời bùi liệt cùng hồ ngạn chi ngồi xuống một cái bàn trống ngay khi ngồi xuống vị tiểu nhị đã rót cho bùi liệt một cốc nước nóng hổi hơi nước từ cốc bay lên mời khách quan xem thực đơn có xích mau phong mời tới đó Hồ Ngạn Chi cầm tấm bảng lên tức giận chỉ vào nó, mười văn một bát trà, vừa rồi không phải ngươi nói giảm giá sao, ông không tin mà hỏi lại. Nhưng tiểu nhị vẫn vậy niềm nở, tiểu tiệm kinh doanh chữ tín, giá gốc là 20 văn, ngài xem vị tiểu ca đó đã rót trà rồi. Hai người tiểu nhị cùng ông vẫn trò chuyện qua lại, tiệm gian thương này, không được, kiểu gì cũng phải tặng một đĩa đậu. Hồ Ngạn Chi tức giận, ây ra, tiệm tuy nhỏ, giá thành cao, điều luật vệ sinh, trật tự của quan phủ gì đó đều gửi một chút, tiểu nhị từ tốn giảng giải, nhưng bùi liệt đối diện không để ý đến hai người mà chú ý sang bên cạnh phía bên kia một đám người đang ngồi uống nước nhưng đáng chú ý là một tên to lớn trong bàn đang ôm một người phụ nữ trong lòng uống một ngụ hắn ta nói hắn ta ôm người phụ nữ trong lòng nhẹ giọng an ủi chút nữa tiếp tục lên đường ngươi ngoan ngoãn cho ta lời nói của hắn ta khiến cô gái trong lòng run lẩy bẩy cô đưa ánh mắt cầu xin miệng nói với bùi liệt cứu cứu ta người ngồi cùng bàn cũng nhận ra động tĩnh mà liếc mắt nhìn về phía cậu nhưng không biết từ bao giờ bùi liệt đã quay lại bàn mình đưa cốc trà lên uống một ngụm Lão hồ, vị cô nương đó, khẩu hình miệng hình như đang cầu cứu, hình như cô ấy bị hai người đó cưỡng ép, Hồ Ngạn Chi nghe cậu nói thì hứng thú hỏi: "Ồ, sao thấy được?" Bùi Liệt đáp lại đầy nghiêm túc: "Nơi này tên tiệm Ngũ Lý, thuộc thôn Long Khẩu, ta lớn lên ở vùng này, kiểu trang điểm của cô nương đó quả thật là của phụ nữ bình thường ở quê ta, nhưng hai nam nhân đó lại không giống." Vừa nói cậu vừa liếc sang kia, Hồ Ngạn Chi nghe cậu nói thì biết Bùi Liệt đang nghiêm túc thì cũng liếc lại, trong quán không biết từ đâu ra vô số con ruồi bay khắp nơi không chỉ có ruồi mà còn có những con bọ khác một con ruồi sau một hồi bay lượn rồi đậu lên chiếc mũ rơm của một người thực khách hai người đó chính là những vị khách ngồi chéo với bàn của bùi liệt cùng hồ ngạn chi hồ ngạn chi cũng để ý thấy hai người mà cười đầy ẩn ý liếc vài cái hồ ngạn chi liếc quét mắt nhìn toàn bộ thực khách trong phòng một lần ông cười một cách rồi tặc lưỡi vài cái chực chập những vị khách này lại đều không lên tiếng nếp sống hiện giờ đã thế này rồi sao ông hỏi dứt lời hồ ngạn chi quay về bàn mình không nhìn nữa mà vùng dậy đưa thanh kiếm mình luôn cầm trên tay cho bùi liệt này cầm thanh minh nguyệt hoàn này của tu lão gia tử ngươi đi đi nhìn thấy hành động của ông bùi liệt sững sờ nhưng vẫn đưa tay ra tiếp a à, à, cô ngạn chi gương mặt thản nhiên vẫn dí thanh kiếm vào tay cậu ngươi là điển vệ đây chính là việc ngươi nên quản với lại giang hồ hung hiểm cũng phải tập luyện một chút đi đi ta sẽ ở sau yểm hộ ngươi ông khích lệ thấy bản thân không thay đổi được quyết định của ông bùi liệt cuối cùng vẫn chấp nhận cậu cầm lấy thanh kiếm lùi ghế chống tay lên bàn đứng dậy hự ừ, được thôi dù là người đưa ra ý định đó nhưng Hồ Ngạn Chi vẫn không khỏi nghiêm túc dõi theo bóng dáng của Bùi Liệt. Bùi Liệt khí thế kiên định tay cầm thanh kiếm Hồ Ngạn Chi đưa cho tiến đến thẳng căn bàn đó. Một tên ngồi trên bàn cũng chú ý đến thân ảnh cậu đang bước đến. Đến trước bàn của mấy người đó Bùi Liệt lễ phép đưa tay ra trước ngực hành lễ, "Mấy vị đại ca, tại hạ có chuyện muốn hỏi." Cậu nói với giọng đầy thiện chí. Nhóm người bên bàn đó thấy Bùi Liệt đến ánh mắt sắc khí tức giận đập bàn đứng dậy quét lớn, "Dám quản chuyện của đại gia, nạp mạng đây." Tên bên cạnh cũng đứng dậy theo thay khí thế ngang trời của hắn ta bùi liệt dù sao cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi không khỏi hoảng loạn cậu đưa thanh kiếm ra đằng trước gương mặt hết sức căng thẳng thế này ta còn chưa nói gì cả mà giang hồ đều trực tiếp vậy sao cậu tự hỏi mấy tên trên bàn không nói thêm gì nữa mà lựa chọn hành động một tên lao thẳng đến phía cậu hắn ta chém một đao xuống nhưng dù cho có hoảng loạn như nào bùi liệt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và né đòn đó một cách đầy dễ dàng gương mặt cậu nghiêm lại khi thấy bọn chúng không có ý định đàm phán tên vừa chém cậu thấy bùi liệt né được thì cười nhếch mép nhưng vẫn rất tự tin he, tránh nhanh đấy tiểu tử hắn ta khen ngợi tên bên cạnh ba nãy cũng cầm kiếm đứng dậy chỉ có duy nhất tên to béo chưa động đậy gì nhìn đòn đánh hắn ta chém ra bùi liệt ngay lập tức nhận ra chiêu thức đó phản thủ nhận cậu không tin mà phải tự hỏi trong lòng thất thúc từng nhắc tới một loại đao thuật cận thân bọn họ lại từng luyện những thứ này rốt cuộc các người cậu cảnh giác rút thanh kiếm ra khi thấy cậu rút kiếm ra người từ tứ phía đứng dậy người nào người nấy đều cầm kiếm nhắm thẳng vào người cậu khiến bùi liệt không khỏi sửng sốt hồ ngạn chi thấy vô số người cầm kiếm lao ra thì đã đoán được từ trước chán nản chống tay lên cầm tặc lưỡi vài cái quả nhiên phục kích không thể chỉ từng này người nhưng ông không hề để ý đằng sau đang có một tên cầm kiếm định đánh lén một tên cầm con dao lao thẳng đến định đâm vào hồ ngạn chi một cái nhưng hồ ngạn chi đã né đòn đó một cách đầy đơn giản ông ngả lưng ra đằng sau ghế khiến hắn đâm hụt ông ngả à, người xuống nhờ vào việc tên đó chưa hội thần lại mà đấm móc thẳng từ dưới cằm lên sau cú đâm đó tên kia bay thẳng về phía đằng sau làm đổ vỡ vô số bình rượu của quán thì vị tiểu nhị đang đứng ở quầy hốt hoảng ấy đừng đánh tiệm của ta hồ ngạn chi nghĩ lại đòn tấn công ban nãy đam chiêu suy nghĩ kỳ lạ thủ pháp đánh lén do nhỉ cũng không tệ vì sao động thủ lại giống như không có nền tảng võ công ông thắc mắc từ tay áo hồ ngạn chi một thỏi bạc được ông ném ra thỏi bạc đó găm thẳng vào chiếc cột gỗ đằng sau nó dâm mạnh đến độ không chỉ chiếc cột gỗ mà ngay cả bức tường đằng sau cũng vỡ vụn vị tiểu nhị chủ quán thấy thỏi bạc bay đến không khỏi lùi lại đằng sau run rẩy sợ hãi thấy chủ quán co rúm người sợ hãi hồ ngạn chi chỉ liếc vài cái rồi nói thỏi bạc này đủ để mua cả tiệm trà của ngươi rồi người không phận sự ra ngoài hết đi nghe thấy mua được cả cửa tiệm chủ quan nhanh như chớp lấy thỏi bạc đang găm trên cột gỗ sù ngắm nghiến nó ngạc nhiên nói đây là đủ 12 quan bạc vừa nhận được thỏi vàng đó vị tiểu nhị đã chui xuống dưới gầm bàn trước khi biến mất hoàn toàn còn vẫy vẫy tay với hồ ngạn chi khách quan mời các ngài tự nhiên tiểu nhân cáo lùi hồ ngạn chi thấy bàn ghế xung quanh đã bị phá hủy vì ẩu đả mà có vài thực khách vẫn không hề có tí phản nào thì thấy lạ lùng ông quan sát xung quanh nhìn người khách nào hai mắt cũng trắng dã thì suy đoán đám khách này lại không hề hành động lẽ nào đã bị hạ độc gương mặt hồ ngạn chi hứng thú xem xem bọn họ có thể dở trò gì vừa thoát khỏi suy nghĩ ông hét lớn với bùi liệt đang chiến đấu đằng sau tiểu bùi bước chân đừng nhanh quá tấn công từ đường bên phải dù không quá hiểu ý định của ông nhưng bùi liệt vẫn nghe theo được dứt lời cậu cúi thấp người xuống tránh bàn tay định đánh mình tay cầm thanh kiếm cậu đâm thẳng thanh kiếm đến xương sườn tên trước mặt vô song khoái chảm hắn ta bị chém hai đường chéo trên người bùi liệt nhân lúc hắn ta mất khả năng chiến đấu thì lao nhanh ra phía đằng sau định làm điều tương tự với những người còn lại tên đằng sau thấy anh lao đến thì gương mặt sững sờ nhưng không sao di chuyển được thân thể mình nhưng rất may tên đó đã né được đòn đó nhưng tên đằng sau thấy từng đòn bùi liệt tung ra thì cắn môi vẻ mặt lo lắng tiểu tử này lợi hại vậy bọn chúng không tin vào mắt mình vai thả lỏng hơn đừng khua chém quá nhiều đánh thẳng chỗ hiểm còn như chém vỏ đao không vẫn không hài lòng hồ ngạn chi đứng đằng sau chỉ đạo bùi liệt đáp ứng được có người chỉ đạo thì sao xem ngươi có thể chống đỡ tới lúc này hắn ta vừa nói vừa lao thẳng đến cùng thanh kiếm của mình hắn ta chém xuống một đao nhưng bùi liệt đã đưa thanh kiếm chắn trước bản thân thành công chặn đòn đó khi thấy đồng bọn của mình bị cản lại tên đầu hói cũng nhanh chóng lao ra phối hợp hồ ngạn chi thấy bọn hắn thì không khỏi sửng sốt hai người này còn biết kết hợp thế này, ông không tin mà tự hỏi. Tên đó chém một đao xuống nhưng lần này cũng bị bùi liệt dùng kiếm cản lại. Nhưng hắn ta đâu chỉ có mỗi chiêu chính mà còn chơi mưu hèn kế bẩn từ ống tay áo có thứ gì đó lấp lánh xuất hiện. Hắn ta lùi ra đằng sau thứ đó hiện lên rõ nét hơn là một cuộn dây làm bằng sắt. Hóa ra thứ chui ra từ túi tay áo của tên đó là một chiếc rô Nó đâm thẳng về phía bùi liệt. Nhưng rất may mắn sao cậu né được tuy nhiên chiếc rô đấy cũng sượt qua gương mặt để lại một vết thương ở máu chiếc rô đó được hắn ta quang mạnh đến độ mà sau khi bùi liệt né được nó đâm thẳng vào cái cột đằng sau khiến cho cái cột ấy nứt ra làm nhiều mảnh. nhân lúc hắn ta đang loay hoay với chiếc rô chưa làm sao để nó về lai thì bùi liệt đã chém hai đường chéo thẳng về phía tên nó. nhưng bùi liệt lại không ngờ được rằng chiếc rô đã được hắn ta điều khiển xuất hiện một cách bất ngờ đằng sau lưng cậu. tuy nhiên bằng kỹ năng đầy tài ba của bản thân cậu đã xoay ngang người lấy chui kiếm đánh bay cái rô ra xa, xa. còn phần vào kiếm thì được bùi liệt dùng để chặn những đòn tấn công của tên kia. Thấy tình hình khó ăn và nhận ra cậu là một tên khó chơi hắn ta quyết định thu chiếc rô lùi lại phía sau một đoạn trước khi tiếp tục tác chiến. Hay, hắn ta kêu, nhận thấy tên kia đã lùi lại đằng sau bùi liệt đứng thẳng lại nhìn chầm chầm vào tên đó nói. Su thủ nhận, thất thúc từng nói loại binh khí này không dễ không chế, nhưng chế tạo còn khó hơn, cần cưa lọng cực tỉ mỉ, thêm vàng đen hoặc huyền thiết với phương pháp đặc biệt mới có thể đúc thành, binh khí loại này không thường thấy. Bùi liệt nhớ lại khung cảnh ban nãy khi hắn ta tấn công mình, khi thứ vũ khí đó xuất hiện từ trong túi tay áo của tên đó trên tay hắn một chiếc nhẫn kỳ lạ có dây nối liền với loại vũ khí đó vừa rồi thấy chiếc nhẫn trên tay ngươi ta đã nghi ngờ là sự thủ nhận các người quả nhiên không phải cường đạo bình thường phải không cậu hỏi tên đó thấy cậu đoán được thì cũng không lạ lẫm gì thu lại binh khí cầm nó vào tay hắn ta đầy ẩn ý nhìn bùi liệt khá lắm nghe nói các hạ là truyền nhân của đao hoàng xem ra lời đồn không phải là giả nhưng câu xà tào vô đoạn ta với mục tiêu nào cũng như nhau đánh hết sức tên đó nói tên đó xoay binh khí lên tay phi thẳng lên chỗ cậu đứng lên cho bọn họ đường sống là chúng ta đen đủi hắn ta hét lớn với người bên cạnh tên đồng bọn nghe lệnh đến cũng vào thế hắn ta xông lên điều khiển thứ binh khí đó liên tục nhắm vào bùi liệt nhưng cậu cũng không bình thường mà tránh né đầy linh hoạt thấy đồng bọn của bản thân đang chật vật chiến đấu định lên giúp đỡ thì không biết từ bao giờ hồ ngạn chi đã ngồi trên bàn nhìn hắn cười nhếch mép nói tên mặt sẹo vây đánh huynh đệ của ta thế này thật sự coi ta không tồn tại ông hỏi ta tới chơi với ngươi nhé thấy sự xuất hiện của ông thì hắn ta kinh ngạc trong lòng đầy nghi vấn hắn qua đây từ lúc nào hắn ta với gương mặt lo lắng vung thanh đao trên tay chém thẳng đến hồ ngạn chi đang ngồi sủm trên bàn nhưng ông cũng không hề di chuyển chỉ đến khi thanh đao đã đến rất gần bản thân rồi ông mới nhảy lên né nhộn lào một cái đầy nhẹ nhàng lực độ rực đấy hồ ngạn chi khen ngợi còn hắn thì ngạc nhiên vì chém hụt cuối cùng hồ ngạn chi trước khi đáp xuống đất đã xuất hiện ra đằng sau tên đó nhưng quá chậm có lẽ ngươi cũng chỉ là kẻ tiểu tốt hắn ta thấy ông xuất hiện bất ngờ thì cắn chặt răng không để cho tên đó kịp quay lại tấn công hồ ngạn chi đã đầy nhẹ nhàng đá một phát vào lưng hắn khiến thân thể tên đó bay ra xa thân thể hắn đập thẳng vào bàn khiến nó vỡ vụn thanh đao trên tay cũng vì thế mà rơi ra sau khi hạ gục được tên đồng bọn còn lại hồ ngạn chi mỉm cười nhìn về phía bùi liệt ngay sau khi ông đặt được chân xuống đất không có chút phòng bị nào thì từ đằng sau một chiếc roi màu đen tuyền với phần đầu kỳ lạ vung thẳng đến phía hồ ngạn chi đang quỳ nhưng hồ ngạn chi không phải là người dễ ăn như thế ông gần như ngay lập tức nhảy lên né đòn nó chiếc roi dù bị văng hụt không trúng mục tiêu nhưng cũng khiến cho mặt sàn chỗ đó vỡ vụn ông cảnh giác nhìn về đằng sau roi dài thỏi bạc ban nãy ông đưa ra cho tên tiểu nhị lúc này đang được tung lên tung xuống tránh được chiêu hiểm hắn ta hứng thú hỏi lại khổng hổ là đệ tử đích truyền của phi vũ thần kiếm có điều cái chân đó của hồ đại gia hẳn cũng không thể nhảy được nữa nhỉ hắn ta hỏi hắn ta ánh mắt cá chết nhìn hồ ngạn chi ta đóng giả tiểu nhị của tiệm tự thấy cẩn thận kỹ càng hóa ra tên tiểu nhị ban nãy cũng là giả tên đó ngồi trên một thùng hàng ở góc tường một tay vẫy vẫy cái roi màu đen tay còn lại vẫn tung lên tung xuống thỏi bạc hồ đại gia lại luôn để tâm ở chỗ ta là ta đã để lộ sơ hở gì sao hắn ta hỏi hồ ngạn chi cũng không hề keo kiệt mà đưa ra cho tên đó câu trả lời thỏi bạc thỏi bạc ta dùng lạc vũ phân tư thiên nguyên trưởng đánh vào trong cột một tiểu nhị quán trả lại có thể tay không lấy ra được ông hỏi gương mặt cười nhếch mép khi thấy hắn ta đã lòi cái đuôi sói của bản thân tên đó lúc này mới nghĩ đến điều gì đấy trầm ngâm nhìn thỏi bạc trên tay rồi bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là vậy nhưng ta quả thật cần thỏi bạc này dứt lời tên đó thổi một luồng khí kỳ lạ nào đó vào thỏi bạc trên tay khi nghe những gì tên đó nói hồ ngạn chi không khỏi chấn động trong lòng đó là cái gì ông thắc mắc hắn nói cần thỏi bạc này ông nhớ lại những gì hắn ta nói đây lẽ nào là thuật thủ phong tán tức ông hét lớn hỏi hắn ta cũng không ngạc nhiên khi lần nữa bị ông đoán ra những gì mình định làm ồ hồ đại gia quả nhiên kiến thức sâu rộng hắn ta cảm thán nhưng hiện giờ ta đã hiểu tình hình nội lực và cách vận công của ngài rồi tuy nói nội lực của ngài lấy nhanh là chủ sức phá hoại lớn nhưng tốc độ lực đạo đều trong tầm của ta tên đó vẫn bình thản ngồi đó nói tiếp đáng tiếc ngài không thoát được hưởng vĩ tiên của ta dứt lời hắn vung một cái chiếc roi trên tay nhắm thẳng đến chỗ hồ ngạn chi đứng thấy mình bị nắm điểm yếu cũng như chứng kiến cái roi đang đến hồ ngạn chi gương mặt lo lắng đưa tay ra sau lưng rút hai thanh đao ra ông đưa hai thanh kiếm chéo trước ngực chiếc roi vung đến đập thẳng vào hai thanh kiếm khiến cho thân thể của hồ ngạn chi lùi lại phía đằng sau một đoạn xa nhận thấy mình bị tên đó đánh cho thoái lui ông cắn chặt răn gương mặt đầy nghiêm túc xem ra hạ độc chỉ là giả vờ với võ công của hắn căn bản không cần tới độc dược bẫy giết này chuẩn bị kỹ càng rốt cuộc bọn họ là ai khi thấy có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra sự khá mắc càng ngày càng lớn trong lòng hồ ngạn chi những người này là người của trấn đông tướng quân phủ sao ông chú ý đến tên to con vẫn chưa tham gia mà ngồi đó giữ chặt cô gái tàu vô đoạn ta xa có su thủ nhận gần có hiệu đao thủ xem ngươi làm gì được ta tên đó dù mặt lo lắng nhưng giọng điệu thì lại vô cùng hùng hộp Bùi Liệt lao thẳng đến chỗ trước bàn có cô gái cùng tên cầm đầu đang ngồi nhưng Tào Vô Đoạn đã ngăn anh lại, hắn ta tung binh khí trên tay về phía cậu nhưng cậu đã dùng kiếm chắn được, ánh mắt cậu kiên định đầy sát khí, so với tấn công của lão hồ, ngươi, Bùi Liệt nói, kém xa, dứt lời cậu chém ra hai đường chéo, về chém đó đã thành công chém đứt hai ngón tay của tên kia binh vì là ngón đeo nhẫn nên binh khí kia cũng bị rơi ra, Bùi Liệt nhân cơ hội đó đã hắn thật mạnh ra đằng sau tiến thành đến chỗ cái bàn, khoảng cách giữa cậu và tên đó chưa bao giờ gần như lúc này nhưng hắn ta cũng như bao người đồng bọn khác, tên đó bóp cổ đưa cô gái lên chắn trước bản thân, cô gái vì bị bóp cổ mà gương mặt tìm tái, thấy Bùi Liệt dừng lại gương mặt lo lắng hắn ta thảy cô gái ra, bị ổi, khốn nạn, cậu nghĩ trong lòng, cậu xoay người đầy nhanh chóng hai tay nắm vai đẩy cô gái về đằng sau, nhân lúc đó tên đằng sau dùng cánh tay đồ sộ của bản thân kẹp thẳng cổ cũng như phần thân trên cơ thể không cho Bùi Liệt dễ dụ, vì hắn ta kẹp quá chặt mà Bùi Liệt gương mặt nhăn nhó thở khó khăn. Bùi Liệt đang định bắt lấy cô gái kia thì đồng bọn của cô ta đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu lại. Cả người Bùi Liệt bị tên đó nhấc lên cao, khó khăn cử động. Ngạn Chi thấy vậy thì nhíu mày, nghiến răng lo lắng nghĩ, tiểu bùi tưởng chừng không thể thoát khỏi nhưng cây roi của ai đó đã bất ngờ xuất hiện rồi đánh xuống vị trí của Ngạn Chi, chân ông vì thế cũng nhảy lên được theo phản xạ. Giọng nói của Bác Hải theo đó vang lên bên cạnh. Nếu ta là ngài sẽ lo lắng cho bản thân, huynh đệ của ngài không sống nổi đâu. Ngạn Chi nghe vậy liếc mắt hỏi hắn ta, cắn chặt ta. Bác Hải đáp. Đúng rồi, thủ phong tán tức có thể thông qua vật ngoài thăm dò tu vi đối phương, nếu không nắm chắc, ngươi cũng sẽ không tự lộ thân phận, ngạn chi vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng nhỡ may ngươi phán đoán sai thì sao? Bác Hải vung roi lên lần nữa, hắn chỉ lạnh lùng nói, sai, không thể nào, muốn trốn sau tử người sao? Tuyệt học hoàng đảo sao có thể dễ sai sót, cùng lúc đó, roi của Bác Hải đã quật xuyên cơ thể tên mập trên bàn, gã văng về phía ngạn chi, ông phải dùng đôi kiếm đỡ lại, góc nhà cạnh chỗ Bác Hải ngồi cũng không tránh được số phận bị ảnh hưởng. Hắn không quan tâm, chỉ tiếp lời chỉ cần thứ ngài từng đưa nội lực vào cho dù là một cây kim ta cũng có thể nắm rõ tu vi của ngài trừ phi thỏi bạc vừa rồi chỉ dùng một phần công lực hiện giờ chân ngài lại bị thương từ bỏ đi gã bị bác hải giết trong nháy mắt vừa rồi gã gục cuống đất chân của ngạn chi đứng giữ mình cân bằng mò chỗ ông thắc mắc hỏi về thân phận của bác hải nghe nói thuộc hạ trấn đông tướng quân có một người tự xưng vô địch soi thần cổ song hồn chẳng lẽ chính là các hạ các người làm sát dân lành thế này nếu chuyển ra ngoài không dễ ăn nói với chấn đông tướng quân nhỉ bắc hải lập tức trả lời mà không có chút gì nao núng cổ song hồn lão gia tử dùng là roi thần bảo tháp lôi hoàn toàn trái ngược trên thực tế người ngã trước mặt ngài chính là cổ song hồn hơn nữa bắc hải nhảy xuống đáp đất nói tiếp trấn đông tướng quân phủ điều động người truy nã hồ đại gia âm điệu cùng lúc trở nên hờ hững kết quả hai bên thương vong những người này đương nhiên do hồ đại gia ngài giết liên quan gì tới ta bắc hải quật roi tấn công ngạn chi bất ngờ ông nhanh nhẹn để ý nên tránh được sức công phá của cây roi ấy đủ để đánh nát một khúc gỗ đổi lại là người chắc cũng không tốt đẹp gì. Bắc Hải đang ngó nghiêng kiếm tìm thì Ngạn Chi đã ở ngay sau lưng hắn ta thầm thì, ngươi gọi thủ phong tán tức là tuyệt học hoàng đảo, trong ấn tượng của ta, Thất Huyền có một nhánh tên là Ngũ Đế Quật. Ngạn Chi nói tới đây thì lông mày hơi nhíu lại, tiếp lời bóc trần sự thật, các ngươi vừa nói giết không được là tới lượt bản thân đen đủ, xem ra các ngươi cũng là nhận lệnh của người khác, hơn nữa các ngươi còn biết kế hoạch của Trấn Đông tướng quân phủ. Bắc Hải chưa muốn đáp lại, hắn xoay người dùng tuyệt kỹ cuồng xả bãi vĩ, thân thủ của Ngạn Chi cũng không dừng lại ở đó, cả hai người đã đánh lây sang chỗ bùi liệt khiến gã đang giữ chân tay cậu ấy trọng thương hai cánh tay của gã rơi xuống mặt đất tuy nhiên không có tiếng la thất thanh nào chỉ có âm thanh của ngạn chi muốn ghìm chết huynh đệ của ta xem bản lĩnh bản thân trước đi bác hải không kìm được cũng thừa nhận không nhắc tới chứ vừa rồi ta đã đánh trúng bắp chân ngài chỉ tốc độ này vượt xa cảm nhận thủ phong tán tức của ta ngạn chi vừa thả đống sắt đứng thành mảnh trên tay xuống giọng cười như không cười thứ nhất hồ ngạn chi ta thích du sơn ngoạn thủy bốn phương thanh danh sách mã cuồng ca nổi tiếng không ẩn dấu chút, không phải lộ sạch sao. Bác Hải bấy giờ mới phát hiện một chuyện, vạch trì, hóa ra là vậy, chân ngài vẫn luôn buộc thứ này. Ngạn Chi vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Thứ hai, ngươi đã nói đúng, lúc ta ném thỏi bạc đó chỉ dùng một phần công lực. Nếu không phải như vậy, sao có thể thăm dò ra các ngươi là người của ngũ đế quật? Nếu đã là người trong thất huyền, xem ra ta phải nghiêm túc rồi. Ngạn Chi vừa dứt lời, tay đã ném áo khoác lên cao. Bác Hải nhìn nó nơi xuống trước mặt mình, thậm chí còn phát ra tiếng vang. Sau đó ngước lên, là một ngạn chi lực lưỡng và bừng bừng khí thế hơn ban đầu. Ông ấy nói rằng, lớp áo trong chiếc áo khoác này của ta thuê lẫn sợi huyền thiết, nặng 30 cân. Tiếp theo, ngươi phải chú ý đấy, lập tức cho đối phương nếm món khai vị chiêu luật nghi huyễn hóa thuấn bộ. Tốc độ này quả nhiên vượt trội hơn lúc nãy rất nhiều. Đến khi ngạn chi áp sát vào Bắc Hải, định dùng kiếm đâm thì hắn mới bừng tình dùng roi đỡ lấy, tiện thể nhảy ra đằng sau kéo giãn khoảng cách. Không ngờ rằng ngạn chi còn chẳng cần thời gian tiếp đất, ông một lần nữa đưa người lên phía trước. Bắc Hải thì ngược lại, với tốc độ bàn thờ thế này hắn chỉ có thể nghĩ hai từ nhanh quá hắn đưa tay cầm roi lên chắn trước mặt mới có thể tránh lưỡi dao ấy nhưng đổi lại là cú ngã xuống đất bác hải không vì vậy mà mất phong độ hắn nhanh chóng lăn qua lại rồi đứng thủ thế ngạn chi im lặng nãy giờ mới lên tiếng kiếm hoành nhị tổng quản tạm quả nhiên bất phàm các ngươi mai phục ở đây lại không phải người của trấn đông tướng quân phủ là nhạc thần phong bảo các ngươi tới sao bác hải bình tĩnh cười nhẹ nhưng không phải trả lời ngạn chi đa tạ chỉ giáo trận chiến này có rất hữu ích là tiểu nhân đã sơ ý cũng may các vị thần quân suy nghĩ chu toàn đột nhiên tiếng va chạm đằng sau lưng ngạn chi thu hút ông quay lại cánh tay bị đứt vừa rồi ấy thế mà vẫn còn sung sức bóp lấy cổ đối tượng ngạn chi ngạc nhiên kêu lớn bùi liệt điều này phi lý đến mức ngạn chi không nói thành lời sao có thể tay đứt cử động lại bùi liệt bị ghim chặt đến mức sắc mặt trở nên tím tái lưỡi dao của ngạn chi kề sát cổ của cô gái duy nhất ấy ông lạnh lùng ra lệnh thả hắn ra cô gái chỉ cười nhẹ quay đầu lại ông hỏi tiếp là cô đang giả thần giả quỷ điệu cười của cô gái vang lên Hi, Nô Gia là thôn nữ bất hạnh bị cường đạo bắt tới, hồ đại gia sao lại làm khó Nô Gia. Ngạn Chi bình tĩnh đáp, vậy sao, đôi giày trên chân cô không hợp với bộ đồ trên người. Cô gái nhìn xuống chân mình cười phì, đáng ghét, cái này không tính, dây của người khác, Nô Gia thật sự đi không quen. Ngạn Chi tiếp tục tra hỏi, người tấn công ta lúc đầu cũng do cô thao túng sao, dùng tà thuật gì, thẳng thi quyền, dịch quỷ công, lưỡi kiếm vẫn kề sát cổ cô gái, xen vào đó là lời đe dọa của ông, bất kể là gì, còn không dừng tay ta sẽ cắt cánh tay phải cô trước. Cô gái tỏ ra ngoan ngoãn như thể chịu thua, còn tưởng sách mã cùng ca là một nam nhân dí dỏm không ngờ lần đầu gặp mặt đã hung dữ với nô ra như vậy. Được được nô ra lập tức, vừa mới dứt câu, thả họ ra, bàn tay của cô gái kéo lấy một con rối đến. Ngạn chi vừa ngẩng mặt lên thì mới phát hiện, Tào vô đoạn. Cùng lúc đó, gã bị cụt hai tay cũng bất ngờ lao đến. Ngạn chi vừa đẩy tào vô đoạn ra thì vừa kịp chắn tay ở phía trước chặn đòn húc đầu. Ngạn chi phát hiện tụi này rất khó giải quyết nếu vẫn bị điều khiển hai tên này cho dù không chết đáng lẽ cũng đã hôn mê từ lâu rốt cuộc đây là thủ đoạn quỷ gì yêu nữ này phải nhanh chóng giải quyết ông dùng tuyệt kỹ vô song hất văng cả hai tên đó ra cho gã cụt tay đụng chúng cô gái chủ mưu vẻ mặt của cô gái trở nên âm u dường như đang có biện pháp dự phòng ngạn chi đâm xuyên người gã cụt tay bằng chiêu khoái chảm mục đích muốn kết liễu cả cô gái kia ngạn chi nhíu mày vì kế hoạch bất thành chỉ có y phục trốn mất rồi đáng ghét cô gái kia ở hướng nào đó mở miệng không tránh được Hồ Đại gia công phu cao cường quá, cô ta đã diện ra y phục thật sự của mình, tiếp tục công việc giật dây điều khiển nhưng với số lượng lớn hơn, cô ta cười nói, có điều, hủy một như ý thân của nô gia, ngài định đền thế nào đây? Những quan khách xung quanh đột ngột đứng dậy, biểu cảm biến đổi, Ngạn Chi thấy vậy thầm đoán, toàn bộ khách đã hành động, đều do cô ta khống chế sao? Ông bình tĩnh hỏi chuyện, xin hỏi cô nương là đi con đường nào, như ý thân đó lại là thứ gì? Cô gái trả lời, Hồ Đại gia không cần tốn công bẫy nô gia, nô gia tên phủ xích cẩm, cũng có người gọi ta huyết khiên cơ trước đây cha của nô gia đều gọi ta là bảo bảo cẩm nhi nếu ngài không nói cho người khác nô gia cũng để ngài gọi như vậy ngón tay của xích cẩm uyển chuyển kéo qua lại cô ta trầm giọng xuống mà như ý thân ngài đền cho nô gia tự khắc sẽ biết là thứ gì thôi dứt lời xích cẩm khiến một loạt khách lao về phía ngạn chi đối mặt kiểu đồng loạt bất ngờ thế này thật sự khiến ngạn chi không nói thành lời đây ngạn chi bất đắc dĩ phải chém chết một người trong lúc hỗn loạn xích cẩm giả vừa thốt lên ôi ối hồ đại gia giết người rồi trong khi đó cô ta rút ra ba cây kim nhọn ở bên đùi sau đó nhảy lên lời nói xen vào vẫn là mục đích đánh lạc hướng đây đều là những khách uống trà bình thường hồ đại gia muốn giết sạch sao đâu phải muốn là được dựa theo quan sát của ngạn chi nãy giờ ông nghĩ lẫn trong đám người này có mấy cao thủ nữ nhân đáng ghét tình kế ta ngạn chi nở một nụ cười nhẹ khinh bỉ xích cẩm cô tưởng lão hồ ta sẽ quan tâm mạng của mấy người bị khống chế e là cô không đủ hiểu về ta ông nên tiếp dùng lọc vũ phân tiêu thiên nguyên trưởng để đá bay đám khách mất kiếm soát ra một nắm đấm khu bộ tặng kèm cho vị khách ngáng đường nào đó. Ngạn Chi bóp lấy cái cổ thon gọn trước mắt rồi nói, bắt được cô rồi. Tay của Sích Cẩm dường như cố ý chạm vào cánh tay của Ngạn Chi, cô ta vừa miết nhẹ vừa cười, Hồ đại gia là người tốt, miệng nói không nhẹ tay, lại dùng khoái đao của ngài chém một đường tới đây, đáng để nô ra thương. Bây giờ Ngạn Chi mới thấy được mũi kim nhỏ nhọn vừa được cắm trên cánh tay cơ bắp của mình, tiếp đến là mang lại cảm giác run rẩy và không thể điều khiển khiến Ngạn Chi sững sờ, chuyện gì vậy? Tay không nghe ta khống chế nữa, xích cẩm vừa hay thoát được nhảy xuống cô ta cuối cùng cũng mở miệng giải thích hồ đại gia cho rằng nô gia dùng là loại dịch quỷ công chia gân lắp xương để khống chế những người này vì vậy ỉ vào nội lực thuần khiết lạc vũ phân tiêu của ngài to gan lại gần nô gia đáng tiếc huyết khiên cơ mà nô gia dùng là võ công rất cao thâm bất kể chân khí của ngài thế nào huyết khiên cơ cũng có thể liền khí hòa huyết với ngài xâm nhược kinh mạch đúng là cánh tay của ngạn chi có những biểu hiện tương tự điều này khiến ông bị tê liệt chuyển lên đến não xích cẩm thấy ngạn chi vẫn còn cố gắng nhưng không đáng kể cô ta chỉ nhẹ nhàng nhảy lên rồi tạc lưỡi, chật chật, ngoan cường quá. Cô ta rút trên đầu ra một cây châm nhọn, xong thở ra một câu đánh giá đối thủ, đúng là nguyên liệu tư chất thượng hạng. Xích cầm cắm chiếc châm ấy vào gáy của Ngạn Chi cùng với giọng điệu chắc nịch, dùng ngài làm thành như ý thân, ngài sẽ mãi mãi bên cạnh nô gia. Còn cả ngươi, Xích cầm vừa tiếp đất thì nhắm đến mục tiêu sau lưng. Bùi Liệt không cẩn thận bị trúng mũi kim tẩm đá của Xích cầm, toàn thân tê liệt và mất cảm giác khiến cậu ta quỳ rạp xuống, sắc mặt hoảng loạn chuyện gì vậy cảm giác cơ thể không phảo của bản thân nữa tiêu rồi ý thức cũng dần dần tầm nhìn của bùi liệt bắt đầu mơ hồ suy nghĩ cũng có đôi chút sợ hãi sắp chết rồi sao đến lão hồ cũng bị kéo vào đột nhiên trước mặt cậu ta xuất hiện một bóng người đó là ai xích cầm lại chỗ bùi liệt nâng cầm cậu ấy lên nói ban đầu ngươi muốn cứu nô ra từ trong tay cường đạo à tuy không có nội lực gì nhưng công phu này chắc chắn sẽ là một như ý thân thượng hạng hi hi bác hải nãy giờ im lặng mới có chút động tĩnh ngồi dậy xích cầm quay ra mở lời khen ngợi có tiến bộ đấy lãnh lão thất bị hồ ngạn chi đập vậy vẫn cử động được bắc hải bỗng lên tiếng lần này cô nương lập đại công lại dẫm trên thi thể huynh đệ hoàng đảo ta huyết khiên cơ thao túng người ngoài nộp mạng thì thôi tàu vô đoạn với mặt sẹo chỉ vì trong da vẻ thô phỉ tới mai phục ở ải đấu này xích cầm bất ngờ ném kim châm khóa van mùng của hắn lại rồi mắng cầm miệng cô ta nhíu mày nói đừng nói một tào vô đoạn nếu vẫn không thành công người tiếp theo chính là ngươi ngươi biết hậu quả của nhiệm vụ thất bại đặc mất nặng nhẹ trong này chưa tới lượt ngươi dạy ta hồ tàu vô đoạn còn chưa tắt thở vừa rồi gọi ta là gì cô nương quy tắc của đế quật ta không cần ta nói chứ hại bắc hải biết điều cúi đầu xuống ho khan đáp thần quân dạy phải tiểu nhân biết sai sau khi quay về nhất định thỉnh tội nhưng thần quân nên nhớ mệnh lệnh là cướp lấy chiếc hộp đó giết chết hồ ngạn chi cơ thể này đây là thần quân không giữ lại được xích cẩm liếc qua hồ ngạn chi thầm tính toán hừ cũng phải vậy thì để hồ đại gia dùng thiện nguyện trưởng của mình kết liễu bản thân vậy dứt lời xích cầm kéo như ý thân một cái bàn tay của hồ ngạn chi tự động đấm vào ngực ông ta làm thổ huyết xích cầm đứng đó chế giễu chập chập hồ đại gia lợi hại quá trường lực nãy đánh xuống lại không nát tim đúng là khiến người ta bội phục có điều ta cũng là người nhận lệnh hồ đại gia mới tiếp tục trong khi đó bên tai của bùi liệt bất ngờ có phản ứng thật ra là ở bên trong tiềm thức bùi liệt đã cùng ngụy vô âm chứng kiến những chuyện bên ngoài cậu ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nên hỏi lão lão hổ yêu thuật này rốt cuộc là sao ngụy tiền bối làm sao tao mới cử động được Ngụy Vô Âm nói ngắn gọn, Huyết Khiên Cơ là một môn võ công của Du Thi môn, nhưng không phải ai cũng học được, nghe nó chỉ có người có huyết mạch đặc biệt mới có thể luyện được. Mỗi khi châm khí của Huyết Khiên Cơ nối liền với khí mạch của đối thủ, cho dù là động vật cũng sẽ bị khống chế trở thành khôi lỗi thân. Khôi lỗi thân cần người thi chuyển thuật ở gần thao tác, thao tác tốt cũng có thể phát huy khoảng 3 phần công pháp của bản thân. Huyết Khiên Cơ lợi hại hơn có thể biến người thành như ý thân, như ý thân nghe lệnh người thi triển thuật, tự hành động lại có thể phát huy toàn bộ công lực. Nghe xong, Bùi Liệt cũng âm thầm suy ngẫm, trở thành con rối giống như yêu đao khống chế đao thi. Ngụy Vũ Âm trả lời, nhìn thì là vậy nhưng yêu đao cổ quái phức tạp hợp, theo ta biết không ai thật sự hiểu yêu đao. Sau đó ông ta chỉ vào Bùi Liệt nói, nhưng có một thanh yêu đao có lẽ có thể giải quyết cấp bách hiện tại, mà trong cơ thể ngươi vừa hay từng hấp thụ chân khí của yêu đao đó. Bùi Liệt nghĩ đến cảnh khỏa thân xấu hổ khi trước mới đỏ mặt nhận ra, là độc khiến chàng ti của Xích Nhãn. Ngụy Vũ Âm gợi ý, hiện giờ tình thế nguy cấp, không bằng cược một phen dùng chân khí của xích nhãn dẫn dắt chân khí huyết khiên cơ trong cơ thể ngươi tới khí thất nếu ta đoán không nhầm có lẽ có thể tạm thời khắc chế huyết khiên cơ bùi liệt cũng muốn lắm nhưng có nỗi khổ riêng được tiền bối vậy giờ ta ta nên làm thế nào có thể dường như không nghe theo ta khống chế ngụy vô âm bình tĩnh hướng dẫn đừng vội có lẽ cô ta không biết tình hình của ngươi nhầm kỹ cung khẩu quyết ta tâm pháp thu lại tâm thần đừng để ý vào xung quanh bùi liệt nhanh chóng ngồi thiền để thi triển đáp vâng đa tạ tiền bối chỉ điểm trong lúc bùi liệt đang tập trung và chìm sâu ngụy vô âm mới thầm nói cảm ơn ta ta không có cảm giác của bản thân ta có lẽ ta của lúc này chỉ là ý thức của chính ngươi hiện ra đoạt xá đại pháp lâu ngày đáng lẽ nên dung hợp từ lâu chứ không phải đối thoại thần thức thế này tiểu tử ngươi đúng là đặc biệt ông ta có một lời khuyên nho nhỏ có lẽ tri thức trước đây cũng chưa chắc là đúng làm theo suy nghĩ của người đi bùi liệt ở bên ngoài thế giới thực dần tỉnh lại cậu đưa tay lên ôm đầu nói thành công rồi xích cầm ra lệnh nào đứng lên cùng nó ra về trước đã sau này nô ra từ từ bảo chế ngươi chợt cậu quay qua nắm lấy chiếc lưới bên cạnh mình cô ta chưa kịp phản ứng chỉ có thể đứng đó nhìn sau vài giây chiếc lưới bao lấy cô cô ta khó chịu nghĩ sao có thể huyết khiên cơ rõ ràng đã không chế hắn cô ta liền ra lệnh lãnh lão thất chặn hắn lại tên kia nghe được hiệu lệnh thì nghiến răng chạy tới bùi liệt không chút sợ hãi dùng rút vật sắt nhọn điểm huyệt vào đồng đội của mình người kia đã có thể cử động được anh ta nói rút hay lắm tiểu bùi cả hai liền lao như bay thoát khỏi đám người đó bùi liệt hỏi lão hồ huynh thế nào anh đáp vẫn ổn chúng ta lên xe ngựa trước đứng trước xe ngựa hai người không khỏi hoang mang sao không thấy a Ngóc. lão hồ bảo chắc chắn bị bắt đi rồi quả nhiên đối phương còn có tiếp ứng bình tĩnh chỉ cần còn sống sớm muốn có ngày khiến chúng trả gấp bội kế hiện tại chỉ có qua sông trước đi bỏ xe lên người nói rồi cả hai người lên ngựa rút đi đôi mắt ngạn chi hướng về phía trước giọng nói tràn ngập quyết tâm ngũ đế quật một trong thất huyền tuy không biết vì sao bọn họ đến đây nhưng nếu đã động tới quan hải thiên môn tại chắc chắn sẽ giúp sức làm cuối cùng không để lại đường sống. Phía trước chính là bến phà, nếu chúng ta có thể kịp thời qua sông có lẽ có thể cắt đôi bọn họ. Hoa nhị tổng quản có nói bên kia sông có người của Lưu Ảnh Thành tiếp ứng, chứ mà bọn họ là người lái đỏ sông đỏ, Ngạn Chi cảm thấy hơi lạ, chính là ở đây chỉ có một con thuyền. Ngạn Chi nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đến vị trí rồi mở lời, "Lão gia tử, chúng ta có việc gấp cần qua sông, có thể nhờ ông cho chúng ta mượn thuyền không?" Có một ông lão lên tiếng không cho, ông nhìn về phía con ngựa và hai người đang đi nói ngươi chính là đồ đệ của hạc lão nhu hồ ngạn chi lão phu tiết bách đằng hôm nay các ngươi không đi được đâu ngạn chi bất ngờ tiết bách đằng bạch đế thần quần của ngũ đế quật ngân hoàng kim tuyến tiết bách đằng ông hỏi ngươi biết lão phu xem ra sư phụ ngươi hạc trước y còn nhớ người bạn nhậu này hắn ta nghĩ bụng bạch đế thần quân tiết bách đằng năm xưa cùng thương đế thần quân tiêu long hình xưng tả hữu chiến thần đế môn song bích của ngũ đế quật ngay cả ông ta cũng tới đây xích luyện đường trấn đông tướng quân phủ đều không thể hợp tác với ngũ đế quật của thất huyền ngũ đế quật rốt cuộc nhận lệnh của ai dốc toàn lực bày ra lần vây giết này rồi ngạn chi bái kiến ông sư phụ thường nhắc tới trận chiến với tiết lão thần năm đó hôm nay vãn bối có thể gặp được tiền bối theo lý nên xuống ngựa hành lễ nhưng nhờ phúc của một vị thần quân khác của quý đảo vãn bối đã đánh bản thân mấy trưởng cả người khó chịu vẫn mong tiết thần quân đừng để ý đế quật phù lão tông chủ vẫn khỏe chứ tiếp đãi hai huynh đệ ta tầng tầng thế này rốt cuộc là đạo lý gì vẫn mong tiền bối có thể chỉ điểm cho vãn bối hắn vừa nói xong thì ông cũng lên tiếng trong giang hồ này nếu chuyện gì cũng có thể nói đạo lý vậy không cần thân võ nghệ này nữa rồi sau đó ông đứng dậy phù tông chủ hạc lão nhi lâu rồi không nhắc những cái tên này lại thấy hơi hoài niệm ta cũng giả rồi ông bách đằng đứng đưa tay ra sau nói lão phu cùng lệnh sư cũng xem là kẻ địch sau khi ngươi chết lão phu chắc chắn sẽ đích thân đưa ngươi lên chân cốc sơn ngươi yên tâm đi đi nghe xong thì ngạn chi cũng phi ngựa rời đi hôm nay không làm phiền tiền bối nữa vãn bối cáo lui trước hắn hô lớn rút đúng lúc đó thì bùi liệt nhìn thấy một thứ gì đó ấy rồi cậu nói lão hồ mau nhìn trước mặt bọn họ là những vòng tròn đang lao tới nhanh chóng ngạn chi hét lên mau nhảy bọn họ nhảy ra khỏi ngựa và an toàn không bị thương nhưng còn con ngựa thì bị đánh bay ra xa bùi liệt đáp đất một cách nhanh chóng và cậu ngẩng mặt lên thấy một chiếc thuyền đang di chuyển trên thuyền có một cô gái mấy người khác đang bẩm báo thần quân đã dùng nỗ cơ chặn chúng lại thuộc hạ lập tức đưa người xuống cô là hà quân phán hoàng đế thần quân của ngũ đế quật cô ấp úng việc này được sự cho phép bọn họ lao xuống dòng sông và hô lên vây hai tên đó bùi liệt ngạc nhiên tiểu cô nương này cũng là thần quân gì đó sao còn ngạn chi thì đang loay hoay mà nó đúng lúc đó thì đằng sau bọn họ xích cẩm xuất hiện nói hồ đại gia thể diện lớn thật đấy thần quân ba đảo đều đã đông đủ hủy một như ý thân của ta còn muốn chạy ngạn chi đáp he he vừa rồi không phải cô đã chơi cả nửa ngày rồi sao đáng tiếc cô không chỉ biến lão hồ ta thành như ý thân ngược lại bị huynh đệ ta vung lưới thành quả hồ lô lăn dưới đất vừa nói xong thì xích cẩm lao xuống dơ mấy cây kim ra hử huyết khiên cơ của ta không thể sai sót bỗng dưng có một cái que hình móng vuốt phóng tới với tiếng nói dừng tay nó giúp ngạn chi thoát được một mạng đó chính là ông bách đằng ông nói các ngươi coi lão phu không tồn tại sao lúc ra ngoài lão phu đã nói cái khác lão phu không quan tâm bến nhà này thuộc về tiết lão đầu ta hồng đảo ngươi thất bại ở tiệm ngũ lý liền lại tới chỗ lão phu thể hiện tài năng lẽ nào đến chiếc thuyền nhỏ này cũng không có chỗ cho lão phu nói nữa rồi ông liếc sang chỗ khác hoàng đảo cũng vậy lui hết cho ta một tên nói tiết lão thần quân bớt giận chúng ta chỉ muốn giúp lão thần quân làm chút việc vặt quân phán đứng trên thuyền nói tiết công công là ta nhìn thấy pháo hiệu của tiệm ngũ lý nên bảo họ nhanh qua đây cô lo lắng nếu làm tiết công công vui thầy phán biết lỗi tên thuộc hạ che lời tiểu thần quân ở bên ngoài phải gọi ngài ấy là tiết lão thần quân ông nhìn cô rồi nói đứa trẻ ngoan ngươi biết tính khí của lão phu hiện giờ ngươi cũng đã là chủ của một đảo cần có quyết định của bản thân đừng luôn giúp bọn họ xử lý hậu quả ông nhìn về phía ngạn chi bảo hồ ngạc chi sư phụ ngươi hạc chức y khác những tên tự xưng chính đạo năm đó không có thành kiến với người thất huyền chúng ta trận chiến năm đó tuy bại trước lão phu nhưng việc cách biệt đó quả thật khiến lão phu bội phục chuyện ngày hôm nay không phải ý của lão phu thế này đi trước khi ngươi chết lão phi có thể đồng ý với ngươi một chuyện ngạn chi đáp cảm ơn tiền bối nhiều vãn bối muốn không nhiều muốn mượn tiền bối chiếc thuyền qua sông thuận tiện xin ngài nhường đường nghe xong ông liền cảm thấy ngạc nhiên không nói gì và nói ha ha coi nhẹ sống chết sao cũng hơi giống sư phụ ngươi lại không quá giống Xích cẩm đứng bên cũng lên tiếng ha hồ đại gia, ngài thật sự dám nói. Ông nói được Lão Phu đồng ý khiến cho cô ngạc nhiên vô cùng. Năm đó lệnh sư đã đi được 137 chiêu trước Lão Phu. Hôm nay nếu ngươi có thể đạt được con số này mà không chết, Lão Phu thả các ngươi đi. Xích cẩm bất ngờ thả thả đi. Lão thần quân ngài biết ngài đang nói gì không? Quyết định của một mình ngài sẽ hại Nam Đảo. nhỡ may có sai sót gì khó mà ăn nói với người đó. Bách đằng bảo hư người đó. Lão Phu chỉ nghe lệnh của Tông Chủ. Bến phà này là do Lão Phu canh giữ cho dù người đó có truy cứu cũng chỉ truy cứu một mình ta. Với lại như người khác thì thôi, trong đế quật này chỉ có ngươi là không có tư cách nói năng lung tung nhất. Nói xong ngạn chi nhảy vút lên thuyền trước cái nhìn của cô, hắn nói tiền bối thịnh tình vãn bối từ chối thì bất kính. Người cầm thương, vua của bách binh, người cầm côn tổ của bách binh nhưng trong tay cao thủ, binh khí chỉ có hợp hay không, bất kỳ binh khí gì. Nếu có thể vận hành hợp chân khí của người sử dụng thì có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Sư phụ của Ngạn Chi nói nhắc tới điều luyện trong sử dụng binh khí, vi sư không thể không nhắc tới một môn võ công với ngươi chính là xà hủy bách túc hạc lão đầu nói tiết bách đằng là người có thể lực ngón tay xuyên qua trăm binh hiếm có năm đó vi sư anh đánh mắt ra sau ấy thấy ngạn chi đang ngủ ngon giấc đừng chạy ha ha càng khiến ông tức giận ông cầm quyển sách và ném về phía cậu tiểu tử thối tập trung nghe giảng đi quyển sách lao tới trong khi hắn ta đang ngủ nguy hiểm khi e em giờ tra binh khí hưởng ứng nó làm cho cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng đang trong tư thế ngủ thì hắn vẫn né được thật ngủ mơ né tránh hắn ta mở mắt ra nói khỏi động chiêu thuật thành công, tránh được địch tập kích. Sư phụ của hắn bắt lấy quyển sách rồi vung lên tiểu tử thối, cả ngày ngươi, luyện tập cái gì thế, ôi ra hạc lão đầu, không phải ông vừa vứt sách ra sao. Sau khi đánh xong hắn thì liền quay đi vậy nên xà hủy bách túc của tiết bách đằng này biến hóa đa đoan uy lực cũng kinh người. Ngạn chi ngồi ăn bánh và nghe nếu không thể thủ nhất với chiêu thức biến hóa, khó có người có thể chống lại nó. Hạc lão đầu khoe năm đó vì sự bại là điều tất nhiên, vi sư chính là tư chất đần độn, phải tới sau 30 tuổi, nền tảng rèn luyện có tiến bộ mới có thể đọ cao thấp với hắn. Nghe xong hắn liền đứng dậy đáp vậy ta thì sao, chưa thức ta sáng tạo ra có thể chiến không, sư phụ bảo ngươi ngươi hà? chính là quá thông minh, e là cần tới sau 40 tuổi mới có thể đi đọ với tiết bách đằng này. Ông nói hắn là bạch đế thần quân của ngũ đế quật, nếu sau này ngươi thật sự gặp phải, có thể chạy thì chạy đi, nếu không thì lấy chuyện năm đó vi sự bại bởi hắn, cười nói qua loa rồi lượn, dù sao mạng mới là quan trọng, trở lại hiện thực ngạn chi thầm nghĩ sư phụ thật sự bị người nói chúng rồi, có điều hôm nay vì sống trái lại trận chiến này là lựa chọn tốt nhất bạch đằng khởi tay một cái chiếc thuyền đã không còn gì cản trở trước mặt họ ở dưới còn có rất nhiều vũ khí ông nói trong chiếc thuyền này đều là binh khí ngươi chọn một cái đi thấy ngươi bị thương chỉ cần qua được 137 chiêu hoặc ép được lão phi xuống thuyền trước xem như ngươi thắng rồi ngạn chi cúi xuống cầm hai thanh kiếm lên chút vết thương ngoài ra đã để tiền bối lo lắng ta lấy hai thanh kiếm này vậy bùi liệt đứng bên dưới hét lão hồ tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau kêu lên hắn nhìn qua phía cậu rồi bảo kiếm được đấy yên tâm tiểu bùi đợi tín hiệu chiến thắng của ta ông cũng vào thế chuẩn bị chiến đấu thắng để lão phu xem xem tự tin này của ngươi ở đâu ra rồi ông thi triển pháp thuật những cây đao từ dưới phóng vút về phía của hắn cái gọi là hủy là loài rắn khổng lồ thượng cổ có trăm chân cẩn thận ông chỉ cần một tay có thể nắm tới ba cái vũ khí ngạn chi không nói nhiều trực tiếp lao thẳng về phía ông với suy nghĩ không thể để cho lão già này chiếm thượng phong rồi tấn công liên tiếp vào ông ấy lấy công thay thủ tiêu hao ông ta nhưng đều bị ông ấy đỡ được ngạn chi đánh liên tiếp lại có thể tiếp chiêu dễ dàng như vậy mỗi vũ khí đều có thể đưa vào chân khí sao bách đằng vừa đỡ đòn vừa nói tiểu tử khí thế được đấy nhưng binh khí của lão phu giống như tay chân của ta ông dậm chân xuống đất sau đó là những tia sáng màu vàng bao quanh ông nó tấn công hắn ta khiến hắn chảy máu hắn bật ra xa, xa thấy vậy ông liền bảo dừng đây thôi rồi đấm mạnh xuống sàn một cú khiến tất cả vũ khí bay lên ông ngẩng mặt lên nhìn hắn nói bách túc sát sau đó ông cùng với đống vũ khí bay lên lao thẳng về phía của ngạn chi rồi nói kết thúc rồi nhưng hắn ta lại hét lớn lên. Tiếp theo là một luồng sáng màu vàng bao quanh người hắn ta, nghịch hành chân khí. Tay của hắn di chuyển linh hoạt đỡ hết tất cả vũ khí đang lao tới. Cuộc chiến của bọn họ làm lung lay cả con thuyền. Bách Đằng vừa đánh vừa nghĩ lại vận được chân khí để nâng cao tốc độ, tốt xem ngươi có thể chống đỡ tới lúc nào. Khi tất cờ ra vũ khí nhắm chúng vào Ngạn Chi, thì hắn dùng thuấn bộ để đi bên ngoài con thuyền khiến ông ngạc nhiên cái gì. Hắn vòng ra đằng sau ông rồi nhảy lên, sau đó tấn công liên tiếp vào ông ấy một cách nhanh nhẹn, khoái chạm ông ta đỡ đòn và quan sát cách hắn đánh ở bên ngoài bùi liệt cũng cảm thấy bất ngờ đây mới là uy lực thật sự của vô song khoái chảm sao cú đánh của ngạn chi xẹt qua một ông khiến ông không kịp phản ứng chiếc nón ông đội cũng bị rách tả tơi trên đầu ông bị thương một vết khá lớn rồi ông lên tiếng 147 chiêu lão phu đã thua lúc này ngạn chi đánh mắt xuống phía dưới và thấy hai móng vuốt của bách đằng đang cắm vào bụng mình tiểu bùi thấy vậy liền gọi lớn lão hổ bách đằng thu móng vuốt của mình về khiến cho ngạn chi máu bắn tung te ông nói hay cho vô song khoái chảm Hạc lão nhi ít nhất về chuyện đồ đệ, ông đã thắng ta, rồi ông quay về phía sau nói các ngươi đi đi, qua sông thế nào ta không quan tâm. Những người khác nếu có bản lĩnh, đợi bọn họ rời khỏi bến phà, các ngươi lại đi bắt người. Từ đằng xa có một tiếng vọng lên là người nào muốn đi, ông ngạc nhiên thầm nghĩ là hắn, bỗng nhiên có một thứ gì đó lao tới chỗ bọn họ, nhưng lại rơi xuống dòng nước. Bách đằng dường như cảm nhận được điều gì đó, ông nói không ổn rồi ném ngạn chi ra xa. Móng vuốt của ông đưa ra hay, ông đưa ra hai bên với lấy hai mảnh của chiếc thuyền đã vỡ, sau đó ông gồng mình đẩy hai mảnh lên chắn cho bản thân nhưng hai mảnh thuyền đó không đủ để che chắn cho ông nó trở nên tan nát điều đó khiến ông bất ngờ chưa kịp phản ứng lại sau đó vụ nổ xảy ra khiến cho một phần của còn lại của công nhân thuyền vỡ nát còn ông thì bay ra xa ông cũng tiếp đắt an toàn xích cẩm đứng ở bên cạnh lão thần quân có vẻ như ông bị dính đòn của tên kia nên gục xuống đất người ông tỏa ra một luồng sáng xanh và nó làm ông đau đớn hét lên xích cẩm nói hỏng rồi chắc chắn là lúc nãy đã dẫn động lôi kình trong cơ thể ngài nhanh tản khí vào mạch đừng chống đối nếu không sẽ càng đau đớn ta giúp ngài áp chế từ bên ngoài ông ho ra máu nhưng vẫn cố chấp không không cần ngươi quản lão phu hự à thấy ông đau đớn như thế ai cũng lo lắng có một người đi tới nói he he vừa nãy ở xa nhìn không rõ hóa ra là tiết lão thần quân đó chính là nhạc thần phong hắn ta cùng một tên to béo khác đi tới mỉa mai bách đằng một đao này có hơi nặng đã động phải lôi kình trong cơ thể lão thần quân sơ xuất sơ xuất lão thần quân đừng trách ha ha yên tâm ngũ đế quật làm việc dốc sức một khi luyện xong cửu tiên tích thần đan ước chế lôi kình chắc chắn sẽ luận công ban đan sẽ không để các vị chịu nỗi đau lôi kình thiêu thần này chỉ có điều luyện chế đan này rất rắc rối vất vả lão thần quân đợi thêm mấy ngày ha ha hắn ta dùng vẻ mặt đe dọa chỉ cần các vị theo ước hẹn nhận ta làm chủ nhạc mẫu chắc chắn đảm bảo không ngừng đạn dược của tất cả mọi người trên thuyền thần quân cũng đang nghe hắn nói dưới đất xích cẩm cũng nghe mà không đáp trả lại nhưng sau đó cô lại bảo xin chủ nhân yên tâm chuyện ngài phân phó bảo bảo cẩm nhi chắc chắn cố gắng nghĩ cách cần gì chủ nhân đích thân tới đây, cả con sông đều đã có bố chó của chúng ta, không phải người hàng đều đã bắt ở đây cho chủ nhân rồi sao? Thần Phong đi tới chỗ ngạn chi rồi hỏi ừm ha ha, hồ đại gia vẫn khỏe chứ? Hắn đáp nhiều phúc của ngươi, ta khỏe lắm, Nhà thần Phong, xem ra tay ngươi lại đã vươn tới cả ngũ đế quật rồi, có điều ngươi âm thầm chi phối môn phái của huyền thấy, nhưng việc này chấn đông tướng quân đều biết chứ? Thần Phong dùng vẻ mặt khinh bỉ hồ đại gia nói đúng lắm, quan hệ của ta và ngũ đế quật quả thật không thể cho người ngoài biết, vậy nên xin lỗi, hơn nữa ngài đi không rõ lệ sư sao chịu ngừng lại đến lúc đó chắc chắn quan hải thiên môn sẽ tranh chấp một phen với lưu ảnh thành việc này cũng xem là chuyện tốt với tướng quân nhà ta nhỉ tiểu liệt lên tiếng mục đích của ngươi là thanh đao trên lưng ta vì ở lưu ảnh thành thấy a ngốc cầm thiên liệt cậu bảo nói thật cho ngươi thanh đao này vô dụng với ngươi hơn nữa ngươi cũng đã thấy tình hình của a ngốc không ai có thể khống chế sức mạnh của yêu đao xích cẩm nghe vậy liền nghĩ sức mạnh yêu đao lẽ nào thứ hắn mang chính là yêu đao trong truyền thuyết thần phong càng trở nên ham muốn không thử sao biết so với a ngốc ta cảm thấy có lẽ ngươi biết còn nhiều hơn nếu không hoành sơ ảnh cũng sẽ không sai ngươi hộ tống thanh đa này có ngươi có lẽ ta sẽ may mắn hơn chút nữa lùi một bước cho dù không khống chế được sức mạnh yêu đao kiếm được chuyện lưu ảnh thành giữ yêu đao mưu đồ tạo phản từ ngươi tướng quân nhà ta cũng sẽ rất vui nhỉ hắn cầm cây kiếm lên rồi nói được rồi hôm nay bổn tọa còn có người cần gặp nên dọn dẹp rồi bùi liệt cầm đao lên chĩa thẳng về hắn đừng mong động vào lão hồ trừ phi giết ta trước nhưng giết ta rồi ngươi cũng đừng mong biết được tin tức của yêu đao rồi hắn vung kiếm lên hử muốn uy hiếp ta may sao cậu đỡ được đòn đấy nhưng cũng rất chật vật để có thể đỡ được cú đó cũng khiến cậu phun ra máu hắn lại tiếp tục chĩa kiếm vào cậu rồi bảo ở lưu ảnh thành ta nhường một tay lại khiến ngươi cảm thấy ta là người có thể mặc cả sao chút nội lực này cũng dám đứng ra thay người khác không phải ngươi hành động rất nhanh sao hắn vung kiếm về phía cậu sao không tránh nữa cuộc chiến đấu của họ được mọi người xung quanh nhìn thấy bùi liệt thở hồn hển nói sẽ sẽ không lui cậu nhớ lại lời của một người huynh đệ nói không phải ngươi cảm thấy bản thân là nhân vật lớn có thể kiểm soát cục thể chứ đau rất sắc nhưng đậu phụ ăn được ta cảm thấy làm đậu phụ rất tốt cậu gồng mình đứng dậy với vết thương đầy mình và nghĩ thầm hự nhật cửu đậu phụ có tác dụng gì hiện giờ ta muốn làm một thanh đao rồi cậu dùng vô song khoái cảm lao tới chỗ thần phong hơn bất kỳ lúc nào hắn nhìn thấy cậu phi tới thì liền cảnh giác hắn ta chặn đòn đánh của tiểu liệt khiến vũ khí của cậu văng ra xa sau đó hắn cau mày lại và đưa tay ra phía trước nắm lấy cổ của tiểu liệt khiến cậu vùng vẫy và đau đớn thần phong cảnh cáo cậu không giết ngươi ta có cách khiến ngươi phối hợp ngũ đế quật còn bị ta hàng phục huống hồ là ngươi hắn bảo hay cũng trồng một lôi đan trong người ngươi để ngươi nếm thử mùi vị chỉ thấy tiểu liệt hai mắt trắng dã xung quanh đều có những tia sét xanh cậu đau đớn hét lên thần phong nắm cổ tiểu liệt nói hử mạng của ngươi đối với ta mà nói giống như run dế đợi khi lôi kình kết đan trong khí thật ngươi nghĩ xem làm sao hợp tác với ta đi cậu hét lên một cách đầy đau đớn hắn ta nghi hoặc kỳ lạ lôi kình không kết đan ngược lại tụ tại dương bạch huyệt của hắn cậu máu me đầy người nhưng vẫn cố gắng nói sinh trì hộ huyết lữ tổ tử thụ côn bằng chỉ thần vân khí hỏa quang câu nói này khiến cho hắn vô cùng bất ngờ sau đó tiểu liệt biến mất khỏi bàn tay hắn và hắn bị đưa vào một cánh cổng không gian bên trong đây là những ô vuông có chữ cái và những tia sét nhỏ hắn nghiến răng chuyện gì vậy là ảo giác sao xuất hiện trước mặt hắn chính là khuôn mặt của bùi liệt hắn ngạc nhiên đây là thần phong thần nghĩ không đúng không phải ảo giác đơn giản đây là trong thần thức của tên này thuật thần thức trên giang hồ phần nhiều là lời đồn người biết hiếm hoi hắn luyện võ công cao thâm kiểu như thủ tâm xá hay là bị lôi kình của ta phát động nhưng sao có thể thế này mật báo nói hắn chỉ là một hạ nhân của lưu ảnh thành mà thôi gần đây mới làm cho hoành sơ ảnh tiểu tử này lẽ nào hắn liên quan tới yêu đao không phải ngẫu nhiên lần này là ta đã lơ là ta phải nhanh thu lại tâm thần thoát khỏi nơi này ở bên ngoài thần phong đã buông cổ tiểu liệt ra rồi đứng đó run run xích cẩm đứng bên nhìn vậy liền bất ngờ bùi liệt nhìn hắn rồi nghĩ nguy hiểm quá sao làm được, ta còn tưởng phải tiến vào đoạt xá đại pháp, cũng may không thật sự phát động là do lôi kình kỳ lạ đó của hắn dẫn tới sao, nhìn bộ dạng hắn, xem ra tạm thời vẫn chưa hồi thần, những người khác cũng chưa phát hiện nhân cơ hội này đưa lão hồ đột phá vòng vây, nghĩ rồi cậu tiến tới đỡ ngạn chi lên lão hồ, huynh còn đứng lên được không, không ổn này là hôn mê rồi sao, bỗng dưng hắn ta nói bắt, thân xác hắn run rẩy hơn, trong tâm trí thì hắn đang ngồi và cố gắng nói bắt chúng cho ta, xích cẩm để ý tới hắn ấy chuyện gì vậy, rồi cô ra lệnh nhanh, lên cho ta, cản bọn họ lại. Nghe được lệnh bọn chúng lao tới chỗ của hai người họ, nhưng tiểu liệt lại cố chặn những đòn đánh của họ. Vừa đỡ cậu vừa nghĩ lão thần quân đó nói đúng, trong giang hồ này nào nói đạo lý gì, nếu ta đủ mạnh, thất thức nếu ta không chỉ là một thợ rèn, thì có thể cứu bản thân và lão hồ phải không? Đột nhiên có một tên thuộc hạ cầm dao và vòng ra sau cậu định đâm cậu, nhưng chưa kịp chạm đến họ, thì hắn bỗng thấy một thứ gì đó xuất hiện, đó chính là con ngựa mà lúc trước hai người bọn họ cưỡi, nó đang giúp họ, nó dẫm tên kia xuống đất khiến hắn phun máu ra. Tiểu Liệt thấy nó liền vui mừng nhị ca, nó nhìn Ngạn Chi đang bị thương một hồi, rồi trở nên hung dữ, khí thật lớn khiến mọi người sợ hãi, xích cầm lao tới ngẩn ra đó làm gì, một con ngựa thôi, lên đừng để bọn chúng cưỡi ngựa chạy mất, rồi bọn họ thi nhau tiến lên chiến đấu, nhưng đó đâu phải là con ngựa mà họ thích làm gì cũng được, nó giơ một chân lên, rồi đá một phát khiến một tên văng ra xa, xích cầm phi tới dùng huyết khiên cơ nhắm vào con ngựa đó, cô đáp đất và vô cùng bất ngờ huyết khiên cơ cũng không phản ứng, đây chắc chắn không phải ngựa thường có một tên lao tới cắm con dao vào một chân của nhị ca rồi nói xúc sinh xem đây con dao cắm vào thịt nó khiến cho tên kia phải xanh mặt không không rút được bị cơ kẹp lại rồi sao sau đó con ngựa đầy máu me nhìn hắn một cách hung dữ khiến cho tên đó hoảng sợ nhị ca nhấc bổng tên đó lên khiến hét kêu la nó giết chết tên đó mà không cần suy nghĩ những tên xung quanh đều sợ hãi quái vật rồi nó ném tên kia ra một chỗ khác nhưng cơ hội này tiểu liệt đỡ ngạn chi lên ngựa rồi nói nhị ca để lão hồ cẩn thận rồi rời khỏi đây trước đúng lúc này thì ở trên thuyền tên thuộc hạ bẩm báo thần quân cũng tên nỏ đã chuẩn bị xong rồi con ngựa chạy băng qua con thuyền trong khi những mũi tên đang lao đến chỗ họ tiếng ngựa của lão hồ hú vang trời như nó đang cam chịu đau đớn bùi liệt cố gắng điều khiển nhị ca huynh muốn làm gì họ đáp thần quân bọn chúng hình như định xông qua đây thần quân phán không biết làm gì mới nói rằng phóng phóng tên bọn họ tuân lệnh liền phóng tên họ dùng đột phá chính diện hàng chục cung tên được phóng ra bùi liệt cố gắng vừa điều khiển vừa phản đòn nhưng nhị ca của cậu đã trúng vết thương, chú ngựa vẫn luôn chịu đau mà di chuyển theo cậu, cuối cùng phóng lên cao trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bọn họ không thể phản kháng lại, chỉ có thể kêu lên, à, vì sức nặng của Bùi Liệt và Hồ Ngạn Chi nên cây cầu đã bị bể, cả người lẫn ngựa đều xuống hồ do không thể điều khiển lực đẩy của trọng lượng, Bùi Liệt nói nhị ca, ta giữ chặt lão hồ rồi, đi mau, vì ở dưới nước nên ngựa không thể di chuyển theo ý muốn, chưa thể đi xa, Bùi Liệt quan sát phía sau. Phu xích cầm ở xa nhìn thấy cậu và nói con ngựa này, thật sự thành tinh rồi sao? Thần Nhạc Phong nói nó có lẽ là dị chủng duy nhất của Thiên Kính Nguyên ở Tây Bắc dị cảnh, tàng giác tự lòng, cô cô xuống, nói: "A à, chủ nhân, thứ cho chúng ta không thể cản lại, không biết vừa rồi chủ nhân là." Hắn nói không cần để ý, vừa rồi ta nhất thời thành vật lạc lối trong hộp mà thôi, tốc độ của con ngựa này cần ta địch thân đuổi theo, dọn sạch thuyền nhỏ của ta, hắn nghĩ tuyệt đối không thể để chúng biết từ độ lôi tuyệt của ta có kẽ hở, cho dù là kẻ nghe lời nhất này. Bùi Liệt, thế này ta càng không thể tha cho ngươi. Trong khi đó, bùi liệt dùng răng giữ chặt dây quấn quanh hồ ngạn chi cậu nói nhị ca ta buộc lão hồ lại rồi huynh phải cố lên bùi liệt thấy a à có thuyền đuổi tới đây rồi xa xa cậu biết quả nhiên là nhạc thần phong tốc độ nhanh quá nay cũng là nhờ nội lực sao cậu biết không được tiếp tục thế này sẽ bị đuổi kịp bùi liệt liếc sang chỗ hồ ngạn chi ông ta đang bất tỉnh trên lưng ngựa chú hú lên như đang nói chuyện với cậu bùi liệt đáp nhị ca nghe ta nói huynh biết mà tiếp tục thế này không ai đi nổi hiện giờ lão hồ dựa hết vào chúng ta yên tâm, huynh từng thấy tốc độ chạy của ta, ta sẽ không dễ bị hắn bắt được. Huynh mang theo lão hồ qua sông, tìm nơi thị thương, ta đảm bảo nhất định sẽ tập hợp với các huynh. chú ngựa hơi trầm ngâm, rồi cũng tin bùi liệt, hai tên cụng đầu như đã nghe rõ. sau đó, bùi liệt bơi xuống, tách ra với ngựa và hồ ngạn chi, nhạc thần phong trên bè nhỏ thấy cậu đang bơi, ửm, ừ. bùi liệt cố gắng bơi vào bờ gần đó, cậu thở để đỡ mệt hơn, phù phù, bùi liệt biết bản thân nên làm gì cậu nghĩ nếu mục tiêu của ngươi là đao trên lưng ta vậy xông tới ta này nhà thần phong cũng thấy điều đó hắn nghĩ tiểu tử này thật sự thông minh đấy được thôi hồ ngạn chi cũng không quan trọng tới vậy hơn nữa nếu nữ nhân đó nghiêm túc họ hồ cũng chưa chắc chạy thoát họ không biết đã được đại bàng bên phía thấu ngọc tiết quan sát khi ấy đại bàng đáp lên cánh tay của nữ nhân chú ta được bàn tay lấy chiếc nó nhỏ là huyền tử là người điều khiển nó cô quỳ xuống báo cáo rằng công chủ dạ ưng hồi báo một người một ngựa từ nửa dặm bên trái qua sông thấu ngọc tiết nằm nghỉ và nói với tính khí của tiết bách đằng cho dù niệm tình cũ nhường một tay cũng tuyệt đối có giới hạn bất kể là ai có thể qua sông chắc chắn không đơn giản cô ta đẹp mỹ miều tuy đã che mặt qua tấm vải mỏng những đều lộ ra những đường vân nhẹ trên cơ thể thấu ngọc tiết còn nói huyền tử truyền lệnh ta đợi người lên bờ lập tức tìm bình địa vây lấy hắn che kín mũi miệng chuẩn bị hy xã yên huyền tử đáp vâng đêm hôm đó một người một ngựa đang di chuyển trong rừng họ không biết có đoàn của huyền tử đang du kích ngựa có thính giác rất nhạy nên ngay từ đầu đã nhận ra có người trên cây bỗng có mũi nhọn đến với họ tấn công bất ngờ ngựa đã nhận ra và sẵn sàng nghênh chiến chú ta dùng răng cắn đường dây không để chúng bản thân người điều khiển ngược lại bị chú phản công thấu ngọc tiết gần đó quan sát và nghe có người nói người đã thương nặng hôn mê không ngờ con ngựa này lại mạnh tới vậy cô nói đừng quên phóng tên nếu không có người khác theo tới đây cố hết sức bắt sống trên người con ngựa này đã có vết thương hy xài yên tan trong máu tăng lượng gấp đôi cho ta phóng khói huyền tử đáp vâng cô ra lệnh lượng hy xà yên gấp 3, phóng. Cả đoàn chuẩn bị tư thế, thế là họ phóng những mũi tên có phóng khói lên chỗ hồ ngạn chi. Chú ngựa quan sát và ngẩn người, cơ thể như bị sức nóng ép ra mồ hôi và nước mũi. Chúng thấy đã có phản ứng, bèn lén lấy hồ ngạn chi ra khỏi ngựa. Nhưng chú đã phát hiện ra, đồng thời trừng mắt, đá bay bọn chúng ngay tức khắc. Thấu Ngọc Tiết bất ngờ nhẹ rằng, khó mà tin, hy xà yên là bí dược của ngũ đế quật ta. Lượng thuốc này cho dù là voi cũng đã ngã từ lâu rồi. Cô nói đem dài lắm mộng, không thể kéo dài thêm nữa nếu con ngựa này đã trung thành tới vậy, vậy cho nó tọa nguyện, phóng tên. Họ đáp xà nha tiễn chuẩn bị, bỗng có người xuất hiện, huyết tử định lấy dao, người đó nói thấu tông chủ bỏ tên giữ người, bàn chân đáp đất, hắn kêu ngựa im lặng, suỵt, hắn nói ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngươi đi. Thấu Ngọc Tiết thấy hết, thấy hắn đã kêu ngựa nghỉ chân và hắn quan sát, cô nói các hạ dựa vào đâu cảm thấy có thể đưa một người một ngựa này khỏi tay ta, tên đeo mặt nạ nói ô tông chủ không hỏi thân phận tại hạ đã xác định mục đích chuyến này của tại hạ thấu ngọc tiết bảo rằng các hạ đã biết hành động lần này hiển nhiên tới có chuẩn bị to gan xuất hiện lại mang mặt nạ tức là quyết tâm che giấu thân phận hỏi cũng như không cô còn nói nhìn phản ứng của con ngựa này rõ ràng là quen biết với các hạ chỉ không biết theo đây các hạ định xử lý thế nào ta cũng tiện phối hợp hắn đeo mặt nạ có chữ hắn đen nói không hổ là huyền đế thần quân thống nhất nam đảo kiếm tích ô sao thấu ngọc tiết thấu tông chủ còn hiểu rõ hơn tại hạ tông chủ có thể gọi tại hạ quỷ tiên sinh một người một ngựa này không phải chuyện gì quan trọng lần này tại hạ có chuyện khác muốn nói với tông chủ quỷ tiên sinh nói chuyện này rất cơ mật chỉ có một mình tông chỉ có thể nghe không biết tông chỉ có thể bảo xung quanh lui xuống nghe thế thấu ngọc tiết bất ngờ và tò mò cô ra lệnh huyền tử đưa họ lùi lại 30 bước huyền tử đáp vâng thấu ngọc tiết bảo được rồi quỷ tiên sinh có thể qua đây nói chuyện quỷ tiên sinh bảo tông chủ quả nhiên có khí phách gần đây giang hồ yêu đao hiện thế hẳn tông chỉ đã có nghe nói từ lâu tông chủ còn nhớ 30 năm trước lúc chúng ta còn nhỏ thất huyền với hồ dị môn đứng đầu liên minh các phái bỏ qua thành kiến để đấu yêu đao đó là tấm lòng cỡ nào hắn nói mà lúc yêu đao ẩn thế tam đúc tứ kiếm những bên gọi là chính đạo đó lại vu oan giá họa diệt môn hồ dị môn vu cho thất huyền là tà đạo trở tay thanh toán hiện giờ thanh huyền suy tàn các phái trốn đông trốn tây ngũ đế quật xem như tồn tại tốt trong tốt du thi môn huyết sáp môn đã mai danh ẩn tích đã lâu thấu ngọc tiết đáp chuyện 30 năm trước đã không ai nói rõ được nữa hiện giờ yêu do hiện thế liên quan gì ngũ đế quật ta quỷ tiên sinh nói chưa chắc nhỉ trước đây chuyển ra trong một đêm khiếu dương bảo bị giết sạch hổ rực phi thoa bị gãy tại hạ cũng đã tốn chút thời gian mới điều tra rõ ràng bảo chủ này hà phụ ngung là họ hàng xa của hà quân phán hoàng đế thần quân của ngũ đế quật tin rằng tông chủ cũng biết bí mật này hắn như nhớ lại khung cảnh lúc ấy ngọn lửa này đã cháy tới chân ngũ đế quật rồi sau sự việc chữ để lại trên tường cũng ám thị là người của ma tông thả yêu đao ra đổi cách nói chỉ thẳng thất huyền thấu ngọc tiết nói người trong thất huyền sẽ không tự xưng ma tông quỷ tiên sinh nói thư để lại trên tường này quả thật đáng nghi nhưng môn phái của tam đốc tứ kiếm sẽ quan tâm những chuyện này sao dường như ta lại ngửi thấy mùi âm mưu lần này những chính đạo đó xem ra lại đang mài sẵn đao rồi cô hỏi vậy không biết quỷ tiên sinh có kiến nghị gì hắn đáp yêu đao vốn là thánh khí đạo tông liên quan tới thất huyền tông chủ biết rõ việc này ta không cần nói nữa lần trước thất huyền chọn sai bên quỷ tiên sinh lấy tờ giấy nói rằng lần này tông chủ muốn làm đồ tể hay là làm cá tại hạ muốn mời thủ lĩnh các tông của thất huyền gặp mặt cùng bàn đại kế trong thư mời này viết rõ địa điểm thời gian và hắn phóng bức thư đến chỗ cô, bức thư chúng cạnh tường. Nói tham gia đại hội yêu đao thất huyền này chỉ có hai điều kiện, ít nhất phải có một món thanh khí đạo tông và người lãnh đạo một môn phái trong thất huyết, mang thánh khí tham gia mới có thể tượng trưng thất huyền phục hưng. Thấu Ngọc tiết báo thanh khí đạo tông, các hạ muốn ta đoạt lại năm thanh yêu đao đó. Quỷ tiên sinh bảo, yêu đương nhiên là đúng nhưng tông chủ có bảo vật trấn môn thực trần cung và huyền mẫu tiễn là đạo tông thiên nguyên từ xưa, vậy nên tông chủ là người duy nhất đã có tư cách cô nói ta không có hứng thú với đại nghiệp phục hưng của thất huyền ta lại có lý do không thể giao cho các hạ hắn biết điều đó nên đã cười ha ha ta hiểu quỷ tiên sinh liền mang ra thứ đe dọa cô vậy không biết tông chủ có hứng thú với cửu tiêu tích thần đan và cách loại bỏ lôi kình không đây là đan dược không có người thứ ba biết sự lợi hại của nó không cần tại hạ nói nhiều nhỉ tại hạ có chuẩn bị đầy đủ thể hiện thành ý và năng lực của ta với tông chủ còn về thiếu một người một ngựa với tài trí của tông chủ lừa người đó có lẽ không khó nhỉ thấu ngọc tiết bỗng bất ngờ Ngoài ra, trước mặt Bùi Liệt có ngôi nhà lạ, xung quanh chỉ có mình cậu đang chạy, phù phù, vừa chạy vừa nghĩ phía trước là một cái miếu hoang, ta cố tình để lại nhiều dấu vết trên đường, nhạc thần phong đó chắc chắn sẽ tìm tới đây. Cậu nghĩ nếu ta dụ hắn vào trong miếu, kỳ lẽ hắn sẽ mất chút thời gian lục soát. Bùi Liệt đã quyết, làm vậy đi, trong miếu thật sự đã hoang và tan tối, bên trong có bức tượng, không có ai chăm sóc nên nó đã nứt nẻ theo thời gian, gần đó có ai đang đốt lửa, ngồi gần bức tượng quan âm bông sen. Bùi Liệt nhận ra trong đại điện có người, cậu lén nhìn xem đó là ai thế là cậu nhận ra ấy cậu thấy đó là một nữ tử cô ta đã che mặt bằng chiếc nón quai thao đường nét cơ thể quyến rũ váy trắng và mái tóc dài đen bùi liệt tự hỏi người đi đường sao làm sao đây nếu nhạc thần phong đuổi theo tới đây e là làm hại tới cô ấy ta có cần khuyên cô ấy rời đi ngay không chợt cậu nhận ra đợi đã không đúng miếu hoang trong núi hoang nữ tử ban đêm ra đường mặc đồ trắng việc này không thường thấy bùi liệt à bùi liệt trước đó ngươi từng chịu thiệt rồi đó cậu bèn lùi lại Thà tin là có, cho dù không phải bẫy ta để lại chút dấu vết dụ nhạc thần phong rời khỏi đây là được rồi. Đi trước, cô nàng ấy bè nhìn về phía bùi liệt, bảo sáng sớm mưa bay, đêm trời lạnh, ngoài miếu lạnh lắm nửa con thỏ rừng này của ta, không thể một mình ăn hết, muốn chia đồ ăn với người. Bùi liệt liền chạy thọc mạng, bẫy rõ ràng, rút, bỗng có thứ bay tới cậu, cái gì, nó lao về phía cậu làm cậu khó mà tránh né. Tuy đã cố gắng lùi ra sau nhưng bùi liệt vẫn trúng đòn, cậu học máu, thế rồi bùi liệt bị té, do cậu bị sợi dây điều khiển cậu bị kéo đi trong thoáng cậu chưa kịp bình tĩnh lại bàn tay váy trắng điều khiển điêu luyện kết quả bùi liệt hoàn toàn bị bắt bởi cô nàng bí ẩn cậu kêu đau a à, đau quá eo ta sắp gãy rồi minh sạn tuyết bảo một lời không hợp liền bỏ chạy chê thỏ ta nướng không ngon sao cô liền lấy tấm ảnh ra xem và nói ngươi đừng vùng vẫy nữa đây là thiên la tị ngươi càng vũng vẫy càng trói chặt để ta so xem nào bùi liệt nghĩ ta tay ác thế này bề ngoài lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nho nhã thế này cô ta xem và cười ha ha bùi liệt thật sự là ngươi còn tưởng vùng này rộng như vậy ta rất khó gặp được ngươi trước hắn bùi liệt hỏi trước hắn không phải cô là nanh vuốt của nhạc thần phong lẽ nào cô là người của xích luyện đường minh sạn tuyết bảo đừng đoán bừa ta chỉ cần biết mục tiêu của nhạc thần phong là ngươi vậy là đủ rồi võ công ngươi bình thường lại bị người ta truy đuổi có lẽ thứ đáng giá là món đồ trong hộp trên lưng nhỉ sau đó cô ta lấy găm để ta xem xem là bảo bối gì một choáng đã lấy ra được thứ trên lưng bùi liệt mũi nhọn của dao găm cọ vào chỗ lấy Minh Sạn Tuyết nói hộp đàn làm từ ô mộc, trục và khóa làm từ huyền thiết, binh khí phổ thông còn không mở được, chậc chậc, không hổ là đồ của Lưu Ảnh Thành. Bùi Liệt nói rõ cô đừng mở ra, cô bảo ngươi căng thẳng làm gì? Bùi Liệt nghĩ mục tiêu, nghe có vẻ mục tiêu của cô ta không phải yêu đau, ngược lại giống như đối phó Nhạc Thần Phong, có lẽ còn cơ hội sống. Sau đó cậu nghiêm nói, vật trong hộp có độc, hơn nữa Nhạc Thần Phong đang theo sát sau ta, sắp vào trong miếu, với tính cách của hắn chắc chắn giết cô nương diệt khẩu, cô nương tránh đi trước đi minh sạn tuyết nghe thế và bảo hóa ra là vậy như người khác sợ hắn ta không sợ vừa hay ta cũng muốn gặp hắn chỉ là trước khi gặp hắn cô nâng đầu cậu phải xử lý ngươi trước bùi liệt ấp úng xử xử lý lúc đó nhạc thần phong đã thấy ánh sáng đỏ trong miếu cô nói lâu rồi không gặp nhạc thần phong hắn bất ngờ sao sao lại là cô minh sạn tuyết cô nói không đến mức gặp ta như gặp ma vậy chứ mấy ngày trước không phải ta đã để lại ám hiệu cho ngươi sao nhạc thần phong hơi tức hắn nói hử cô nói muốn gặp nói chuyện sau ta biết cô sẽ ở trong miếu hoang núi này? Hắn còn hỏi cô thật sự muốn nói chuyện với ta, ta thấy chưa chắc, chẳng qua cô muốn điều tra ta thôi. Ta nên sớm nghĩ tới loại người không có lợi không làm như cô, do tiểu tử đó ra đây. Minh sạn tuyết bảo hộp ngươi muốn tìm trên xà, còn người đã bị ta giết rồi. Hắn liền ngước nhìn lên trên, cô còn nói thi thể ở trong giếng sân sau, ngươi có muốn đi xem thử không? Nhạc thần phong đáp, hừ minh sạn tuyết cô tưởng ta vẫn sẽ tin cô. Hắn nói tiểu tử này vô dụng với cô, nếu cô giao hắn ra, ta còn có thể niệm tình năm đó. trong khi đó bùi liệt đang bị trói dưới giếng, cậu không ngờ trong miệng giếng này lại có thể nghe thấy tiếng trong miếu. bùi liệt cố gắng thoát, đáng ghét, nữ tử này điểm huyệt của ta, còn dùng dây gì đó trói tay chân ta, chặt chết ta rồi. minh minh sạn tuyết, ta nhớ ra rồi, cô ta chính là tẩu tẩu của a ngốc, cô ta không phải cùng một bọn với nhạc thần phong sao? cậu nghĩ nhưng có vẻ cô ta với nhạc thần phong phòng bị lẫn nhau, vì sao vậy? sau đó minh sạn tuyết đứng lên và nói, hứ ngươi đòi người với ta ta còn muốn đòi người từ ngươi đấy. Ban đầu lúc mỗi người một ngả, ngươi nói với ta ngươi tận mắt thấy nhạc thần hải chết theo ca ca hắn. Chuyện này ta quay lại Đông Hải lại nghe nói đứa trẻ mồ côi nhạc ra ở lưu ảnh thành tay cầm yêu đao tìm ngươi báo thù, đánh ngươi tan tác. Ha ha xem ra đến chút chuyện giấu một người này ngươi cũng làm không xong. Năm đó nếu không phải ta, ngươi đã chết bên đường tử lộng, ngươi lại giấu hải nhi của ta đi, hiện giờ hắn ở đâu, ngươi giao hắn toàn vẹn cho ta, ta sẽ trả ngươi một bùi liệt đầy sức sống. Nhạc thần phong hét lớn, tức giận nói, hư hỏa bích đan tuyệt là ta liều mạng trộm ra đã nói chúng ta chia nhau cùng hưởng cô lại trộm truyền cho một tên câm muốn làm xong tu đỉnh lô thay thế ta minh sạn tuyết bảo hỏa bích thần công trong hỏa bích đan tuyệt âm dương tu cùng nguồn năm đó ngươi luyện được hoàn toàn nhớ ta dạy ngươi nhưng công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định nếu một bên mạnh hơn một bên sẽ có thể ăn nội đan của đối phương tăng công lực mà ngươi từ khi luyện hổ lục thất thần tuyết của nhạc gia đã định lấy nội đan của ta nhỉ người âm thầm tìm kiếm đỉnh lô không phải ngươi sao tưởng ta không biết ngươi không tìm được nữ tử tư chất thích hợp luyện công này liền lừa ta hải nhi đã chết hiện giờ thiên la kinh của ta đã thành công nhạc thần phong giao người ra đây bùi liệt nghe vậy hóa ra là vậy a à ngốc ký ức mà nhạc phong thần biết bất ngờ ùa về a à ngốc năm đó đã tin tưởng và tình cảm thế nào với minh sạn tuyết tu luyện võ công lai lịch không rõ thậm chí cả cái chết của đại ca cũng đổi lại bản thân hắn lớn tiếng với người phụ nữ trước mặt minh sạn tuyết cô quyết tâm gây rắc rối cho ta cô gái chỉ nhẹ nhàng sờ lọn tóc của mình thản nhiên đáp đơn giản xem ngươi muốn thứ ngươi đang tìm tới mức nào thôi nhạc phong thần tức ứa gan nghiến răng đáng ghét sau đó hắn nhảy lên định động thủ bên này cô liếc mắt nhìn nhạc thần phong với tay đến đồ vật trước mắt nghĩ lấy hộp về trước rồi tính nhưng chỉ còn cách một chút nữa thì cơ thể của nhạc phong thần cứng đờ lại nhạc thần phong phát hiện có những sợi chỉ vô cùng mỏng manh ở xung quanh mình hắn ta vội vã rụt tay lại đây là cô ta đã bố trí thiên la tì minh sạn tuyết không biết từ bao giờ đã ở đằng sau lưng của nhạc thần phong hắn giật mình quay người lại mang theo vũ khí định chém đôi nhưng lại bị thiên la ti quấn quanh tay cầm hóa ra chính minh sạn tuyết đã khéo léo bày ra trò này nhạc thần phong ngỡ ngàng đôi chút nhanh quá đao của nhạc thần phong bị văng ra một bên và giờ hắn tay không trọi một tuy nhiên điều này cũng chính là thứ khiến hắn bất an không ổn đao của ta trước thời cơ cô lao thẳng về phía hắn ta cô tiếp tục tiếp chiêu bạch tượng thiên la cách lớp đá tầng tầng lớp lớp nâng lên phía sau lưng hắn thấy thế hắn nhíu mày nghĩ tuyệt đối không được để nữ nhân này điểm trúng huyệt khi khoảng cách của cả hai gần nhau hơn sạn tuyết một tay cầm dao một tay tung đấm về phía hắn chốc lát cô đã chạm được điểm huyệt tại cổ tay hắn không dừng lại ở đó còn kề dao lên của hắn cô cất tiếng nói nhạc thần phong võ công của ngươi đã đặt hết vào đao pháp nhạc gia một khi mất xích ô giác ngươi chỉ là con nèo bệnh mất đi răng nanh nói cho ta hải nhi ở đâu hôm nay ta giữ lại mạng cho ngươi chỉ phế võ công của ngươi hắn vẫn chưa chịu nhượng bộ nói năm đó dùng bích hỏa thần công làm nền cô tu luyện thiên la kinh mà ta luyện hổ lục thất thần tuyệt tuy nói là lấy trong sản nghiệp tổ tiên nhạc gia thất thần tuyệt vẫn còn khuyết thiếu có một ánh tia trong đôi mắt của hắn hắn gàn giọng nói lại có vài phần cô chưa biết thấy tình hình này sạn tuyết nghiến răng nghĩ không đúng ra tay trước lấy thế khi cô cầm dao đâm vào cổ có một ánh sáng rực phát ra hắn đang âm thầm dùng kim giáp cấm tuyệt hổ lục thất thần tuyệt cô lo lắng nghĩ không cắm vào được bàn tay nhạc thần phong toát ra nhiều dòng điện hắn nói kim giáp cấm tuyệt này ta chưa từng dùng trước mặt người khác minh sạn tuyết hưởng thụ vinh dự lần đầu tiên này đi hắn đưa tay ra ngưng tụ một luồng sức mạnh đến nỗi dao cũng phải gãy nát đi bây giờ là đến lượt hắn tiếp chiêu khi cô đưa tay ra chuẩn bị điểm huyệt thì hắn đã nhạn chóng chặn lại được không dừng lại ở đó hắn tung ra một dòng điện sang chói về phía cô khiến cô phải ngã văng ra xa đứng trên cao hắn cười phá lên nói ha 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 mùi vị bị lôi kình nhập thể thế nào lúc ta mới luyện thành công đến bản thân còn khiếp sợ rồi hắn nhìn bàn tay đầy máu của mình nghiến răng nói tuy sau khi dùng kim giáp cấm tuyệt cả người sẽ đau đớn như lột một lớp da có điều có thể trồng lôi đan trong cơ thể minh sạn tuyết cô, chúc đau đớn này, không nhắc tới, cô bên này cố gắng gượng sau chiêu vừa rồi, cô nói, cho dù có kim giáp cấm tuyệt hộ thể, với nội lực ban đầu của ngươi, không thể dễ dàng phá hạn chế huyệt đạo của ta, nội lực đột nhiên tăng mạnh như vậy, xem ra ngươi đã tìm được cách khác tiếp tục tu luyện hỏa bích đan tuyệt, nghe vậy hắn nói tiếp, không hổ là minh sạn tuyết, chúng đôi kình vẫn có thể thoải mái nói chuyện, ta chưa gặp được mấy người, còn về nội lực này của ta, ta còn phải cảm ơn cô nếu không phải năm đó cô nói cho ta không ít bí mật của ngũ đế quật trong thất huyền cô cố ý kéo dài thời gian muốn vận công loại bỏ lôi kình sao hừ ta sẽ không cho cô cơ hội này đợi lôi kình kết đan đốt thể không phải cô vẫn phải nghe ta sao ta sẽ để cô sống tiếp tục tu luyện hỏa bích đan tuyệt có điều từ nay về sau mỗi phần nội lực cô có đều thuộc về ta nghe những lời này ánh mắt cô đành lại sau đó nói được thôi ta nhận thua nội lực bích hỏa thần công thuộc về ngươi có điều nếu ngươi tha cho ta một lần ta có thể đưa ngươi thiên la kinh đây là đệ nhất võ điển thất huyền không phải ngươi vẫn luôn muốn nghiên cứu sao nếu ngươi không tin có thể xem nửa phần đấu này trước nhạc thần phong bên này vô cùng khó hiểu nghĩ thiên la kinh sao cô liền ném thiên la kinh về phía hắn nói dù sao nếu ta mất hết công lực cũng không dùng tới nhận lấy hắn nhíu mày nghĩ ta có kim giáp cấm tuyệt hộ thể xem cô có thể dở trò gì vừa mở ra thì chỉ thấy một con ruồi được vẻ trên đó hắn vô cùng tức giận quay qua quay lại nói hư minh sạn tuyết việc đến nước này cô vẫn dám chơi kể nào bỗng có một giọng nói vang lên Tốt tốt, tiện nhân phản đồ này, lại lấy thánh vật bổn môn giao dịch với bên ngoài. Nhạc Thần Phong phát giác ra một điều kỳ lạ, không chỉ một người tới, đúng như hắn nghĩ, một kẻ lạ mặt mặc áo choàng bất ngờ nhảy từ trên mái xuống, cây gậy của hắn ta nhắm vào tấn công Nhạc Thần Phong, hắn ta dùng một tay chứa khí tức mạnh mẽ để đỡ lại, cuối cùng thành công đẩy trên lại mặt ấy văng ra xa, kẻ lạ mặt mặc áo choàng đáp xuống dưới đất, giọng nói của hắn ta vang lên, có thể đỡ một gậy của lão thân có chút bản lĩnh, các hạ là ai? lại cầu kết với phản đồ này nhúng tay vào thiên la hương ta nhà thần phong biết mình đã mắc bẫy minh sạn tuyết thiên la hương hóa ra cô ta kéo dài thời gian là vì người này minh sạn tuyết ngồi yên tại chỗ hòa nhã lên tiếng chào hỏi bà lão đứng trước mặt lão lão năm đó ở thiên la hương tuy người không tính là thân thiết với ta nhưng cũng thưởng phạt phân minh tuy ta hận cả thiên la hương nhưng không hề muốn giao đấu với người hôm nay gặp nhau quả thật xúc động nhưng đáp lại cô lại là thái độ hung hăng của tri thú vân phản đồ từ khi ngươi trộm thiên la kinh đi làm chuyện đại nghịch khinh sư diệt tổ thì nên nghĩ tới có ngày hôm nay nếu ngươi đã về lão thân nhất định phải lóc ra chặt xương người nhà thần phong nhăn nhó mặt mày nhìn cô rồi thầm nghĩ đây tuyệt đối không phải trùng hợp đúng lúc gặp mặt ta thiên la hương cũng đuổi tới chắc chắn tất cả chuyện này chắc chắn là quỷ kế của nữ nhân giảo hoạt này minh sạn tuyết ở bên cạnh cười sức lão đáp lại đợi lão người làm được rồi nói thế rồi hắn liền liếc mắt nhìn về phía bà lão và thầm tính toán khó khăn lắm mới chế phục được minh sạn tuyết sao ta có thể dâng cho người khác có điều Bà lão này còn cho người mai phục bên ngoài để đảm bảo ổn thỏa. Ta thoát thân trước, triệu tập người ngũ đế quật tới rồi một mẻ bắt gọn bọn họ. Sau đó vội chấp tay hành lễ và nói, hóa ra là đại thiên hình điển, chi thú vân, chi trưởng lão của thiên la hương, hẳn tiền bối cũng nhìn ra được. Ta cũng có mâu thuẫn với minh sạn tuyết, tuyệt đối không phải như tiền bối nghĩ. Vừa giải thích hắn vừa mở cuộn giấy ra cho bà lão xem. Minh sạn tuyết nói dối thành quen, vừa rồi cô ta đưa ta thiên la kinh này chỉ để đánh lừa, thật ra là một cuốn giấy trắng chi thú vân nghe hắn gọi cô với một cái tên khác nên có chút suy tư thầm nghĩ minh sạn tuyết là tên phản đồ này đặt cho bản thân ở bên ngoài sao trong khi nhạc thần phong lúc này vẫn còn đang tiếp tục nói chúng ta đùng để cô ta lừa nếu chi trưởng lão muốn thanh lý muôn hộ vậy tại hạ không làm phiền nữa nghe được câu này cô bỗng bất chợt phá lên cười và nói nhạc thần phong nếu ngươi không vì cướp đồ nửa đêm đến miếu hoang này để cọ sát võ nghệ sao nghe được danh tính thật sự của hắn khiến cho bà lão có đôi phần cọc cần thầm nghĩ hóa ra hắn chính là bát hoàng đào minh nhạc thần phong chẳng trách có chút bản lĩnh hừ chó săn của triều đình cũng đã nhắm tới thiên la hương ta rồi sao thế là chi thú vân liền chỉ tay thẳng vào mặt của hắn và nói nhạc thần phong ngươi đừng trách lão thân cẩn trọng sự việc liên quan thiên la kinh lão thân không dám qua loa mà lão thân cũng không thể chắc chắn có phải ngươi đã đánh cháo kinh thư hay không nếu ngươi cởi hết y phục từ trong miếu ra ngoài lão thân tuyệt đối không ngăn cản nhạc thần phong cảm thấy không thể che giấu được nữa nên hắn nhanh chóng lộ rõ bản chất trừng mắt dữ tợn nhìn chi thú vân và quát to bà già bà chán sống rồi à với võ công của bà cũng dám khiêu chiến ta ta khiến bà trắng tay nói rồi hắn liền phóng thẳng tới tấn công chi thú vân vừa nhảy lên né tránh đòn tấn công của hắn bà lão vừa nói lão thân không nói muốn đánh riêng với người tiếp theo bà lão nhìn hắn và lạnh lùng thốt ra một câu hoành la trước võng đại trận chi thú vân vừa dứt lời thì bỗng từ phía bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân phi thẳng vào bên trong miếu minh sạn tuyết bình tĩnh nhắc nhở hắn đừng để bọn họ phong tỏa nơi này nhạc thần phong có phần kinh ngạc đáp lại phong tỏa thoáng chốc nhóm hắc y nhân lúc nãy đã hoàn thành xong trận pháp hoành la trước võng đại trận xung quanh hắn hiện tại là rất nhiều sợi dây tơ màu trắng răng đầy ngôi miếu nhạc thần phong cao mày nhìn mấy sợi tơ màu trắng đang bao quanh lấy mình và căm tức thầm nghĩ thiên la ti lại nhiều thế này đao kiếm bình thường với lực mạnh không thể chém đứt tuy không thể làm ta bị thương nhưng hạn chế hành động của ta sau một lúc vùng vẫy mấy sợi tơ trắng đã quấn chặt lên người nhạc thần phong khiến cho hắn có phần bực dọc quay sang nắm lấy tay cô và hỏi minh sạn tuyết cứu thủ chuyên cắt thiên la ti của cô đâu lấy ra đầy cô cất tiếng cười châm chọc rồi đáp lại tài ti nhận của ta quả thật có thể cắt đứt thiên la ti đáng tiếc vừa rồi đã bị ngươi đánh nát đúng thật như lời cô nói hắn chợt nhớ lại bản thân đã từng chính tay đánh vỡ thứ gì đó minh sạn tuyết khẽ liếc mắt sang nhìn chiếc đàn tranh bị đứt dây đang nằm cạnh đó rồi lại tiếp tục nói hơn nữa nhạc thần phòng bỗng từ đâu vang lên tiếng nói của ai đó khiến cho chi thú vân có chút bất ngờ đồ của thiên la hương ngươi đừng vọng tưởng tới nữa minh sạn tuyết cô bà già tự tìm đường chết hóa ra là bùi liệt cậu khi này đang bị trói ở dưới giếng và đang lo lắng thầm nghĩ đánh nhau rồi rất nhiều người thiên la hương gì đó có thể chế phục nhạc thần phong sao nhỡ may người thắng là nhạc thần phong thì ta tiêu đời ta phải nghĩ cách nhưng thiên la ti này trói chặt quá trong lúc bùi liệt vẫn còn đang mải mê suy nghĩ tìm cách trốn thoát thì bỗng có ai đó lên tiếng không ổn cô ta đã thoát ra ngoài nhanh cản sau đó ho một tiếng tiếp theo có một tiếng la thất thanh vang lên, á, à, trên đầu cậu bỗng có hai bóng đen lướt qua, có người tức giận hét lên, người cản ta phải chết. thế rồi hai bóng đen ấy đột nhiên rơi xuống giếng, cậu kinh ngạc thầm nghĩ, chuyện gì vậy? chẳng mấy chốc có một người trực tiếp rớt thẳng lên người bùi liệt, khiến cho cậu đau đớn đến chảy nước mắt hét lên một tiếng, ai da. tiếp theo liên tiếp có ba tiếng tõm vang lên, do cả ba đã bị rớt xuống nước, bùi liệt ở dưới nước cố gắng mở mắt ra nhìn và thầm nghĩ, đau quá, chuyện gì vậy? trở lại diễn biến bên trong căn miếu có ai đó đang dùng sức chặn đầu gậy lại từ giữa ngôi miếu có một luồng sáng trắng tỏa ra do uy lực quá mạnh đến từ sức mạnh của người vừa nãy khiến cho chi thú vân và nhóm hắc y nhân bị văng ra xa hóa ra chiêu thức mang uy lực đầy mạnh mẽ vừa rồi là của nhạc thần phong bà lão khi này đang cố dùng gậy giữ người lại không cho bản thân bị đẩy lùi đi quá xa và kinh ngạc thầm nghĩ nhạc thần phong này dưới sự kiềm chế của thiên la ti lại vẫn mạnh tới vậy bỗng có một hắc y nhân cất tiếng gọi lão lão chi thú vân vội quay lại hỏi thăm cản được phản đồ đó rồi chứ Hắc y nhân nhanh chóng đáp lại, sự việc đột ngột, không ngờ cô ta có thể chém đứt thiên la ti, lúc chúng ta đuổi ra ngoài, đã có hai người chết bên tường, ngoài ra hai người bị ngã vào trong giếng, một người chết ở rừng cây, nhìn hướng là chạy vào trong rừng cây phía bắc, có cần mang người tiếp tục đuổi theo không, xin lão lão chỉ thị, bà lão nghe thấy vậy thì lạnh lùng đáp lại, không cần đâu, không có ta, cho dù các ngươi đuổi kịp cũng chỉ mất mạng thôi, hiện giờ, theo ta cướp đồ về trước đã, nhà thần phong thấy chi thú vân sắp sửa tiến lại, nên vội lớn tiếng cảnh cáo bà già, ta đã cảnh báo bà, hôm nay là đồ của ta, bên trong không phải thiên la kinh. Toàn thân hắn lúc này đang phừng phừng cháy lên ngọn lửa của sự giận dữ, hắn lại tiếp tục nói, cố chấp làm hỏng chuyện của ta, ta đòi mạng của tất cả các người để đền, xem sợi tơ vớ vẩn này của bà còn có thể nhốt được ta bao lâu. Chi thú vân nghe thấy vậy thì lập tức ra lệnh, thiên la ti không thể vây chết hắn, tất cả ngậm thuốc giải, phóng ngũ diễm niên tâm tán, không được để hắn thoát ra, hắc y nhân ngay lập tức đáp lại, vâng, lão lão, giữ vững bước chân, phóng ngũ diễm nghiên tâm tán bên dưới giếng lúc này bùi liệt đang thầm nghĩ bọn họ nói phản đờ đã chạy thoát người nói tới là minh sạn tuyết hai người rơi xuống là người thiên la hương môn bị cô ta giết nhìn hai người vừa mới rơi xuống khi nãy có vẻ bị thương rất nặng nên cậu lại thầm nghĩ liệu có còn sống không có vẻ cổ bị thương nặng hự ừ, thảm quá người bên này xem ra cũng không còn thở không biết ta có thể tìm được binh khí trên người họ cắt sợi tơ trên tay ta thế rồi bùi liệt liền dùng sức đẩy nhẹ người bên cạnh và thầm nghĩ đã đắc tội ấy nhưng cậu lại đột nhiên trợn trừng mắt khi nhìn thấy dung mạo của người này, sau đó kinh ngạc hét lên: "Minh, Minh, hóa ra người mà Bùi Liệt vừa mới đụng chạm chính là Minh Sạn Tuyết." Cô khẽ xịt một tiếng rồi vội lấy tay che miệng cậu lại, không cho cậu lên tiếng. Thấy Bùi Liệt đã bình tĩnh trở lại, nên cô từ từ lấy tay ra. Bùi Liệt ấp úng cất tiếng hỏi: "Cô, sao cô lại ở đây?" Minh Sạn Tuyết bình thản đáp lại, xem ra người ở trong giếng đã nghe được không ít, cười hì hì: "Ta lợi hại không? Lừa được tất cả mọi người." Minh Sạn Tuyết lạnh lùng nhìn Bùi Liệt và cười hì hì ta lợi hại không lừa được tất cả mọi người cậu ngạc nhiên hỏi lại lừa tất cả mọi người cô bình thản đáp lại không phải sao bọn họ đều muốn đẩy ta vào chỗ chết thế là cô từ từ thuật lại diễn biến của sự việc với tính cách của lão lão nhìn thấy ta đưa la thiên kinh giả cho nhạc thần phong ngược lại sẽ cảm thấy nhạc thần phong thật sự tới vì thiên la kinh lúc nhạc thần phong bị hoành la trước võng đại trận bao vây ta lại dùng thiên la ti ném hộp của ngươi ra lúc ấy khi hắn vẫn còn đang bị mấy sợi tơ trói buộc cô vội nhanh tay kéo chiếc đàn tranh lại và nói với hắn rằng nhạc thần phong đồ của thiên la hương ngươi đừng vọng tưởng nữa ngay lập tức cô dùng sức quăng mạnh chiếc đàn tranh lên phía trước hắn nhìn thấy hành động này của cô thì hoảng hốt hét lên minh sạn tuyết ồ nhìn thấy nhạc thần phong lo lắng cho chiếc hộp như vậy chắc chắn lão lão cho rằng thứ trong đó mới là thiên la kinh thật sự bà lão ngay lập tức ra lệnh theo ta lên tài tích du lập du thủ la thiên la hương chế tạo bí mật có thể dễ dàng cắt đứt thiên la ti tuy nhạc thần phong đã đánh nát du thủ của ta nhưng ta đã giấu một mảnh vỡ trong miệng nhân lúc bọn họ đấu nhau Ta cắt đứt thiên la tư, đột phá từ sân sau, lúc giao đấu lại lột xạ hành y của một người trong đó, chi thú vân tức giận hét lớn, đừng để phản đồ chạy mất, mau cản cô ta lại, muốn duy trì hoành la trước võng đại trận, người có thể đuổi theo không nhiều, ta giết hai thủ vệ cuối cùng, nhân lúc trước khi người khác tới ném một người trong đó về rừng cây phía xa, tạo ra âm thanh lá rơi, sau đó mặc áo khoác, lại cùng một người khác rơi xuống giếng, trong đêm tối, bọn họ chỉ biết ta đã trốn vào trong rừng, với trí tuệ của lão lão, chưa chắc sẽ mắc bẫy e là sau đó cũng sẽ phản ứng lại, nhưng trách thì trách bà ta quá xem trọng thiên la kinh, kê dấu lá trong rừng này, hay là ở chỗ sinh ra do cục thế, nếu không có khán giả là ngươi, thì sẽ vô vị thế nào. Bùi liệt bỗng quay đầu về phía sau nhìn thi thể của người còn lại, rồi thắc mắc hỏi cô rằng, chính vì dấu lá trong rừng này, cô đã giết mấy người này. Minh sạn tuyết gục mặt xuống trông có vẻ đang rất mệt mỏi đáp lại, nếu đã dám tới giết ta, đương nhiên phải cực cả tính mạng. Thiên la hương trong thất huyền không phải ngọn đèn thiếu dầu, ngươi tưởng ta bị họ bắt được sẽ có kết cục tốt hơn sao sắc mặt cô hiện giờ đã tái nhợt lại nhưng vẫn cố gắng nói tiếp lần này ta đã đánh giá thấp thực lực nhạc thần phong nhưng một khi chiêu này của ta thành công thật sự khiến ta hài lòng tuy khiến ta có hơi có hơi không áp chế được lôi kình này cô khẽ họ một tiếng bất chợt minh sạn tuyết tiến sát lại người của bùi liệt khiến cho cậu hốt hoảng thốt lên một tiếng ấy cô thều thào nói đừng im hóa ra hành động sỗ sàng này của minh sạn tuyết chính là muốn giúp bùi liệt cắt đứt thiên la ti Cởi trói xong cho cậu, cô lại tiếp tục nói, dựa theo âm thanh, bọn họ đã đánh ngày càng xa, nhưng cho dù có ngũ diễm nghiên tâm tán, người của lão lão cũng không đủ quay được nhạc thần phong, với con người hắn, sau khi thoát được chắc chắn sẽ quay lại trong giếng kiểm tra, nhưng dường như cậu không hề để tâm đến chút nào, chỉ chăm chăm nhìn đôi bàn tay đã được tự do của mình, rồi kinh ngạc thốt lên một tiếng, à, hắn bắt ngươi, chắc chắn vì điều gì đó, có lợi cho hắn, đúng không, ngươi cũng không muốn, bị hắn bắt, phải không, hự, ừ. nhân lúc này rời đi, còn, còn kịp bùi liệt nghe vậy thì im lặng không nói gì trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi cậu tiến lại lay lay người cô rồi kích động hỏi đúng rồi hộp của ta đâu cô biết thứ bên trong rơi vào tay nhạc thần phong sẽ phiền phức thế nào không bùi liệt thấy cô không có chút phản ứng gì nên lo lắng vô cùng mà vừa lay người vừa gọi lớn tên cô minh cô nương minh cô nương bùi liệt hốt hoảng vội lấy tay sờ chán cô và thầm nghĩ mất rồi chán lạnh băng cơ thể lại phát sốt đang vận công chống lại lôi kình đó sao xem ra bị thương rất nặng vừa nghĩ cậu vừa nới lỏng tay ra minh sạn tuyết này ác độc không bằng để cô ta tự sinh tự diệt nhưng càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy có gì đó không ổn bùi liệt khẽ liếc mắt nhìn minh sạn tuyết đang nằm bất tỉnh ở đó cảm giác này giống như ta đang tự tay giết cô ta 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 phải tập quen giang hồ này trước giờ không thiếu tàn nhẫn bất chợt bùi liệt khẽ hự một tiếng hóa ra sau một hồi suy nghĩ đắn đo cậu đã bị cắn dứt lương tâm nên chỉ đành cõng theo cô và gắng hết sức trèo lên võ công cô ta cao cường cuối cùng vẫn không lấy mạng ta lúc a ngốc nói tới kẻ thù cũng chưa từng nhắc tới cô ta giống như không muốn nhắc tới chí ít ta không thể để cô ta chết trong giếng này hay rơi vào trong tay nhạc thần phong bùi liệt nhìn thấy bản thân chỉ còn cách miệng giếng có một chút nên liền lên tiếng tự chấn an bản thân còn chút nữa tay của cậu lúc này đã chạm tới thành miệng giếng sau đó thành công leo lên và tẩu thoát tại một nơi vắng vẻ nọ có ai đó đang nằm gục trên đất và đang từ từ mở mắt ra rồi khẽ ư một tiếng trước mặt người đó chính là thâm khê hổ hắn vội cất tiếng hỏi ngươi tỉnh rồi xem ra thuốc giải nữ nhân đó đưa đã có tác dụng lần này ngươi quản chuyện bao đồng không chỉ nguy hiểm bản thân còn suýt nữa kéo cả một con tàng giác tử long hóa ra người mà hắn đang nói chuyện chính là hồ ngạn chi ông khẽ liếc mắt nhìn vết thương đã được băng bó rồi đáp không ngờ cuối cùng lại do ngươi cứu ta hừ chữ trên mặt xấu quá thích làm quỷ mặt nạ như vậy ít nhất tiết đẹp chút thâm khê hổ nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp ta từng cảnh cáo ngươi đừng lại gần mục tiêu của tổ chức ngươi cũng đã tự mình nghe họ nói hồ ngạn chi vội cất tiếng xen ngang hoài nhị tổng quản nhờ ta đưa thiếu niên a ngốc đó đi chữa bệnh cản trở chuyện gì của tổ chức đó của ngươi hắn đâu hắn nghe vậy liền vội đáp không biết theo ta đoán có lẽ người của ngũ đế quật đã bắt hắn trước một bước rồi ngươi định đi đâu hồ ngạn chi vừa tiến lại phía chú ngựa vừa trả lời lại rằng việc này không cần người lo sau đó khẽ xoa đầu chú ngựa rồi hỏi thăm vẫn đi được chứ huynh đệ thâm khê hổ nghe vậy thì có chút trầm ngâm không nói gì đột nhiên nghĩ đến việc gì đó ông vội lên tiếng cảnh báo với hắn tiện thể nói một câu lần trước là lần cuối ta đeo mặt nạ thay ngươi tham gia buổi học không có lần sau đầu trái lại là ngươi che giấu kỹ tâm tư của ngươi đi đừng bị tổ chức đó của ngươi phát hiện nghe thấy không thâm khê hổ hắn lại trầm ngâm im lặng không nói bên phía bùi liệt lúc này vẫn còn đang trên đường chạy trốn cậu mệt nhọc thầm nghĩ không biết đã chạy bao xa rồi nhìn thấy xa xa có một căn nhà cậu mệt nhọc thở hì hục thầm nghĩ bức tường vây khổng lồ phía trước là chủ miếu sao minh sạn tuyết bất ngờ ho lên mấy tiếng Bùi Liệt nghe vậy vội cất tiếng hỏi, "Minh cô nương, không nghe thấy Minh Sạn Tuyết đáp lại, khiến cho cậu có chút lo sợ thầm nghĩ, cô ta đang run, không áp chế nổi thương thế nữa, sau khi chiến đấu lại bị nước giếng lạnh ngâm vào, đến ta cũng sắp tới giới hạn." Càng nghĩ Bùi Liệt lại càng nhanh chân chạy vội đến ngôi chùa miếu phía trước, chỉ đành cược một ván thôi, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần không phải ổ của Nhạc Thần Phong là được. Bùi Liệt cõng theo cô và trèo lên thành cổng, tiếp theo men theo thân cây trèo xuống, trong lòng thì đang thầm nghĩ, lâu các này xem ra giống kho trong chùa miếu chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa một căn phòng trông có vẻ cũ kỹ quả nhiên là phòng chứa cỏ tốt quá rồi có lẽ nơi này ít người tới thế rồi cậu liền bước vào trong và đặt cô xuống đất thêm chút cỏ khô hút nước giếng lạnh trên người sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô bùi khiêm mệt mỏi ngồi xuống thầm nghĩ phù xong rồi có thể trụ nổi không phải dựa vào bản thân cô rồi dáng vẻ nhắm mắt của cô ta thật sự không giống người ác độc minh sạn tuyết bất ngờ ho mấy tiếng bùi liệt thấy thế vội sốt sắng nói ấy minh cô nương cô cô sao rồi cô nhìn cậu khó khăn thốt ra mấy lời, ta, ta sắp không áp chế nổi lôi kình này, muốn sống thì mau rời đi. Bùi liệt bỗng nhiên nghe thấy gì đó, nên cậu nhanh chóng cảnh giác nói với cô, "Suỵt, nghe thấy có người tới. Bên trong căn nhà hoang đơn sơ lúc này, bóng dáng của một thiếu nữ tay cầm lồng đèn nhỏ nhẹ nói, Khánh như sư huynh ta có thể đưa huynh tiền, đứng trước mặt cô là Khánh như trùm áo choàng đen kín mít. Một lát sau Khánh như mới đáp lại vừa nói vừa cởi bỏ mũ áo ra. Liên Nhi muội gan không nhỏ nhỉ nhân lúc phu nhân nhà muội tới chùa ta thắp hương, lấy trộm nhiều tiền hương hỏa thế này xem ra muội đã biết trong chùa sẽ không đếm kỹ số lượng với phu nhân nói rồi hắn ta bóp chặt tay liên nhi đe dọa cô nàng nếu để phu nhân biết không biết sẽ có kết quả gì đánh chết cũng đã là nhẹ rồi nhỉ liên nhi nghe vậy nước mắt lưng tròng vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha mạng khánh khánh như sư huynh huynh tha cho ta đi tiền ta không cần nữa đưa huynh hết nhưng làm gì có chuyện tên này bỏ qua miếng mồi ngon béo bở hắn ta định giở trò cười biến thái mặc cho liên nhi có bất lực vùng vẫy vậy phải xem muội có nghe lời hay không chỉ là chưa kịp làm gì thì một tiếng động vang lên khiến cho cả hai giật mình tên khánh như hoảng sợ hét lên ai liên nhi nhân cơ hội ôm áo bỏ chạy rồi la lớn có ma còn khánh như vẫn đứng im bất động nhìn xung quanh hắn ta nghiến chặt răng bực tức sau khi chuyện tốt của mình bị phá hủy trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ không nghĩ nhiều khánh như quyết định đi kiểm tra lầu trên hắn nhẹ nhàng từng bước leo lên bậc đi đến nơi tên này cầm lồng đèn lắp bắp nói ai ở đó ta ta thấy ngươi rồi minh sạn tuyết vẫn bất tỉnh nhân sự còn bùi liệt đứng bên cạnh đỡ lấy cô cả hai im lặng trốn phía sau đống rơm thì giọng của tên khánh như vang lên Đừng đừng để ta tóm ngươi ra, vừa nói xong thì hắn ta đã tiến đến rất gần chỉ cần quay mặt lại là có thể thấy được hai người. Bất ngờ Minh Sạn Tuyết tỉnh dậy cơ thể cô run rẩy đôi mắt đã chuyển xanh, lôi kình này, Khánh Như nghe có tiếng động phát ra lập tức khuôn mặt đổ mồ hôi hoảng sợ, "Ai?" Minh Sạn Tuyết khẽ chuyển động bàn tay tạo ra các tia sét nhỏ, "Phải." Trong tích tắc cô nàng đã đi đến dùng tay bóp chặt cổ của tên này trực tiếp tiễn đưa hắn về với tổ tiên, mà không may là lồng đèn mà tên này cầm lên đã rơi xuống dưới đống rơm và bắt đầu bùng cháy, Bùi Liệt nhận thấy tình hình không ổn phải dập đèn lồng trước cậu nhanh chóng dẫm lên để dập ngọn lửa đi nhưng nơi này là phòng cỏ lửa rất nhanh sẽ bén mạnh mà tên khánh như lúc này đã bị minh sạn tuyết xử lý đau đớn hét lên lúc cậu quay ra thì tên này đã ngỏm củ tỏi minh bỗng minh sạn tuyết run rẩy toàn thân như có tia điện chiếu qua bùi liệt thấy thế chạy đến minh cô nương cô minh sạn tuyết nói không lên lời khuôn mặt đau đớn loại bỏ trong cơ thể đột nhiên cô nàng nhảy lên tấn công bùi liệt do chưa thức của cô nàng quá nhanh khiến bùi liệt không phản ứng kịp cơ thể ngã ra phía sau Minh Sạn Tuyết vẫn còn một chút ý thức chỉ có thể nói hai tiếng, xin lỗi, trong khi Bùi Liệt cố gắng gỡ hai tay của cô ra để thoát thân. Đột nhiên hai mắt của Bùi Liệt trở nên sáng rực chuyển sang màu xanh. Ngay sau đó cả hai bị cuốn vào một không gian ký bí đâu đâu cũng có các ký tự Minh Sạn Tuyết nhìn mà vẻ mặt hoang mang. Chuyện gì vậy? Cô chỉ nhớ rằng vừa rồi lôi kình thiêu thân ta chỉ muốn thông qua bích hỏa thần công loại bỏ nó. Vì sao lại tới nơi này đây lẽ nào là hư thịnh cảnh của hắn? Kỳ quái thay nơi đây gần như không có trọng lực khiến cả hai lơ lửng trong không gian cô nàng thầm nghĩ lẽ nào bích hỏa thần công tác động lên người hắn lại có thể khiến hắn dễ dàng tiến vào hư tịnh cảnh thậm chí kể cả ta vào minh sạn tuyết đưa tay gần đến mặt của bùi liệt kiểm tra rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào nhìn không gian quỷ quái này cô càng trở nên nghi vấn bởi nơi này lại có thể suy yếu đau khổ của ta khiến ta có thể dùng bích hỏa thần công hóa giải một phần lôi kình ngay khi cô chạm vào bùi liệt một thứ ánh sáng tỏa ra khắp nơi đây không phải người lựa chọn tốt nhất sao bùi liệt cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc Cậu từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, ánh mặt trời dần lóe dạng chiếu vào trong căn phòng rơm, nhưng chưa kịp tỉnh táo thì một âm thanh vang lên khiến cậu giật mình kèm theo đau tai, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy la lên: "Tiếng gì?" Minh Sạn Tuyết đã hoàn toàn trở lại bình thường, cô nàng ngồi trên đống rơm tay cầm chiếc gương nhỏ cùng cây cọ trang điểm thấy cậu đã dậy thì giải thích: "Ngươi đã tỉnh này là tiếng chuông trong chùa." Bùi Liệt không hiểu ý của cô là gì, "Tiếng chuông?" Cô nàng nói tiếp: "Đúng thế, đỉnh núi đêm qua ngươi vô tình chạy lên là đệ nhất danh sơn Việt thành phố ngoại." A à Lan Sơn trên núi chùa như nêm chùa này là ngôi chùa lớn nhất ở đây, tên là đệ nhất chùa A Định Tam Xuyên Liên Giác Tự. Cậu nghe đến đây thì hiểu ra, hóa ra là Liên Giác Tự ta có từng nghe nói, nhưng cậu bỗng cảm thấy bản thân dường như đã quên điều gì đó. Cậu khẽ xoa chán, đợi đã không đúng, mãi sau cậu mới nhớ lại tất cả bùi liệt chỉ tay vào cô quát sao cô hồi phục nhanh thế, có phải cô đã giết tăng nhân đó không đúng rồi? Sau đó cô còn tập kích ta ủng ta có lòng tốt cứu cô, cô đã làm gì ta? Minh Sạn Tuyết bình thản đáp dâm tăng xấu xa đó đúng thế ta đã giải quyết hắn trước khi hắn hại chết chúng ta đến lượt cô ta đã trả lời một câu hỏi của ngươi hay đổi lại ngươi trả lời một câu của ta đi không phải lần đầu tiến vào hư tịnh cảnh phải không ngươi học ở đâu bùi liệt có hơi ấp úng quyết không khai ra nửa lời ta không thể nói cho cô cô nàng đoán được bùi liệt chắc chắn sẽ không nói nên không lấy làm lạ không sao mỗi người đều có bí mật của mình có điều lúc ta hôn mê mơ hồ nghe thấy ngươi nhắc tới chiếc hộp bị nhạc thần phong cướp đi có vẻ rất quan trọng nhưng cô có một đề nghị thế này đi chúng ta làm một cuộc giao dịch ta cố hết sức đoạt lại hộp giúp người còn nói hết cho ngươi điều ngươi muốn, và bùi liệt mà ngươi cùng ta luyện Hỏa Bích Đan Tuyệt, bùi liệt hoang mang cậu chỉ biết thứ mà cô nàng nói tới, chính là võ công cô với Nhạc Thần Phong cùng luyện vì sao tìm ta. Minh sạn Tuyết kể lại năm đó, ta cứu Nhạc Thần Phong gần chết, trong tay hắn có cuốn Hỏa Bích Đan Tuyệt này để luyện thành công nội công thượng thừa trong đó. Chúng ta đã cùng hợp tác tu luyện Hỏa Bích Đan Tuyệt là nội công huyền bí của đạo môn, nhưng không chỉ cần nam nữ cùng tu luyện, còn cần hai người đều đạt tới cảnh giới nhập hư tịnh của đạo môn, và việc xảy ra đối với tên Khánh như kia cũng liên quan đến chuyện này tối qua ta đã ép một phần lôi kình ra mới tránh bị thư thân trọng thương có điều lôi kình này chưa mất hoàn toàn một khi kết đan sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh ta cần tiếp tục tu luyện bích hỏa thần công loại bỏ hoàn toàn lôi kình chỉ là đối với những người bình thường muốn vào hư tịnh nào có dễ người tu luyện cảnh giới này nếu không có thiên phú thì sẽ thập tử nhất sinh nhiều năm như vậy ngoài nhạc thần phong ta cũng chỉ từng gặp một người cô chỉ tay vào cậu rồi nói như ngươi lại khác hư tịnh cảnh là cảnh giới sau khi vào hư tịnh chắc chắn ngươi có thể luyện với ta ta dạy ngươi võ công giúp ngươi đoạt lại học ngươi trị thương giúp ta thế nào? Bùi liệt hơi phân vân vậy ta có một câu muốn hỏi cô. Cậu thẳng thắn nói vào vấn đề, A Ngốc chính là một phần nội công cô chuẩn bị cho bản thân sao. Truyền thuyết kể rằng ở cả Đông Thắng Châu, Đông Hải Đạo có Phật sớm nhất là Đại Nhật Liên Tông. Đại Nhật Liên Tông thân là truyền đời của tiểu thăng Phật giáo. Tông chủ vào thời Long Hoàng tới Đông Hải xưng là đệ tử của Phật Đà Thế Tôn, tham gia tạo hóa nhân quả khiến dân phục, thù nghiệp truyền đạo mấy trăm năm khiến Đại Nhật Liên Tông nắm thế lực của một phần ba Đông Hải, ngang hàng với cùng thiên nguyên đạo Tông, thương nhau Tông, để lại nhiều đàn xá chủ triền ở các nơi đông hải nhưng giáo nghĩa văn pháp tín thụ tự cầu niết bàn của đại nhật liên tông không phù hợp lợi ích của người thống trị vì vậy liên tục chịu lân tộc và vương quyền ương thổ trấn áp cuối cùng cùng tổ nguyên ma tông biến mất trong dòng chảy lịch sử trải qua mấy trăm năm diệt phật bài phật bách tính đông hải trộn lẫn ký ức còn sót lại của lân tộc ngày trước và quy tắc truyền lại không đầy đủ của liên tông hình thành tông giáo sùng bái riêng của bản đại long vương đại minh thần trong thời gian ngắn đông hải không có phật mà đại nhật liên tông cũng dần dần trở thành truyền thuyết trong sách cổ giờ đây đại thừa phật giáo từ phương tây trào no lội suối tới vì được vương quyền ương thổ hoan nghênh nên lập tức thành học phái nổi tiếng quan tức giàu có bái phật khiến lễ thth thành xu thế vì vậy đông hải cũng mở rộng chùa truyền pháp hội rất nhiều chùa truyền thời xưa cũng lắc mình chuyển biến tu tạo thành chùa đại thừa phật giáo hiện giờ liên giác tự nằm ở đỉnh a lan sơn ngoại ô việt thành phố chính là ngôi chùa nổi tiếng nhất trong đó giống như truyền hương phật môn đứng đầu đông hải liên giác chiếm khoảng đất rộng chia hai viện nội ngoại nội viện phần lớn là đại điện phật đường lầu các kinh thư vì thương nhân phú quý Gia quyến quan thần từ các nơi của Đông Hải tới lễ Phật không ngớt, vì vậy ở tàn tích tiểu thừa tự ngày xưa để lại mở rộng xây dựng phòng ở cung cấp cho khách dâng hương ở, gọi là ngoại viện, trong đó vương xá viện dành riêng cho khách dâng hương nam, a tịnh viện dành riêng cho khách dâng hương nữ. Trong viên ăn uống ngựa xe đều có đủ. Chủ nhà ở sáng nào cũng phục vụ đồ ăn sáng, mang lên tận phòng mời thí chủ dùng bữa. Tiếp xong các khách dâng hương, người hầu sẽ chuẩn bị một đĩa màn thầu nóng hổi đem cho phu nhân ngôi chùa. Nhưng hôm nay bà ấy thấy phục vụ sớm quá liền bảo cô hầu cứ để bên ngoài rồi đi lấy nước để uống trước, người hầu nhẹ nhàng đặt khay bánh trước cửa rồi rời đi một lúc, đĩa bánh đầy gồm khoảng 5 cái, ấy vậy mà vừa bê chậu nước quay lại, thứ mà cô nhìn thấy đã khiến cô ngạc nhiên, đĩa bánh đã biến mất gần hết, chỉ còn lại một cái. Tì nữ sừng sốt tới nỗi nước trong chậu văng tung te, cô lắp bắp hỏi có chuyện gì vậy? Mặt tì nữ chuyển sang sắc xám ngoét lại, cô không nghĩ là trong chùa này lại thật sự có ma, bên ngoài vườn bầu trời trong xanh ánh sáng trong lành lại xuất hiện tiếng động lạ hóa ra chẳng hiểu từ khi nào bùi liệt đã cũng mấy chiếc màn thầu đó trốn ra phía sau vườn cậu đói tới mức ăn nhồm nhòm không ngừng nghỉ ăn no xong liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cậu tựa lưng vào gốc cây mà thở phào một tiếng dài nhẹ nhõm cuối cùng sống rồi dày vào một ngày một đêm trong đầu cậu có chút đắn đo hồi lâu sau khi chạy ra ngoài ta lại có thể làm gì đây cũng không biết lão hồ và nhị ca có chạy được không còn cả a ngóc nữa hiện giờ bên ngoài đang tìm ta Ngoài xích luyện đường còn có người củ nhạc thần phong nữa nhỉ? Nhạc thần phong ta phải làm sao mới lấy lại được xích từ tay hắn? Đột nhiên cậu trần trừ nghĩ lại tự hỏi bản thân lúc vừa rồi trong phòng chưa có, có phải đã trả lời nhanh quá không? Nửa canh giờ trước cậu đang dò hỏi Minh Sạn Tuyết, A à, Ngốc chính là một phần nội công cô chuẩn bị cho bản thân sao? Minh Sạn Tuyết sắc mặt lạnh lùng khó đoán nhưng đầy vẻ kiên định nhìn cậu, cô nói một câu chẳng hề liên quan gì, A à, Ngốc sao? Này là tên các ngươi đặt cho Hải Nhi à cô còn khen cái tên nghe rất thú vị, Bùi Liệt thẳng thừng thông báo chuyện hắn đã không còn tên nữa, cậu kể lại chính cô và nhạc thần phong liên thủ tước đoạt tất cả vốn thuộc về hắn giờ hắn chỉ có thể gọi là á ngốc cô ta mỉm cười đầy vẻ khiêu khích bất kể ngươi có tin hay không ta không muốn hại hải nhi tới bước đường này năm đó tuy ta và nhạc thần phong có ý đồ với bí tịch võ công của nhà hải nhi nhưng cũng giúp nhạc gia phát triển gia nghiệp ta dạy hải nhi luyện hỏa bích đan tuyệt cũng không phải muốn lấy nội lực của đệ ấy cô khẽ vuốt tóc minh sạn tuyết ta làm việc nếu người lợi cho ta phải giữ người đưa lợi chỉ không ngờ hai huynh đệ họ lại cố chấp như vậy bùi liệt hỏi cô có phải cô vốn là người của thiên la hương đúng không vì luyện thiên la kinh gì đó khiến nhiều người thiên la hương truy sát cô thế này sao cô muốn luyện võ công tuyệt đỉnh như vậy có mục đích gì minh sạn tuyết chỉ quay mắt đi né tránh câu hỏi về thiên la hương đó là chuyện trước đây của ta hiện giờ ta chưa muốn nói tu luyện tuyệt đỉnh võ công ta theo đuổi chẳng qua là để thoải mái theo ý mình mà thôi đến đây cô hỏi ngược lại cậu còn ngươi thì sao lẽ nào không có chuyện muốn làm sao nếu có hỏa bích đan tuyệt vào sự trợ giúp của ta Ngươi có thể rất nhanh trở thành cao thủ nội công." Cô nhìn thẳng vào mắt Bùi Liệt, như một chưa nói đúng tâm lý cậu, Bùi Liệt ngẫm nghĩ một hồi, "Ta, à, nhưng cậu lại từ chối thẳng thừng đề nghị này?" "Không, trong lòng ta cô và Nhạc Thần Phong không khác nhau, ta không thể tin cô. Chuyện chưa thương cô tìm người khác giúp cô đi." Thấy điệu bộ quyết liệt của cậu, Minh Sạn Tuyết cũng chỉ cầm nín. Cô không cố gắng thuyết phục nữa, Bùi Liệt cũng nhanh chóng đứng lên rời đi. "Cậu nhắc lại chuyện cái hộp cậu sẽ tự nghĩ cách lấy về." có lẽ đường lúc chúng ta tới không còn an toàn nữa minh cô nương cô cũng tìm nơi an toàn khác ẩn thân đi nếu không còn chuyện khác ta cáo từ trước sau này có duyên gặp lại bùi liệt vừa leo lên nóc chùa vừa tự hỏi lại bản thân những lời cô ta nói khi đó có lẽ không hoàn toàn là giả cô ta thật sự muốn dạy a à ngốc võ công nhưng mà những suy nghĩ lẫn lộn khiến anh không rõ tình thế nữa bèn gạt đi ta đang nghĩ gì vậy lo lắng bản thân cũng biến thành theo ý mình giống vậy sao vừa ra đến cửa đột nhiên một âm thanh lạ vang đến bên tai cậu một vị hòa thượng đang chỉ giáo các sư trong chùa dặn dò họ có khách quý tới hôm nay ai cũng phải sắp xếp người nghênh tiếp hiển nghĩa đại hòa thượng có hai dương đồ càn người tới khiêng ba sư thầy lóc cóc đi theo yên tâm đi hằng như sư huynh chỉ là không biết khánh như sư huynh đã đi đâu bùi liệt liền tránh mặt trước cậu tìm đường khác để không bị gặp rắc rối không hay nhưng cậu nhìn ngó xung quanh liền cảm thán chùa này rộng quá ta tới đâu rồi đây đôi mắt cậu cứ ngớ ngang nhìn liến thoáng không ngờ lại đụng độ một người giữa đường liền giật thót cả tim cậu đổ mồ hôi nhễ nhại cảm thấy tình hình bây giờ không ổn rồi bèn viện một cái cớ để trình bày tiểu sư phụ ta ta tìm nhà vệ sinh nhất thời lạc đường xin hỏi đường ra chú tiểu này non không nghi ngờ gì dáng vẻ của cậu chỉ ngơ ngác nhìn khiến cậu khá chột dạ dây sau hắn cũng chỉ cho cậu nhiệt tình à ngươi là người hằng như sư huynh tìm tới làm việc vặt phải không kinh như các ngươi tập hợp ở ngoại viện lúc chưa phải không nơi này là nội viện hôm nay nội viện có chuyện quan trọng làm sao ngươi dám chạy vào đây hắn ngó trước ngó sau nhìn xem có ai không rồi dục bùi liệt cũng may gặp ta, nếu như gặp phải hằng như sư huynh e là ngươi không sống nổi, tên này vậy mà tốt bụng chỉ cho cậu lối đi. Ngươi nhanh từ đường đó ra ngoài, chú ý đừng bi người khác thấy. Đúng rồi gặp hằng như sư huynh tuyệt đối đừng nói ta ăn vụng quyết đấy. Bùi liệt chắp tay đa ta tiểu sư phụ. Hắn chỉ phì phì vài cái rồi dặn kỹ cậu thật sự gặp hằng như sư huynh thì coi như ngươi chưa từng gặp ta, cậu lao vút như tên bắn lao ra ngoài. Cũng may dáng vẻ này của ta đã thành trông giống tạp dịch rồi. Vừa hay nếu lại đụng phải người có thể đóng giả tạp dịch, tuy nhiên tiếng độc rình dịch ở phía trước khiến cậu cảm thấy có rất đông người cậu khẽ nấp phía sau bức tường nghe ngóng chuyện gì Hóa ra là một dàn sư thầy đang xếp thành hàng dài nghe chỉ đạo có khách quý tới nha môn tự đài tu đông hải đạo kinh lược sứ tri phượng quân tri đại nhân bái sơn một tên quan cưỡi ngựa được cho là khách quý của bọn chúng đã tới tên đại hòa thượng chắp tay cúi đầu đón chào chủ tọa pháp tính viên liên giác tự hiển nghĩa đại sư đặc biệt sai đệ tử hàng như ở đây tiếp đón chỉ đại nhân tri đại nhân hắn bước từ trên ngựa xuống đại sư khách sáo xin hỏi năm vị khách quý khác của Việt thành phố đã tới chưa? Tên đại hòa thượng bẩm báo đại nhân cứ từ từ, đương gia của bốn nhà giang hoàn thích thẩm đều đã tới, hiện đang ngồi ở đông thiên gian. Nói rồi hắn nhanh nhỏ chỉ đường dẫn lối cho tên đại nhân, chỉ có lôi tứ đương di của xích luyện đường vẫn chưa tới. Tiền nghĩa đại sư sai tiểu tăng dẫn đại nhân tới thượng thiên gian trước. Tên đại nhân nhanh chóng đi theo, vất vả rồi, nghe tới đây bùi liệt liền tự hỏi, xích luyện đường ư, sao lại có người của xích luyện đường, còn cả kinh lực đông sứ giả và chỉ đại nhân nữa chợt cậu thấy gương mặt đang nói chuyện với tên hòa thượng rất quen đó không phải người trung gian nhạc thần phong tiếp kiến lưu ảnh sao cậu nhớ lại hồi đó cậu đã làm ầm ĩ trong buổi tiếc nên hắn chắc chắn biết và nhớ mặt vậy nên làm thế nào đây bùi liệt vừa chạy vừa nghĩ chỉ đại nhân xích luyện đường còn cả hòa thượng của liên giác tự sao lại tập trung với nhau lẽ nào liên quan đến lưu ảnh thành vừa rồi nghe có tiểu hòa thượng nói bọn họ phải tới thập phương chuyển kinh đường cậu dừng chân trước một chỗ lạ mà nghĩ vừa hay trước đây ta từng đi qua đó bùi liệt nhíu chặt mày chính là nơi này ta thâm nhập vào nghe thử trước lát sau một viên đá bay qua tường trước mặt các hòa thượng mà rơi xuống vỡ ra một vị hòa thượng ngồi xuống cầm những mảnh đá vỡ lên xem xét trời trong nắng ấm rớt miếng ngói sao vị hòa thượng bên cạnh nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn trời ta nói gì được đây hôm nay mí mắt ta cứ giật mãi cộng thêm ngày quan trọng thế này khánh như sư huynh cũng không thấy đâu vị hòa thượng kia đứng lên ngươi thôi đi lần trước mắt ngươi giật trong chùa còn phát tiền hoa hồng tên kia bất lực kêu lên ta lần này cảm giác của ta thật sự rất mạnh trong lúc hai người họ bàn cãi thì bùi liệt đã nhân cơ hội lèn vào bên trong bùi liệt mông lung đi lòng vòng cậu ngẩng đầu nhìn thập phương trong vô thức bùi liệt hoài nghi nhíu mày nghĩ thập phương chuyển kinh đường này xây thật kỳ lạ đứng ở bên ngoài bùi liệt đã bắt đầu đánh giá mỗi phòng đều có cửa lại không có cửa sổ ta phải tìm nơi trốn đi nếu trèo lên nóc ban ngày có thể có hơi dễ thấy cậu xoa xoa cầm nghĩ trong phòng lại không biết có người hay không chẳng nghe thấy tiếng gì hửng bùi liệt nhíu mày trốn nhanh vào một góc tường tiếng bước chân lại có một nhóm người tới tiên vu bá hải mặt mày lãnh đạm xuất hiện cùng với các vị đệ tử của mình một vị hòa thượng chạy đến cung kính cúi đầu sư phụ bốn vị đương gia đã sắp xếp ở đông thiên gian chỉ đại nhân đã vào nội viện chút sẽ tới tiên vu bá hải tiếp tục bước đi ông ta vừa đi vừa ra lệnh đừng kinh động bốn vị khách quý khiên dương đến thượng thiên gian cho ta những vị hòa thượng khiên dương ở phía sau nghe thấy vậy thì không đi theo ông ta nữa hai vị hà thượng ở phía trước cúi đầu nhận lệnh vâng thấy ông ta đang đi về hướng này bùi liệt lúng cuống nhìn xung quanh làm sao đây, ta nên trốn vào phòng nào? Một trong số những phòng được mở ra, một sợi dây mảnh được bắn tới, bùi liệt ngơ ngác bị nó quấn quanh hông, rồi cả thân thể của cậu bị kéo đi. Ở bên này đám người vẫn không hề hay biết gì, tiên vu bá hải đi tới cửa thì ra lệnh, khiên dương vào, tất cả đều chờ bên ngoài, những vị hòa thượng nhận lệnh, vâng, bên dưới nhanh chóng vang lên giọng thông báo, kinh lực sứ Đông Hải, chỉ đại nhân tới, bùi liệt lúc này bị kéo mạnh vào phòng đang đau đớn ngã trên đất, minh sạn tuyết vừa giữ cửa vừa nhìn cậu, bùi liệt ngẩn người mất mấy phút, đây cô là sau khi đã lục lọi trong trí nhớ cậu nhận ra minh cô nương minh sạn tuyết mỉm cười đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng suỵt cô chỉ chỉ tay xuống bên dưới mà thầm thì bên dưới có thể nghe được ở bên dưới cánh cửa mở ra chi phượng quân điềm đạm đi vào không mấy ngạc nhiên khi có người ở trong phòng tiên vu bá hải mỉm cười thích thú lâu không gặp chi đại nhân vẫn khỏe chứ trong phòng này chỉ có hai chúng ta cũng tiện để bần tăng nói chuyện với đại nhân ánh mắt chỉ phượng quân đầu tiên là nhìn vào cái dương màu đỏ bắt mắt kia rồi ông ta mới từ từ ngồi xuống đáp thập phương chuyển kinh đường này các phòng không trung tường nói chuyện tuyệt đối không có tiếng chuyển ra ngoài quả thật là một nơi tốt để nói chuyện bí mật đại hòa thượng tìm gặp riêng chỉ mỗ vì chuyện nhắc tới lần trước sao tiên vu bá hải trường tới đúng thế triều đình quyết định đại hội tam thừa luận pháp ở bổn tự hiện giờ ngày càng tới gần lưu ly phật tử cũng sắp tới bần tăng he he hy vọng có thể luận pháp riêng với phật tử nói rồi ông ta mở hai chiếc dương đầy áp vàng ra mà nói mời đại nhân xem đại nhân phụ trách công việc chuẩn bị cho đại hội tam thừa luận pháp quả thật vất vả dương này là dâng cho đại nhan một dương khác bẩn tăng muốn dùng để luận pháp với phật tử chi phượng quân rót trà ra trên mặt đã không thể giấu nổi nụ cười tham lam ngài chắc chắn đại hòa thượng đó là lưu ly phật tử đấy đến cao tăng của nam lăng duyên giác thừa còn tôn sùng pháp vương truyền thế dựa vào mấy thứ này e là rất khó luận pháp tự với ngài ấy lần trước ta đã nhắc nhở ngài rồi ông ta đưa tách trà đến bên miệng ánh mắt lóe lên sự mưu mô mà nói lưu ly phật tử muốn mượn đại hội tam thừa luận pháp thống nhất lại tam thừa kết thúc phân tách giáo môn trong đó đại nhật liên tông của thanh văn thừa đã không có truyền nhân chỉ ở đông hải để lại tám mạch còn lại nhân sư bát diệp đại hòa thượng nếu có thể mời người của bát diệp phật tử chắc chắn thêm coi trọng ngài tiên vu bá hải cười nham hiểm he he chỉ đại nhân liên tông bát diệp chẳng qua là truyền thuyết mấy trăm năm phật tử lại là người chân thật ông ta nói thêm với lại lưu ly phật tử tâm mang yêu thương quan tâm vạn vật thế gian he he có lẽ tuệ nhãn của phật tử vừa hay có thể nhìn ra phật tính trong vàng này sẽ như nó như chúng sinh chi phượng quân hài lòng cười lớn ha ha đại hòa thượng lợi hại được rồi chi mẫu nhất định truyền đạt nhưng mọi chuyện sau này phải xem phật tử cân nhắc thế nào tiên vu bá hải thấy ông ta đã nhận lời rồi thì cũng hài lòng đa tạ đại nhân bùi liệt cùng minh sạn tuyết ở trên tầng qua khe hở đã nghe thấy tất cả tiên vu bá hải lên tiếng dương để đây trước mời trì đại nhân theo bẩn tăng đến đông thiên gian bàn bạc chính sự với mấy vị khách quý bùi liệt lúc này ngẩng đầu lên hỏi đây đây chính là cao tăng của liên giác tự sao làm chuyện gì vậy đúng rồi không ngờ nơi này lại có thể nghe được hội thoại trong phòng minh cô nương sao cô phát hiện nơi này minh sạn tuyết mỉm cười không phải ngươi bảo ta tìm nơi an toàn ẩn thân sao ta liền tới đây mười gian phòng của thập phương chuyển kinh đường này giống như trục và nan bánh xe với không gian mười cạnh dưới chân chúng ta làm tâm trục phân tán ra bên ngoài cô nhìn xung quanh rồi nói tiếp tuy không có chung mặt tường nóc nhà lại thông với nhau bất kể người ở phòng nào đều không thể nghe hội thoại trong phòng khác bên ngoài cũng vậy nhưng chỉ có ở đây có thể nghe rõ động tĩnh trong 10 gian phòng, ai cũng không để phòng nổi. Bùi Liệt nghe vậy thì thắc mắc, việc này, người thiết kế cố ý xây để nghe lén sao? Minh Sạn Tuyết không nghĩ vậy, chưa chắc, nghe nói Đại Nhật Liên Tông giỏi nhất là kiến trúc cơ quan tinh xảo, năm đó xây dựng chuyển kinh đường này nói không chừng chỉ để có thể tách ra đọc, nghiên cứu kinh văn. Bùi Liệt lại chú ý một vấn đề khác, cậu kinh ngạc, Đại Nhật Liên Tông, cô cảm thấy chuyển kinh đường này là do Đại Nhật Liên Tông ngày đó xây dựng. Cô bất ngờ chỉ vào một miếng gỗ được điêu khắc tinh xảo rồi nói, ngươi nhìn miếng ngăn chạm rộng này ta dỡ xuống chất gỗ là gỗ tử đàn gà nhiều năm mà hoa văn ở giữa minh sạn tuyết nghiêm túc nói ra vế sau chính là ký hiệu của đại nhật liên tông bùi liệt đưa tay chạm lên miếng ngăn mà hỏi có thể chắc chắn không đây thật sự là đại nhật liên tông trong truyền thuyết sự việc xa xưa như vậy minh cô nương vì sao cô hiểu rõ thế minh sạn tuyết hoài niệm đáp sư phụ ta rất hiểu về đại nhật liên tông chịu ảnh hưởng của người ta cũng có nghiên cứu bùi liệt kinh ngạc ngẩng đầu sư phụ của minh cô nương vậy ngài ấy Đột nhiên cô nhào đến, đưa tay bịt lấy miệng cậu, tay còn lại ra hiệu cho cậu im lặng. Bùi Liệt hai mắt đối diện với bộ ngực đầy đặn của cô, mặt bất giác đỏ ửng. Minh Sạn Tuyết còn tưởng là cậu hít thở không thông trong không gian kín nên tận tình chỉ dạy, động tác chậm, hô hấp thả lỏng. Minh Sạn Tuyết mặt mày nghiêm trọng thì thầm bên tai Bùi Liệt, động thiên gian lại có một người vào, cẩn thận, đây là cao thủ kiêm tu nội ngoại, một người đàn ông với gương mặt nghiêm túc bước chậm chậm từ cửa vào. Người đó đi một lúc sau khi đã vào trong phòng thì thay hẳn bộ mặt nghiêm túc ban nãy bằng bộ mặt niềm nở cười thân thiện đưa tay lên hành lễ, lôi môn hạc tham kiến chỉ đại nhân, để các vị đợi lâu, lôi mẫu có lỗi, có lỗi, hóa ra ông là tứ thái bảo xích luyện đường, lang phong truy vũ, lôi môn hạc. Những người trong phòng thấy lôi môn mạc thì đều hết sức thân thiện đặc biệt là vị chủ trì còn đứng hẳn dậy để mời ông vào chỗ, tứ thái bảo không cần khách sáo, chỉ mẫu cũng vừa tới, mau mơi vào chỗ, mời, lôi môn mạc nói, vị hòa thường bên cạnh cũng làm động tác, mời sau khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi bữa tiệc cuối cùng cũng được bắt đầu người giang hồ nói xích luyện đường một trong ba hiệu đúc lớn của thiên hạ nhưng trong đông hải đạo ai không biết muối hải vận đánh cá sắc không sản nghiệp nào không có mặt xích luyện đường mọi người nói chuyện ở một góc nào đó minh sạn tuyết cùng bùi liệt đang nấp ở đó cô cúi thấp người ghé sát vào tay cậu nói thầm đi theo ta chúng ta qua đó nghe xem hành động chậm thôi chỉ di chuyển khi họ nói chuyện dứt lời minh sạn tuyết quay đầu bò về phía đằng trước thân dưới của cô đối diện sát mặt bùi liệt làm cậu thiếu niên trẻ không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt ở phía dưới mấy người đó vẫn đang nói chuyện rất rôm rả việc làm ăn của xích luyện đường có thể đạt tới mức này không thể không nhắc công của tứ thái bảo quá khen quá khen hoàn toàn nhờ bạn bè giang hồ giúp đỡ càng phải cảm ơn chấn đông tướng quân và chỉ đại nhân chiếu cố trong khi bùi liệt vẫn đang ngượng chín mặt đưa ánh mắt sang hướng khác một giọng nói vang lên đã khiến cậu chú ý nam vị đều là người đứng đầu các ngàng của việt thành phố hôm nay hạ quan hẹn mọi người tụ họp ở liên giác tự thật ra vì một chuyện nghe được giọng nói đó bùi liệt không khỏi suy đoán trong lòng người này chính là tứ thái bảo của xích luyện đường lôi môn mạc cậu không chắc mà tự hỏi nghe nói lôi tổng đà chú ít sao du việc làm ăn lớn nhỏ của xích luyện đường đều do một tay hắn quản lý bùi liệt vừa bò vừa nghĩ không để ý đến việc mặt mình sắp chạm vào mông minh sạn tuyết không biết chuyện đuổi theo điều tra ta và yêu đao có phải hắn tự mình can thiệp không cậu tự hỏi nhưng sự mất tập trung của cậu bùi liệt đã thực sự đâm sầm gương mặt mình vào mông của minh sạn tuyết việc đó khiến cho gương mặt của đỏ hơn thậm chí còn chảy cả máu mũi thấy hành động của cậu Minh Sạn Tuyết quay đầu nhìn Bùi Liệt đưa tay lên miệng ra ký hiệu im lặng Minh Sạn Tuyết cuối cùng quay lại nhận thấy Bùi Liệt hành động kỳ lạ mặt đỏ bừng tay còn đưa lên che mũi cô tiến đến gần dí sát miệng vào tai nói nhỏ với Bùi Liệt ngươi đừng qua đó ở đây nghe với võ công hiện giờ của ngươi chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ngươi ở bên dưới bầu không khí trở nên căng thẳng hơn Tri đại nhân việc này hóa ra ở bên dưới thích Trường Linh đứng đầu ngành gỗ Việt thành phố đang cầm một tờ giấy gì đó mặt hoang mang, ngài nói hành quán trên bản vẽ này phải xây trong 15 ngày, lão ta hỏi, càng đọc lão ta càng thấy vô lý, còn phải dọn ra đất trống xây cạnh liên giác tự, đầy đủ đồ dùng trang trí, Thích Trường Linh khó tin mà hỏi lại, một người nghe yêu cầu vậy cũng không tin được, đùa gì chứ? Chỉ Phượng Quân nghe những gì lão ta nói thì miếng ăn đến miệng còn dừng, đúng thế, đây là ý của Trấn Đông tướng quân, là việc mới bổ sung để chuẩn bị cho đại hội tam thừa luận pháp, ông ta nói, hoàng nghiêm cao, Người đứng đầu ngành gấm Việt thành phố ngồi bên cạnh thích trường linh khi ngó sang đọc mảnh giấy đó cũng khó tin mà run lẩy bẩy. Hừ, hành quán dùng tạm thời cần xây nguy nga vậy sao? Ông ta hỏi, hiện giờ đến đất còn không có. Mộ dung nhu coi chúng ta là hũ tiền ngốc, làm thịt cửu béo sao? Hoàng nghiêm cao đứng phát dậy, chuyển động của ông ta lớn đến độ khiến chiếc cốc trên bàn rơi xuống. Ông ta tức giận chỉ tay về phía đằng trước, thẩm thế lương, từ khi muội muội ngươi gả cho mộ dung nhu. Hắn đã đối cách kiếm thương nhân Việt thành chúng ta lấy tiền, không phải là một lòng muốn vượt qua chúng ta chứ người bị hỏi chưa lên tiếng một ông lão đã lên tiếng hộ hắn ta hoàng thiếu đông ra ngồi xuống bới nói lại đó là trấn đông tướng quân lão gương mặt đầy lo lắng khuyên ngăn huống hồ mấy năm nay tiền thẩm ra lấy không ít hơn hoàn gia cậu, nói đến đó lão ngập ngừng hóa ra ông lão đó là giang khôn người đứng đầu mũi gạo việt thành phố bên cạnh lão là một chàng trai to béo tay cầm cốc rượu không để ý mọi chuyện đó là thẩm thế lương người đứng đầu đồ cổ ngọc sứ việt thành phố chi đại nhân chuyện này tuy đột ngột nhưng tiền có đủ cũng không phải không thể hoàn thành, chỉ là chỗ tiền này không nên dùng thế này, có thể nói cho chúng ta nguyên do không? Lão hỏi, lôi môn mặc luôn im lặng cũng cúi người hành lễ đưa ra nghi vấn của bản thân, xin hỏi đại nhân, xây dựng hành quán quy mô thế này là vì trong chiều có người muốn tham gia đại hội tam thừa luận pháp, chi phượng quân đưa cốc rượu lên uống một ngụ, trả lời lấp lửng, tư thái bảo anh mình, chuyện này vốn cần giữ bí mật, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị không chu toàn sẽ là chuyện mất đầu, hạ quan không ngại tiết lộ chút cho các vị chi phượng quân vừa uống rượu vừa nói người tới tham gia pháp hội chính là hoàng hậu nương nương ý tôn thành giá những người còn lại trong phòng nghe được người đến là ai đều sửng sốt không nói được rồi. hoàng hậu nương nương đích thân tham gia đại hội tam thừa luận pháp lòng ai nấy đều hết sức kinh ngạc thời gian trôi qua mấy phút đám người cuối cùng cũng hồi thần bắt đầu mở miệng trách cứ như vậy vì sao mới nói bao nhiêu người đi theo mấy giờ tới hành quán xây tạm thế này thật sự có thể là nơi phượng đậu liên tiếp những câu hỏi được đưa ra thấy đám người hốt hoảng như vậy chỉ Phượng Quân đưa tay lên làm giảm bầu không khí này xuống các vị bình tĩnh mọi người đều biết Hoàng hậu Nương Nương tin vào Phật pháp là góp sức lớn cho Đại hội Tam thừa luận pháp cũng mới quyết định tham gia pháp hội gần đây hơn nữa Nương Nương có khẩu dụ chuyến này không được phu trương ảnh hưởng tới dân vốn muốn vào ở thẳng trong A Tịnh viện tiếp đó ông ta đưa tay lên hành lễ nhưng mộ dung tướng quân thấy phòng ở trong tự xếp thành hàng khó cho quân hộ giá không chịu đồng ý thương lượng mấy lần mới có kế xây dựng hành quán hạ quan phụ trách điều động vẫn mong các vị đương gia có thể dốc sức tương trợ chi phượng quân nói đầy thân thiện lôi môn mặc cũng hiểu chuyện mà đưa tay hành lễ đáp lại nếu đã là phượng giá quang lâm chúng ta đương nhiên hết sức mình xích luyện đường sẽ để chống hết vận chuyển đường thủy để dùng vận chuyển vật tư cần thiết cho xây dựng hành quán sự việc không thể chậm trễ không bằng chúng ta lập tức tản ra các bên phân công chuẩn bị ai đó nói phía bên trên bùi liệt đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ gương mặt cậu nhăn nhó đóng quân trong tự chắc chắn ảnh hưởng người dân trong thời gian ngắn xây một hành quán có lẽ nào không ảnh hưởng dân sao cậu tự hỏi quay lại phía dưới trì phượng quân hành lễ về phía vị hòa thượng luôn im lặng hiển nghĩa đại hòa thượng hiện giờ việc trong tự có do ngài sắp xếp ông ta hỏi người kia cũng đáp lại chính là tiểu tăng thấy ông ta khẳng định tri phượng quân cuối cùng cũng thực hiện được mục đích hoàng hậu nương nương đích thân tới đại hội luận pháp chưa tín hầu của lưu ảnh thành tiêu lão đài thừa của mai hoàng kiếm chủng và trấn nam tướng quân bồ bảo đại nhân cũng sẽ tề tựu ở liên giác tự ăn uống nghỉ ngơi vẫn mong đại hòa thượng tốn chút tâm tư đương nhiên vẫn có mộ dung tướng quân và thủ hạ của ngài võ tướng trợ tá vị hòa thượng nghe ông ta nói cũng đáp ứng xin đại nhân yên tâm tiểu tăng sẽ dốc hết sức cung tiễn chỉ đại nhân và các vị đương gia dứt lời vị hòa thượng đó đi mất bùi liệt nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ tay gãi gãi cảm suy nghĩ võ tướng ngoài nhạc thần phong ai còn có thể xưng võ tướng của trấn đông tướng quân cậu thắc mắc mà lão đài thừa tiêu gián chỉ cũng sẽ tới tỷ tỷ muốn ta giao yêu đao xích nhãn cho tiêu lão đài thừa hiện giờ ta bị nhạc thần phong và xích luyện đường truy kích đến bạch thành sơn chắc chắn nguy hiểm trùng trùng không bằng ẩn thân ở liên giác tự này đợi nhạc thần phong tới ta lại tìm cơ hội lấy lại xích nhãn đưa thẳng cho lão đài thừa bùi liệt gương mặt đăm chiêu suy nghĩ minh sạn tuyết luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở cậu đừng tính toán vội nín thở ngưng thần người đó lại quay về rồi phía bên ngoài phòng lôi môn mạc đang đứng mặt đối mặt với vị hòa thượng đáng lẽ ra đã rời đi từ ban nãy lôi môn mạc gương mặt đắc ý cười nhếch mép ừ một cái vị hòa thượng đó cũng cười một nụ cười đầy xấu xa người đã đi hết rồi huynh và ta cuối cùng có thể thoải mái nói mấy câu rồi huynh trưởng bên trên trần nhà bùi liệt cùng minh sạn tuyết nghe cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến giờ không khỏi sừng sốt trong lòng huynh trưởng lôi môn mạc và hòa thượng liên giác tự hai người này có chuyện gì vậy chuyện của đệ tiến hành thế nào rồi ông hỏi lão hòa thượng lão hòa thượng đó cười cười đưa hai ngón tay ra xin huynh trưởng yên tâm hai dương vàng đã tặng đi rồi có tiền có thể sai quỷ làm việc chỉ cần có lưu ly phật tử khai thông cho ta vị trí chủ trì kế nhiệm của liên giác tự chắc chắn là của ta Lão nói đầy tự tin, nghe lão nói như vậy lôi môn mặc nở nụ cười hài lòng, ưm đừng quá nóng vội, ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy mới nâng đỡ để thành thủ tọa pháp tính viện, hiện giờ thành công đã ngay trước mắt, tình hình con lừa giả pháp xâm đó thế nào, nghe nói đã trở nên ngây ngốc, ông hỏi, vị hòa thượng nghe câu hỏi của ông cũng cười đắc ý, lão già sức khỏe vẫn tốt lắm, quả thật đã trở nên ngây ngốc, bón cho ông ta cơm thiêu thịt thối, ông ta cũng không phân biệt nổi, ta đã tung tin ông ta bệnh lâu khó khỏi từ lâu, ông ta vừa nói vừa nhớ đến thân ảnh một ông lão gầy nhong, đợi kết nối được với phật tử ta sẽ tìm một cái đệm cói bịp ông ta chết ngạt lão chủ trì bệnh tình nguy kịch viên tịch nửa đêm không ai nghi ngờ đâu nghe đến đó lôi môn mặc càng tự tin ừm bân vạn mai am thế nào có động tĩnh gì không ông hỏi vị hòa thượng tiếp tục cười ta vẫn luôn sai người trong chừng hiện giờ chưa có động tĩnh gì lôi môn mặc nghe đến đó không cười nữa mà quay người sang hướng khác càng như vậy càng lạ nếu không ta không hiểu nổi vì sao lão đầu ở đó sống chết không ra càng không hiểu nổi vì sao ông ta muốn giao xích luyện đường cho ta quản lý nếu muốn lạt mềm buộc chặt môi nhử này cũng lớn quá hòa thượng phía đằng sau nghe ông nói thì gương mặt nham hiểm nếu huynh trưởng nghi ngờ hay tiểu đệ bảo người một mồi lửa thiêu vạn mai am không phải sạch sẽ sao lão hỏi như như được nghe chuyện tay trời ánh mắt lôi môn mặc nghiêm lại quay đầu hét lớn tuyệt đối không được lúc này lôi môn mặc quay hẳn người đi chỉ liếc hòa thượng vài cái không nói tới võ công của lôi vạn lẫm nhát đao nhất kiếm hành tung bí ẩn chắc chắn canh giữ gần hắn còn có đại thái bảo lôi phấn khai nếu để hắn nhìn ra sơ hở của chúng ta chỉ tung ưng trong tay hắn cũng không phải kẻ yếu may hiện giờ hắn vẫn đang điều tra chuyện yêu đao hình như đang tìm một tiểu tử không rảnh để ý chuyện khác hai người sóng bước đi lôi môn mặc vỗ vai hoàng thượng kiên nhẫn chút nhiệm vụ hiện giờ của đệ là đối phó tốt đại hội tam thừa luận pháp trước vị hòa thượng cũng đáp ứng vâng huynh trưởng yên tâm thấy hai người dần đi khuất bùi liệt ngồi phía trên gương mặt lo lắng đại hội tam thừa luận pháp và hoàng hậu nương nương lôi môn mặc đưa người vào liên giác tự dường như còn có mưu đồ với nghĩa phụ của hắn lôi vạn lẫm càng nghĩ cậu càng nhân mày lại gương mặt nghiêm túc hơn những chuyện này có liên quan tới yêu đau không sợ lẽ cho dù không thể lấy lại xích nhãn khi tiêu lão đài thử tới ta cũng nên bẩm báo rõ mọi chuyện với ngài ấy minh sạn tuyết ngồi một bên nhìn bùi liệt trầm ngâm cuối cùng cũng lên tiếng thế nào cô hỏi ngươi cũng nghe thấy rồi đại hội tam thừa luận pháp trấn đông tướng quân chắc chắn sẽ tới nhạc thần phong đương nhiên cũng sẽ góp mặt cô lúc này ngồi ngay ngắn mặt đối mặt với cậu Nhạc thần phong cho rằng ta đã trúng lôi kình của hắn, chắc chắn sẽ trốn đi trị thương. Nếu ngươi và ta cùng luyện hỏa bích đan tuyệt, không chỉ có thể trị thương cho ta, võ công của ngươi cũng có thể tăng mạnh. Đến lúc đó chắc chắn có thể giúp ngươi cướp lại chiếc hộp. Minh sạn tuyết nói, còn bùi liệt nghiêm túc nhìn cô. Minh sạn tuyết thấy cậu thiếu niên bùi liệt không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi, thế nào? Bùi liệt nghe cô hỏi xong trầm ngâm chưa trả lời ngay mà quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt cô. Sau một hồi suy ngẫm cậu không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô. Chuyện vừa rồi, cảm ơn minh cô nương giúp đỡ nhưng ta vẫn không thể thuyết phục bản thân giả sử ta yêu cầu minh cô nương sau khi khỏi không được tùy ý giết người xem ra minh cô nương cũng sẽ không hiểu vậy nên bùi liệt nói đến đó ngừng một lúc ngừng lại một lúc cậu quay người định đi chỗ khác ta sẽ ở lại trong chùa tự mình nghĩ cách tạm biệt tại đây minh sạn tuyết ngồi đó nhìn bùi liệt đi mất cô vẫn ngồi đấy nhìn bóng dáng bùi liệt quay đi nhưng trước khi biến mất minh sạn tuyết nói một câu khiến cậu chú ý ngươi thật sự vì chiếc hộp đó sao cô hỏi có lẽ đến bản thân ngươi cũng không ý thức được từ trong xương, ngươi cũng là kẻ tự theo ý mình thôi." Minh Sạn Tuyết quay hẳn đầu nhìn chằm chằm cậu, "Có điều, ở trong giang hồ, tự theo ý mình sẽ phải trả giá đấy." Dù nghe Minh Sạn Tuyết nói vậy nhưng Bùi Liệt cũng chỉ quay lại liếc nhìn cô vài cái không nói gì. Bỏ một lúc cuối cùng Bùi Liệt cũng đến được đường ra, cậu nhảy xuống từ trên mái nhà đầy dễ dàng. Ngày hôm sau tại công sự phường, ngoại viện liên giác tự, có vô số người dân đang tập trung ở đây, "Đứng nghiêm hết cho ta, nhanh lên!" Ai đó hét lớn hắn đưa mắt nhìn đám người lôi thôi lết thết trước mặt rồi nói quy tắc của nơi này điều quan trọng nhất hằng như ta chính là pháp là thiên của các ngươi nhìn bộ dáng đầu trâu mặt ngựa của các ngươi nếu không phải ta từ bi đám dân tị nạn các ngươi đã bị đầy đi tòng quân lâu rồi ông ta nói đầy trịch thượng bùi liệt không biết từ bao giờ đã lẫn vào đám người nhìn hằng như vẫn đang giao giảng thứ gì đó cũng là các ngươi may mắn gần đây trong chùa thiếu nhân sự nhớ lấy mạng các ngươi do ta cho ta có thể lấy lại bất kỳ lúc nào bùi liệt nhìn chằm chằm hắn ta lòng suy ngẫm hóa ra tạp dịch gọi tới là dân tị nạn hằng như ngồi trên chiếc ghế tay chỉ chỉ trỏ trò đám người bảo các ngươi làm gì thì các ngươi làm đó chỉ cần nghe lời làm việc chùa đảm bảo các ngươi ăn no mặc ấm nhưng nếu ai lười biếng hỏng việc hoặc chạy loạn lung tung trước khi lôi các ngươi đi gặp quan có lẽ đã bị ta đánh chết trước ông ta nói đầy hách dịch ông ta mở chiếc nắp đậy tách trà ra uống một ngụm phẩy tay những thứ bẩn thỉu này cắt như cạo tóc bọn họ đựa đi tắm sạch sẽ tên lính đằng sau tiến lên niềm nở đáp lời vâng sư huynh phật gia lão gia chúng ta làm việc cũng phải làm hòa thượng sao một người dân ở dưới nghe hằng như nói ban nãy thì thắc mắc chỉ vào bản thân ông ta uống một ngụm trà chưa trả lời lên mà liếc mắt sang chỗ khác nhưng bỗng dưng ông ta uống xong lại ho sặc nó ra ngoài hằng như như nghe được chuyện hài mà đập ghế cười lớn chỉ tay vào phía đám người muốn làm tăng ở liên giác tự ăn mày như ngươi ngươi cũng xứng ông ta chế giễu mà hỏi lại nếu không phải sợ bô dáng bẩn thỉu của ngươi bị người ta nhìn thấy ảnh hưởng hình tượng bổn tự đâu ra lợi này cho các ngươi quỳ xuống ông ta nói ở phía dưới không biết từ bao giờ có tên binh lính đã nắm đầu người ban nãy tay còn lại cầm kéo, người bị nắm tóc cam chịu chỉ cầu xin, xin Phật xa nhẹ tay thôi. Bùi Liệt nhìn một màn này thì ánh mắt đầy sắc khí, trên không nghiêm, dưới át loạn, tăng nhân của liên giác tự này đều biến chất cả rồi. Một tên lính đằng sau nhìn thấy Bùi Liệt thì để ý, tên đó tức giận đi đến gần cậu đá một cái vào lưng khiến thân thể Bùi Liệt cứng người, tiểu tử thối, còn không quỷ, đợi lão tử bế ghế cho ngươi à? Hắn ta hỏi, nhưng Bùi Liệt không hề đau đớn chỉ im lặng quay đầu liếc nhìn tên đó còn hắn thì ngược lại lùi lại run rẩy ôm chân cắn môi đầy cam phẫn a à, chân tê luôn tiểu tử này xương cứng quá người này là ai đưa tới thế bùi liệt nhìn hắn ta đầy sắc khí thấy tình thế không ổn thì nghĩ tạm thời trà trộn vào chùa trước đã nghĩ xong bùi liệt đưa tay lên tháo dây buộc tóc mái tóc dài được thả ra cậu quỳ xuống trước mặt tên ban nãy nhắm mắt nhờ hắn làm phiền sư phụ thấy hành động của bùi liệt tên đó sửng sốt hắn ta kinh ngạc nhìn cậu tiểu tử này dù cho có kinh ngạc đến đâu hắn ta vẫn dùng cây kéo trên tay mình cắt tóc bùi liệt từng sợi từng sợi rơi xuống một lúc sau tại thiên phòng ngoại viện liên giác tự có một tên đang đứng trước cửa đầy hách dịch nói hiện giờ thiện phòng bận thế này lại chỉ có một tạp dịch tới giúp sao trong căn bếp nóng hùng hục quảng như tổng quản thiện phòng ngoại viện nhìn hai người ở cửa nói hiện giờ khác ngoại viện chật cứng đến củi còn không đủ dùng các ngươi chỉ cử một tạp dịch tới đây bao lâu mới bổ hết chỗ củi này tên đứng ở cửa đấy tiến sâu vào trong phòng cùng một người nào đó rồi vỗ lưng hắn một cái ra mạnh quang như sư huynh đừng nóng vội hiện giờ cần xây hành quán khắp nơi cần nhân sự với lại người bị vỗ lưng đầy lúng túng quang như nhìn người đó hỏi không phải còn có tuyên như sư đệ sao đệ ấy có thể giúp được đúng không tuyên như không để cho người tên tuyên như đó nói gì hắn ta ép buộc đưa một thứ gì đó cười đầy ẩn ý tuyên như sư đệ đệ cũng nghe thấy rồi đừng để thiện phòng hết lửa chứ mau cầm dìu bổ củi đi quang như nói người đó cũng lúng túng à vâng quang như dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đầy bất mãn ừ mấy tên này lại bắt nạt tuyên như nhỏ người đi bổ củi bình như sư huynh ta bổ xong rồi, một người từ ngoài cửa noi vọng vào, câu nói đó thành công khiến ba người trong phòng giữ người, hả, à, người đó hóa ra là bùi liệt sau khi được cắt tóc, cậu cầm một thanh dao phay trên tay nói, tháng ba nổi gió, củi khô dễ trẻ. tên hách dịch ban nãy nghe bùi liệt nói thì không tin vào tay mình hoảng loạn hỏi lại, ngươi, một mình ngươi chỉ một lát đã bổ xong hết, không thể nào, đó là một đống củi lớn đấy, hắn ta hét lớn nhưng phía đằng đó từng hàng từng hàng củi được xếp ngay ngắn. Tên đó thấy mọi chuyện là sự thật thì quay lại chỉ về phía tuyên như nói, vậy tốt, nếu đã như vậy huynh như để dẫn hắn bổ đầy vại nước trong chùa kể cả những vại phòng hỏa người kia cũng đáp ứng vâng sư huynh, bùi liệt khi thấy tuyên như thì ánh mắt sáng lên ấy cậu chỉ vào tuyên như nhớ lại ngày hôm đó mình mới vào chùa đây không phải tiểu sư phụ chỉ đường cho ta khi đó sao cậu hỏi tuyên như cũng gần như ngay lập tức nhận ra bùi liệt tuyên như vui vẻ tiến lên a à, hóa ra là tiểu thí chủ ngươi cạo đầu ta cũng không nhận ra nhưng tên kia đứng giữa hai người im lặng không nói gì tên đó im lặng nhìn hai người nói chuyện qua lại thì đầy khinh thường nói ha ha còn tiểu thí chủ tuyên như đệ quả thật cũng chỉ xứng quen biết đám ăn mày này còn không cút đi lấy nước cho ta hắn ta bực tức nói lớn hòa ra ngươi tên tiểu chiếu à một ai đó nói hai người đi xách một số nước to tiểu chiếu ngươi lợi hại thật đấy nhiều củi như mà là loáng cái đã trẻ xong tuyên như khen ngợi gánh nước cũng thế chia sẻ rất nhiều gánh nặng cho ta ngươi khỏe thật trước đây ngươi làm gì thế hai người đi một lúc nhưng đi được một lúc tuyên như dừng lại hỏi bùi liệt Ta. cậu ngập ngừng trước đây ta giúp việc cho đã thiết phòng thường xuyên phải chảy củi quen rồi ha ha bùi liệt nói tuyên như không phải ngươi là tăng nhân trong chùa sao vì sao cảm giác các sư huynh của ngươi cố ý làm khó ngươi bảo ngươi làm những việc này cậu hỏi nhưng tuyên như lại đầy hiểu chuyện cầm một tờ giấy lên nói ta cũng quen rồi tiếp theo chúng ta phải tới thiện phòng giúp việc quay lại chỗ thiện phòng ngoại viện liên giác tự tên đó lại quay lại tuyên như cùng bùi liệt đang ngồi một chỗ gọt vỏ củ cải tiểu chiếu có lẽ ngươi không biết Liên giác tự từ khi được hoàng gia chiếu cố, muốn làm tăng ở đây khó lắm, đều phải có chút tiền tài, thân phận mới được, nhưng sư huynh này của ta đều có cửa riêng, tuyên như nói, nhà ta vốn là làm về từ lâu, có chút tiền nhỏ, năm ta 13 tuổi, trong nhà bỏ tiền quyên ta vào trong chùa, thành tăng nhận bậc như, không muốn sau này ra cảnh xa sút phụ thân cũng bị kiện, sau đó ta không còn được sống ngày tháng yên bình nữa, ha ha, tuyên như nhắm mắt nghĩ lại ngày xưa, nghe đến đó bùi liệt dừng lại, tuyên như đưa củ cải trên tay cười nói nhưng các sư huynh không biết he he thật ra ta rất thích ở thiện phòng quảng như sư huynh chuyên nấu cơm chay cho khách hành hương ngoại viện cơm chay của huynh ấy là đỉnh nất liên giác tự nguyện vọng của ta chính là học được toàn bộ thủ pháp nấu cơm chay của huynh ấy tuyên như vừa nói vừa tưởng tượng không chú ý đằng sau có người đang đến tên đó đến gần nắm đầu tuyên như hắn ta cúi đầu xuống nói tuyên như tay chân nhanh nhẹn quá nhỉ quả nhiên đệ thích hợp làm những việc tạp dịch ha ha thấy người đến là ai tuyên như ngạc nhiên a à, bình như sư huynh hắn ta đe dọa nhìn đệ nhàn nhã thế này hằng như sư huynh bảo các đệ đưa thức ăn cho lão chủ trì pháp sâm đưa cơm cho chủ trì vẫn luôn là sư huynh làm mà tuyên như ngơ ngác hỏi nhưng hắn ta chỉ nói bớt nhiều lời bảo đệ đi thì đệ đi đi bùi liệt nhìn hai người chầm chầm không nói gì khi nghe được đến hai chữ đó bùi liệt ngay lập tức cảnh giác pháp sâm đây không phải lão chủ trì mà hiển nghĩa muốn hại chết sao hai người đàn ông một trước một sau sách theo dò đựng thức ăn đứng trước tiểu phật đường tại núi sau nội viện họ mở cửa ra người áo xanh cất tiếng gọi pháp sâm trưởng lão hai người bước vào trong, tiếp tục gọi, ngài đang ở đâu, Pháp Sâm trưởng lão. Họ ngạc nhiên kêu a à một tiếng khi thấy bộ dạng ngồi im bất động của Pháp Sâm trưởng lão ở gần đó. Đệ tử áo xanh chắp hai tay, cúi người cung kính nói, Pháp Sâm trưởng lão, đệ tử tuyên như tới đưa cơm cho trưởng lão. Lão không thèm nhìn một cái mà chỉ quay nhẹ đầu lắng nghe. Tuyên như nói, đệ tử phát hiện đồ ăn lúc trước để đã lâu, từ thiện phòng tới đổi bánh mới, hy vọng trưởng lão thích. Anh nói hết câu, lão vẫn chỉ ngồi im không nói gì. Lão quay người lại rồi với tay ra sau, Trật lão đưa tay vồ lấy giỏ đồ ăn, lão thở nặng nề hồi lâu rồi phá lên cười khiến hai đệ tử kinh ngạc đổ mồ hôi hột, cả hai quay lưng đi ra ngoài, lão bỗng từ từ mở mắt liếc về phía họ, nhận thấy bất thường, tiểu chiến quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, anh nghĩ, ảo giác sao, ta cảm thấy ông ta đang nhìn chúng ta, chơi chuyển tối, trong phòng vang lên tiếng nói của tuyên như, huynh hỏi pháp xâm trưởng lão à, ông ấy là một truyền kỳ, trước khi ta tới ông ấy đã vậy rồi, nghe nói trước khi hoàng gia đại hưng đại thừa Phật giáo ông ấy đã là chủ trì ở đây không ai biết ông ấy bị vậy lúc nào tuy như tiếp tục nói nghe nói trước đây triều đình thấy pháp xâm trưởng lão lớn tuổi liền chọn trưởng lão có đức hạnh lớn chuẩn bị kế nhiệm chủ trì nhưng sau đó viên tịch rồi mà phát sinh trưởng lão vẫn còn tiểu chiến ca huynh giỏi thật đấy ta không theo kịp huynh rồi nước đậu ép nhẹ nhàng hơn nhiều anh kể đến nay pháp xâm trưởng lão chỉ chủ trì trên danh nghĩa sự việc cụ thể đều do hiển nghĩa trưởng lão chủ trì lúc nấu kịp thời vớt váng rất quan trọng tiểu chiến huynh khỏe giao cho huynh đấy tiểu chiến im lặng vớt váng nghe tuyên như tự luyến nấu tương với thêm lửa cứ giao cho ta ta giỏi nhất việc này đến quảng như sư huynh cũng khen ta thật ra mấu chốt nằm ở hai chữ độ lửa tuyên như tiếp tục nói nhìn mẻ đậu vừa làm xong anh nói thế nào đậu phụ ta làm ra đảm bảo trắng mềm thơm ngon dứt lời tuyên như gắp một miếng đậu cho vào mồm tiểu chiến anh nhìn tiểu chiến với ánh mắt mong chờ hỏi mùi vị thế nào mắt tiểu chiến sáng lên vừa nhai vừa hét lớn khẳng định ngon là đậu phụ ngon nhất ta từng ăn được công nhận tuyên như vui vẻ nói tốt quá rồi chút nữa mang cho quảng như sư huynh thử tiểu chiến nhanh tới đây giúp tiểu chiến nhìn tuyên như nghĩ trong đầu người này thật giống nhật cửu bỗng quảng như mở mạnh cửa ra ông nói với hai người xảy ra chuyện rồi tất cả mọi người tới cửa công sự phòng tập hợp cả hai rơi vào trầm tư bên ngoài cửa công sự phòng ngoại viện của liên giác tự mọi người tụ tập đông đúc hằng như vẻ mặt nghiêm trọng nói nghe rõ cho ta có người ở phòng cỏ phát hiện thi thể khánh như sư huynh xem ra đã chết một lúc lâu rồi có người hành hùng ông ta hét to Người hành hung này rất có thể vẫn đang trong chùa. Tất cả cầm gậy lên cho ta. Cầm chắc đèn lồng, đuốc, hai, ba người một nhóm, tạp dịch đi cùng tăng nhân, mang theo chiêng, lục soát hết tất cả trên dưới trong chùa. Hằng như ra lệnh, hòa như, an như, hai người theo ta. Tiểu chiến mặt không chút gợn sóng nghĩ thầm, hóa ra là chuyện này cuối cùng đã bị phát hiện. Nhưng minh cô nương không dễ bị bắt đầu nhỉ? Hằng như chỉ tay vào đám người nói, nghiêm túc cho ta đi đi. Trên đường tìm kiếm kẻ hành hung, tuyên như cảm khái nói, tiểu chiến, huynh điềm tĩnh thật đấy chẳng sợ hãi chút nào sao tiểu chiến đáp a à, ta cảm thấy hung thủ không thể nào vẫn còn trong chùa nhỉ? cho dù có cũng sẽ không bị hai chúng ta đụng phải đâu mà anh nghĩ trong lòng cho dù thật sự đụng phải minh cô nương chắc chắn cũng sẽ không đi ra gặp mặt tuy như cho mày nói thật ra khánh như sư huynh bình thường làm rất nhiều chuyện ác ngươi nói xem liệu có phải huynh ấy bị ma lấy mạng không tiểu chiến từ tốn nói thất thúc của ta từng nói con người không hiểu được thì đều do quỷ thần rất nhiều chuyện đều có nguyên nhân chỉ là chúng ta vẫn chưa biết mà thôi ví dụ vì sao nước đậu gặp nước chua thì biến thành đậu phụ, ta vẫn mãi không hiểu được. Tuyên như nói, ấy, ta thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ quan tâm đậu phụ tươi mềm ngon. Tiểu chiến, suy nghĩ của huynh đúng là đặc biệt, được rồi, sau này ta sẽ nghiên cứu, bỗng tiểu chiến quay đầu nhìn về phía tuyên như. Tuyên như vẫn đang nói, nếu ngày nào đó ta hiểu được, lúc này đôi mắt của tiểu chiến đã mở to mắt kinh ngạc xen lẫn trong đó là một tia hoảng sợ, anh tự nhủ, sao lại. Thì ra phía trên đầu tuyên như là một kẻ bịt mặt với trang phục đen đặc trưng của những sát thủ. Tuyên như vẫn chưa biết gì nhìn về phía tiểu chiến nói ta sẽ nói cho huynh đầu tiên kẻ bịt mặt biết đã bị phát hiện thì chập một tiếng đôi mắt lộ rõ sát ý tiêu chiến hét lên là ai lúc này tuyên như cũng để ý mà đầu về sau nhìn tên áo đen ném hai viên đá về phía họ hai viên đá chính xác xuyên thủng hai chiếc đèn lông của họ khiến tiêu chiến kinh ngạc đèn lồng tên này tuyên như hoảng sợ cầm chiêng hét lên hung hung thủ đã xuất hiện chiêng gõ chiêng báo cho mọi người thấy vậy tiểu chiến lên tiếng ngăn cản đợi đã tuyên như bình tĩnh bất ngờ tên kia lao tới bẻ mạnh cổ của tuyên như tiểu chiến không phản ứng kịp đôi mắt mở to kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mặt hắn ta buông tay tuyên như ngã khuỵu xuống tiểu chiến thậm chí chỉ vừa nói được tuyên tên sát thủ liếc nhìn tiểu chiến khinh bỉ nói ha vẫn còn một tên có trách thì trách nhãn lực của ngươi quá tốt nhìn thấy ta thấy tuyên như bị nằm vật ra đất bất động tiểu chiến lo lắng hét lớn tuyên như nói rồi anh phẫn nộ gào lên một tiếng ngươi với tên sát thủ và nắm chặt tay lao lên hắn hơi bất ngờ cảm khái nói một câu ồ ngươi còn biết võ công vừa dứt câu tiểu chiến đã tung cho hắn liên hoàn đấm vào đầu và vai mặt tiểu chiến bỗng chốc lộ vẻ kinh ngạc tên sát thủ mắt hơi co lại nhướng mày nói nhiều năm rồi chưa ai đánh ta nhưng ngươi không ổn lắm nói xong hắn liền đánh mạnh vào cổ tay tiểu chiến khiến anh không kịp phòng bị anh hoảng sợ nhìn cổ tay của mình tiếng nứt xương nghe thật rõ ràng cổ tay anh đã bị bẻ gãy không có thời gian để nghĩ nhiều anh dùng chân đá vào tên sát thủ nhưng hắn đã nhanh chóng nhảy lên né được đòn tấn công thoáng chốc hắn đã xuất hiện sau lưng tiểu chiến bàn tay vươn đến sau cổ anh nói lạ mặt biết chút công phu mèo cào ta biết rồi hòa thượng ở phòng cỏ là do ngươi giết tiểu chiến xoay người né đồng thời tung chiêu vô song khoái chảm hắn có chút tò mò hỏi ồ tay không dùng như đao đây là đao pháp gì hắn vươn tay ra nắm lấy tay của tiểu chiến rất nhanh anh đã bị tên đó đè xuống chế ngự hoàn toàn tên mặc đồ đen nói tay chân nhanh nhẹn đấy nhưng chút quyền cước này của ngươi cùng lắm cũng chỉ trộm mà thôi cũng phải hiện giờ cái miếu nát này có tiền thu hút nhất là loài chuột như ngươi vậy tiểu chiến bị hắn giữ chặt chỉ có thể bất lực nhìn về phía tuyên như đã ngã xuống tuyên như khuôn mặt đau đớn khó khăn nói ra hai chữ mau chạy tiểu chiến run rẩy vẻ mặt đau đớn nghiến răng trong đầu thầm gào thét tuyên như anh cố gắng dùng chân phản đòn đá mạnh vào đầu gối tên bịt mặt hắn hơi chế giễu nói ồ cũng rất khỏe hắn lại nói thú vị đấy không bằng lại thử cái này dứt câu hắn ta liền tung liên hoàn cước về phía tiểu chiến anh không kịp né chỉ có thể nhận tất cả đòn đánh khuôn mặt trở nên cau có vì đau đớn tên sát thủ vươn tay bóp lấy cổ anh hắn quật mạnh anh xuống đất tiểu chiến toàn thân run rẩy cố tách tay hắn ra khỏi cổ mình nghĩ tay cứng như sắt động tác cũng không nhìn rõ tên này cho dù trong tay ta có đau cũng không thắng nổi hắn bỗng hắn nói ta đổi ý rồi không cần giết ngươi lúc này có lẽ ngươi còn chút tác dụng chắc chắn ngươi tò mò ta là ai nhưng việc này không liên quan tới ngươi lão tử cũng không quan tâm ngươi ẩn nấp trong chùa này làm gì ngươi chỉ cần biết ta có thể khiến ngươi đau đớn hơn cái chết gấp 10 lần bất cứ lúc nào đúng rồi nói không chứng cứ thì không được nhỉ dứt câu hắn dùng một tay giữ chặt cổ tiểu chiến tay còn lại dùng sức bẻ mạnh vai anh anh đau đớn hét lên vai đã sưng tấy một mảng lớn mặt anh đổ đầy mồ hôi liếc nhìn về phía vai vừa bị hắn bẻ không nghi ngờ gì nữa xương đã bị hắn làm lệch gân cũng đứt đoạn hắn khinh bỉ hỏi thế nào mùi vị tay đứt gân lệch xương vai này được chứ hả tiểu chiến nằm dưới đất vẻ mặt đầy thống khổ giữ lấy bên vai bị thương tên mặc đồ đen thản nhiên ra lệnh nghe cho rõ đây ở trong chùa này có một tòa lâu ta không tiện vào, ngươi vào tìm giúp ta, tìm được sẽ được sống. Tiểu chiến cắn răng gặm hỏi, vì sao, phải giết tiểu hòa thượng này. Hắn xoa xoa cổ tay nói, hỏi một đằng nói một nẻo, có điều không vội, cái ta có là thời gian. Hôm nay ngươi không trả lời, có thể để hôm khác nghĩ kỹ rồi nói, hiện giờ để ngươi biết thủ đoạn của lão từ trước. Hắn cười tà ác, ngươi phải gắng gượng vào đấy, nhất định đừng chết. Tiểu chiến cam phẫn nhìn hắn, máu đã chảy ra từ khóe môi, trời dần sáng, những chú chim bắt đầu bay đi kiếm ăn khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào chùa minh sạn tuyết ngồi trên cao nhìn về phía xa có vẻ cô đã phát hiện tiểu chiến tức thì cô dùng khinh công lao vào rừng cô nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tiểu chiến bên cạnh anh là thi thể tuyên như đôi mắt anh đờ đẫn như mất hết sinh lực anh nói tiểu hòa thượng đó tên tuyên như nấu món chay rất ngon nhưng người đó từ đầu tới cuối không hề nhắc tới hắn cô nhìn về phía có cỗ thi thể đang nằm bất động không khí bi thương tràn ngập cánh rừng anh tiếp tục nói lúc ban đầu ta rất phẫn nộ nhưng khi gân cốt ta đứt gãy nội tâm ta lại chỉ có sợ hãi và muốn chạy, gần như cũng đã quên chuyện của Tuyên Như. Cô lắng nghe anh nói rồi trần trừ hỏi, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Tiểu Chiến gắng gượng ngồi dậy, anh nói hỏi lại, báo thù ư? Có lẽ không tới mức vậy, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng ta nhớ mùi vị đậu phụ hắn nấu. Anh lảo đảo đứng dậy, tiếp tục giải bày, người trong giang hồ, ai ai cũng theo ý mình, đều có việc rất quan trọng của bản thân, yêu đau, tam phủ thi đấu, bí tịch võ công, không ai quan tâm một tiểu hòa thượng nấu đậu phụ khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc nói nhưng ta không thể tán đồng nếu tu la đạo trường này là chân tướng của thế giới vậy ta sẽ hòa thân tu la khiến thế nhân nhìn thấy sự kiên trì của ta anh đứng thẳng nhìn về phía minh sạn tuyến nói minh cô nương ta có thể giúp cô trị thương xin cô đưa ta đi cùng tu luyện nội công thượng thừa cô nhìn anh trầm ngâm không đáp một bàn tay xuất hiện từ hư vô tiểu truyện hiện ra với thân ảnh khi còn là bùi liệt anh đưa mắt nhìn xung quanh không cảnh ở đây thật ảo diệu anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi tự hỏi đây chính là hư tịnh cảnh của ta bỗng ngụy vô âm từ đâu xuất hiện khiến anh giật mình mở to đồng tử thoát cái anh đã thoát khỏi hư tịnh cảnh trở về lại với bộ dạng của tiểu chiến Sắc nước mà ngoi lên anh oán thán một câu làm ta giật cả mình minh sạn tuyết tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì sao tiểu chiến giải thích ta à, không có gì ta làm theo khẩu quyết minh cô nương chỉ điểm ở trong nước lập tức đã tiến vào hư tịnh cảnh chỉ là nhất thời kích động lại đã ra ngoài cô đáp ừm thành công ngay lần đầu đã là đáng kinh ngạc rồi ngươi luyện tập thêm thì không cần mượn lực ngoài nữa, ngươi thay y phục sạch sẽ trước, bên ngoài có người tới, ta ra ngoài ứng phó. Nói rồi cô khoác áo choàng lên, đi ra ngoài, trước cửa, một hòa thượng tới đưa chân, nói, tào phu nhân, đây là chân cô cần, minh sạn tuyết lịch sự đáp lại, vất vả cho tiểu sư phụ rồi, nhận chân xong cô nhanh tay đóng cửa lại, tiểu chiến đã mặc xong y phục, tò mò hỏi, lẽ nào mấy ngày nay minh cô nương đều sống ở A tịnh viện, lợi hại thật, sao cô làm được, cô vén mũ xuống, từ tốn đáp lại, ta đường đường là thê tử Tào Văn Tú, tham quân đại doanh Cốc Thành, tới nơi này cầu phúc, đã thêm 50 lượng hương dầu, ai có thể làm gì ta? Đúng rồi, vết thương của ngươi sao rồi? Tiểu Chiến nhìn những vết thương, cảm khái đáp, chỉ còn thấy hơi đau, thuốc bôi của Minh cô nương đưa ta hiệu quả rất nhanh. Cô nhìn anh, nói, hắc y nhân này không chỉ võ công cao cường, hơn nữa còn rất hiểu về các khớp gân cốt, hắn vạn trịnh từng khớp của ngươi lại nối lại toàn bộ, mỗi lần ra tay đều gây ra nỗi đau tột cùng. Dây vào thế này chỉ để ngươi tìm một món đồ giúp hắn anh hồi tưởng lại những gì xảy ra, nói đúng, hắn nói đồ ở tòa lầu các hắn không tiện vào, đợi vết thương ta lành, tới con đường đá nhỏ ngày hôm đó tìm hắn, anh nói ra nghi vấn trong lòng, hắn còn nói ta là kẻ lạ mặt, điều này chứng tỏ hắn đã ẩn nấp trong chùa rất lâu rồi, rất có thể cũng đóng giả tăng nhân, lẽ nào là, hiển nghĩa hòa thượng, tối đó chỉ không thấy hắn, minh cô nương lập tức phủ định, khả năng không lớn, nếu hiển nghĩa có võ công cao cường thế này, lần trước chúng nghe trộm, không thể nào ta lại không cảm thấy gì, trừ phi võ công của hắn đạt hóa cảnh. Cô tiếp tục nói, có điều, hắn muốn khống chế ngươi, lại không tiện giữ ngươi bên cạnh, chứng tỏ hắn có thân phận khác trong chùa, ta nhất định phải tìm ra hắn. Tiểu chiến nhìn cô, nói, Minh cô nương, cảm ơn cô nhưng ta muốn tự mình xử lý hắn, ta vẫn muốn biết rốt cuộc trong liên giác tự có thứ gì có thể khiến cao thủ như hắn ẩn nấp tìm kiếm. Cô cởi áo choàng ra, khuyên giải, nhưng ngươi phải biết, dùng đau đớn khống chế người khác là quá trình thị uy nhiều lần, chắc chắn hắn vẫn sẽ ra tay với ngươi nói không chừng còn lấy tính mạng người ánh mắt anh kiên định không chút sợ hãi mà đáp lại nếu hắn muốn giết ta thì đã ra tay từ lần trước huống hồ ta cần xác định giới hạn với sự sợ hãi của ta ở đâu cô nhìn anh thầm đưa ra quyết định cuối cùng ải này vẫn cần hắn tự mình đối mặt cô dùng khí thế của mình hùng hổ nói được thôi nhưng ngươi phải nhớ hiện giờ ngươi là đồng minh của ta là hy vọng trị thương của ta nếu ngươi có bất chắc gì hoặc bị người ta bắt đi ta không ngại giết sạch tăng nhân trong chùa này tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi bích hỏa thần công có điều trước đó, ngươi theo ta tới một nơi trước, ở một nơi khác, giọng nói thúc giục vang lên, tiểu sư phụ, sao thế, phu nhân nhà ta còn đang đợi ta trả lời, hòa thượng vẻ mặt lo lắng, đáp, xin thí chủ đại nhân bớt giận, a à, có rồi, có rồi, ngành dược liệu ở Việt Thành, phố Ô Gia, tổng cộng 37 người, dự tính ở A Tịnh Viện, vương xá viện tổng cộng 16 thượng phòng, kẻ mặc đồ tím phàn nàn, thật là chậm chạp, hòa thượng kia vội vàng đáp, tiểu tăng lập tức gọi các sư khác tới dắt ngựa dẫn đường cho các vị thí chủ mời các vị đại nhân công tử theo tiểu tăng tới vương xá viện nghỉ ngơi một tăng ra đi tới chỗ phù xích cẩm cung kính nói mời các vị nữ thí chủ di chuyển tới a tịnh viện ổn định thí chủ mời cách đó không xa quỳnh phi làm loạn hét lên cút hết ra cho ta hạ nhân cố gắng chấn tĩnh cô thiếu chủ nam nữ phải chia ra ở nhìn cảnh tượng hỗn loạn này xích cẩm thầm khinh miệt hừ lại là cô ta thế này còn là thiếu chủ chỉ là một kẻ ngu quỳnh phi vẫn ngoan cố khó chịu to tiếng đừng kéo ta kéo ta bị thương ta sẽ bảo mẹ đánh gãy chân chó của đám các ngươi. Nói rồi cô hét về phía xe ngựa, mẹ, vì sao con không thể ở cùng sở khiếu chu? Một bàn tay vươn ra, vén lớp rèm nói, Quỳnh Phi, Phật môn là nơi thanh tịnh, không được cản quấy. Cô ra lệnh cho hạ nhân, hai người các ngươi trông chừng thiếu chủ, đừng để nối chạy loạn. Huyền tử, ngươi qua đây, nhận lệnh, huyền tử tiến về sát xe ngựa đáp, vâng, tông chủ. Hai người ghé sát nói thầm, thấu ngọc khiết hỏi, thương thế tiết lão thần quân sao rồi? Huyền tử trả lời, hồi bẩm tông chủ, lão thần quân tuy đang vất vả khống chế lôi kình nhưng đã có dấu hiệu thiêu cơ thể nhận được thông tin ngọc khiết ra lệnh sau khi trời tối đích thân chuyển ông ấy vào trong chùa không được để bất kỳ ai thấy nhất định phải tới trước nhạc thần phong huyền tử đáp vâng ngọc khiết cầm lọ thuốc trầm ngâm để hai tiểu tử đó chạy mất lần này nhạc thần phong chắc chắn sẽ không đưa lão thần quân thuốc giải lẽ nào thật sự phải cực hy vọng vào hai viên thuốc không rõ lai lịch này sao bên phía tiểu chiến và minh sạn tuyết hai người lúc này đang lần mò trèo theo một lối nhỏ đi xuống minh cô nương Minh Sạn Tuyết nhận thấy sự lo lắng của Tiểu Chiến liền trấn an, "Đừng lo lắng, lối đi bí mật này không dài đâu." Hai người rất nhanh đã ra khỏi đường hầm, Sạn Tuyết nói, "Chúng ta đến rồi." Mặt Tiểu Chiến thoáng lộ vẻ kinh ngạc, "Đây là?" Một bàn tay bằng đá với những hoa văn cầu kỳ xuất hiện trước mắt họ khiến Tiểu Chiến ngạc nhiên hỏi, "Đây là nơi nào?"